Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện xuyên màn đêm. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn bộ truyện Ác nhân thành đôi. Mời tất cả các bạn lắng nghe. Chương 201 Đại Hòa Thượng lật người qua, lộ ra gương mặt ửng đỏ của Trang Thư Tình, hơi thở bình thường, đưa tay lên chán, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường. Bạch Chiêm thoáng yên tâm một chút, hữu phong nên dậy, nếu không buổi tối sẽ không ngủ được, người ngủ cũng không có động tĩnh gì. Trong lòng Bạch Chiêm không biết sao lại cảm thấy vô cùng khẩn trương khẽ đầy nhẹ nàng hữu phong hữu phong tỉnh tỉnh hữu phong buổi tối lại ngủ tiếp hữu phong người đâu bảo châu và nam châu vội đẩy cửa tiến vào công mời đại phu đi mời ngự y trong cung đến đây mau sáu vị ngự y dẫn đầu là vinh chính rất nhanh liền tiến vào người bước đến đầu tiên là ôn đức công tử hoàng thượng bảo lão phu hỏi ngài chuyện này là sao bạch chiêm cũng không nhấc mắt lên nhìn hắn chỉ nhìn chầm chầm vào người đang xem mạch là vinh chính thấy hắn nhăn mày lại lòng bạch chiêm liền trầm xuống như thế nào thỉnh công tử chờ một chút các ngươi lên đây xem thử đám người chu tề lục tục tiến lên phía trước xem mạch chốc lát liền hiểu tại sao hắn lại nhíu mày mạch tượng trang tiểu thư rõ ràng là mấy người liếc mắt nhìn nhau vinh chính liền biết hắn không đoán sai nhanh chóng trả lời công tử mạch tượng của trang tiểu thư vẫn bình thường không giống như sinh bệnh trước khi đợi ngự y đến Bạch Chiêm đã xem kỹ mạch tượng của nàng, hắn không phải đại phu, nhưng hắn là người tập võ, về phương diện này không phải là không biết gì, cho nên hắn chắc chắn là mạch của Hữu Phong vẫn bình thường, nhưng mà vậy vì sao nàng vẫn không tỉnh, Vinh Chính lắc đầu, thần cũng cảm thấy nghi hoặc, cả người Bạch Chiêm như đang bị thiêu đốt, ta gọi các ngươi đến đây không phải vì để nghe các ngươi nói các ngươi không biết, không biết cũng phải tìm cho ra, bằng không còn cần các ngươi để làm gì ra đầu vinh chính run lên vội vàng kéo chúng thái y qua một bên để thương lượng đừng nói bạch công tử trang tiểu thư đối với bọn họ giống như nửa sư phụ bằng tình nghĩa đó bọn họ chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực cứu nàng các ngươi có phát hiện gì khác hay không chu tề thay mọi người đáp lời không có thân thể trang đại phu rất tốt không có nửa điểm khác thường mạch tất cả bọn họ xem được cũng là như thế mà nếu quả không có vấn đề trang đại phu bây giờ sẽ không bất tỉnh như vậy nhất định là bọn họ có sơ sót chỗ nào, dương mắt đảo qua mấy người bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người khang hoa, mặt hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn đam chiêu, người có phát hiện gì, khang hoa do dự một chút, hạ quan là cảm thấy khí huyết của trang đại phu dường như có vẻ quá tốt, rất tốt, nhìn vô cùng tốt, vinh chính đi đến bên giường quan sát, quả thật như thế, trên gương mặt trắng nõn phiến lên màu đỏ ửng khí sắc của những nữ từ bình thường sẽ không thể tốt như vậy nhưng khí sắc tốt lại là bệnh chuyện này nói ra ai tin có bệnh gì lại khiến khí sắc tốt hướng tả vội vàng từ bên ngoài tiến vào đi đến bên người công tử nhẹ giọng nói công tử đại sư phúc nguyên của tăng trí tự cầu kiến không gặp hướng tả biết lúc này không thể chọc đến công tử vội vàng nói hết phúc nguyên đại sư nói hắn đến vì trang tiểu thư lúc này bạch chiêm mới nhìn qua phía hắn ánh mắt lạnh như băng phảng phất như muốn cắt lưỡi của hắn mời vào đây vâng phúc nguyên vẫn chưa tới nhưng chu chi tiếu và trang thư hàn đã xông tới chu chi tiếu có chút cố kỵ nhưng Trang Thư Hàn đã trực tiếp chạy vội tới bên giường, thấy sắc mặt tốt đến không thể tốt hơn của tỷ tỷ hắn có chút mờ mịt ngẩng đầu, bạch đại ca tỷ tỷ làm sao vậy, bị bệnh gì, bạc chiêm đối với người khác đều là dáng vẻ lạnh nhạt, cho dù là đồng gia, hắn cũng chỉ nhàn nhạt tiếp xúc, duy độc vị đệ đệ này của Trang Thư Tình là có mấy phần quan tâm, hắn biết rõ hiếu phong vô cùng quan tâm đến hắn, đã từng có một đoạn thời gian rất dài địa vị của của hắn trong lòng hữu phong cũng không thể nào sánh bằng thư hàn hiện tại nhìn về phía người đang ngủ bạch chiêm nghĩ Bây giờ không nhắc đến, chỉ cần nàng tỉnh lại, hắn sẽ không so đo, không nhận được câu trả lời chắc chắn, Trang Thư Hàn vẫn cố chấp hỏi, Bạch Đại Ca tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì có phải hay không? Bạch Chiêm cúi đầu nhìn về phía hắn, dùng ngữ khí vô cùng khẳng định nói cho hắn, tỷ tỷ ngươi đương nhiên sẽ không có chuyện gì, nàng chỉ có chút mệt mỏi nên muốn ngủ lâu một chút mà thôi. Trang Thư Hàn dùng sức gật đầu, ta biết tỷ tỷ bận việc lâu như như vậy, nhất định là mệt mỏi, lừa mình dối người, Chu Chi Tiếu làm sao có thể tin, nhưng mà hắn cũng không truy vấn Bạch Chiêm, mà đi đến chỗ của ngự y để hỏi tình huống, không hỏi cho ra, lòng hắn sẽ không yên, phiền chán trầm mặt xuống, nhanh chóng nghĩ biện pháp, vinh chính cười khổ, vâng, lúc này hướng tả đã dẫn Phúc Nguyên Đại Sư đi vào, tăng trí tự đã có mấy năm truyền thừa, ở nơi đó. Có rất nhiều vị hòa thượng có tiếng, Phúc Nguyên cũng là một trong số đó, Bạch Chiêm Nguyên bản cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng với hắn, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền coi trọng người này, người đã luyện võ đến trình độ này như hắn, nhìn người đã không phải chỉ dùng ánh mắt mà là cảm quan, cảm giác vị hòa thượng này mang đến cho hắn rất không bình thường, hắn cũng đã gặp qua không ít hòa thượng, chuyến đi Tây Vực lần này hắn cũng từng động thủ với vài vị hòa thượng nhưng không người nào có thể khiến hắn có loại cảm giác này, nhất là đôi tai có vẻ vô cùng to bản kia, Bình Sinh hiếm thấy, mệnh tướng nói, tai dài là tượng trưng cho trí tuệ, quả thật như vậy, người này sâu không lường được, Bạch Chiêm bình thường không nghĩ nhiều như vậy nhưng hôm này lại khác người này nói rằng hắn đến là vì hữu phong bần tăng phúc nguyên kính chào công tử người nói rằng ngươi đến là vì hữu phong có ý gì lời này thật sự rất không khách khí nhưng Phúc Nguyên Đại Sư lại làm như không để ý đến, hai tay chắp thành chữ thập cúi đầu, mệnh cách của trang thí chủ khác với những người khác là một người lạc đường tìm đến nơi này, trong lúc vô ý lại tìm thấy đường về, Đại Hòa Thượng, người tới nơi này chỉ vì nói những lời nhảm nhí này thôi sao, hướng tả tiễn khách, hướng tả tiến lên một bước nhưng lại cảm thấy bản thân không thể nhúc nhích. Bạch chiêm cảm quan linh mẫn, lập tức phát hiện, lệ khí khác người như bị mở nút, ảo ảo thoát ra, một trường nhìn như nhẹ bẫng đánh tới Phúc Nguyên. Phúc Nguyên phỉ lui về sau một bước mới có thể đứng vững, không quá thoải mái tiếp lấy một trường này, trên mặt lộ rõ kinh ngạc, bạch công tử quả nhiên phi phàm, bạch chiêm cũng xem trọng liếc mắt nhìn Phúc Nguyên, vừa rồi bởi vì quá tức giận, hắn đã dùng tám phần công lực vì không để phòng ở trở nên đổ nát hắn đã nén công lực lại một chỗ để đánh ra, hắn muốn dùng một kích này để ném phúc nguyên ra khỏi phòng, nhưng không ngờ người này lại có thể tiếp được tám phần công lực hiện tại của hắn, cho dù là mộc hạ bộ tộc cũng không có người dám tiếp, lời này phải là ta nói mới đúng, đại hòa thượng quả nhiên bất phàm, tâm phúc nguyên như một cái giếng cạn không nhấc lên một chút gợn sóng lần đầu tiên phải hắn phải mở to mắt nhìn chính là khi một ngôi sao kỳ lạ xuất hiện từ hai năm trước nguyên bản hắn vốn không nên đến nơi này trong hai năm qua vì sự xuất hiện của ngôi sao kia mà đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện khiến cho một quốc gia sắp bên bờ sụp đổ lại một lần nữa có thể khôi phục tuy rằng hắn sớm đã tính ra được long mạch của đại chu đã đến hồi sắp đứt nhưng vì ngôi sao đó mà lại hiện ra điểm lành khi đó hắn liền biết, ngôi sao đó đột ngột xuất hiện, tất cả là do thiên ý, mà bây giờ, ngôi sao này phải rời đi cũng là vì thiên ý, chỉ là vào thời điểm ngôi sao này rời đi lại hiện ra một sát tinh, nơi nơi đều là dấu hiệu bất ổn, cho dù không muốn tham dự đến thế sự nhưng hắn vẫn không thể tạm dừng tu hành để đến Bạch phủ Thiên Hạ, không thể loạn, mà vị Bạch công tử chính là ngọn nguồn, không, phải nói là từ khi Bạch công tử ra đời Thiên Hạ này đã gieo xuống một mầm vạ trước kia có mẫu tính dùng thân tình để ràng buộc hắn dùng dương thọ trói chặt hắn nhưng vào lúc hắn sắp thoát khỏi sự trói buộc ấy trang tiểu thư lại xuất hiện một cách kịp thời đây mới là cái khóa chân chính khóa chặt lấy bạch công tử có cái khóa này khóa hắn lại thì bạch công tử mới là bạch công tử chứ không phải là một sát tinh nếu hiện tại thiên hạ rối loạn tiếp theo sẽ là một trận náo động vô cùng lớn từ trước tới giờ sau đó phải qua hơn mấy trăm năm thì thiên hạ mới có thể bình ổn, đây chính là kết quả hắn tính ra được, nếu muốn tránh khỏi sát tinh, nhất định phải tìm lại chiếc khóa kia, Bạch công tử bất giận, bần tăng đến đây chính là vì giúp công tử mang trang thí chủ trở về hô hấp của bạch chiêm cứng lại lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu sau cũng không quay đầu lại chỉ phân phó mang những người khác ra ngoài không cần đề cao âm điệu cũng không có ai dám cản lại cho dù là trang thư hàn cố gắng níu lấy không tha cũng bị chu chi tiếu kéo ra ngoài hướng tả đi cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại canh gác ngoài cửa bạch chiêm không nói chuyện chỉ nhìn chằm chằm phúc nguyên phúc nguyên cũng không thèm để ý tiến lên xem mạch cho trang thư tình tâm liền hiểu rõ quả nhiên như thế trang thí chủ vốn là người dị giới nếu muốn dẫn nàng về phải có hai điều kiện không một thôi cũng có thể phúc nguyên nhìn về phía bạch chiêm nếu muốn nàng không còn gì lưu luyến ở thế giới kia vậy thì thế giới này phải có thứ gì đủ lớn để có thể níu nàng ở lại, hoặc là người chỉ có chính bản thân nàng muốn trở về nơi này thôi nàng mới có thể trở về, Bạch công tử có nắm chắc không? Có, vì ta, nàng sẽ trở về, thanh âm Bạch Chiêm vô cùng lạnh lẽo nhưng lại cực kỳ thành khẩn, thân thể cũng đang buộc chặt, người nắm chắc mấy phần? Một nửa, đáp án của hắn không ngoài suy đoán của Phúc Nguyên, bằng động tĩnh từ sau khi Trang Tiểu thư đến đây, có thể nói rằng Dị Tinh không phải là người có dã tâm nàng chỉ muốn yên ổn sinh sống, nhưng cuối cùng nàng lại ngồi lên vị trí giám quốc xét cho cùng là bởi vì Bạch Chiêm không thể không rời khỏi kinh đô, từ đó cũng có thể thấy được cảm tình của bọn họ có bao nhiêu sâu nặng, nhưng phần tình cảm này cũng không phải là mấu chốt có thể mang nàng trở về, nếu như ở thế giới kia có người hoặc có vật gì đó có quan trọng hơn Bạch chiêm, như vậy, thế giới này sẽ phải hứng lấy đại nạn, thiên ý chính là như thế, phải làm thế nào, Phúc Nguyên đánh giá phòng ở một chút, bần tăng xin hỏi, đây có phải là phòng ở trác thí chủ thường ở, đúng vậy, từ khi vào kinh nàng đều vẫn ở tại đây, miễn cưỡng cũng có thể được, tất cả những thứ dư thừa đều phải chuyển ra ngoài, bần tăng muốn lập một hoa sen trận, bạch chiêm không nói hai lời, tự động mở cửa mang những thứ dư thừa tất cả ném ra ngoài, những thứ đó cho dù chân quý, ở trong mắt hắn cũng không đáng một đồng, những thứ mà Bạch công tử thường xuyên sử dụng nhiều đều đưa tới đây hoa sen trận không cần những thứ khác, chỉ cần vật có khí tức của Bạch Công Tử là đủ rồi. Mặt khác, Bạch Công Tử và Trang Tiểu Thư hai người có tín vật đính ước hay không? Tín vật đính ước, Bạch Chiêm nhanh chóng đi đến bàn trang điểm, lật lật trong một đống cháp đựng trang sức, không có tìm thấy, lại mở ra mấy cái khác, rốt cuộc tìm được ở trong một cái hộp nhỏ, bên trong chỉ đựng một cây châm cải, đây là vật ta đưa hữu phong trong ngày nàng ấy cập kê, là do ta tự tay chế tạo, có thể dùng được không? Phúc Nguyên tiếp nhận, nhắm mắt cảm thụ một lát, giữa chiếc châm cài và trang tiểu thư có một sự ràng buộc nhẹ nhẹ, khiến trên mặt hắn hiện lên ý cười. Bây giờ bần tăng đã có sáu phần nắm chắc, bạch chiêm vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh, hắn quả thật cũng rất bình tĩnh, loại bình tĩnh này giống như đã đem tất cả cảm xúc dư thừa bài trừ ra bên ngoài, chỉ duy nhất còn lại bình tĩnh, bởi vì hắn buộc phải bình tĩnh, không thể để bàn bản thân không thể không chế được chính mình. Chương 202, Trang Chu Mộng Hồ Điệp, Trang Thư Tình lúc này đang đứng ngây người trước gương, người trong gương có một mái tóc ngắn, trên người mặc một bộ áo ngủ màu bạc, ngũ quan thanh tú, nhưng khí chất của nàng đi ra ngoài cũng có thể thu hút không ít những cây ngoái đầu đối với gương mặt này nếu là lúc trước trang thư tình sẽ rất vừa lòng nhưng trước mắt nàng không vừa lòng nổi kéo kéo mặt của mình thật đau không phải mơ nhưng mà rốt cuộc là trang chu mộng hồ điệp hay là điệp diễn trang chu nàng là ai là trang thư tình hay là trang tình nếu như kia chỉ là giấc mộng vậy bạch chiêm đâu là nhân vật nàng tạo ra trong vô thức sao nhưng mà hắn rõ ràng sống động như vậy Nàng chưa từng có ảo tưởng gì đối với nửa kia của mình, thời niên thiếu nằm mơ thì cũng là gả cho người có tiền, cho dù lớn hơn mình nhiều, tuổi cũng không sao, nhưng sao lại có thể mở ra một người có hình tượng như Bạch Chiêm, còn có cả thư hàn, nàng chỉ luôn nghĩ rằng bản thân muốn có một ca ca, chưa từng muốn có một đệ đệ, em trai, em gái trong cô nhi viện cũng đã đủ nhiều rồi, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Nàng thư tình đờ đẫn đi về phía giường, hình như lúc thân thể này tỉnh lại, nàng đang nằm trên chiếc giường này, nói cách khác, nàng chỉ ngủ một giấc mà thôi, thật buồn cười, giống như đã từng trải qua một đoạn nhân sinh, hóa ra chỉ là một giấc mơ, trong mơ, nàng có người thân, có người yêu, hiện tại ai có thể cùng nàng trang tình, cậu làm sao vậy, đang cười hay là đang khóc, ở yên trong nhà chờ ta, tớ lập tức đi qua, không cần, tớ không bị bệnh, chỉ là mơ một giấc mơ rất đặc biệt, nhất thời chưa thể hồi thần, tớ sẽ đến, đầu bên kia điện thoại vẫn mãi luôn xác nhận, thật sự không có chuyện gì, ừm, không có chuyện gì, cúp lát nữa gặp, đánh giá căn phòng thuê này, rõ ràng là nơi vô cùng quen thuộc, nhưng lúc này lại có vài phần xa lạ, mở tủ quần áo ra, bên trong không có trường bào rộng tay, không có áo cánh vải và giày lót đế, mỗi kiện quần áo, kiểu dáng đều rất ngắn gọn hào phóng đừng ngốc một lúc lây trang thư tình mới tùy tiện chọn lấy một bộ nước mắt nàng không ngừng rơi không có tiếng nước nở không có tiếng động phát ra chỉ lặng lẽ rơi lệ vừa mở cửa ra luồng không khí nóng lập tức phả vào mặt đúng rồi nơi này cũng đang là mùa hè trang thư tình nhìn quần dài và áo dài tay nàng đang mặc không biết đi như vậy ra ngoài có bị cảm nắng hay không một lần nữa quay trở về lại một lần nữa mở tủ quần áo áo ra, cầm một bộ áo ngắn tay và quần đùi chuẩn bị đi thay, sau đó yên lặng đem quần đùi bỏ vào, cầm một chiếc quần lửng đi thay, cẳng chân trơn bóng lộ ra ngoài, đeo giày vào, còn chưa đi ra ngoài nàng đã cảm thấy không được tự nhiên, cuối cùng vẫn nhận mệnh quay trở lại thay quần dài và giày vải, nơi ở của nàng cách cửa hàng thú cưng không xa, đến đó khoảng 10 phút đồng hồ, cho dù đã đeo kính dâm. Nhưng khi đến cửa hàng thú cưng cũng bị chảy không ít mồ hôi, trang tình, cậu bị điên sao, hôm nay trời nóng nhưng cậu lại mặc nhiều như vậy, sao không học phụ nữ Ả Rập, che hết mặt và cổ luôn đi, tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn nhanh chóng kéo nàng về phía điều hòa, đây là chủ của cửa hàng thú cưng, Lưu chân chân hai người đều là người đơn giản, hai năm ở chung rất nhanh chóng liền trở thành bạn tốt, trang thư tình túm người lại, bây giờ không thể để trực tiếp đứng trước điều hòa đúng đúng tớ quên mất cậu là bác sĩ lưu chân chân nói móc nàng một câu cũng không tiếp tục kéo nàng sao lại như vậy mới có một đêm đã giống như thay đổi thành người khác với cậu đó chỉ là một buổi tối nhưng với mình đó là hai năm trang thư tình cười khổ trong lòng nhịn không được có chút khó chịu đại khái là bị bệnh rồi thấy khóe mắt nàng còn ửng hồng xem ra là đã khóc với tính tình này của nàng mà còn khóc vậy nhất định là đã phát sinh chuyện đại sự lưu chân chân không có tiếp tục truy vấn, chỉ hỏi nếu như có chuyện gì khó khăn cứ nói với tớ, nếu là tiền thì không có vấn đề gì, biết cậu có tiền rồi, chị đây chính là người có tiền, chỉ thiếu mỗi nam nhân để có thể hưởng thụ, Lưu Chân Chân kiêu ngạo dương cầm lên, chỉ vào một con chó quý mà một khách hàng vừa đưa tới, làm việc đi tỉ tỉ tăng lương cho Tuân Mệnh, đại tỷ, Lưu Chân Chân vừa đi, nét mặt trang thư tình liền thoải mái không ít, tâm trầm xuống gâu gâu, trang thư tình sửng sốt, nàng nghe hiểu lời nó nói, nó nói đuôi nó có chút đau, ngày hôm qua, ở nơi này ngày hôm qua, mặc dù nàng có duyên với động vật nhưng nàng không thể nghe hiểu, vì để xác định bản thân không có nghe nhầm, trang thư tình cẩn thận nhấc đuôi nó lên kiểm tra, trong đám lông xù có một cây gai nhỏ ghim vào, chó là loài động vật rất mẫn cảm, không biết cây gai này bị ghim vào thịt đã bao lâu, khiến cho nó đã quen với đau đớn ở chiếc đuôi, cầm lấy dụng cụ, trừ độc nhổ đi cái gai, cho dù tâm tư nàng không đặt ở đây, nhưng động tác vẫn vô cùng thuần thục, cửa hàng thú cưng không nhỏ, vừa chữa bệnh vừa có dịch vụ chăm sóc làm đẹp cho thú cưng, ngoài trang thư tình ra bên trong tiệm còn có những nhân viên khác, bác sĩ thì có ba, đại khái bởi vì nàng là người đến sau, lại có quan hệ tốt với chủ cửa hàng nhất nên quan hệ của nàng với hai người còn lại rất bình thường, có thể coi như là người xa lạ có chút quen biết, mò mẫn lăn lộn mấy năm trong xã hội, trang thư tình rất quen với hình thức ở chung như vậy, đối với mọi người cũng tất nhiên mang theo vài phần đề phòng, lúc này cho dù nàng ất muốn nói chuyện với nó để xác định bản thân có phải thật sự nghe hiểu lời động vật nói nay không nhưng chỉ có thể sờ sờ đầu của nó, dùng giọng bình thường nhẹ nhàng nói thoải mái hơn chút nào chưa con chó nhỏ cọ cọ lòng bàn tay nàng gâu gâu đau đau trang thư tình nhắm mặt lại dùng hết khí lực toàn thân mới có thể chống đỡ bản thân không lộ ra vẻ khác thường nơi này không phải chu quốc nàng không phải trang thư tình năm quyền cao chức trọng trong tay cũng không có một người cường đại như bạch chiêm để che chở cho nàng trang tình có chút không thoải mái sao tiếng bước chân dừng lại bên người nàng là nhậm vi một vị bác sĩ thú y khác trong cửa hàng trong căn phòng mát mẻ nhưng chán trang thư tình lại đổ đầy mồ hôi nàng mở to mắt bình tĩnh đáp lại hẳn là cảm lạnh tối qua bật điều hòa quá thấp nhậm vi rất dễ dàng tiếp nhận lời giải thích này người trẻ tuổi thường tham lạnh vậy thì nên chút ý một chút hôm nay trời nóng sẽ hơi khó chịu chuyện cũng không nhiều ta và lưu giai có thể ứng phó được người đi xin nghỉ đi trang thư tình cũng không tiếp tục kiên trì vậy đành nhờ hai người rồi, không có việc gì, lúc trước ta đã xem qua, cũng không có việc gì nhiều, Lưu dai, có thể chứ, Lưu dai đẩy kính mắt, qua vài ngày nữa ta có chuyện muốn xin nghỉ nửa ngày, Nhậm Vi rất tự nhiên thể hiện thiện ý với nàng, hiện tại Trang Thư Tình rất vui vẻ nhận ý tốt của nàng, đây là điều kiện, Trang Thư Tình gật đầu đáp ứng, đi nói một tiếng xin phép với Lưu Chân Chân sau đó liền rời khỏi cửa hàng thú cưng, chương 203, vẫn là giấc mộng trang chu, nhưng nàng cũng không trở về, mà bắt xe buýt mang theo bao lớn bao nhỏ, không lâu sau nàng đã nhìn thấy nơi mà mình rất quen thuộc, đây là nơi nàng đã sống cả nửa đời, mở cửa ra, trang thư tình dặn bản thân rằng không nên nghĩ lung tung nữa. Là chị tình, chị tình về rồi, đứa nhỏ mở cửa khoảng 7-8 tuổi, mang cặp kính rất dày, gọng kính bi gãy phải dùng băng keo để cố định lại gương mặt mang vẻ cảnh giác nhưng sau khi thấy người tới là trang thư tình lập tức liền cười sáng lạn hôm nay kỳ kỳ đảm nhiệm trọng trách gác cửa sao đến đây có thưởng lấy một khối chocolate từ trong túi ra đưa cho đứa bé trang thư tình sờ sờ đầu cười rất ôn nhu kỳ kỳ vui vẻ cười híp cả mắt nhưng vẫn cố kìm lòng không mở ra ăn mà đi đóng cửa lại kéo trang thư tình đi vào trong hôm nay viện trường có chút không thoải mái, chị Mẫn đã đưa viện trưởng trở về phòng, Mẫn, ở thế giới kia cũng có một người, chị Tình, viện trưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Đứa nhỏ không quay đầu lại, nhưng sự mờ mịt lo lắng trong giọng nói vẫn có thể nghe ra được, trang thư tình ôn nhu trấn an, đương nhiên là không có việc gì rồi, viện trưởng đã lớn tuổi, người già sức khỏe thường hay thất thường, chị đã hẹn cho bác sĩ hôm sau sẽ mang viện trưởng đi làm kiểm tra uống thuốc đầy đủ là sẽ tốt lên thôi kỳ kỳ không cần lo lắng cũng nói với các anh chị em khác không cần lo lắng vâng kỳ kỳ lập tức liền cao hứng trở lại hắn luôn luôn tin lời của chị tình nhất con nít còn chưa biết đây chính là giai đoạn mấu chốt của con người lão rồi đến bệnh sau đó là từ trang thư tình nhìn khoảng sân của cô nhi viên không có thay đổi gì mấy so với lúc trước sao lại có thể không già chứ nàng cũng đã trưởng thành trong ký ức của nàng từ khi nàng tới đây mái tóc viện trưởng đã đầy màu Màu trắng, chỉ là bà ấy vẫn hiền lành như trước, nhìn vị lão nhân đang nằm nửa tựa trên giường, bi thương trong lòng trang thư tình không thể đè nén, bà ấy sẽ chết, nàng không muốn viện trưởng chết đi, nếu như những ngày kia chỉ là mộng, nàng tình nguyện mong rằng những tháng ngày hiện tại có thể trôi qua thật mau, từng đã có một nam nhân toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, đem tất cả mọi thứ tốt nhất đưa đến trước mặt nàng, cho nàng sự thành tâm tuyệt đối, đó là thứ tình cảm sạch sẽ nhất, nàng sao còn có thể coi trọng những người khác, nhưng một đời người lẻ loi trong cái thế giới này, nàng phải làm sao để tiếp tục tiếp nữa? làm sao vậy con bị ai khi dễ viện trưởng vỗ vỗ cô gái đang nằm ở bên người mình khóc đến run rẩy phát sinh chuyện gì khiến một nha đầu cứng cỏi lại có thể khóc thành như vậy trang thư tình chỉ gục đầu bên người viện trưởng dù thế nào cũng không ngẩng đầu lên lúc này nàng rất khó chịu nàng đã không rõ là khóc cho bản thân nhiều hơn hay vì viện trưởng nhiều hơn vẫy vẫy tay cho những người khác đang ở trong phòng những người đó lặng lẽ đi ra ngoài một lúc lâu sau trang thư tình mới ngồi dậy ánh mắt sưng đỏ viện trưởng ngài có hối hận không tốn sức cả đời vì chúng con dù cho bản thân có đau đớn cũng chỉ có thể chịu đựng một mình chưa từng ăn ngon mặc đồ tốt cho dù viện trưởng đã từng có rất nhiều lựa chọn khác nhưng ngài lại bỏ qua hiện tại viện trưởng có hối hận không hối hận quả thật là vô cùng hối hận viện trưởng hiền lành cười nhìn nàng ánh mắt mềm mại khi đó dùng lời hiện đại mà nói thì hẳn là đang trong thời kỳ mãn kinh, cảm xúc vô cùng khó khống chế. Thường xuyên sẽ nghĩ nếu như ta không buông tay những cơ hội lúc trước, có phải sẽ sống hạnh phúc như con nói, ăn sơn hào hải vị? mỗi ngày mặc một bộ đồ mới mà không phải như lúc này ngày ngày lo lắng cho bọn nhỏ lúc trước quả thật đã nghĩ tới viện trưởng cười mang theo sự cảm khái nhưng trừ khoảng thời gian kia ra phần lớn tất cả những thời điểm khác ta đều vui vẻ những đứa trẻ ta nuôi lớn đều có lương tâm những người trong tay chỉ cần hơi có chút tiền đều sẽ mang đến cho các đứa nhỏ ở đây ta nghĩ nếu lúc trước ta bỏ qua giao bọn trẻ vào tay người khác nói không chừng bọn nhỏ sẽ phải chịu khổ hoặc bọn nhỏ sẽ không biết làm cách nào thể hiện thiện ý của chúng nó với người khác chỉ cần nghĩ rằng những đứa nhỏ ta nuôi dưỡng đều có ích cho xã hội a à, liền cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và thỏa mãn sự thỏa mãn giàu có về mặt tinh thần này không thứ gì có thể sánh bằng ta có thể khẳng định cho đến ngày ta chết ta nhất định cũng không hối hận thứ ta lo lắng duy nhất đó là sau khi ta chết người lên thay có thể sẽ là người không tốt, chỉ xem nơi này là bậc thang để tiến lên mà không dụng tâm chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, Tình Nhi, nếu như chuyện này xảy ra, ta dù chết cũng không nhắm mắt. Trang thư tình cắn môi lắc đầu, còn có chúng con, ai dám ngược đãi bọn nhỏ, chúng con sẽ khiến người đó không thể ở lâu trong này. Thực sự, nếu có một ngày như vậy, con sẽ ở lại đây, thay ngài trông nom cho bọn nhỏ để chúng có thể yên ổn lớn lên viện trưởng nhẹ nhàng vỗ tay nàng con có tâm là đủ rồi nhưng viện trưởng không đồng ý muốn con đi con đường này của ta ta đã đi qua nó mấy thập niên hiểu quá rõ những khó khăn trên nó ta không muốn con cũng trải qua những chuyện như vậy hiện tại thu nhập của con cũng tốt con cũng không phải người tiêu tiền như nước để dành một chút về sau nếu có ai cần trợ giúp còn có thể giúp người ta một phen là được viện trưởng trang thư tình là một đứa trẻ kiên cường viện trưởng nuôi nàng từ nhỏ lớn lên nên cũng biết thấy cảm xúc của nàng hôm nay cũng biết sự tình xảy ra không phải nhỏ có phải có người nào làm con thương tâm hay không trang thư tình lắc đầu lại gật gật đầu con mơ một giấc mơ là một giấc mơ rất dài trang thư tình ôm lấy tay viện trưởng đem tất cả những gì nàng thấy trong mộng kể ra hết từng chuyện từng chuyện vừa kể, nước mắt không ngừng rơi, thanh. Âm có khi nghẹn ngào, có khi lưu loát tựa như, nàng thật sự đã trải qua hai năm đó vậy, viện trưởng vẫn một mực an tĩnh nghe nàng nói, nàng năm nay đã 68, trải qua rất nhiều khó khăn, cũng đã thấy những gì mà bọn trẻ chưa từng thấy, nàng sẽ không coi rằng chuyện này chỉ là giấc mộng, không có ai mơ một giấc mơ hoàn chỉnh như vậy, cẩn trọng như vậy nhưng nàng lại không dám nghĩ đến một phương hướng khác con người đều e ngại khi đối diện với sự thật, nàng cũng vậy con muốn đi không, trở về lại thế giới trong giấc mơ kia, con có nhớ những người ở nói đó không nhớ, rất nhớ, trang thư tình cười buồn, viện trưởng con không muốn kết hôn, đó chưa hẳn đã là một giấc mơ có chút cơ duyên không phải ai cũng có thể gặp được, nhưng mà không có nghĩ là nó không tồn tại viện trưởng là người từng trải qua nhiều năm tháng ánh mắt của nàng khiến cho trang thư tình gần như rơi vào tuyệt vọng lại một lần nữa tìm thấy hy vọng con người nói đến cùng là phải trải qua thì mới biết được không nỗ lực về sau sẽ hối hận con không biết bản thân phải nỗ lực như thế nào hướng đi ở đâu con cũng không biết, Trang thư tình cúi đầu, nhưng nếu không thử một lần, sao con có thể cam tâm, vậy là được rồi, là mộng hay thực thử mới biết được, viện trưởng cẩn thận đánh giá nét sáng giỏi trên mặt tiểu cô nương, cẩn thận có thể nhìn thấy nàng quả thật đã có chút thay đổi, sự thay đổi này giống như thói quen dần dần bị cuộc sống ảnh hưởng, độ cong khi ngẩng đầu, động tác uống trà, đã không giống với trang tình của trước kia, chương 204 tìm đường nhận được sự duy trì của viện trưởng trang thư tình đã có quyết định nếu những chuyện kia chỉ là giấc mơ nàng cũng hy vọng có thể trở lại giấc mơ đó một lần nữa để nàng có thể tạm biệt những người ở đó để nàng có thể gặp lại người kia một lần, cho dù đó chỉ là nhân vật hư cấu trong giấu mơ, nàng cũng không muốn hắn thương tâm. người kia không đáng phải sống trong sợ hãi. bất cứ cảm xúc tiêu cực gì cũng không nên thuộc về hắn, không nên xuất hiện trên nét mặt hắn. mà nếu như nếu như đó không phải là một giấc mơ, nếu như đó thật sự là cơ duyên của nàng, nếu như có thể lựa chọn, sẽ không có gì vướng bận mà lựa chọn ở lại, không được nghĩ hiện tại không phải là thời điểm để suy nghĩ những chuyện này trang thư tình tự nói với bản thân nếu như thật sự phải suy nghĩ thì trước hết phải xác định những chuyện kia có phải là giấc mơ hay không hay là do tinh thần nên không ổn định mới có thể tưởng tượng ra được những chuyện như vậy trở về nhà đóng cửa lại trang thư tình đứng ở trước cửa liều mạng hồi tưởng lại những chuyện trước khi mơ giấc mơ kia nàng đã làm những thứ gì sau khi tan tầm trở về nhà tùy tiện ăn một chút sau đó mở máy tính đi đến trước bàn học mở máy tính ra xem chút tin tức về nhạc vừa đọc sách y đúng rồi chính là cuốn sách này cầm cuốn sách bên trên tay trang thư tình tiếp tục suy nghĩ Hình như vào lúc 10 giờ nàng có nhận một cuộc điện thoại, là do bạn học cũ gọi tới, hẹn thứ 7 tuần này sẽ mang viện trưởng đến chỗ của nàng để kiểm tra sức khỏe, tiếp tục suy nghĩ những chuyện sau đó, tiếp sau đó là như thế nào nữa? Đúng rồi, tắt máy tính, uống một ly nước ấm, sau đó tắm rửa, sau đó thay bộ áo ngủ ngày đó, nàng lại sắp xếp một số chuyện, làm xong cũng vừa đúng 11 giờ, sau đó lên giường, đợi đến khi nàng nàng mở mắt ra thì đã là trang thư tình trang thư tình nằm trên giường cố gắng để ngủ nàng thôi miên chính mình sau khi tỉnh ngủ nàng sẽ lại là trang thư tình một lúc lâu mới vất vả ngủ được ngày thứ hai mở mắt ra vẫn là trần nhà màu trắng vẫn là căn phòng nàng đã mua nản lòng che mặt trang thư tình cổ vũ bản thân không thể hấp tấp một ngày không được thì hai ngày hai ngày không được thì mười ngày hai mươi ngày nếu như lại không được thì nàng sẽ nghĩ biện pháp khác nhưng mà bây giờ này còn phải đi kiếm tiền cho dù sau này mình vẫn như thế hay thật sự có thể trở về thế giới kia thì làm cũng phải cố gắng kiếm nhiều chút tiền để trợ cấp cho cô nhi viện, ở thế giới này, thứ làm vướng bận nhất chỉ có cô nhi viện, cứ hai ngày như vậy, nàng liền gầy đi, Lưu Chân Chân gọi nàng vào phòng, ngẩng đầu hỏi, mấy ngày nay cậu bị bệnh hay sao mà sắc mặt trông có vẻ kém vậy, người ta muốn giảm béo thì không được, còn cậu thì mỗi ngày đều gầy, chỉ cần bán bí phương này ra thì cậu không cần phải đi làm công không ở đây nữa đâu thu xếp đi tớ đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra bán bí phương mắt trang thư tình lập tức trở nên sáng ngời đây không phải là biện pháp để trở về hay sao đưa đi thuật từ thế giới này sang một thế giới khác ngoài ra điều kiện là y thuật đó phải có tác dụng với thế giới kia trang thư tình kiềm chế tâm tình kích động giữ chặt lấy cổ tay lưu chân 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 cậu có muốn làm một cuộc buôn bán lớn hay không không muốn lưu chân chân tuyệt đối không động tâm cửa hàng này mỗi tháng đã lời rất nhiều đủ để nuôi sống tớ có nhiều tiền hơn để làm gì càng nhiều tiền càng không tìm được bạn Chai, là vì cậu sợ bọn họ không đủ thật tâm, chàng thư tình cắt đứt lời của nàng, giờ mới kịp phản ứng ra đề tài đã bị kéo sang hướng khác, cậu không muốn cũng không sao, sẽ có rất nhiều người muốn nhưng, chân chân, người tớ tin được chỉ có một mình cậu, nếu như cậu muốn, tôi sẽ để lại cho lưu ra, lưu chân chân liếc mắt nhìn nàng, buôn bán thứ gì, trong tay ở có mấy phương pháp cổ truyền, lưu chân chân tuy rằng cũng không quan tâm nhiều đến việc buôn bán trong nhà, nhưng nhà nào mấy đời tích góp từng chút một buôn bán, mưa dầm thấm đất cũng không phải là không hiểu thứ gì, lợi nhuận có được từ những phương pháp cổ truyền này sẽ mang lại lợi nhuận vô cùng to lớn, chỉ cần tưởng tượng nàng cũng có thể nghĩ được là từ đâu, trang thư tình lắc đầu, bí phương không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con người, nhưng tôi không thể nói cho cậu làm sao tôi có thể biết, không ảnh hưởng đến sức khỏe là được, cậu chờ một chút, tới tớ đi gọi điện thoại, Lưu Chân Chân mở di động, không thể ấn vài cái tìm được tên lập tức gọi qua, anh hai, có bận không? Anh đến chỗ của em một chuyến, ừm, bây giờ có chuyện rất quan trọng, không thể nói trực tiếp qua điện thoại, được em ở đây đợi anh. Cúp điện thoại, Lưu Chân Chân đóng điện thoại lại, nói, tớ cũng có chút tư tâm, những gia tộc như của chúng tớ bất cứ chuyện gì cũng không thể làm việc qua loa, anh trai của tớ tuy rằng là người thừa kế có đủ tư cách nhất, nhưng sau chúng tớ còn có một em trai khác mẹ, nếu như cuộc sống của tớ còn có thể tiếp tục tự do tự tại thì anh trai của tớ phải luôn là người nắm quyền, trang tình, chỉ cần phương pháp của cậu có sử dụng, gia chủ của Lưu gia bất cứ ai cũng không thể chen lọt hơn nữa việc này nếu giao vào tay anh hai tớ ở cam đoan rằng cậu sẽ không chịu thiệt trang thư tình nói thế nào thì cũng là người từng cầm quyền cao cho dù là trong giấc mơ thì chuyện đã trải qua cũng có thể ảnh hưởng đến nàng chuyện này tớ hiểu nếu như tôi đã nói chuyện này với cậu tức là tớ thật sự tin tưởng cậu cũng tin tưởng người cậu chọn lưu chân chân giữ lấy tay nàng nắm chặt anh trai của lưu chân chân gọi là lưu bác lúc bước vào trên mặt đeo một chiếc kính màu đen vóc người rất cao mặc áo sơ mi trắng quần tây rất da dáng của một đàn ông thành đạt chân chân có chuyện gì mà không thể nói trong điện thoại lịch sự gật đầu với trang thư tình coi như chào hỏi lưu bác cưng chiều xoa xoa đầu em gái mình hiển nhiên có thể thấy thấy tình cảm của hai anh em rất tốt tóc của em rối hết cả lên lưu chân chân nhiên người né tránh anh đây là trang tình giới thiệu một câu lưu chân chân rất tự nhiên đi đến đóng cửa lại, sau đó nhìn qua mắt mèo quan sát tình huống bên ngoài, Lưu Bác nhìn động tác của nàng nhướng mày, cẩn thận như vậy xin chào trang tiểu thư trang thư tình rất tự nhiên thoải mái đưa tay ra chủ động bắt tay là tôi tìm đến lưu tiên sinh tôi sẽ trực tiếp đi vào vấn đề chính trong tay tôi có một phương pháp y học cổ truyền không biết lưu tiên sinh có cảm thấy hứng thú hay không y học cổ truyền lưu bác thú vị nhìn cô gái trước mắt hiện tại muốn đi tìm phương pháp y học cổ truyền thật sự không phải là chuyện dễ không biết trong tay trang tiểu thư có bao nhiêu phương pháp, đừng có nói chuyện quái khí như vậy, lưu chân chân đánh gãy lời nói của hắn, bất mãn vì hắn không chịu khách khí với bạn của nàng, em tin lời của trang tình, chúng em quen biết nhau hai năm qua, trang tình chưa bao giờ nói chuyện mà không giữ lời, chân chân, lưu bác bất đắc dĩ dù sao thì anh cũng phải hỏi rõ ràng một chút nếu phương pháp này là thật chỉ bằng một đơn thuốc có thể bằng được cả một sản nghiệp những thứ đó em không hiểu em chỉ biết trước giờ những chuyện mà trang tình nói ra nàng đều đã có nắm chắc nếu như ngay cả sự tín nhiệm cơ bản cũng không có thì còn nói gì đến chuyện hợp tác lương bác cứng họng lời này hắn thật sự không thể nào phản bác trang thư tình cười đè lại tay lưu chân chân phương pháp là thật tổng cộng có ba tất cả tôi đều nhớ rõ nếu như anh không tin hiện tại tôi có thể viết ra anh chỉ cần tìm người đi nghiệm chứng nhưng mà phải làm cẩn thận một chút đừng để người khác nhập được tiện nghi chân chân cho tớ mượn giấy bút ở trên bàn có đó trang thư tình đương nhiên không phải chỉ biết có ba đoạn thời gian trước khi chỉ cố trở về những ngày rảnh rỗi làm đều sẽ trao đổi cùng ngự y cũng sẽ lấy ra một ít phương thuốc để thảo luận không phải tất cả phương thuốc nào cũng đều thích hợp với thế giới này, nhưng có mấy phương thuốc dưỡng thân kiện thể lại rất thích hợp, nếu không phải là do không muốn chọc người khác chú ý, đừng nói là ba, nhiều hơn nữa cũng không là vấn đề, nhưng khi nghe Lưu Bác nói một đơn thuốc cũng có thể dựng lên được một sản nghiệp, nàng liền có chút hối hận, ba phương thuốc là quá nhiều, trang thư tình chỉ viết một đơn, dược liệu, khối lượng, hành văn liền mạch lưu loát, lương bác âm thầm quan sát nàng thấy nàng chắc chắn như vậy trong lòng càng tin tưởng, nếu thực sự có ba phương pháp y học cổ truyền, lưu ra, ha ha, cầm tờ giấy lên, trang thư tình thổi theo quán tính, sau đó, nàng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, lưu chân chân đã cười nghiêng trên ghế sofa, tuy rằng lưu bác không có thất thố, nhưng ý cười trên mặt cũng không che giấu được, nhận lấy phương thuốc, đưa cho nàng một cái bậc thềm, trang tiểu thư từng học trung y hay sao, thói quen này chỉ có trung y mới có, ừm, trên thực tế, tôi học Tây y 8 năm, sau này có một chút trung y, lúc đầu có chút xấu hổ, sau đó trang thư tình rất nhanh liền chấn định lại, lưu chân chân ý nhíu mày, tớ chưa nghe cậu kể chuyện này, cậu học Tây y vậy sao phải đến chỗ này của tớ làm thú y, bởi vì tớ bị người ta hất một thùng nước bẩn không ngẩng đầu lên nổi, thanh danh đã bị hủy hết, không có bệnh viện nào dám thuê tớ, chuyện năm đó khiến nàng vô cùng thống khổ, nay nhắc đến lại nhẹ bẫng thậm chí lời nói còn mang chút chế nhạo ừm, cảm giác không sai nhìn ánh mắt kỳ quái của lưu chân chân trang thư tình cười vô cùng tiêu sái cậu cũng biết là tớ cần tiền nếu tiếp tục so đo những chuyện như vậy thì làm sao có thể sống sót cho nên tớ đi học thú y hai năm chứ không làm sao cậu nghĩ giấy phép của tớ là giả tên vương bát đàn nào dám hắt nước bắn lên người cậu chuyện cũ rồi trước kia không phải cậu nói Nói lưu ra ở trong y dược thế ra ai cũng không thể chen lọt hay sao, công việc bác sĩ không thể làm giả được, bọn họ có thể may mắn lợi dụng tớ để thoát khỏi một kiếp, nhưng lần sau thì chưa hẳn, bây giờ trèo càng cao thì sau này té sẽ càng đau, cứ chờ đi, là cậu quá hiền, lưu chân chân bĩu môi, nếu như cậu là bác sĩ xem ra không cần phải đưa cậu đến bệnh viện, chật vào cửa tiệm của tớ đám thú y kia thật đúng là may mắn, có một người học y 10 năm xem bệnh cho chúng nó. Liêu bác cẩn thận gấp lại đơn thuốc bỏ vào túi, sau khi biết được nàng là người học y 10 năm, ánh mắt hắn nhìn nàng quả thật nặng hơn rất nhiều, là lừa hay là ngựa, kiểm tra xong rồi nói, trong vòng 2 ngày nay có thể cho tôi cách liên lạc với cô được không, có thể, trang thư tình sảng khoái đáp ứng, nhìn hai huynh muội có chuyện muốn nói, nàng rất thức thời đi ra ngoài, Liêu chân chân đi đến bên cửa sổ, như có đăm chiêu nhìn bóng dáng của trang tình, nàng nàng cảm thấy trang tình mấy ngày nay có chút kỳ quái nhưng nếu nói kỳ quái ở đâu nàng thật không nói ra được điều duy nhất nàng có thể khẳng định là trang tình đã gặp phải chuyện gì đó anh hai anh không thể để cô ấy chịu thiệt em cho cô ấy là em hay sao lưu bác sóng vai cùng đứng với nàng cùng nhìn theo bóng dáng của trang thư tình đầu tiên nói là có ba phương pháp nhưng lại ghi có một em nói thử coi nếu như phương pháp này là thật ta lại không đưa cho nàng đủ những lợi ích mà nàng cần không chừng nàng sẽ đem hai phương pháp kia đưa cho những người khác trong lưu ra để bọn họ cùng lên võ đài với ta lưu chân chân nháy mắt hỏi Trang thư tình có lợi hại như vậy sao? Liêu bác khẳng định nói, có, nói không chừng còn lợi hại hơn rất nhiều so với những gì hắn đoán. linh 205, đoán lo trước lo sau bên trong bạch phủ, Phúc Nguyên vừa mở mắt ra, bạch chiêm liền lập tức hỏi, như thế nào? Phúc Nguyên lắc đầu, nhân quả của trang thí chủ ở thế giới kia vẫn chưa hết, ràng buộc quá chặt, đáy lòng bạch chiêm nổi lên ý lạnh, ánh mắt nhìn người có thể đục ra thành lỗ, người đã nói là có thể nắm chắc sáu phần phúc nguyên không để ý thái độ của bạch chiêm nhân quả của trang tiểu thư ở thế giới kia vẫn chưa đoạn nhưng không phải là không có cơ hội chỉ là thời cơ chưa tới bạch chiêm thu tầm mắt lại nhìn về phía hoa sen trận người trong hoa sen trận vẻ mặt vẫn hồng nhuận tuy rằng sắc mặt không tốt như trước nhưng bằng mắt thường vẫn có thể nhìn ra được hai ngày qua khí huyết của hữu phong đã yếu đi rất nhiều thời cơ chưa tới vậy phải phải chờ đến khi nào thì thời cơ mới tới vào lúc này tin tức trang thư tình bệnh nặng đã truyền khắp cả nước hoàng đế đã mấy lần sai người tới nghe ngóng tin tức bạch chiêm cảm thấy phiền lập tức đóng cửa bạch phủ bất cứ ai cũng không cho vào đồng lão ra từ tự mình đến cửa tránh ra lão nhân ta có quyền gặp mặt cháu gái mình hướng tả không có ý muốn nhường bước đồng lão ra từ thứ lỗi công tử chính miệng ra lệnh đóng cửa chuyện này cũng là suy nghĩ cho trang tiểu thư việc liên quan đến cháu gái Gái. nếu để xảy ra chuyện dù là nhỏ hắn cũng không thể khinh thường nhất thời có ý thoái nhượng tình huống của nha đầu kia rốt cuộc là như thế nào thoạt nhìn không có gì khác tiểu thư chỉ đang ngủ nhưng mà gọi như thế nào trang tiểu thư cũng không tỉnh lại phúc nguyên đại sư của tăng trí tự nói mệnh cách của trang tiểu thư khác với người thường đại sư đang bày hoa sen trận để cứu trang tiểu thư mong lão gia tử an tâm một chút ngữ khí của hướng tả trầm trầm chúng ta đều mong trang tiểu thư không xảy ra bất kỳ chuyện gì, mọi người đều tận. Lực thu xếp ổn thỏa, lão già tự tin lời này, những người khác khó có thể nói nhưng bạch công tử hắn chắc chắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp có thể để cứu tình nha đầu nhưng mà nếu như tất cả biện pháp có thể nghĩ ra lại vẫn không thể khiến người tỉnh lại thì sao lão ra từ cầm quài trượng bàn tay run rẩy không dám nghĩ sâu may mắn hiện tại ở trong triều không xảy ra chuyện lớn trong đó đa phần là do tình nha đầu sắp xếp ổn thỏa khiến cho sự việc không có ảnh hưởng gì quá lớn những việc nhỏ khác thái tử và lục bộ triều thần có thể xử lý cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn triều đình không có người cầm lái nhưng lại quy củ ngoài suy nghĩ của mọi người quan viên biểu hiện vô cùng thành thật ai cũng không phải là người ngu lúc này để xảy ra chuyện châm dầu vào ngọn lửa đang cháy của bạch công tử không biết hôm sau cái đầu của ngươi có còn trên cổ hay không ai cũng không dám cam đoan bản thân có thể toàn mạng trước lửa giận của bạch công tử nhưng mà họa vô đơn chí là vào lúc này hoàng thượng suy nghĩ quá nhiều, đã bị bệnh, Vinh Chính mang phương thuốc trình lên, "Tâu hoàng thượng, đây là phương thuốc mà Trang tiểu thư khi ở trong cung đã có cùng thần thảo luận về cách ứng phó với bệnh tình của hoàng thượng trong trường hợp khẩn cấp chính là tình huống trước mắt. Tuy rằng lúc này hoàng đế cảm thấy đầu của hắn vô cùng đau đớn, nhưng lời của Vinh Chính hắn vẫn có thể nghe rõ, nhưng càng nghe rõ trong lòng lại càng khó chịu. Hắn bị bệnh đã sớm có trong những đoán của nàng, nhưng bệnh của nàng thì sao, ai có thể giúp nàng vượt qua, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn không hy vọng những lời này sẽ ứng nghiệm với nàng, dùng đi, vâng, tiếu nhi, chu chi tiếu bước lên phía trước quỳ gối xuống, phụ hoàng, nhi thần ở đây, thư tình đối với con cũng coi như là nửa ân sư, trước khi nàng tỉnh lại, con phải giúp nào ổn định lại giang sơn, không thể để nàng mất mặt, nhi thần, tuân chỉ, bởi vì chu chi tiếu biết hắn phải đứng gia làm chủ, hoàng đế tuy nhắm mắt nhưng khóe miệng vẫn hiện lên nụ cười, Tiếu Nhi, Chu Quốc đã được thư tình ổn định lại, con còn cần phải e ngại điều gì? Lúc trước, vì có thể đưa con lên làm thái tử, nàng không tiếc đánh cược với chậm, mang đến cho con người thầy tốt nhất, thần tử đắc dụng nhất, dân tâm ổn định nhất, một giang sơn như vậy con còn ngồi không vững, vậy làm sao có thể đáng với tấm lòng của nàng? Chu Chi Tiếu muốn nói rằng hắn sẽ không để cho trang tỷ tỷ phải thất vọng, nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, một câu cũng không thể nói nên lời hoàng đế cũng không thèm để ý vừa nói hắn vừa hồi tưởng lại mới giật mình phát hiện thì ra thời gian cũng chỉ trôi qua có mấy tháng nhưng nàng lại có thể khiến cho chu quốc hay hình đổi dạng thần tử ai làm chức lấy cho dù xảy ra thiên tai và có người ngấm ngầm hãm hại nhưng lòng trung thành của nhân dân chống đối với chu quốc lại mãnh liệt chưa từng có như lúc này nghe nói hai ngày qua đã có một số người đến chùa cầu phúc cho nàng trong thời điểm sĩ khí của cúc quốc đang tăng vọt như hiện nay nhưng những tướng sĩ nàng phái đi vẫn chưa từng rơi vào thế hạ phong hoàng đế suy nghĩ sau này con cháu của chu quốc đều đang thừa hưởng ân tình của nàng truyền ý chỉ của trẫm hộ bộ thượng thư lâm chi và thái phó tô văn phụ trợ thái tử giám quốc tuân chỉ vốn dân chúng vẫn không quá tin tưởng rằng trang tiểu thư bị bệnh nặng nhưng sau đạo thánh chỉ này toàn bộ kinh đô đều trở nên yên lặng dân chúng đi chùa ngày càng nhiều trang thư tình đương nhiên không biết những chuyện này bởi vì vẫn không thể đi vào giấc mơ thậm chí giấc ngủ của nàng cũng càng ngày càng kém, lúc này nàng còn đang hoài nghi bản thân có chứng ức chế, Lưu Chân Chân không dám cho nàng làm việc quá nhiều, cũng không dám nàng ở một mình, mỗi ngày đều gọi Trang Thư Tình vào văn phòng của mình để ngồi, Trang Tình là cô nhi, tình huống hiện tại của Trang Tình lúc này nếu để Trang Tình ở nhà một mình, cô sẽ không yên lòng, nhận điện thoại, Lưu Chân Chân nói: anh hai của tớ sắp đến, Trang thư tình ngồi thẳng người, Lưu bác vẫn mặc quần tây và áo sơ mi trắng, tay áo vén lên, lộ ra rắn chắc màu đồng, ngồi xuống vị trí đối diện Trang thư tình, lấy kính dâm xuống đặt trên bàn, Lưu bác ngẩng đầu, nhìn vào mắt Trang thư tình, không cần phải nói gì, Trang thư tình cũng biết được kết quả, cho nên mỉm cười, tuy rằng tinh thần không tốt, nhưng lại như người nắm chắc thắng lợi trong tay, Trang tiểu thư thật tự tin, thứ trong tay. Tôi vẫn luôn nắm chắc, Lưu Bác nhún nhún vai, không biết Trang tiểu thư tính toán muốn hợp tác thế nào, tôi thích nói chuyện với người thẳng thắn, Trang thư tình ngả người dựa vào ghế, tư thái hoàn toàn thả lỏng khiến Lưu Bác càng thêm hứng thú, mấy ngày nay hắn đã đem lý lịch của Trang Tình cha xét từ đầu đến cuối, chuyện nàng học y nhiều năm là thật, bị hát nước dơ lên người cũng là thật, thân phận cô nhi của nàng càng thật, nhưng biểu hiện của cô gái này quá mức xuất Sắc khí độ của nàng, bối cảnh như vậy không thể nào dưỡng ra được, phương thuốc cổ truyền thì càng không thể cầm ra, nhưng cố tình cô gái này lại có ba phương thuốc, hai phần trong đó dùng để đổi lấy 15% cổ phần, cho dù có bị pha loãng như thế nào thì 15% cổ phần của tôi cũng không thể thiếu, không có vấn đề gì chứ? Trên thực tế, con số trang tiểu thư muốn còn ít hơn dự đoán của tôi, tôi không có lòng tham quá lớn chỉ cần có đủ tiền là được 15% cổ phần không phải là con số nhỏ Lưu Bá khẽ gật đầu. Vậy còn một phương thuốc còn lại thì sao? Cái này tôi tặng không cho Lưu Tiên Sinh, nhưng tôi hy vọng Lưu Tiên Sinh có thể đáp ứng tôi hai điều kiện. Mời nói. Trang thư tình đã sớm nghĩ tốt. Lúc này không hề lo lắng nói ra. Tôi đoán anh hẳn là muốn rời khỏi Lưu gia để bắt đầu từ con số không. Nói như thế, sự tồn tại của tôi là không thể giấu giếm như vậy. Tôi hy vọng Lưu Tiên Sinh có thể cam đoan sự an toàn của tôi cùng với những người có liên quan tới tôi, đây là điều tôi phải làm, còn cái thứ hai, cái thứ hai, chàng thư tình buông mắt tầm mắt xuống. Hy vọng Lưu Tiên Sinh có thể chiếu cố cho cô nhi viên trưởng thành, những đứa nhỏ ở cô nhi viện muốn đến làm ở công ty, cũng xin Lưu Tiên Sinh dàn xếp. Chương 206: Đi vào giấc mộng Lưu bác nhíu mày, trang tiểu thư là người thông minh, chắc cũng biết được đạo lý, tài có bao nhiêu thì cơm ăn bấy nhiêu, cho dù là đối với mình hay là người khác đều sẽ có lợi. Tôi biết, tôi nói chuyện vào công ty không phải là vào chức quản lý mà là ở vị trí thích hợp với bọn họ nếu học kế toán thì vào tài vụ nếu chỉ mới tốt nghiệp trung học vậy thì vào xưởng anh lưu cảm thấy thế nào yêu cầu cô đương nhiên không quá đáng lưu bác sửa lại dáng ngồi thưởng thức trong mắt không thể nào che giấu tôi rất kinh ngạc trang tiểu thư thế nhưng có thể tận tâm đối với cô nhi viện như vậy xã hội hiện tại người biết tri ân cũng không nhiều trang thư tình nhíu mày tiếp tục nói ra quyết định của mình tôi có việc cần có sự giúp đỡ của luật sư không biết anh có thể giới thiệu cho tôi người đáng tin cậy tôi tính mở một tài khoản trong ngân hàng tiền lãi hàng năm sẽ được đưa vào đó hàng tháng cố định gửi tiền đến cô nhi viên sau này những đứa nhỏ trong đó lớn lên có thể làm chút buôn bán nhỏ cũng có thể đóng góp cho cô nhi viện cụ thể phải làm thế nào đành phải nhờ người có chuyên môn rồi lưu chân chân lúc này đã ngồi xuống bên người trang thư tình muốn nói gì đó nhưng lại bị cái liếc mắt của anh trai khiến cô chỉ có thể im lặng. Theo tôi được biết, hiện tại trong cô nhi viện có 32 đứa trẻ, số tiền lớn như vậy, về sau sẽ nhiều lên. Lưu tiên sinh có tin hay không? Anh tin, cho dù có không quan tâm đến đứa nhỏ của mình, thì điều kiện của con hắn cũng sẽ tốt hơn những đứa trẻ trong cô nhi viện rất nhiều, bản tính con người chính là như thế không liên quan đến thiện ác nhưng mà không biết tôi có hiểu sai ý của trang tiểu thư không vì sao tôi lại cảm thấy ngữ khí của cô càng giống như ủy thác việc này về sau trang tiểu thư có thể tự mình quản lý không tốt hay sao tôi có chuyện khác cần phải làm ngữ khí rất nhẹ nhưng cả hai anh em đều có thể nghe được sự nghiêm túc trong giọng nói của cô lưu bác đoán cô an bài nhiều chuyện như vậy vì trong lòng có chuyện quan trọng muốn làm, sẽ không phụ sự tín nhiệm của cô. Trang thư tình đột nhiên cười, người nghiệm chứng phương thuốc kia có thể tin được là thuộc hạ của tôi, sau này vị trí trong công ty cũng có chỗ của bọn họ, có gì không ổn, kết quả như thế nào anh vẫn chưa nói cho tôi. Trong lòng lưu bác chuyển qua vài loại ý niệm trái với lương tâm, nhưng lời cũng không dừng lại, bọn họ xác định đây là một phương thuốc dưỡng thân rất hiếm có, nếu như bọn họ họ thật sự được anh tín nhiệm, vậy tôi yên tâm, phương thuốc có vấn đề, Lưu Bác lập tức phản ứng được, nhưng bọn họ đã kiểm tra qua, sau đó đều vô cùng vui mừng xác nhận đây đúng là một phương thuốc cổ truyền, vấn đề lớn thì không có, chỉ là tôi đã thay đổi một phần nhỏ trong phương thuốc, nhưng sau khi dùng, sẽ có sự chênh lệch gấp 10 lần so với phương thuốc thật có chút chênh lệch, cho nên mặc dù đã cho Lưu Bác toa thuốc, nàng vẫn đề phòng, nếu anh ta nổi lên ý xấu cô sẽ tìm một vị đối tác khác dùng phương thuốc giống vậy để đả bại hắn lưu tiên sinh hiểu lầm tôi không phòng anh chỉ là phòng những người nghiệm chứng lưu bá nhìn nàng một cái thật sâu cầm lấy di động ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại trang thư tình hiểu ý của hắn dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần đại khái nửa giờ sau tin tức lập tức được truyền đến lưu bác đen mặt lưu bác đến độ không thể nhìn may mắn nhờ có trang tiểu thư giúp một tay giờ mới biết được Lưu ra thế nhưng để mắt tôi đến như vậy, Lưu chân chân giật mình, anh hai, ý gì, ý anh là Lưu ra cho người theo dõi anh, ai, là bác chú ba, hay là, chỉ cần là Lưu ra, ai cũng không có gì khác nhau, hiện tại người làm. Chủ lưu gia vẫn là ba, nếu bọn họ có hành động gì, em cho rằng ông ấy ba không biết, ông ấy ông biết, như không làm gì cả, thậm chí còn không cảnh báo cho anh, hừ, thật đúng là cha ruột, có mẹ kế thì sẽ có ba dưỡng, đã sớm đoán trước, Lưu Chân Chân cười lạnh, một khi đã như vậy chúng ta cũng không cần nể tình anh đã đến lúc lấy đi cổ phần của mẹ chúng ta không cần gì hết chúng không thể để người khác chiếm được tiện nghi liêu bác hít sâu một hơi anh đi một chuyến về nhà ông ngoại thương bàn với ông ngoại một chút thử xem ông ngoại nói như thế nào còn có ba đơn thuốc cổ truyền này trang thư tình giống như không nghe thấy chuyện của liêu gia gật đầu nói chỉ cần 15% trăm cổ phần công ty tôi không thiếu en những chuyện khác hai người cứ tùy ý yên tâm từ gia theo chính trị chỉ cần bọn họ muốn nhúng tay vào bước vào ai cũng phải suy nghĩ kỹ trước từ gia là nhà ngoại của lưu chân chân trang thư tình có chút đăm chiêu gật đầu dần không đấu với quan ở chỗ nào cũng vậy cô nhi viện nếu có quan trên chống lưng sau này sẽ không phải sợ người không có mắt đến quấy rối cần lo lắng nhiều lưu bác rất để bụng chuyện này hai ngày sau mọi chuyện cơ bản đều đã được định xong cho dù là đường tài chính hay là làm chỗ dựa cho cháu ngoại từ gia cũng đã tham dự vào trang thư tình mượn một số tiền lớn từ lưu chân chân thuê một vị luật sư cực kỳ tài giỏi trả lương cao những chuyện tài sản này giúp đỡ tuyển dụng nếu làm tốt cam đoan sau này tất cả đều sẽ phát huy tác dụng còn hiện tại mà nàng vẫn tìm cách đi vào giấc mơ kia mấy ngày liên tục không thành công lúc này trang thư tình cũng không ôm kỳ vọng quá lớn trong lúc nửa nửa tỉnh nửa mê, nàng giống như đi đến một nơi khác, người ở nơi đó, quen thuộc khiến nàng muốn khóc, hữu phong, nghe được âm thanh đó, chàng thư tình lập tức nhìn qua, là hắn, người nam nhân trong giấc mơ của nàng, chỉ là thoạt nhìn như gầy hơn, sự vui mừng lộ ra từ trong mắt của hắn, chân thật như vậy nàng sao có thể lừa dối bản thân đây chỉ là một giấc mơ sao chỉ cố trang thư tình muốn tiến lên nhưng cơ thể lại giống như có ngàn vạn sức nặng kéo nàng không thể bước tới nửa bước nam nhân kia rõ ràng đã đi tới trước mặt nàng nhưng lại không thể đụng đến nàng ảnh dần dần mơ hồ trang thư tình gấp đến độ hô lớn chỉ cố ta làm sao ta có thể trở về giúp ta trở về ta muốn ở lại bên cạnh chàng chỉ cố chỉ cố vết nước mắt rơi nơi đầy khuôn mặt thư tình cô lập tức ngồi dậy đưa mắt nhìn chung quanh nhìn rõ mọi thứ nước mắt càng rơi nhiều nàng nên vui mừng rốt cuộc có thể tiến vào giấc mơ kia thấy được nam nhân kia hay nên hay là nên khổ sở vì không thể ở lại nơi đó nhưng mà chuyện này cho thể cho nàng hy vọng, đúng, nàng phải nhanh chóng xử lý tốt chuyện ở nơi này, không có bất kỳ vướng bận rời đi, mà bên kia, Bạch Chiêm cũng lập tức giật mình tỉnh lại, nhiều ngày chưa ngủ, vừa rồi không biết vì sao hắn lại ngủ, nhưng mà, ở trong giấc mơ hắn có thể gặp được hữu Phong, hắn, hắn không tin đây chỉ là giấc mơ, Đại Hòa Thượng, sao lại như vậy, Phúc Nguyên Đại Sư bấm đốt tay, còn thiếu một chút, vừa rồi, quả thật là Híu Phong sao Bạch thí chủ bần tăng lúc này đã bần tăng có bảy phần nắm chắc phúc nguyên đứng dậy rời khỏi hoa sen liên trận đi về phía cửa ánh sáng của ngôi sao kia lúc trước vẫn chỉ le lói nhưng lúc này đã hơi tỏa sáng lấp lánh trang thí chủ muốn trở về nơi này nàng đã nghĩ tất cả biện pháp để có thể trở về bần tăng không biết nàng đã làm những gì chỉ có thể biết là ràng buộc ở thế giới kia đối với nàng đã buông lỏng đi rất nhiều việc. Được trở về có lẽ sẽ là chuyện sớm muộn, Bạch Chiên nhắm mắt lại, lệ thú trong lòng hắn đang rít gào muốn hủy diệt, lúc này con dã thú kia đã bình ổn rất nhiều, Bần Tang là người ngoài cũng có chút cảm thấy hâm mộ Bạch công tử, con người lúc sống có thể có được quyền quý duy độc chân tâm là khó cầu, người tuệ chất lan tâm như trang thí chủ càng là một vị nữ tử khó có được trên đời, về sau, mong rằng bạch công tử có thể đối xử tốt với nàng, bạch chiêm sao có thể hứa hẹn cam đoan với một hòa thượng, hắn chỉ nghĩ ở trong lòng, mạng này của hắn cũng có thể đưa cho hữu phong, hắn nguyện ý vì hữu phong mà tiến nhập ma đạo, cũng có thể vì nàng mà bỏ kiếm xuống, nàng muốn hắn là người như thế nào, hắn có thể trở thành người như thế đó hắn là bạch chỉ cố của hữu phong cũng nguyện vì nàng mà trở thành bạch chỉ cố chỉ cần nàng có thể trở về chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn sát tinh đã dần chìm vào ngủ yên khóe miệng phúc nguyên hơi cong lên nhưng vẫn tỏ ra trang nghiêm trang thư tình không biết nàng nếu thật có thể trở lại thế giới kia thì thân thể này sẽ như thế nào nên nàng bắt đầu viết di thư không biết đã xé bản nháp bao nhiêu lần cuối cùng chỉ để lại một tờ giấy mỏng mỗi ngày trước khi đi ngủ nàng đều đặt nó ở trên bàn một khi không thể tỉnh lại cũng có thể giao phó cho những người còn lại nàng cũng bắt đầu thúc giục lưu bác hiện tại lưu bác chỉ cần nhìn thấy điện thoại của nàng hắn lập tức liền đau đầu cho dù thủ tục liên quan hắn đều đã xử lý đầy đủ đặt mua xong mọi thứ nhưng chuyện sao có thể quá mức thuận lợi như vậy mấy ngày qua cũng gầy đi rất nhiều mỏi mệt xoa xoa mi tâm lưu bác thở dài một hơi nói thủ tục đã xong ta thu mua một công ty dược những thứ khác thì phải đợi một khoảng thời gian sau mới có thể đưa đến ta hiểu chỉ cần xử lý xong những thứ cơ bản những chuyện khác ta sẽ không thúc giục trang thư tình cầm lấy một phần thủ tục đọc lại kỹ càng sau đó đưa cho luật sư vừa giới thiệu cho lưu bác đây là trịnh ninh luật sư của tôi cũng sẽ sẽ là người theo dõi số tiền trong tài khoản về sau hai người hẳn là sẽ có không ít cơ hội tiếp xúc trịnh luật sư đây là lưu bác lưu tiên sinh hai người đều đã nghe qua đại danh của đối phương bắt tay nhau liền coi như nhận thức tôi sẽ gửi cho anh một phần hợp đồng mà trịnh luật sư đã đề xuất lưu tiên sinh cứ từ từ xem thử có vấn đề gì hay không nếu không có chúng ta nhanh chóng ký đi lưu bác suy nghĩ một chút hắn không có vấn đề gì chỉ chi tiết còn phải nhờ luật sư cân nhắc hai giờ chiều ngày mai gặp ở tân giang lâu được lưu bác vừa đi trang thư tình cũng để luật sư ra về giữ lấy lưu chân chân ngồi xuống bên cạnh mình nhẹ giọng nói cậu lại mời một người còn cần cậu nói vào thời điểm cậu hợp tác với anh trai tớ tớ đã sớm dự liệu đến hốc mắt liêu chân chân có chút hồng nhưng vẫn cười cậu đã hợp tác với anh trai tớ rồi về sau sợ là sẽ ít gặp cậu hơn đại ca của tớ rất có hảo cảm với cậu nếu không hai người thử xem lời nói nghe như vui đùa nhưng trang thư tình biết nàng nói thật ánh mắt liêu bác nhìn nàng có chút thay đổi nhưng nàng biết trong đó có lẽ có yên mến có thưởng thức càng nhiều những thứ khác, nhưng duy độc lại không có tình yêu đơn thuần, nàng đã tự mình cảm nhận được một thế nào là tình yêu đơn thuần, làm sao còn có thể để những thứ này vào mắt, Lưu Bác không phải người có thể mang đến tình yêu cho nàng, hắn là người làm ăn, lợi ích luôn đặt lên hàng đầu, chân chân, thân thể ta không tốt, sợ là không vào được cửa của Lưu gia, nhưng mà chúng ta là bằng hữu, tớ vẫn sẽ nhớ cậu, lời này sao nghe vào tai lại kỳ cục như vậy, chân chân cũng biết hy vọng không lớn, lời trang thư tình cũng nằm trong dự đoán của nàng, chỉ là có chút đáng tiếc, trang thư tình cười cười đứng dậy, nhìn xung quanh nơi mà nàng đã cư trú hơn hai năm, trong lòng yên lặng ghi nhớ từng thứ, nhưng mà tớ thấy gần đây sắc mặt của cậu càng ngày càng không tốt, nếu có rảnh thì nhất định phải đi làm kiểm tra, bằng không, tớ đi với cậu, bệnh viện tớ quen thuộc hơn cậu còn cần người đi cùng sao yên tâm sự tình tớ thu xếp ổn thỏa rồi lại đi nơi đó là nơi đầu tiên nàng làm việc nhất định là muốn đi còn bệnh viện kia có thể cự tuyệt nàng làm bác sĩ nhưng có thể cự tuyệt nàng làm bệnh nhân sao? Chương 207, tìm bùa hộ mệnh ngày tiếp theo, hai người cùng mang luật sư đến Tân Giang lâu để ký hợp đồng, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, tôi khẳng định sẽ là một đối tác khiến anh có thể yên tâm nhất từ trước đến giờ. Trang thư tình đùa dỡ nói, chợt sửa lại đề tài, không biết từ trưởng phòng có thể cho tôi thời gian nửa giờ hay không, tươi cười trên mặt lưu bác cứng lại, nếu là vì hợp tác của chúng ta, phải nhưng cũng không phải trang thư tình đứng dậy kéo cửa sổ lên hơi nóng từ bên ngoài truyền vào át đi cái lạnh của máy điều hòa khiến cho nàng cảm thấy thoải mái hơn một chút tôi có một phần lễ vật muốn tặng cho từ bộ trưởng nhưng mà nếu như từ bộ trưởng không có thời gian tôi cũng không bắt buộc là một phương thuốc nữa liêu bát cơ hồ có thể lập tức đoán được nàng có thể lấy ra ba phương thuốc cổ truyền chưa chắc sẽ không có phương thuốc thứ tư chỉ là nếu như lấy một phương thuốc cổ truyền để mang đi tặng lễ hồ đồ rồi sao, nhưng mà, bất kể là vì lý do nào, thì hắn cũng không có đạo lý sẽ đem đồ tốt như vậy đẩy ra bên ngoài, chờ một lát, cửa đóng lại, trang thư tình cũng không quay đầu, rất nhanh, cửa lại một lần nữa được mở ra, ông ngoại nói, đang chờ cô ở trong phòng, hiểu được câu trả lời ở bên trong, trang thư tình quay đầu nói, trịnh luật sư, chuyện tôi nhờ luật sư làm, tôi hy vọng có thể xong trong vòng hai ngày, trịnh ninh gật đầu, không nói hai lời, là tức đứng dậy rồi đi, lúc đóng cửa hắn không khỏi nhìn vị nữ tử đang đứng ở bên cạnh cửa sổ nhiều hơn mấy lần, tóc cô ấy bị gió thổi bay, tính của hắn trước giờ luôn luôn ôn hòa, không phùng cao đạp thấp, ỷ thế bức người, cho dù, nghề nghiệp của hắn là luật sư, hắn cảm thấy may mắn bản thân không vì nàng tuổi trẻ nên khinh mạn, hoặc là nói, từ khi nàng vừa mới xuất hiện trước mặt hắn, hắn liền không thể sinh ra nửa điểm tâm tâm tư khinh mạn cứ như vậy biểu đạt sự tôn trọng hơn nữa là toàn tâm toàn ý tận tâm hết sức có thể để đạt đến yêu cầu của nàng hắn cũng nhận được sự hồi báo vô cùng lớn hơn nữa còn vẫn luôn nhận được sự hồi báo nơi từ ra ở là một nơi rất Bình thường, sau khi được thông báo, tầng tầng kiểm tra mới được phép bước vào, từ trưởng phòng cũng không có làm khó nàng, khi nàng vào nhà, hắn đã từ trên thư phòng đi xuống, tầm mắt hai người chống lại, trang thư tình không hề né tránh, nàng chậm chậm đến gần tựa như nhà mình vậy vươn tay về phía đối phương, xin chào từ trưởng phòng, tôi là Trang Tình, ánh mắt từ trưởng phòng khẽ nhúc nhích, tư thái này, hoàn toàn đem nàng đặt ở vị trí ngang hàng, đưa tay bắt lấy tay nàng, sau đó buông ra, Trang Tiểu Thư, mời ngồi, dáng ngồi của Trang Thư Tình rất tự nhiên, hai chân khép lại, bàn tay xếp lại đặt lên đùi, ánh mắt bình hòa, không có bất kỳ ý công kích nhưng cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ, khiến không ai có thể bỏ qua, lưu bác vừa nhìn trong lòng liền sáng tỏ mấy lần trước ở chung trang tình chứa lần nào đặt hắn ở vị trí ngang hàng cho nên tư thái như vậy chưa từng xuất hiện trong lòng cảm thấy có chút khó chịu thời gian của từ trưởng phòng vô cùng quý giá ta cũng không nói nhiều lời vô nghĩa phiền ngài đưa giấy bút cho ta bảo vệ lập tức tiếp được ánh mắt của từ trưởng phòng lập tức lấy giấy bút ra những người khác đi ra ngoài thái độ hoàn toàn đảo khách thành chủ hơn nữa còn làm vô cùng tự nhiên mà bảo vệ thậm chí giống như bản năng nghe theo lời của nàng đi tới cửa mới phản ứng lại nhất thời ai nấy vẻ mặt đỏ bừng thú vị từ trưởng phòng cười đi ra ngoài canh giữ cửa trang thư tình lưu loát viết ra từng phương thuốc buông bút xuống nhưng chưa đưa qua đây là một loại phương thuốc dùng để điều trị cho hoàng đế ta dùng thứ này giao dịch với trưởng phòng nếu ta thật sự tặng không sợ là từ trưởng phòng cũng không dám lấy, quả thật như thấy ở vị trí này của hắn, giao dịch so với lễ vật càng khiến hắn dễ tiếp thu hơn, từ trưởng phòng dựa người ra sau, cô muốn lấy được thứ gì từ chỗ của ta, tôi nhất định sẽ không khiến trưởng phòng phải khó xử, đem phương thuốc đặt trên bàn trà, trang thư tình nâng chung trà lên uống một ngụm, không tự giác toát ra tư thái không phải tuổi hiện tại của nàng sẽ có, xuất thân của ta như thế nào chắc là từ trưởng phòng đã sớm điều tra xong, yêu yêu cầu của ta chính là, chỉ cần một ngày từ ra chưa rơi khỏi đài, thì ngài sẽ phải bảo vệ cho cô nhi viện, không phải thứ gì cũng có thể đưa người vào cô nhi viện, viện trưởng sau này phải là người hưu ái, có tâm nhẫn nại, những thứ khác, quỹ của ta dành cho cô nhi viện cũng mong rằng từ ra có thể bảo vệ không được phép để bất cứ người nào nhúng tay vào quỹ này, về sau có thể sẽ khuếch đại rất lớn, sẽ không chỉ là của mỗi cô nhi viện của ta, nhưng ta hy vọng quỹ này có thể bảo vì sự sạch sẽ và tương đối độc lập, bất kỳ là ai, cũng không được phép nhúng tay vào, chuyện này đối với từ gia thật sự là quá mức đơn giản, đơn giản khiến cho từ trưởng phòng không thể tin được, nhưng rõ ràng là hắn có thể nhìn rõ, đó là tất cả những yêu cầu của nàng, sao ta ta lại cảm thấy trang tiểu thư vì muốn ta dễ dàng tiếp nhận phần lễ vật này nên mói đề ra yêu cầu đơn giản như vậy. Đơn giản sao? Đối với từ gia đương nhiên là đơn giản, nhưng đây là một cuộc buôn bán lâu dài, là việc nàng dùng một phương thuốc hết sức bình thường đối với nàng để đổi lấy sự yên ổn ít nhất là trong hơn 20 năm cho cô nhi viện. Cô nhi viện nuôi nàng trưởng thành, đây là việc nàng nên làm, vậy từ trưởng phòng có đồng ý hay không? Ta không có lý do để cự tuyệt trang thư tình cầm bút lên một lần nữa Hoàn thiện phương thuốc, ghi rõ ràng từng tác dụng và cách phối phương của từng loại nguyên liệu, sau đó mới đẩy về phía đối diện, Từ trưởng phòng cầm lên xem, cho dù hắn ngồi ở vị trí này nhiều năm thì bàn tay cũng không nhịn được run rẩy, nói như vậy, Từ trưởng phòng nhận thức trong giói trung y, toa thuốc này có tác dụng hay không, bọn họ chắc chắn sẽ biết, Từ trưởng phòng nắm chặt tờ giấy trong tay, ý tứ hắn thể hiện đã rất rõ ràng, cũng bởi vì phần lễ vật này quá nặng thái độ của hắn hòa hoãn hơn. Xem ra trong cuộc giao dịch này ta là người chiếm tiện nghi, đó cũng là ta cam nguyện. Từ chăn là cán bộ cao cấp, một người bình thường như nàng không là thứ gì trong mắt hắn. Nhưng sau khi tiếp xúc hắn mới cảm thấy nàng không đơn giản. Yêu cầu của nàng không coi là chuyện lớn, cho dù đối phương là loại người nào thì chắc chắn đều sẽ đáp ứng. Mà nếu như hắn là một người có lòng tham không đáy, vậy nàng chưa chắc đã có thể đưa ra một phương thuốc có ích tuyệt đối mà sẽ tùy tiện viết ra một bản để qua loa tắc trách mà từ chăn này hắn cho nàng cảm quan rất tốt một người không tùy tiện nhận hết thứ tốt về mình cố kỵ là diều đương nhiên cũng luôn có một giới hạn cuối cùng tác dụng của phương thuốc này không phải ở chính bản thân một người dùng mà phải cùng chung về phần người nào muốn cùng chung trong lòng hắn hiện tại đã sớm biết về phần có phải thực sự giúp hắn nâng cao một bước hay không, khóe miệng trang thư tình câu lên, nàng đã làm tất cả những thứ nàng có thể, sau này mọi chuyện đều vô can đến nàng trang thư tình đứng dậy chủ động vươn tay như khi nàng tiến vào nguyện con đường làm quan của từ trưởng phòng sẽ có thể trải dài bằng phẳng cũng mong rằng từ trưởng phòng có thể ghi nhớ lời mà ngài nói ngày hôm nay từ chăn cũng đứng dậy cùng bắt tay với nàng dáng người cao lớn vẻ ngoài đã trải qua gió sương khiến hắn thoạt nhìn càng lộ vẻ uy nghiêm nếu có thể được như lời của tảng tiểu thư thì âu cũng là nhờ phúc của trang tiểu thư bác nhi, con thay ta đưa trang tiểu thư ra ngoài, liêu bác vẫn một mực đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng, từ chăn đưa người tới cửa, nhìn xe đi xa rồi mới trở lại phòng, mở phương thuốc ra nhìn một lú lâu, sau đó lập tức đi gọi điện thoại, lão viên, ông đến đây một chuyến, tôi có thứ tốt muốn cho ông xem, chương 208, tìm đường trở về từ ra muốn sử dụng phương thuốc kia như thế nào rằng thư tình cũng không tiếp tục chú ý, cũng không đến đến cửa hàng thú cưng nữa. Sau khi thương lượng thỏa đáng với Trịnh Ninh và đoàn luật sư xong, nàng trả lại căn phòng thuê, màng theo hành lý đơn giản trở về cô nhi viện, tình tỷ tỷ đã về rồi hôm nay người gác cửa là một em gái rất có lễ phép tiến lên cầm giúp nàng một túi sách trang thư tình tránh đi sờ sò đầu nàng ôn nhu cười nói đi nói với tiểu mẫn một lát nữa sẽ có người đưa đồ ăn đến mọi người đều có phần để tiểu mẫn mọi người chuẩn bị vâng em gái nhỏ giòn tan trả lời chạy như bay đi trang thư tình đi tìm viện trưởng viện trưởng đang đeo kính lão lúc này đang xem gì đó ngẩng đầu lên thấy nàng Nàng tới liền cười, vẫy tay nói, tới đúng lúc, mau giúp ta xem phần tư liệu này, là tư liệu gì vậy ạ, à? trang thư tình nhận lấy xem qua một lần, là văn kiện của chính phủ, nói là quốc gia muốn giúp đỡ cô nhi viện, cũng không biết lại là vị quan nào muốn văn vẻ, chuyện như vậy luôn thường có, nhiều năm qua viện trưởng sơm đã thành thói quen, chỉ cần cô nhi viện có thể nhận được lợi, nàng sẽ không so đó với những người luôn mang cô nhi viện ra để nói chuyện trang thư tình lại biết lúc này chưa hẳn là quan viện đang ra vẻ từ ra làm việc thật mau xem ra là đã xác nhận được phương thuốc đó là thật sẽ không biết bọn họ có thể nhìn ra mấy phần trong đó đó quả thật là phương thuốc dùng cho hoàng đế cũng bởi vì phương thuốc này là thật mới có thể khiến nàng càng thêm tin tưởng tất cả mọi thứ đều không phải là một giấc mộng hoang đường nhìn ra cái gì lúc này lại muốn làm gì trang thư tình phục hồi lại tinh thần rất nhanh nhìn lại cười nói thứ này không phải hùng rỗng kêu to cho dù là lợi ích gì ngài chỉ cần cầm là được dù sao thì chúng ta cũng không thiệt gì cả đúng vậy bọn họ dám cho ta cũng dám cầm viện trưởng tháo kính xuống dụi dụi đôi mắt nhưng mà không lâu trước đó ta nhận được tin tức khối đất của cô nhi viện chúng ta cũng không nhỏ hình như là có người muốn đánh chủ ý đến nếu như thực sự bị thu hồi lại không biết phải ma bọn nhỏ đi nơi nào nếu như là trước đây trang thư tình sớm đã sốt ruột đến tá hỏa nhưng lúc này nàng lại bình thản như nước trước không nói có từ ra chống lưng cho dù thật sự đến nông nỗi ấy thì số quỹ nàng vừa lập cũng có thể đủ đảm bảo cho con nhỏ, dù sao bây giờ chỉ đang là tin đồn, muốn truyền ra ngoài sợ là cũng không nhanh được như vậy, xưởng thuốc có sẵn, cuối năm có thể chia hoa hồng, những chuyện này, tất cả nàng đều lo đến, đúng rồi, tiểu tình, hôm nay cũng không phải chủ nhật, sao con lại đến đây, nhớ viện trưởng nên con tới, viện trưởng vỗ nhẹ mặt nàng một chút, nói thật, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, sao dạo này lại gầy đi nhiều như vậy thật không có việc gì lúc trước con trực ban dùm người trong cửa hàng hiện tại trong cửa hàng đã không có việc gì nên xin nghỉ một ngày thật không có việc gì thời tiết mùa hè có chút khó chịu nên bị sụt ký viện trưởng đừng lo lắng viện trưởng biết nàng không nói thật nhưng cũng không tiếp tục truy vấn không ít đứa nhỏ sau khi lớn lên dọn ra ngoài cô nhi viện đều có tâm đối với nơi này, nhưng tận tâm nhất chính là trang tình, tiền lương của nàng hiện tại không thấp, nếu hai năm qua tiết kiệm cũng có thể nói là dư giả, nàng lại là người rất biết tiết kiệm, nhưng lại không có dư bao nhiêu, bởi vì tiền nàng tiết kiệm được đều gửi đến cô nhi viện cho mấy đứa nhỏ, có đôi khi nàng cũng thường xuyên suy nghĩ cho bà lão này, chỉ là mỗi lần bản thân nhìn thấy vẻ mặt tư cười của nàng thì nhũng lời này rốt cuộc cũng không nói ra được đứa nhỏ nàng nuôi lớn nàng biết khuyên không được ngủ lại một tối ở cô nhi viện trang thư tình chơi đùa với bọn nhỏ một hồi sau đó yên lặng rời đi không nói tạm biệt với bất kỳ ai bởi vì sẽ không gặp lại đứng ở trước cửa bệnh viện trang thư tình suy nghĩ nhìn những người đến người đi chỗ này thời điểm nào đi chăng nữa cũng vẫn thật náo nhiệt bác sĩ hẳn là nghề nghiệp không bị thất nghiệp trang tình sao lại đến đây? người mặc áo choàng trắng đi ra cửa nhận điện thoại, nhìn thấy nàng không khỏi kinh hô lên một tiếng, vội bàng cúp điện thoại đi tới, thân thể có chút không thoải mái nên đến xem. trang thư tình cười nhạt, giống như không nhìn thấy đắc ý trong mắt của người đối diện. người này tên là Tần Mân, là một trong những người càng vào bệnh viện cùng một thời điểm với nàng, cũng một khoa hướng phát triển cũng không khác lắm, ẩn ẩn có chút rè chừng nàng, nhưng thao tác cùng lý thuyết cơ bản nàng đều nắm chắc, lại rất ra sức, thời gian tần mân trang điểm và hẹn hò nàng đều dùng để đọc sách, hiểu biết tất nhiên là nhiều hơn nàng, bác sĩ chủ khoa cũng thích nàng, bình thường luôn hướng dẫn cho nàng, sau khi nàng gặp chuyện không may, người cười lớn nhất chính là tần mân, nàng cho rằng bản thân không biết hay sao, nhưng bệnh viện nhiều bác sĩ và y tá như vậy không ỷ người có quan hệ tốt với nàng, hai vị sư huynh cùng trường với nàng cũng làm việc ở trong này, nàng sao có thể không biết nếu hôm nay đã tự mình đưa đến cửa, nàng sẽ không khách khí, tần mân lôi kéo nàng đến cửa, vẻ mặt giống như nơi này là địa bàn của nàng, nàng mới là chủ nhân, không thoải mái chỗ nào, tớ mang cậu đi xem, tim đập có hơi nhanh, chàng thư tình giữ chặt lấy nàng, chỉ vào nơi đăng ký nói, ta đi đăng ký trước tần mân cười cậu làm như vậy quá khách khí đừng coi mình là người ngoài đăng ký gì chứ trực tiếp đi qua để hứa phó viện trưởng khám cho là được như vậy không hợp quy củ trang thư tình càng nói vậy tần mân càng thêm hăng hái trong lòng không khỏi đắc ý nghĩ lúc trước ngươi lợi hại thì thế nào hiện tại không phải cũng là một người bệnh, đến bệnh viện phải thành thật đi đăng ký hay sao, mà ta, đã là bác sĩ mổ chính, nàng đã quên, lúc trang tình rời khỏi bệnh viện cũng là bác sĩ mổ chính, còn nàng, phải dùng mấy năm mới có thể đuổi kịp, nhìn trang tình còn đang do dự, tần mân trực tiếp kéo người về phía thang máy, còn nhớ khoa nội ở đâu không, đúng là có chút không thể nhớ rõ. Lầu 4 hay lầu 5, trí nhớ này của cậu nha, là lầu 7, thang máy đến khó có khi thấy thang máy không có người, hai người một trước một sau tiến vào thang máy, thang máy chậm rãi đi lên, tần mân nhìn về phía trang tình, thấy nàng gầy giống như tờ giấy, lòng nàng càng thêm đắc chí, nghe nói cậu làm thú y, ừm, tiền lương cũng cao hơn một chút, một mặt trong thang máy là thủy tinh trong suốt, trang thư tình đi qua hai bước, dựa gần vào nhìn xuống phía dưới, giống như không biết rằng bởi vì câu nói của nàng đã chặn mất vẻ đắc ý trên mặt của đối phương, khiến cô ta không thể nói được lời nào. Thu nhập của một bác sĩ không cao hơn cả thú y, lời này khiến lòng người sao có thể cân bằng. Tần Mân không cam lòng hỏi, "Làm thú y thật sự dễ kiếm tiền như vậy, cậu nghĩ gì vậy?" "Nếu như chỉ vì tiền thì đương nhiên là làm động vật nhanh hơn." Ừm, lời này cũng không phải hoàn toàn chính xác. Hiện tại hẳn là cậu đã lên làm bác sĩ mổ chính, thu nhập hẳn là không sai. Ừm, cũng được, nếu không phải nàng lén thu tiền ngoài sao còn có thể mua được hàng hiệu tần mân còn đang muốn nói lầu 7 đến, trên đường thế nhưng lại không có quá nhiều người, tần mân đi nhanh hơn nàng một bước tiến đến cửa văn phòng, nhìn qua một hồi, không tìm được người, vô cùng quen thuộc đi về phía văn phòng chuyên gia, cũng không thấy, hỏi y tá vừa mới đi đến thì nhận được câu trả lời, hôm nay hứa phó viện trưởng nghỉ, tần mân xem thời gian biểu một chút, hứa hạo quả thật đã nghỉ, hôm nay không phải là chủ nhật, sao có thể xin nghỉ, nàng không biết, nhưng trang thư tình lại nhớ rõ hứa hảo không nghỉ vào chủ nhật mà nghỉ cố định vào thứ tư năm nào cũng vậy cho nên nàng mới chọn thứ tư để đến tần mân hiện tại không thể xuống đài được sắc mặt tất nhiên là không quá tốt đang muốn nói sẽ giúp nàng đổi thầy thuốc ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của trang tình giống như mấy năm trước vậy đầu óc nóng lên lời lập tức liền thốt ra hứa phó viện trưởng là bác sĩ khoa tim tốt nhất bệnh viện bằng không tớ giúp cậu đăng ký cậu đi nằm viện trước như vậy có phải là không tốt lắm tớ nhớ là giường ở khoa tim không phải lúc nào cũng có đủ việc nhỏ cứ để đó cho tớ thấy nàng đi xử lý trang thư tình cười đến ý vị thâm trường vẫn dễ xúc động và hư vinh như trước một chút cũng không hề thay đổi thật tốt nàng nghe nói hiện tại tần mân đang cấu kết với người kia cùng nhau làm việc xấu không bao lâu tần mân mang vẻ mặt tươi cười đi tới nói với trưởng y tá đang đứng ở một bên một lát nữa người của ta đến đây cô tìm một cái giường ngủ vị trí tốt một chút y tá trưởng cha xét máy tình một chút giường thứ sáu đi đó là giường lớn cho hai người hiện tại không chưa có ai được quyết định giường đó cho dù là bệnh nhân ở hành lang cũng không được bệnh viện cũng không phải thật sự không có giường ngủ mà có chút giường không phải tình huống đặc biệt không thể đặt nhất là một bệnh viện cao cấp như ở đây trang thư tình biết rõ vấn đề này nàng không nghĩ tới sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn nếu trong phòng bệnh còn có bệnh nhân khác như vây nàng chế ở nơi đó sơ là sẽ bi dọa đến người tình huống trước mắt vô cùng hợp với tâm ý của nàng nếu như sự tình có thể thành trong tối nay vậy lão thiên gia cũng đứng bên cạnh nàng cậu đi nghỉ trước đi tớ đi làm thủ tục đăng ký Gần đây bệnh viện cha rất nghiêm, tần mân, trang tình xoay người gọi lại tần mân đang chuẩn bị muốn đi, mát cong cong cười nói, cảm ơn, tần mân nhất thời cảm thấy xương cốt mềm đi, tiêu sái dương dương tự đắc nói, việc nhỏ, khách khí là gì, là nên cảm ơn, phòng bệnh chỉ có một mình nàng có vẻ quá mức ảm đạm, trang thư tình không có mở máy điều hòa, ngược lại mở cửa sổ ra cho có chút không khí, điều hòa ở trung ương bệnh viện đã đủ dùng, sự tình cùng dự kiến của nàng không quá giống, nhưng như vậy càng hợp với tâm ý của nàng, nếu có thể thông qua Tần Mân đem người kia kéo vào, vậy càng tốt, Tần Mân làm xong thủ tục nhập viện tỏa đáng, vội vội vàng vàng đem người cần nhập viện đưa trở về phòng, người bên kia đã dục điện thoại mấy lần, đóng cửa lại, sau đó tự mình kiểm tra một hồi, Trang Thư Tình nằm lên giường, nàng cảm thấy mệt mỏi, loại mệt mỏi này không phải từ cơ thể mà từ tinh thần, nếu ngày ngày đêm đêm đều có chuyện để nàng làm không hết nàng nghĩ không bằng chết cho lành, xong hết mọi chuyện, mỗi ngày cũng không cần chịu tra tấn như vậy, trang thư tình càng ngày càng khó đi vào giấc ngủ, lúc này tâm nguyện đã xong, hôm nay nàng ngủ giấy nhanh, mà lúc này, vừa đúng hoàng hôn, hoàng hôn là thời khắc gặp ma, trang thư tình cảm thấy như mình đang bay, thật thoải mái, giống như hòa vào làm một với gió, thùy thời đều có thể biến thành gió, tự do tự tại bay khắp trời đất, nàng muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng đáy lòng cũng có một thanh âm nói với nàng, nàng đã quên một chuyện, đã quên mất một người, người kia rất quan trọng với nàng, nàng cũng rất quan trọng đối với người đó, tự do là đáng quý, nhưng để làm việc này nàng phải gạt bỏ đi tự do, chỉ cố đâu, chỉ cố làm sao bây giờ, đúng rồi, chỉ cố, chỉ cố đang ở nơi kia chờ nàng, gió ngừng lại, trang thư tình chậm rãi mở mắt ra, chương 209, trở về đỉnh nhà quen thuộc, hơi thở quen thuộc người quen thuộc đã trở lại bình thản nói xong lời này nàng liền cảm thấy một tầm mắt nóng bỏng nhìn về phía nàng sau đó ôm nhặt lấy hắn dùng sức như vậy, giống như một khi vừa nơi lòng, nàng sẽ biến mất. Trang thư tình muốn ngồi dậy ôm lấy hắn, an ủi hắn, nói cho hắn rằng nàng đã trở lại, nhưng cơ thể giống như không phải là của nàng, không chịu nghe theo sự sai khiến của nàng, muốn nói chuyện, nhưng vừa hé miệng lại không thể nói được lời nào, nàng có chút hoảng, trang thí chủ không cần sốt ruột, thần hồn và thân thể một lần nữa dung hợp cần phải có một chút thời gian, một vị hòa Hoà thượng tiến vào tầm mắt của nàng, lần này dung hợp, trang thí chủ sẽ không thể ly khai, ngài có hối hận không? Nàng không hối hận, đây là biện pháp nàng nghĩ ra, giải quyết tất cả ràng buộc mới có thể trở về nơi này, nàng sao có thể hối hận? Vị hòa thượng cười vô cùng hiền hòa, bần tăng thay mặt cho nơi này đa tạ trang thí chủ, vì sao? Vì sao a? À, Phúc Nguyên nhìn về phía Bạch Chiêm, cả người hắn đều nhu hòa xuống, đương nhiên là vì nam nhân khiến ngài ném bỏ tất cả mọi ràng bộc để trở về nơi này. Bạch Chiêm đột nhiên mở miệng, trận pháp có thể bỏ đi hay không? Phúc Nguyên lắc đầu, bằng tình huống hiện tại của trang thí chủ ở trong hoa sen trận sẽ có lợi cho nàng. Chỉ cần có lợi cho Hữu Phong, Bạch Chiêm tất nhiên sẽ không nói lời nào. Sờ sờ mặt nàng, thanh âm tự nhiên mà ôn nhu, nàng ngủ một lát đi, trang thư tình lắc đầu nàng không dám ngủ sợ ngủ rồi sau khi mở mắt nàng sẽ lại trở về phòng bệnh có trần nhà màu trắng phúc nguyên như biết suy nghĩ của nàng không cần lo lắng trang thí chủ đã không thể trở về trang thư tình không dám tin bạch chiêm nằm xuống bên người nàng ôm lấy nàng ngủ hơi thở quen thuộc ôm ấp ấm áp tình thần trang thư tình vốn có chút suy nhược lúc này cũng không thể chống đỡ bao lâu liền ngủ mất bạch công tử cũng nên an tâm bạch chiêm không nói chuyện, nhìn người trong lòng, nhắm mắt lại nhưng hắn không có nửa điểm buồn ngủ, 11 ngày, hắn mất đi rồi Hữu Phong 11 ngày, trong thời gian 11 ngày qua, không đêm nào hắn có thể chợp mắt yên ổn, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại nằm xuống, sau đó cứ như vậy qua một ngày, hắn cảm thấy bản thân có mệt hơn nữa cũng không sao, hắn chỉ biết cả đời này, lần đầu tiên hắn biết được như thế nào là sợ hãi hắn sợ hãi hiếu phong sẽ không thể quay về hắn sợ hãi hiếu phong có người yêu thương nàng sẽ bỏ qua hắn không bao giờ trở về ai đối tốt với nàng, nàng sẽ hồi báo gấp trăm lần ân sinh dưỡng của cha mẹ, nàng sao có thể bỏ xuống, ân dạy dỗ của sư phụ, nàng sao có thể không báo? Trong 11 ngày qua, không có lúc nào mà hắn không sợ, không lo lắng, vạn hạnh, nàng đã trở lại, vì hắn, trước kia hắn không hiểu hạnh phúc là cảm giác gì hiện tại hắn thiết thực cảm nhận được hạnh phúc chính là khoảnh khắc hiện tại khi hắn có nàng sắc trời càng lúc càng tối sao giăng đầy trời phúc nguyên nhìn thấy sát tinh đã biến mất phúc tinh lóe sáng vô cùng lại tính thêm một lần cảm thấy yên lòng trăm năm sau không xảy ra chiến sự thiện hạ hạnh phúc trang thư tình vừa ngủ liền ngủ đến giữa trưa trong khoảng thời gian này nàng đã sớm hình thành thói quen vừa mở mắt liền quan sát hình dáng nóc như nhà sau khi đã xác nhận là trần nhà khắc hoa nhất thời thở dài một hơi còn ở nơi này thật tốt nàng đã trở lại chỉ cố đâu trang thư tình đang muốn ngồi dậy tìm một thanh âm quen thuộc đến tận xương truyền vào trong tay ngủ ngon không có thoải mái hơn chút nào không trang thư tình cảm thụ một chút chi giác của cơ thể đang dần hồi phục nhưng nếu muốn xuống giường sợ là không được trang thư tình thử thăm dò nói chỉ cố thanh âm không lớn cũng không rõ lắm nhưng bạch chiêm lại nghe rõ ôm lấy người chặt hơn ta ở đây vẫn luôn ở đây trang thư tình dùng sức cọ cọ cổ hắn hắn vẫn luôn ở thật tốt nếu không phải hắn tận lực nghĩ biện pháp nàng muốn trở về là chuyện vô cùng khó hai người ai cũng không nói chuyện ôn nhu lưu luyến giữa hai người bắt đầu lưu truyền cảm giác ấm áp khiến không ai nỡ quấy dày phúc nguyên tuy là người ngoài nhưng cũng có tâm thành toàn cho hai người kia đợi một hồi lâu mới mở miệng bạch công tử xin cho bần tăng nhìn xem tình huống của trang thí chủ trong phòng còn có người mặt trang thư tình có chợt nóng lên ôm ấp trước mặt người ngoài nàng vẫn chưa từng làm bao giờ nghĩ đến trời còn nóng nhưng nàng la Ai bị bao kín mít, nhất thời có chút hoảng hốt, nàng thật sự trở lại, không biết thế giới kia có bị người phát hiện hay không, người không còn sống, bệnh viên cũng sẽ khác trước, tần mân mỗi sáng đều sẽ đi xem phòng bệnh, cửa đang khóa, nghĩ là người đi rồi nên cũng không để ý, trở về phòng, một giờ sau nàng quay trở lại, phát hiện cửa vẫn khóa trái, nàng hỏi y tá đi qua, thấy nói là không phát hiện có người ra vào, sắp đến 11 giờ nhưng bên trong. Ông vẫn không thấy có động tĩnh gì, trong lòng Tần Mân không hiểu sao có chút hoảng hốt, y tá có chìa khóa phòng bệnh, vừa tìm được chìa khóa lập tức mở cửa ra, Tần Mân và y tá trưởng liền nhìn về phía người đang nằm trong phòng bệnh số 6 hai tay đặt lên bụng, tư thế ngủ quy củ nhất, nhưng bởi vì quá mức yên tĩnh, tần mân càng cảm thấy bất an, đẩy y tá trường một chút, cô đi qua gọi người dậy, y tá trường cũng cảm thấy không thích hộ, nàng không phải do tần mân quản, tất nhiên là không sợ nàng, tôi đi gọi hứa phó viện trưởng đến đây, đứng ở cửa chỉ còn lại một mình tần mân, nàng cũng muốn đi, nhưng chân nàng mềm đến không thể nhúc nhích, chỉ dám đứng ở chỗ gọi càng lúc càng lớn tiếng, cha trang tình, trang tình, trang tình, không tình, người vẫn không tình, động tình ở nơi này khiến cho những người khác chú ý, có vài ngu phoi bệnh đưa mắt qua xem, nhưng không có ai dám vào cửa, khoa tim không thiếu người chết, tần mân, sao lại như vậy, hứa phó viện trưởng đã khoảng 50, khí chất tao nhã. danh tiếng ở bệnh viện vẫn luôn rất tốt, nhìn thấy hắn đến, người bệnh đều tự giác tránh ra, vẻ mặt tần mân kinh hoàng quay đầu. Hứa phó viện trưởng ngài mau nhìn tình huống của Trang Tình, chính là Trang Tình lúc trước từng làm việc ở bệnh viện chúng ta, Hứa Hạo vừa nghe là Trang Tình, bước chân của hắn nhanh hơn mấy phần, bọn họ tuy rằng khác khoa, nhưng chuyện của Trang Tình lúc trước náo rất lớn, sao hắn có thể không biết, đến gần, Hứa Hạo dò xét hơi thở, tâm liền trầm xuống, lại sờ mặt của nàng, lạnh như băng, thời gian tử vong ít nhất là 8 giờ, thông báo cho bệnh viện, đợi chút, ta tự minh đi, Tần Mân nếu ngốc cũng không thể đậu vào trường y, nàng biết mình xong rồi, cho dù Trang Tình chết hoàn toàn không liên quan gì đến nàng, nhưng Trang Tình nhập viện là do nàng giúp làm thủ tục, hơn nữa còn là nàng an bài phòng bệnh, nếu Trang Tình là có ý muốn trả thù chuyện vài năm trước, nàng sẽ là người xui xẻo đầu tiên, nếu Trang Thưu Tình thật sự tử vong ngài ý muốn, chuyện này cha xét xuống, nàng sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm, Trang Tình, ngươi nhất định là cố ý, phải nhanh chóng nói với Trần phó viện trưởng, đúng, để hắn đi làm chuyện này, Trang Tình là cô nhi, không ai làm chỗ dựa cho nàng, tốn chút tiền là có thể giải quyết, nàng không có chuyện gì, nhất định sẽ không. Chương 210, lá thư rất nhanh, Tần Mân và người phía sau nàng liền biết bọn họ nghĩ thật đơn giản, Trang thư Tình là cô nhi, những đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện luôn có tâm lý tự ti hận không thể lau đi quá khứ của mình có thể cả đời này tốt nhất là không dính dáng gì đến cô nhi viện nhưng trang thư tình không phải người như vậy hơn nữa viện trưởng của cô nhi viện trưởng thành đinh phu nhân từ trước đến nay luôn được mọi người kính trọng nhiều năm như vậy nhân mạch tích lũy không ít có thể nói là vô cùng rộng rãi huống chi những đứa nhỏ từ cô nhi viện trưởng thành đi ra hầu hết đều là người có địa vị trong xã hội, giờ phút này bọn họ không hề keo kiệt một chút mực nước, đinh đặng gần đây thân thể không tốt, vừa nhận được tin của trang tình, đầu óc nàng liền tối đen, nếu không phải còn một hơi chống đỡ, chắc chắn đã sớm ngất xỉu, viện trưởng, tần mẫn giúp viện trưởng đưa tin, thấy người sắp ngã xuống lập tức tiến lên đỡ nhận lấy điện thoại hỏi tình huống đợi khi biết rõ là chuyện gì phát sinh tần mẫn hoảng hốt cúp điện thoại chị tình mất rồi làm sao có thể hôm qua nàng còn gặp chị ấy tuy rằng có chút gầy nhưng người vẫn rất tốt mà gọi điện thoại tiểu mẫn gọi điện thoại cho mọi người vâng vâng tần mẫn vội vàng trả lời dùng điện thoại của viện trưởng gọi cho từng người quen trong tiếng nói chuyện của tần mẫn viện trưởng nhắm mắt lại nghĩ tới trong khoảng thời gian này trang tình có chút khác thường, người gầy như vậy, cho dù vẫn cố tươi cười nhưng trong mắt không thể che giấu u sầu, thời điểm không có người nàng sẽ ngẩn người, còn có, nàng rất ít khi về cô nhi viện ngủ lại, nhưng ngày hôm qua trở về, còn mang theo hành lý, còn ngủ chung với nàng một buổi tối, nàng cảm thấy, nhà đầu kia ngủ không yên, đúng rồi, lúc nhà đầu kia đi cũng không chào nàng một tiếng, sau khi ăn cơm chiều cũng không thấy nàng đâu cả, họ ngoài ra mới biết nàng đã đi lúc trước trang tình sẽ không như vậy nhưng lúc nàng đi, không hề nào không chào nàng một tiếng, Đinh Đặng mở mắt ra nhìn về chỗ quà ngày hôm qua nàng đưa tới, vẫn còn cố gắng chống đỡ cơ thể để lấy chúng, nhưng lại phát hiện bản thân không có chút sức nào, Tiểu Mẫn, con giúp ta cầm cái túi kia lại đây, Tiểu Mẫn vừa gọi điện thoại, vừa mang cái túi đưa cho nàng, gói to nhưng không nặng, Đinh Đặng kéo khóa xuống, bên trong không ít đồ, bên dưới có một cái áo khoác vải nỉ, trên đặt một phần văn kiện rất dày, một tấm chi phiếu, cùng với một lá thư, loại cảm giác xấu nay, đinh đặng che lấy trái tim, trấn an bản thân một chút, mới run run rút lá thư ra, viện trưởng, ngài xem lá thư này hẳn là cũng biết được tin tức của con, ngài hẳn là sẽ rất buồn, con thật xin lỗi, ngài hãy tin con, rời đi nơi này, người con luyến tiếc nhất chính là ngài, nhưng mà, con không thể không rời đi, bởi vì ở thế giới kia, con có được tất cả, người thân, người yêu bạn bè và còn con có thể tiếp tục với nghề y nếu ở đây con mất đi tất cả thì ở một thế giới khác còn lại có được tất cả ngài hay vui mừng thay cho con trước đó không lâu con mơ một giấy mơ có đầu có đuôi một giấc mơ vô cùng đẹp ở đây chỉ là một buổi tối nhưng trong mơ lại là hai năm giống như ngài nói vậy đây chính là cơ duyên của con ở trong giấc mơ con có được rất nhiều thứ trước khi con rời đi con có một thứ cho ngài, con đã tính toán tương lai cho cô nhi viện, trong gói lớn kia là quỹ con tự lập ra, dùng phương thuốc cổ truyền trong giấc mơ để hợp tác với Lưu Bác chiếm được 15% cổ phần công ty, cho dù về sau công ty có như thế nào thì 15% này cũng không bị pha loãng, quỹ bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng, nhưng về sau, lãi suất hàng năm của công ty sẽ trực tiếp được đưa về cô nhi viện, có quỹ này, ngài cũng không cần phải lo lắng cho tương lai của cô nhi viện, nếu có đứa nhỏ nào muốn buôn bán, chỉ cần có kế hoạch tỉ mỉ, có thể trích vốn từ quỹ cho bọn nhỏ, nếu muốn một vị trí công tác an ổn, cũng có thể vào công ty của Lưu bác, con đã nói trước với hắn, hắn sẽ hỗ trợ, nhưng mà, mong viện trưởng báo với mọi người, cơ hội con có thể cho, cũng mong mọi người biết quý trọng, phải bằng chính thực lực của mình mà cố gắng. Viện trưởng, hợp đồng còn có những phần khác cần ngài ký tên, sau khi ký xong thì bản thân giữ lại một phần, một phần khác giao cho luật sư, hắn gọi Trinh Ninh, sau này sẽ là luật sư của quỹ hội, tất cả con giao hết lại cho ngài, về sau muốn xử lý như thế nào đều tùy ngài quyết định, nhưng con hy vọng sẽ không có thay đổi quá lớn, con chắc chắn đây là tình huống tốt nhất con có thể làm cho mọi người, chi phiếu này là tiền con tích góp nhiều năm qua, không nhiều, ngài cầm lấy mà dùng, mật mã là ngày con vào cô nhi viện, ngài nhất định còn nhớ còn có cái áo choàng này là tháng trước con đi dạo khu mua sắm trong lúc vô ý nhìn thấy chất lượng không sai sắp đến mùa đông chắc chắn sẽ hợp với ngài Hy vọng ngài sẽ cảm thấy ấm áp, giống như khi có con ở bên cạnh 138XXXXXXXXXX. Đây là số điện thoại của Lưu Bác. Nếu có gì khó khăn thì ngài đi tìm hắn, hắn sẽ giúp đỡ. Giống như tình huống hiện tại lúc này, viện trưởng, con yêu ngài, nhưng con rất xin lỗi, con muốn trở lại bên người mà con yêu, ngài nhất định muốn biết anh ấy là người như thế nào có phải không, hắn a vóc người rất cao, rất anh. Đinh Tuấn vô cùng kiêu ngạo, tính khí cũng không tốt, nhưng một người như vậy lại sủng con trong lòng bàn tay, ngày kiều vạn sủng, chỉ trung tình với một mình con. Con biết hắn vẫn đang chờ con trở về, cho nên con phải đi. Viện trưởng ngài phải bảo trọng, trang tình bất hiếu, đinh đang lấy mắt kính xuống lau nước mắt vài lần mới đọc xong phong thư này, khóc không thể kiềm chế, tần mẫn đứng ở bên người đinh đặng, tất nhiên cũng có thể nhìn thấy hơn phân nửa nội dung, kinh ngạc đến quên mất phải gọi điện thoại, nhìn thấy phần giấy còn lộ ra bên ngoài phong thư, vội kéo tay áo viện trưởng chỉ cho nàng xem, đinh đặng vội lau nước mắt, bệnh trong còn hai tờ giấy nhỏ, một tờ viết, con cố ý chọn bệnh viện kia, ai bảo lúc trước bọn họ khiến con chịu tiếng oan, nhưng mà sau sau đó phải làm như thế nào chắc viện trưởng khẳng định biết, một tờ khác còn có một chuỗi điện thoại, mặt sau viết, đây là một số điện thoại rất đặc biệt, nếu không phải trường hợp khẩn thì ngài không cần gọi, ngài yên tâm, con đều chuẩn bị rất tốt, những chuyện khác lưu bác sẽ cho người mang thuốc đến cho ngài, ngài nhớ uống đúng hạn, đó là phương pháp dưỡng thân, không có phản ứng phụ nào, có lợi với thân thể của ngài, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, trang tình yêu ngài đặng định gắt gao cắm hai tờ giấy trong lòng bàn tay lặp lại nhiều lần để nhớ kỹ số điện thoại kia vừa rồi nàng tận lực tránh đi tầm mắt của tần mẫn bằng sự cẩn thận của trang tình nếu không phải số điện thoại này đặc thù nhà đầu kia cũng sẽ không viết vào một tờ giấy khác viện trưởng con đến tần mẫn lấy bật lửa đặng định đem hai tờ giấy nhỏ đốt đi đem bụi giấy bỏ vào chén trà đổ một ly nước trà đầy từng ngụm từng ngụm nuốt xuống xuống, chén trà sạch sẽ, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Chương 211, chuyện sau đó Tần Mân và phó viện trưởng Thẩm Ngôn căn bản không nghĩ rằng chuyện trang thư tình chết sẽ đưa tới nhiều người như vậy. Thân là viện trưởng Cô Nhi viện, tới đây là chuyện đương nhiên, những người xuất thân từ Cô Nhi viện đến cũng miễn cưỡng có thể nghĩ nhưng Lưu Thiếu Gia vì sao lại đến, Lưu Thiếu Gia tới cũng đã tới, nhưng điện thoại của cấp trên vì sao cũng gọi tới, nói là kiểm soát trưởng sẽ tự mình điều tra việc này, chuyện có dính dáng gì đến trang tình đều phải tra sao, những người khác thì không có chuyện gì, nhưng hắn lại không giống, thẩm ngôn có chút đứng ngồi không yên, nhưng tin tức sau đó truyền đến khiến hắn hận không thể trực tiếp ngất đi, từ cục trưởng của tổ chuyên án cục công an tự mình tra xét, khi nào thì hiệu suất của công an cao như vậy, trang tình này, nàng không phải là cô nhi sao, chẳng lẽ là con gái riêng của đại nhân vật nào? lòng tần mân trăm chuyển ngàn hồi, biết rằng sự tình lúc trước sẽ không giấu giếm được, nhưng mà chuyện đó không liên quan đến cô, cô nhiều nhất chỉ cần không là ở bệnh viện này, đổi một bệnh viện khác là được, nhưng thẩm phó viện trưởng lại tuyệt đối không thể chọc vào, nghĩ như vậy, cô liền chuẩn bị từ chức thẩm phó viện trưởng, hôm nay tôi còn một cuộc giải phẫu, đi nghỉ ngơi trước, thẩm ngôn tuy là bị dọa đến, nhưng hắn không phải ngu ngốc, thấy bộ dáng của cô ta như vậy.

lòng bị kích thích bảo, nhe răng cười nói giải phẫu tôi sao lại không biết hôm nay cô có giải phẫu người hôm qua còn hẹn với tôi đi dạo khu mua sắm là ai tôi vẫn chưa có gặp rủi ro đâu tần mân cô thu chân lúc này không khỏi có hơi sớm một chút thẩm thẩm phó viện trưởng ngài đang nói gì vậy tôi sao lại thu chân phòng có người xin phép nên chủ nhiệm an bày tôi đi tôi còn có thể cự tuyệt sao thẩm ngôn tươi cười không thay đổi ha bằng trình độ đó của cô cũng có thể giải phẫu, nếu không có tôi hỗ trợ, ngay cả thực tập sinh cô cũng không bằng, tiện nhân, kỹ nữ, được lợi xong liền muốn chạy, không có cửa đâu, Tần Mân vừa nóng vừa giận, thầm ngôn, anh có ý gì, muốn kéo tôi xuống nước cũng phải xem coi là có kéo được không, người lúc đó khiến bệnh nhân chết trên bàn phẫu thuật, hại trang thư tình chịu tiếng xấu cũng không phải là tôi, nằm trên giường mở chân ra cho tôi cưỡi cũng không phải cô sao, anh chuyện quan trọng như vậy mà hai vị thảo luận cũng không nhớ phải đóng cửa, đây cũng không phải thói quen tốt, một người nam nhan cao lớn mặc một bộ cảnh cục đẩy cửa đi vào, phía sau còn có lưu bác đi theo, đinh đặng được một vị nam nhân trẻ tuổi đeo kính đỡ lấy, phía sau còn đứng vài người, chặn hết đường lui của bọn họ, các người, các người, thật không khéo, chúng ta đều nghe hết rồi, nam nhân đeo kính bỏ thêm một câu, thật không khéo, ta đều ghi âm hết rồi vương cảnh quan đây có thể gọi là chứng cớ hay không đương nhiên rồi vương cảnh quan quay đầu tán thưởng nhìn về phía hắn lúc trước cũng là hắn nhắc nhở mọi người đi theo tần mân không nghĩ tới thật sự câu được con cá lớn thẩm phó viện trưởng bác sĩ tần phiền toái hai vị đi một chuyến đi tần mân hét một tiếng chói tai lui về phía sau việc này không liên quan gì đến tôi không phải tôi hại trang tình tôi chưa từng hại nàng ngày hôm qua cô ta đến bệnh viện xem bệnh tôi còn giúp xử lý thủ tục tôi không có hại cô ta đồ tiện nhân nếu không phải cô giúp cô ta xử lý thủ tục sao cô ta có thể chết ở bệnh viện tiện nhân sao không đi chết đi thẩm ngôn hắn giống như điên rồi cũng không biết bên người sao lại có dao giải phẫu tiến lên níu lấy tóc nàng cầm dao giải phẫu đưa về phía cổ nàng vương cảnh quan cách đó nhanh nhất dùng tốc độc thật nhanh tiến lên nhưng cũng không thể ngăn cản thảm kịch xảy ra trước mắt tần mân ôm cổ ngã cuống có hai sĩ quan nhanh chóng tiến lên chết trụ thẩm ngôn vương cảnh quan giúp nàng áp mạch máu ngẩng đầu đang định gọi bác sĩ đến thấy nam nhân đeo kinh chạy đến phòng đối diện gọi bác sĩ nhìn thấy tình huống trước mắt, bác sĩ cũng bất chấp những chuyện khác, tiến lên kiểm tra, thấy cảnh quan đè lại mạch máu vô cùng chuẩn xác lập tức đứng dậy cầm lấy điện thoại trên bàn công tác ấn vài con số, tôi là Tào Quang, người bệnh bị cắt đứt ít hầu, động mạch chủ bị thương tổn, lập tức chuẩn bị giải phẫu, nam nhân đeo kính nhìn tình huống trong phòng rối loạn, nhưng trong lòng cũng không có nửa điểm đồng tình, hắn đồng tình tần mân, vậy ai đồng tình cho trang tình, chị tình sống nghiêm cẩn hơn bất cứ ai, thiên ý tận tâm tận sức báo đáp những người yêu thương này hơn bất cứ ai, nhưng cuối cùng lại mất ở tuổi chưa đến 30, nàng lựa chọn rời đi ở đây, tận lực khiến cho cái bệnh viện từng có lỗi với chị tình nhiễm một lớp nước đen ngòm tanh tưởi, như vậy có thể nói lên rằng chị ấy có bao nhiêu oán hận nơi này là một người em trai một bằng hữu hắn cũng phải thay chị tình xuất lực chỉ mong thật sự giống như lời chị tình viết trong thư chị ấy đã đi đến thế giới kia đi theo đuổi hạnh phúc của chị đi thôi đinh đặng vỗ vỗ tay hắn đợi khi đi xa mới nhẹ giọng nói đứa nhỏ ta nuôi lớn nên ta biết trong nhiều đứa trẻ con là người thông minh nhất tài năng nhất, hơn nữa cũng có rất nhiều tâm tư, tiểu tình lưu lại những thứ này còn nói rằng nhất định phải để con quản lý tức là nó rất tin tưởng con, ta đã già, thân thể mỗi năm mỗi kém, đừng nói trăm tuổi, có thể sống nhiều hơi mấy năm ta đã cảm ơn trời đất, những chuyện này con giúp ta làm, cho người ta còn cá không bằng dậy người cách bắt cá, đạo lý này, con hẳn biết, khi viện trưởng tự mình đưa lá thư cho hắn trong lòng hắn đã đoán được phần nào, hiện tại nhận được xác định cũng không quá kích động, ngược lại cảm thấy trái tim nặng chịu, tín nhiệm quá lớn, tâm ý cũng quá nặng, phòng bệnh bị ngăn cách, trong ngoài đều có cảnh sát, liêu bác đứng cạnh đó, cách hai người cũng không xa, đinh đặng vỗ vỗ tay nam nhân, A Tình đã từng nói, con sau này sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của cô nhi viện, điều đó nói lên rằng tình nhi tin con, cũng tin bản lĩnh của con, giao cho con, co bé biết sẽ rất vui vẻ, con sợ sẽ phụ sự nhờ vả của cô ấy nhưng mà, nhìn về phía viện trưởng, hắn trịnh trọng cúi đầu, con nhất định sẽ cố hết sức mình, có cố gắng là tốt rồi, Lưu tiên sinh, về sau phải phiền tiên sinh dẫn dắt thằng bé. Lưu bác nhìn hai người gật đầu, Trang tiểu thư là người mà đời này ta kính nể nhất, chuyện này phó thác ta nhất định sẽ giúp đỡ. Ánh mắt hai nam nhân chạm nhau trong một khắc, rất nhanh liền tách ra, làm bộ như không nhìn thấy được tình cảm lưu động trong mắt đối phương. Trang thư tình không suy nghĩ nhiều đến bản thân ở thế giới kia nàng đã bị mang đi hỏa thiêu hay không? hai ngày qua, tuy rằng thân thể không quá linh hoạt nhưng đã có chi giác, nói chuyện cũng lưu loát Phúc Nguyên Đại Sư nói tình huống của nàng đang dần tốt lên cho đến lúc này, tin tức nàng tỉnh lại mới được truyền ra khỏi Bạch Phủ, người nhận được tin đầu tiên là Thư Hàn, Chu Chi Tiếu và Ôn Đức, Trang Thư Hàn vừa mới tới lập tức liền ôm trầm lấy tỷ tỷ không buông, mùa hè vốn mặc ít, chỉ trong chốc lát Trang Thư Tình cảm thấy cả người mình đang đổ mồ hôi, Trang Thư Thư tình không khuyên giải an ủi hắn, mẫu thân đã qua đời, phụ thân có cũng như không, hai năm qua tỷ đệ luôn sống nương tựa lẫn nhau, vai trò của nàng không khác gì mẫu thân, mấy ngày nay thư hàn hẳn là bị dày vò không ít, cũng may nàng đã trở lại, ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, chỉ là vừa nhìn thấy tầm mắt hắn, chàng thư tình lại cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn quá mức giật mình, theo quán tính nhìn hắn cười nói nói, có bị dọa hay không? Có một chút, dừng một chút, Chu Chi Tiếu lại tăng thêm ngữ khí, bị hù chết, mọi người đều bị hù, rất nhiều người đã đi cầu phúc cho Trang Tỷ Tỷ, nghe nói là rất nhiều vị phu nhân tiểu thư đã đi chùa cầu phúc, xem ra ta có thể tỉnh lại là nhờ phúc của mọi người, Chu Chi Tiếu lại muốn nói, kỳ thật rất nhiều người đều luôn cho rằng Trang Tỷ Tỷ mới là phúc tinh, nhưng khi nhìn thấy tầm mắt của Bạch Đại ca, hắn cũng chỉ có thể dần dĩ chấm dứt đề tài sao bạch đại ca lại nhỏ mọn như vậy biết rõ là hắn đã trang thư tình nhìn về phía ôn đức thân thể của hoàng thượng thế nào ôn đức khom lưng xuống sau khi tiểu thư bị bệnh hoàng thượng cũng liền đổ bệnh nhưng nhờ có phương thuốc ngài lưu lại nên đã truyền tốt nói là muốn đích thân đến xem tiểu thư lão nô vất vả khuyên ngăn mới có thể khiến hoàng thượng ở lại cung tiểu thư phải mau chóng điều dưỡng Tốt cơ thể, ta sẽ cố gắng, chàng thư tình cười, biết có nhiều người quan tâm mình như vậy là ai thì cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ, nàng thật may mắn, nàng đã trở lại, được rời, mau lau nước mắt đi, tỷ tỷ không phải đã không có chuyện gì rồi sao, trang thư hàn nâng đôi mắt đã đỏ lên giống như con thỏ nhỏ nhìn nàng, tỷ tỷ về sau sẽ còn đột nhiên sinh bệnh sao, trang thư tình sửng sốt, không dám suy nghĩ sâu đến ẩn ý trong lời nói, sẽ không, về sau tỷ tỷ cũng sẽ không sinh bệnh như vậy nữa nữa Nói lời phải giữ lời, đương nhiên có khi nào tỷ nói mà không giữ lời chưa? Chương 212, người chưa đi, trà đã lạnh trong ba người thì đã có hai là không thể ở bên ngoài quá lâu, tuy rằng không có người nào quản trang thư hàn hắn, bắt hắn phải làm như thế này, như thế kia, nhưng hắn luôn suy nghĩ cho tỷ tỷ, không muốn người khác bắt lấy chân sau của hắn để chỉ trích tỷ tỷ, nên hắn trước đến giờ luôn biết đúng mực, cho dù rất muốn ở bên cạnh tỷ tỷ lâu hơn một chút nhưng khi thái tử nói hắn phải đi hắn cũng cùng thái tử ly khai sau đó người đến là đồng gia đồng lão gia từ lão phu nhân vừa đến không lâu đồng minh dương cũng đến sau đó bị lão phu nhân và cháu gái nhìn chằm chằm thanh âm của hắn không tự giác nhỏ đi ta đã xin nghỉ một canh giờ trương đại nhân và vệ đại nhân đều đồng ý lão gia từ cũng không có trách cứ hắn ngược lại đồng ý nên đến trang thư tình bật cười tam cữu ngồi xuống đi bạch chiêm săn sóc ly khai để mọi người có thể tự nhiên nói chuyện lão phu nhân khẩn cấp hỏi sao lại đột nhiên bị bệnh nghiêm trọng như vậy hiện tại con cảm thấy thế nào rồi có chỗ nào không ổn hay không lần này có thể nói là bệnh nhưng cũng không phải bệnh nhưng mà tất cả cũng đều đã qua phúc nguyên đại sư nói chỉ cần con tỉnh lại là sẽ tốt lên khiến mọi người lo lắng rồi con bị như vậy chúng ta sao không thể lo lắng có ai mà hôn mê nhiều ngày như vậy chứ ta còn tưởng rằng lão phu nhân lập tức im lặng mọi người đều hiểu ý của nàng không chỉ nàng rất nhiều người con sợ rằng Rằng sẽ phải chuẩn bị hậu sự quả thật chỉ thiếu một chút là con không thể trở về cũng may phúc nguyên đại sư bản lĩnh lớn chờ con tốt lên nhất định phải đi cảm tạ đúng vậy nên đi lão phu nhân cầm lấy tay cháu gái cũng không nói tiếp trầm mặc trong giây lát đồng minh dương mới nói hoàng thượng để thái tử chính thức điều hành triều chính do tô thái phó và lâm thượng thư phụ trợ hai ngày nay trang thư tình hoàn toàn không nghe thấy chút gì về chuyện trên triều lúc này nghe đồng minh dương nói cũng không cảm thấy bất ngờ nếu đã là thái tử chỉ cố lại bỏ mặc không quản dưới tình huống như vậy cũng chỉ có mình hắn đứng ra, phản ứng trong chiều thế nào, đồng minh dương cười, lúc này sao có ai dám không biết sống chết đi náo loạn, trang thư tình vừa nghĩ liền hiểu, cũng đúng, ai cũng không ngốc, vào thời điểm này lại chỉ họng súng về phía chỉ cố tam cữu nói như vậy, là chi tiếu có ý muốn động đồng ra hay sao, thái tử điện hạ không có, là quần thần trong chiều đang chú ý bước đi của đồng ra, tam cữu cứ yên tâm, cho dù hơn nửa chiều thần có dâng tấu chương thì hoàng thượng và thái tử cũng sẽ không động vào đồng gia, cháu gái không tham quyền không nuôi dấu thân tín của mình không xếp gia tộc vào trong triều trang gia vẫn an phận ở khê thủy trấn đồng gia cho đến này cũng chỉ có một mình tam cửu làm quan trong triều nếu con vừa ủy quyền người ngồi lên chỗ kia lập tức lại muốn động đến đồng gia đừng nói là con ngày cả tâm triều thần cũng cảm thấy băng giá thất vọng cho dù chi tiếu không hiểu chuyện lâm thượng thư và tô thái phó cũng sẽ khuyên bảo huống chi, bọn họ cũng có kỵ chỉ cố, cho dù con thật sự chết đi, nể mặt con, chỉ cố cũng không cho phép chuyện người đi, nước trà lạnh xảy ra, đừng lúc nào cũng để từ chết ở ngoài miệng, đồng minh dương nói một câu, không phải tam cữu lưu luyến vị trí kia, chỉ là lúc trước nguyên khí của đồng gia bị thương tổn quá lớn, cữu cữu nghĩ không bằng hoãn lại một chút, giao ra vị trí trong bộ nhân sự, đổi một vị trí không quá quan trọng khác, tránh cho việc cứ bị người khác nhìn chằm chằm, đồng gia hiện tại không thể chịu được kích thích quá lớn, tránh cho con lại phải vì đồng gia mà bận tâm, tam cữu, cữu cữu nghĩ sai rồi, càng vào thời điểm này, cữu cữu càng phải giữ lấy vị trí này, thần tử trong triều đều là cựu thần của hoàng thượng, tuy rằng hiện tại thái độ của bọn họ rất tốt, nhưng tật xấu lúc trước cũng không thể nói bỏ là bỏ ngay được chỉ là bọn họ đang thu liễm lại thái tử tuổi nhỏ chuyện bỏ họ khi chủ cũng không phải là sẽ không xảy ra tam cữu ngồi ổn vị trí kia vào thời điểm mấu chốt có thể giúp hắn một tay trừ phi cữu cữu làm chuyện sai lầm hoặc thế cục khiến cho ta và cữu cữu không thể không lui bằng không tuyệt đối không thể lui có một số người cho tới bây giờ vẫn còn chưa biết thế nào là có chừng có mực ngài là tam cữu của con cho dù đổi qua một vị trí khác vẫn sẽ giống như trước bị vô số người nhìn chằm chằm đến lúc đó Ngài lại nhường ra nữa sao? Chuyện này khiến cho Đồng Minh Dương chăn chờ đã lâu. Lúc này nghe thấy cháu gái nói vậy, trong lòng liền kiên định, con nói như vậy ta cũng an tâm, ta không sợ gì khác, chỉ lo khi con không có quyền trong tay, bọn họ sẽ tìm ta kiếm phiền toái. Cho dù chúng ta đều biết quan hệ của con và thái tử rất thân cận, biểu hiện bên ngoài cũng rất thân thiết, nhưng chưa hẳn tất cả mọi người đều tin tưởng, người muốn bôi đen con trước mặt thái tử sợ là có không ít nằm lâu cơ thể cũng có chút không thoải mái nhưng lại không động được trang thư tình cực kỳ khó chịu lúc không có chỉ cố nàng chỉ có thể cố gắng không biểu hiện ra ngoài nhất là trước mặt hai vị lão nhân chỉ có thể nhẫn nại dịch dịch cơ thể cho dù chỉ động một chút xíu cũng khiến nàng dễ chịu không ít nếu thực sự có người làm như vậy thì càng tốt cứ như vậy là có cớ ném hắn ra khỏi chiều không khí trong chiều cũng sẽ tốt hơn, đồng minh dương còn muốn nói, đồng lão gia tử đã cắt đứt câu chuyện, biết ý của tình nha đầu là được, những chuyện khác con cũng không cần quá bận tâm, làm tốt chuyện của con là đã giúp được cho cháu gái, đồng minh dương lúc này mới nhớ ra người còn đang nằm trên giường bệnh, nhất thời mặt liền đỏ, thư tình, tam cữu không sao, con cũng biết tam cữu cũng là vì không muốn rước lấy phiền toái cho con, cữu chỉ cần làm tốt việc của của mình, con còn sống, cho dù không tiếp tục giám quốc, cũng không phải ai cũng có thể khi dễ, cho dù vẫn còn suy yếu nằm trên giường bệnh không thể động dậy, bình bình đạm đạm, nghe nhàng nói ra từng lời nhưng ai cũng không thể coi thường sự tự tin trong lời nói đồng minh dương cho rằng nàng dựa vào bạch công tử nhưng lại không biết rừng núi dựa của nàng nhiều vô cùng đó là sự hiểu biết của nàng đối với hoàng gia dã tâm của chu chi tiếu chỉ vừa lộ ra nhưng mà bản tính của hắn khác với những vị huynh trưởng khác huống chi hết thảy hắn có cơ hồ đều là nàng cho do một tay nàng đỡ hắn lên cái vị trí kia có thể nói trong thiên hạ này người chưa từng bạc đãi hắn chính là nàng từ lúc bình thường ở trung cũng có thể đoán ra được sự tôn kính của hắn đối với nàng không hề giả về phần hoàng đế nếu nàng và chỉ cố không có tầng quan hệ kia hắn sẽ không đối xử với nàng nhẹ nhàng như vậy càng đừng nói đế giám quốc chỉ sợ lời đồn của nàng còn sẽ mang đến nhiều phiền toái hơn nữa nhưng bởi vì nàng và chỉ cố đã đính hôn hắn làm như vậy vì hắn cho rằng hắn không thể bù đắp được lại tất cả cho chỉ cố từ một phương diện khác mà nói hoàng đế có phẩm tính cực kỳ đáng quý tuy rằng hắn là hoàng đế nhưng hắn không có bệnh đa nghi như phần lớn các vị hoàng đế khác cho dù hắn muốn mạng của ngũ hoàng tử hay còn cái khác nhưng hắn kỳ thực vô cùng tín nhiệm người hắn đặt trong lòng mà người nhận được nhiều sự tín nhiệm của hắn nhất chính là chỉ cố bởi vì hắn tin tưởng chỉ cố tin tưởng ánh mắt của chàng ấy nên thời điểm kia hắn cũng lựa chọn tin nàng người như vậy nếu nói về sau hắn sẽ đuổi cũng giết tuyệt nàng thậm chí không cho phép nàng bước chân vào chiều một lần nữa nàng không tin đối với tương lai của đồng gia và trang gia trải qua lần này nàng kiền không có bất kỳ lo lắng tựa như nàng tin tưởng chỉ cố thật tâm với nàng vậy đúng rồi thư tình một nhà trang trạch lương kia nghe nói đều bị bạch công tử mang về con có biết không trang thư tình nhướng mày, con chưa nghe, đã xử trí bọn họ chưa? Chương 213, phúc thọ, báo ứng, vẫn chưa xử trí bọn họ, hiện tại mọi người đều vô cùng kiêng kỵ việc này, không biết Bạch công tử tính xử trí như thế nào. Sắc mặt Trang thư tình nhàn nhạt, lúc trước hắn có nói với con về chuyện này, con cũng nói, việc này, con mặc kệ, bọn họ sống hay chết cũng không có quan hệ gì đến con, luật pháp đại chu luận tội bọn họ như thế nào thì bọn họ phải chịu như thế tội phản quốc chu di cửu tộc lời này của trang thư tình tương đương phán đinh tội chết cho bon ho vậy trang gia trang gia không có việc gì bọn họ không nên chịu liên lụy với hắn đồng lão ra từ gật đầu ta đã biết trang gia bên kia mọi người không cần lo lắng chỉ cần bọn họ làm bổn phận bọn họ nên làm chuyện sẽ không kéo lên người bọn họ thấy tinh thần của trang thư tình không tốt ba người cũng không lưu lại lâu thay vì nói mấy lời khiến nàng hao tâm tổn sức, còn không bằng để nàng nghỉ ngơi cho tốt. Trang thư tình thật sự mệt mỏi, người vừa đi, nàng liền ngủ mất. Bạch Chiêm đi vào, thấy ánh mắt của nàng hơi trầm, cố gắng nén không lay người tỉnh dậy. Sau khi xác nhận nàng thật sự chỉ đang ngủ, hắn liền đi đến bệnh giường trông chừng. Vừa ngủ, sau khi tỉnh lại đã là hai canh giờ sau. Tuy rằng khi mở mắt ra được nhìn thấy người mình thích đầu tiên, nàng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ nhưng khi nhìn thấy trong mắt hắn tràn đầy lo lắng cũng khẩn trương nàng liền không vui vẻ nổi trong khoảng thời gian này vẫn không ngủ được sao bạch chiêm ngồi trên giường, ôm người vào trong lòng, thanh âm trầm thấp, không sao, ta không mệt, chỉ ngồi một lát thôi, ngồi một lát cũng không thể thay cho việc ngủ, trang thư tình có chút sốt ruột, nhưng nàng không động đậy được, không an ủi được nam nhân này, chỉ có thể giúp tâm trí hắn thả lòng, nói cho hắn biết tình huống hiện tại của nàng, Phúc Nguyên Đại Sư cũng nói, ta chỉ cần tỉnh lại thì mỗi ngày sẽ tốt lên, sẽ không bị mất đi chi giác giống như lúc trước, chàng yên tâm ngủ một lát được hay không? Bạch chiêm nhắm mắt lại, tựa đầu vai nàng. Phúc nguyên nói nàng đến từ một thế giới khác. Trang thư tình cũng không nghĩ là Phúc nguyên không biết. Nếu không biết, hắn sẽ không thể hướng dẫn nàng trở về. ừm, muốn biết thế giới kia như thế nào không? Muốn. Thế giới kia sao? Trang thư tình có chút đam chiêu, không biết hiện tại viện trưởng như thế nào. So với nơi này, thế giới kia vô cùng phát triển. lộ trình từ hội nguyên phủ đến kinh đô, cho dù chàng có kiên trì ngày đêm thì muốn đến kinh thành cũng phải mất bốn ngày nhưng chút lộ trình này ở thế giới kia mà nói ngồi máy bay thì chỉ cần một canh giờ máy bay chính là một phương tiện giao thông vô cùng tiến bộ có thể chở người bay trên bầu trời ngữ khí của trang thư tình rất chậm thanh âm có vẻ trầm thấp hơn trước nàng nói về sự vật ở thế giới kia nói về chuyện nàng học y những chuyện nàng trải qua khi làm bác sĩ nàng biết người đang ôm nàng đã ngủ nhưng cho dù hắn ngủ lực tay ôm nàng vẫn không thả lỏng nàng không ngừng nói trong lúc nhất thời không thể nghĩ được muốn nói gì tiếp theo thì sẽ lặp lại những điều nàng đã nói qua thanh âm khàn khàn yết hầu đã đau nhưng nàng vẫn không dừng tối rồi bóng đêm phủ kín mọi nơi ánh trăng đã tỏa sáng không có đèn cũng không người nào dám đến quấy dày thanh âm trang thư tình cơ hồ đã khàn đến không thể nghe thấy nhưng nàng vẫn nói, mãi cho đến khi bạch chiêm tỉnh lại, không nói hai lời liền buông người xuống đi rót nước, nước đã lạnh, âm thanh của hắn lạnh lẽo vang lên, nước, mọi người đều đã có chuẩn bị, bảo châu lập tức tiến vào, bạch chiêm thử xem độ ấm trong nước, cảm thấy đã thích hợp mới ôm lấy trang thư tình đưa cho nàng uống, sau khi đã uống xong, hắn mới hỏi, còn muốn uống nữa không, trang thư tình chừng mắt nhìn, bạch chiêm hiểu ý, lại đứng dây rót một chén chén, đủ rồi, thanh âm khàn khàn cực kỳ khó nghe, nhưng với bạch chiêm đây cũng là thiên âm, hắn cũng không nói nàng làm sai, càng không trách cứ, chỉ nói đừng nói chuyện nữa, bảo châu, vâng, nô tỳ ở đây, làm chút đồ nhuận giọng, vâng, thuốc bổ ở bạch phủ không hề thiếu, lúc trước trang tiểu thư đột nhiên bị bệnh, hoàng thượng cơ hồ sai người mang cả kho thuốc chuyển đến, cổ họng khó chịu, cơ thể lại không thể động, trang thư tình dầm gì hai tiếng, bạch chiêm nghe thấy bụng nàng đang đánh trống, trong mắt hắn nổi lên ý cười, lập tức sẽ đưa tới, uống thuốc xong, lại lấp đầy bụng, lúc này trang thư tình mới nói về đề tài kia ta sẽ không ly khai nơi này nữa mỗi khi chàng tỉnh dậy ta vẫn luôn ở bên cạnh, bạch chiêm nhẹ giọng ừm một tiếng, coi như tin nàng lần này, nhưng hắn biết, trang thư tình cũng biết, cơ thể không thể lập tức tốt lên, nhưng vẫn chuyển biến mỗi ngày, một tuần trôi qua, trang thư tình rốt cuộc có thể xuống giường đi vài bước, tâm tình bạch chiêm vô cùng tốt, khó có khi đáp ứng ôn đức sẽ dẫn người vào cung, tính ra hắn cũng đã hơn 10 ngày chưa ra phủ, vị đại sư Phúc Nguyên đã biến mất vài ngày lúc này, lại xuất hiện trước mặt trang thư tình nàng tuyệt không ngoài ý muốn thậm chí còn vẫn đang chờ hắn trang thí chủ có khỏe hơn không đã tốt lắm vẫn là ta phải cảm ơn đại sư mới đúng bằng không sợ là ta không thể trở về vậy thì không cần trang thí chủ không phải người thường chấp niệm của bạch công tử vô cùng sâu không có bần tăng nhiều nhất chỉ thêm chút khó khăn thôi chứ kết quả vẫn sẽ giống như cũ trang thư tình cũng không nói tiếp về đề tay này, vẫy tay ra hiệu cho đám người Bảo Châu rời đi, Phúc Nguyên thấy thế nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về bầu trời, bầu trời hôm nay vô cùng quang đãng sáng sủa, tiền duyên của trang thí chủ đã đứt, lại không thể trở về nơi đó. Ngài có cảm thấy lưu luyến hay không? Lưu luyến đương nhiên là có, nhưng mà mong muốn được trở về lớn hơn nhiều, cái thế giới kia không có ta, có lẽ sẽ có một số ít người thương tâm khổ sở, rơi lệ vì ta, nhưng nỗi buồn trôi qua bọn họ vẫn có thể sống tốt trước khi trở về ta đã chuẩn bị tốt mọi thứ, trong lòng cũng cảm thấy an tâm, sau khi rời khỏi chỉ có thắc thỏm chứ không quá lo lắng, nhưng ở đây ta không thể rời đi, Thư Hàn chỉ có một người người tỷ tỷ để dựa vào, chi tiếu còn rất trẻ, chi quỳnh và giai oánh y thuật của hai người chỉ mới nhập môn, còn có cả chỉ cố, không biết tiêu chuẩn nhìn người của hắn như thế nào lại có thể để ý ta, nguyện ý để ta đi cùng hắn những ngày mãi mãi về sau, nếu ta biến mất, không nhất định hắn có thể gặp được một người khác, cho dù hắn có cường đại như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ mới hai mươi cuộc đời dài như vậy lại chỉ có một mình hắn cô đơn vượt qua sao ta có thể để hắn như vậy được một bên có thể bỏ xuống một bên cho dù bỏ xuống trong lòng sẽ vô cùng luyến tiếc lựa chọn như thế nào cũng không cần phải nghĩ nhiều vạn hạnh cuối cùng ta cũng được như nguyện cho dù khổ sở thì có sao ta cảm thấy đáng giá là được trang thư tình cười cười kỳ thật ta cảm thấy rất vui vẻ khi có thể trở về thế giới này lúc trước quá đột ngột chuyện gì cũng chưa kịp an bày lúc ở đó luôn luôn lo lắng mọi người và bọn nhỏ có bị khi dễ hay không có sống tốt không trở về một chuyến cũng tốt coi như giải tỏa lo lắng trong lòng ta a di đà phật là bần tăng xem nhẹ trang thí chủ vinh hạnh khi được đại sư để vào mắt trang thư tình nhìn về phía đối phương đại sư còn có gì muốn hỏi hay không bần tăng không muốn hỏi chỉ có lời muốn nói Đại sư mời nói, phúc nguyên niệm một đoạn Phật hiểu, nói, trang thí chủ là ngôi sao từ một thế giới khác lưu lạc đến đây, theo lý mà nói, nếu đến thế giới này tiểu thư sẽ bị bài xích, nhưng ngược lại, lúc này bần tăng mới phát hiện, vào thời điểm tiểu thư trở lại, mảnh đất này đã tiếp nhận ngài, mỗi khi sát tinh xuất hiện đều sẽ khiến cho trời đất sung truyền, thiên tai, thậm chí là triều đại thay đổi, thiên địa cũng không thể tiếp nhận quá nhiều thứ xảy đến như vậy. vai cho nên mới mang ngài đến để ức chế sát tinh, rất ngạc nhiên sao, thấy trang thư tình trợn tròn mắt, Phúc Nguyên cười vô cùng hiền lành, sự thật là như thế, chắc tiểu thư không biết, những ngày qua tiểu thư hôn mê, sát tinh tỏa sáng sáng vô cùng, nói là ngôi sao sáng nhất trong giải ngân hà cũng không ngoa, trang thư tình nỗ lực để bản thân không quá giật mình, vì sao đại sư lại muốn nói với ta những thứ này, để tiểu thư biết được tầm quan trọng của chính mình, cho dù là lúc nào tiểu thư nhất định cũng phải bảo vệ tốt bản thân tiểu thư tốt thì hắn mới có thể tốt không nên tăng lên nghiệp chướng của hắn phúc nguyên đứng dậy đi đến bên cạnh đỉnh hóng mát hòa nhập vào ánh nắng cả người giống như đang lóe sáng lên nhất là phần đầu của hắn bạch công tử sát khí quấn thân không hề có một chút phúc khí trang thí chủ lại là người có tướng đại phúc mong rằng trang thí chủ làm nhiều việc thiện giảm bới sát khí của bạch công tử giúp hắn có thêm phúc thọ, việc này chỉ có trang thí chủ mới có thể làm được. Bần tăng cáo từ, trang thư tình uống một ngụm trà, trà đã lạnh bớt, lòng nàng cũng cảm thấy có chút lạnh. Ý của Phúc Nguyên là sát khí của chỉ cố cúa nặng ảnh hưởng đến dương thọ của chàng ấy sao? Làm việc thiện có thể tăng thêm tuổi thọ, cho dù lời này của Phúc Nguyên có bao phần thật trong đó thì nàng nghĩ về sau nàng cũng sẽ làm nhiều việc thiện hơn, nhưng mà tại sao trong lòng vẫn cảm thấy bất an bên ngoài bạch phủ phúc nguyên chậm rãi bước ra phúc nguyên đại sư công tử nhà ta có vài lời muốn chuyển đến đại sư công tử nói còn thiếu ngài một nhân tình ngài tùy thời đều có thể đến đây bần tăng nhớ kỹ Phúc Nguyên cúi chào hướng tả, chuẩn bị ly khai, hướng tả đáp lễ lại, nhìn theo hướng người đi xa, trang thư tình ngồi trong đỉnh hóng mát thật lâu, cho đến khi Bạch Chiêm xuất hiện trước mặt nàng mới phục hồi lại tinh thần, đã trở lại, Hoàng thượng nói như thế nào, phụ thân lo lắng cho nàng, luôn hỏi về tình huống của nàng, chỉ hỏi như vậy thôi, vậy sao lại lâu như thế? nhưng mà trang thư tình cũng không tiếp tục truy vấn hắn nói nàng như thế nào nàng liền tin như vậy còn có chuyện của trang trạch lương ta quyết định chảm hắn bạch chiêm ngồi xuống bên người nàng bốn người đều chảm bốn người trang thư tình tính toán lão thái thái mất qua bên đó không lâu liền chết trang thư tình muốn hỏi nàng chết như thế nào bệnh hay là vì cái khác nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái dứt khoát thu lời, ngã chết ta đã cho người đi ra xét, là trang thư diệu đẩy, trang thư tình quay đầu về phía hắn, đẩy, trang trạch lương biết không, hắn đã biết, sau đó, chỉ là đã biết mà thôi, đã biết mà thôi, thật quá đáng sợ, tôn tử đẩy bà nội ngã chết, thân là phụ thân, là một con người, hắn cũng chỉ là đã biết mà thôi, trang trạch lương rốt cuộc là thế nào mới có thể trưởng thành nên bộ dáng như vậy, đúng rồi, hắn là do mẫu thân hắn nuôi lớn, lão Trần Thị là người nuôi hắn thành như vậy, sau đó con trai của con trai nàng đưa nàng vào đường chết, báo ứng, chương 214, trang gia xuất hiện biến mất trong tầm mắt của mọi người gần một tháng nay, trang thư tình rốt cuộc đã xuất hiện, nàng không cần dùng xe ngựa lúc trước để tránh tầm mắt của mọi người chiếc xe lần đầu do nội phủ được bạch chiêm yêu cầu thiết kế đặc biệt là chiếc xe làm theo quy cách của hoàng tử nhưng bỏ đi những màu sắc hoa lệ bốn phía treo vài sa lanh có thể ẩn ẩn nhìn thấy được bóng người bên trong chiếc xe ngựa này vừa ra khỏi bạch phủ lập tức liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người gió nhẹ thổi qua xa lanh nhẹ nhàng phấp phới lộ ra hai bóng người đang cùng ngồi bên trong trang tiểu thư bình yên vô sự không đợi xe ngựa tiến vào hoàng cung tin tức này lập tức được truyền khắp kinh đô người chính là như vậy không có thông tin chính xác bọn họ còn đang lo lắng không biết nàng có phải thật sự chuyển tốt hay không, trong lòng một bước khó đi, không ít người liền bắt đầu nghị luận, không biết Trang tiểu thư đối mặt với phán quyết của phụ thân nàng sẽ phản ứng như thế nào, trước tới nay ta chỉ thấy nhi nữ làm bại hoại gia phong, hủy hoại sự nghiệp của tổ tiên, khiến cho cha mẹ tức chết, nhưng làm phụ thân lại kéo chân sau của nữ nhi như Trang Trạch Lương ta vẫn thấy lần đầu tiên, hắn như là không giết chết tử nữ của mình thì đời này hắn sống không yên vậy cũng không biết kiếp trước trang tiểu thư tạo phải nghiệp gì mà kiếp này lại đầu thai vào trang gia người nói chuyện thở dài lắc đầu những người nghe thấy đều đồng ý gật đầu thật vất vả mới đoạt được mạng lại từ trong tay của diêm vương nàng lại phải đối mặt với chuyện như vậy không biết trang tiểu thư sẽ đau lòng đến mức nào nữa có khổ cũng không biểu hiện ra ngoài theo ta thấy trang tiểu thư khẳng định sẽ không cứu trang trạch lương dứt bỏ hết ân ân oán oán này cũng tốt trang tiểu thư trước đến nay luôn làm việc quang minh lỗi lạc nàng không hề kém cỏi hơn bất cứ nam nhân nào vẫn luôn là một tấm gương tốt ngoài trang trạch lương làm ra chuyện lớn như vậy ra thì những người khác cũng coi như an phận nhưng trang tiểu thư lại không nâng đỡ bọn họ họ trang gia không biết là oán hận nàng như thế nào phi còn oán hận tội phản quốc là chu di cửu tộc nhưng chỉ xử quyết đám một nhà bốn người kia làm như vậy coi như đã nể mặt trang tiểu thư lắm rồi muốn nói oán hận sợ là không chỉ có oán hận bọn họ là oán trang tiểu thư một người đắc đạo nhưng gà chó lại không được lên trời đồng ra chỉ có một mình vị lão tam được làm việc trong triều nắm thực quyền trang gia có ai ta biết được trang tiểu thư chẳng những không đề bạt người trang gia còn phái người đặc biệt việc đi truyền tin, chính là sợ bọn họ làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến nàng, nói ra cũng coi như nhẫn tâm, nhưng nếu nói, trang tiểu thư sau khi lên giám quốc, nàng bị quyền lợi mê muội bốn phía đề bạt trang đồng hai nhà, như vậy hoàng thượng có thể tin nàng sao, thái tử điện hạ cũng sẽ không đề phòng nàng sao, nhẫn tâm vậy là đúng, bằng không chính là mang họa đến cho bọn họ, trang tiểu thư là người thông minh, cũng chỉ có người thông minh như vậy mới có thể trong tình huống trang trạch lương phản quốc nàng vẫn có thể bảo vệ được trang gia thông minh quá sẽ bị thông minh hại bằng không nàng cũng sẽ không bị bệnh đến như vậy nghe nói Phúc Nguyên đại sư của tăng trí tự dùng hơn 10 ngày mới có thể cứu nàng trở về chỉ mong là lần bị bệnh này sẽ không ảnh hưởng gì đến thân thể nàng một nữ nhân có thể làm được đến như vậy đã là chuyện không hề dễ, Phúc Nguyên Đại Sư, trước kia chưa từng nghe qua người này, tăng trí tự truyền thừa nhiều năm như vậy còn không phải có chút bản lĩnh hay sao, chứ người nghĩ một vị Đại Sư có bản lĩnh như thế nào, bản lĩnh chân chính sao có thể dễ dàng để lộ ra ngoài, ta có biết được vài chuyện, ta sẽ nói cho các ngươi vài chuyện về vị Đại Sư này, đề tài tiếp theo cứ như vậy được rời đi, bốn người trong tử lâu yên lặng không lên tiếng động âm thầm trả tiền trà sau đó liền rời đi thái dương rất chói bốn người tìm một gốc cây dâm để đứng lại phụ thân nếu trang thư tình ở đây chắc chắn nàng sẽ nhận ra người nói chuyện là trang trạch dân người đầu tóc hoa dâm chính là trang bình trí nếu như không đến đây một chuyến chúng ta nhiều lắm mới chỉ biết được tình nha đầu bị bệnh thiếu chút nữa liền đi hơn lắm thì cũng chỉ có thể biết được trang trạch lương thế nhưng làm ra chuyện như vậy các người đừng chỉ nghe câu này nàng phái người đi canh trường trang gia liền sinh bất mãn với nàng, dưới tình huống như vậy nàng còn nhớ rõ phải bảo vệ trang gia điều này nói lên rằng nàng muốn bảo toàn trang gia, nên nàng mới có thể bỏ tâm đi quản, bằng không, dưới tình huống như vậy nàng lại bỏ qua trang gia, các người nghĩ tương lai của chúng ta sẽ như thế nào, ba người trong đó, trừ trang trạch dân gia còn có lão lục trang trạch dung, và một vị tiểu bối là trang thư ngộ, lúc này bọn họ đều cúi đầu, vừa rồi trong tửu lâu, bọn họ quả thực trong lòng không vui, Trang Bình trí lắc đầu, các ngươi a, à, tài năng không phải là bẩm sinh, được nàng che chở nhưng các ngươi có nghĩ cho nàng, nàng đi đến bước này là có bao nhiêu khó khăn, các ngươi đã quên rằng hiện ai nàng mới chỉ có 16 thôi, ngay cả các ngươi cũng sinh ra ý nghĩ như vậy nếu không phải nàng phái người trông chừng, trang gia sẽ bị người ngoài xúi dụng trở thành dạng gì rồi, mặt trang trạch dân đỏ lên, mấy ngày nay đến đây, cho dù hắn biểu hiện không khác gì người thường nhưng trong lòng hắn biết, tâm hắn cũng cảm thấy tự phụ, ai cũng đều nịnh nọt tâng bốc hắn, muốn bảo trụ một lòng bình thản, quá khó khăn, mà thư tình, nàng ở vị trí kia, nàng làm thế nào để bảo trụ sự tỉnh táo, trang trạch dung ho nhẹ một tiếng đổi đi đề tài, đại bá, ngài xem tiếp theo chúng ta phải làm gì, đưa bái thiếp cho đồng gia, không đi bạch phủ sao, đồng gia là thông gia, cho dù bọn họ không tiếp thu thì cũng phải kiên trì, trang gia vốn thẹn với đồng gia, chịu chút sắc mặt là việc nên làm, không nói đồng gia sau khi nhận được bái thiếp sẽ như thế thế nào, lúc này, Trang Thư Tình đã tiến cung, đứng ở trước mặt Hoàng thượng, gầy đi một chút, nhưng tinh thần vẫn còn tốt, Hoàng đế đánh giá một phen, ý cười trên mặt vẫn chưa lui đi, nhưng tình huống của ngài lại không quá tốt, không phải con đã nói thân thể của ngài không thể bị bệnh nữa hay sao, cho dù là bệnh nhỏ, thì đối với ngài nó cũng là bệnh nặng, vừa nói xong, Trang Thư Tình lập tức tiến tới long sàng, kê gối xuống, cầm tay bắt mạch, Hoàng đế thấy vậy bật cười, lại có chút rối rắm được người quan tâm lo lắng, ai có thể mất hứng cho được, nhíu mày, trang thư tình ngẩng đầu nhìn về phía bạch chiêm, mấy ngày nay sao không thấy thanh dương tử, hắn đi đâu rồi, sắp về rồi, hắn nhìn chúng thảo dược của bộ tộc mộc hạ, nhưng lấy mầm đi lại không trồng được nên muốn ở lại một đoạn thời gian mang mầm về, trách không được, trang thư tình gật đầu, trước khi đi hắn có nói thân thể hoàng thượng cần hắn điều trị mới có thể khởi sắc, ta xem quả đúng là như thế, mấy tháng nay thân thể hoàng thượng không hề có tí khởi sắc nào cả, phương diện này ta quả không am hiểu, Vinh chính xấu hổ cúi đầu, không thể trách được mọi người, ai cũng có thứ mình am hiểu và không am hiểu, ta biết mọi người đều đã tận lực, Thanh Dương Tử vốn có ít người có thể so với hắn, chờ Thanh Dương Tử trở về ta sẽ nói hắn chỉ điểm cho các ngươi một chút, hắn sẽ nể mặt ta, dùng phương thuốc của bọn họ ở thế giới để mang lại lợi ích cho cô Nhi viện Trang thư tình nhớ kỹ Tuy rằng bọn họ không biết nhưng nàng cũng muốn bồi thường cho bọn họ ở một phương diện khác vinh chính lập tức ngẳng đầu sau khi xác định lời của Trang tiểu thư thật không phải thuận miệng nói ra nhất thời liền kích động chỉ có thể gật đầu liên tục bản lĩnh của Hữu vọng chân nhân ai mà chẳng muốn học là vị đệ tử duy nhất của Hữu vọng chân nhân hắn đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Thanh Dương Tử nếu có thể được hắn chỉ điểm, vậy vinh chính hắn, không, là toàn bộ người của Thái Y Viện đều vui mừng khôn xiết. mười 215, phụ tử xung đột hoàng đế đuổi hết nhưng người không liên quan ra ngoài, sau đó nhìn về phía trang thư tình, uy vọng của Thái Tử không đủ, kinh nghiệm của hắn cũng không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định được cục diện, nhưng vẫn may là có phúc của con và chiêm nhi, có một số việc vẫn phải nhờ con quyết định, phụ thân, ngài là bệnh nhân, hiểu phong cũng vậy, hoàng đế cười khổ, hắn cũng biết lời này không nên nói vào lúc này, nhưng Giang Sơn Đại Chu không thể loạn, Chiêm Nhi, con có biết việc này không phải con quản thì là thư tình quản, ta càng muốn để nàng quản, nàng làm tốt hơn con nhiều, Bạch Chiêm cười lạnh, khó có khi hắn tham tham bất diệt như vậy, còn dùng ngữ khí châm chọc, nàng không có họ Chu, đây không phải là chuyện nàng nên làm, ngài đem những thứ này đưa cho nàng, bất quá là vì nhìn thấu nàng sẽ vì ta mà thoái nhượng để nàng làm châu làm ngựa cho chu quốc bồi dưỡng người thừa kế sau đó thì sao sau khi thái tử đã có đủ năng lực mọi người liền coi như đương nhiên bắt nàng giao quyền ra trên đời nào có chuyện tốt như vậy đồng trang hai nhà cộng lại cũng chỉ có một mình đồng minh dương vào chiều làm quan đã như vậy lại còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cái vị trí kia muốn nàng phải giao ra nàng trả giá tâm huyết để đổi lấy nàng hy sinh nhiều như vậy nhưng có mấy ai biết được có mấy ai trân trọng ngài thì sao ngài cũng chỉ đang áp bức nàng thôi dựa vào cái gì nàng phải tiếp tục cai quản giang sơn của chu gia Hoàng đế khó thở nếu không phải vì nàng, trang gia sao có thể không cần phải chịu tội chu di cửu tộc nếu không phải vì nàng là người cai quản giang sơn của chu gia cúc quốc sao có thể coi trọng trang trạch lương bạch chiêm hừ lạnh nếu ngài muốn chu di cứ chu di ta muốn nhìn xem là người của ngài động tác mau hay người của ta động tác mau hơn trước mắt hoàng đế từng đợt từng đợt biến thành màu đen chiêm nhi con cũng là hoàng tử chu quốc thư tình là con dâu cũng chính là người của hoàng gia những thứ nàng trả giá ta đều nhớ kỹ nhất định sẽ không bạc đãi nàng, ta họ bạch, bạch chiêm nhẹ bâng đánh gãy lời hắn, còn muốn nói tiếp, nhưng tay lại bị nắm chặt, theo bản năng nắm ngược lại, bạch chiêm cúi đầu, trang thư tình cười nhìn hắn, rất dịu dàng, thật thoải mái, đó là nụ cười xuất phát từ chính lòng nàng, ôn đức, giúp hoàng thượng uống thuốc, rõ ràng cảm giác được bàn tay đang giữ lấy nàng từ căng thẳng trở nên thả lỏng hơn rất nhiều, trang thư tình cầm tay hắn cọ cọ lên mặt nàng, sau khi trở lại Bình thường, hoàng đế cảm thấy lòng của hắn vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt lại nói, thư tình, con nên biết ta cũng không có ý kia, là ta, không phải chậm, có thể thấy được hoàng đế thật sự bị lời của bạch chiêm kích thích, cảm giác được lực nắm tay của hắn trở nên chặt hơn, chàng thư tình thân thiết cầm lấy tay hắn cọ cọ trên mặt nàng, chàng thư tình không để cho chỉ cố mở miệng, đáp lời, hoàng thượng không muốn giang sơn chu quốc xảy ra vấn đề trong khi ngài đang tại vì con có thể hiểu hơn nữa con cũng tận lực giúp đỡ ngài mong ngài tin tưởng điều này nếu như chu quốc thực sự xảy ra chuyện gì chỉ cố chắc chắn sẽ không bàng quang chàng ấy chỉ là có chút lo lắng cho con dù sao lúc trước thiếu chút nữa là con đã không thể tỉnh lại con cũng không hối hận vì những gì con đã trả giá đương nhiên cũng không phải con muốn đến trước mặt ngài tranh công nói rằng công lao của bản thân lớn bao nhiêu chỉ là con không tán thành suy nghĩ này của ngài, nếu như con là người có dã tâm, không, không cần phải có dã tâm, chỉ cần là người có chút không kiên định, đều sẽ sinh ra tâm tư muốn có được quyền lợi cao hơn nữa, ai chẳng muốn tiền hô hậu ủng, con không phải người thanh tỉnh như ngài suy nghĩ, cũng không phải không quyến luyến quyền lực, chỉ là con có lý tưởng của con, cũng không muốn chỉ cố nhìn thấy bộ mặt xấu xí khác của mình, con lo lắng bản thân sẽ trở thành tấm gương xấu, lúc này chu quốc đang gặp nguy nếu như sau này vừa đúng hoàn cảnh như vậy cũng đồng thời xuất hiện một người có khả năng như con không chừng nàng ta sẽ là con kế tiếp ai có thể khẳng định được nàng ấy cũng có thể thanh tỉnh được đến cuối như con con chỉ hy vọng trong lịch sử chu quốc chỉ một lần duy nhất có một nữ nhân khác họ đứng ra giám quốc trang thư tình nói xong lời này cho dù hoàng đế vẫn còn bị câu nói lúc nãy của nhi tử chọc cho tức giận muốn chết nhưng cũng biết nàng cũng vì muốn giải vây cho nhi tử hắn hiện tại cũng bớt giận đi rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy lời của nàng nói thật sự có đạo lý, nếu như Trang Thư Tình có một chút dã tâm, bằng tài năng của nàng trước kia cùng với uy vọng và sự duy trì của dân chúng lúc này, muốn chu quốc bất ổn khiến nàng có thể thừa cơ hội lợi dụng đứng lên trực tiếp nắm quyền cũng không phải là không thể, huống chi, người chống lưng cho nàng căn bản không chút quan niệm gì về thị phi, không có bất kỳ sự trung quân ái quốc hơn nữa, hắn còn có tài năng ngập trời. Vạn Hạnh là nàng không phải ý của con chẫm hiểu được nhưng lúc này tình huống cả đại chu con cũng biết đấy không thể nào thiếu được con bạch chiêm lúc này chỉ hận không thể xốc ngược hoàng cung dựa vào cái gì hoàng thượng bị bệnh thì có thể dưỡng còn thân thể của hữu phong chưa lành hắn lại mở miệng bắt nàng xử lý quốc sự mệnh của hữu phong rẻ mạt như vậy sao chỉ bởi vì nàng không phải nam nhân bởi vì nàng không họ chu nên nàng xứng đáng hy sinh sức lực của mình thay những người chân chính mang họ chu cai quản giang sơn vốn là của bọn họ trang thư tình gắt gao nắm lấy tay hắn nàng không muốn đeo tội danh làm cho phụ thân tức chết ta ta làm bạch chiêm mạnh mẽ lôi người ra ngoài ta sẽ quản hắn coi như đã triệt để đắc tội với chiêm nhi hoàng đế bất đắc dĩ thở dài nếu có thể kéo dài thêm chút thời gian hắn cần gì đi trêu chọc sự kiên nhẫn của chiêm nhi chiêm nhi mong là ngài không hối hận hoàng đế càng cảm thấy bất lực chiêm nhi sợ là đang oán hắn nếu cứ như vậy sợ là chút tình phụ tử cuối cùng cũng không còn lắc đầu nhìn hai người rời đi hoàng đế cười khổ hắn sống cả đời cũng không thể hành động tùy ý như chiêm nhi được nhưng mà chu quốc bây giờ đang truyền vào trong tay hắn phàm là còn sót lại một hơn hắn cũng phải bảo vệ cho giang sơn này hoàng thượng trang tiểu thư thân thể không tốt ngài cần gì mục tiêu của trẫm vốn là chiêm nhi tình huống của thư tình như thế nào sao ta có thể không biết nhưng nếu như không ra tay từ nàng chiêm nhi có thể chủ động mở miệng sao nếu không từ chiêm nhi chủ động thì ai có thể nói được hắn ôn đức khẽ nhếch miệng để bạch công tử đứng ra cai quản triều đình các vị quan lại còn có thể chịu được coi chừng sẽ bị công tử thanh lý cho không còn một mống vua nào triều thần ấy có một số người nên thoái lui hoàng thượng thánh minh hắn thánh minh chỗ nào chứ rõ ràng là bị ép đến bất đắc dĩ hoàng đế thở dài nhắm mắt lại nghỉ ngơi ngồi trên xe ngựa trang thư tình mới mở miệng nói hiện tại ta vừa xảy ra chuyện, hoàng thượng đã sử dụng để tính kế chàng, bạch chiêm nhìn xe ngựa bên ngoài, còn chua ra khỏi hoàng cung, có rất nhiều chỗ vẫn chưa được sửa chữa tốt, dấu vết của trận động đất lúc trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ là, nơi được mệnh danh là tôn quý nhất trên đời này, mẫu thân chưa từng đặt chân đến, hắn, thật sự cũng không nguyện ý đến, hắn không đổi họ, không ở tại kinh đô, một năm cũng chỉ cố định mấy ngày gặp mặt với. Với phụ thân nói trắng ra là không muốn giao thiệp quá sâu với người của chu gia một khi đến gần kết quả sẽ giống như hiện tại vậy hắn bỏ lại hết thảy không cần bất cứ thứ gì ai cũng không thể cản hắn nhưng mà lúc này đã không phải hữu phong là người vô cùng có trách nhiệm hơn nữa còn có lời kia của phúc nguyên hữu phong nhất định không thể buông bỏ mọi thứ để đi cùng với hắn coi như là tạo ân đi bạch chiêm tự nói với bản thân như vậy chỉ cố chúng ta ở kinh đô hai năm rồi lại quay về hội nguyên phủ trang thư tình dựa vào đầu vai bạch chiêm nếu như chi tiếu cố gắng nới không chừng là chưa tới hai năm, về sau, chúng ta sẽ cao chạy xa bay, bạch chiêm hôn thái dương của nàng, nghiêng đầu kề bên đầu nàng, hắn nhất định phải cố gắng, trang thư tình nhếch lên khóe miệng, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho chi chi tiếu, xe ngựa vừa ra khỏi cung liền ngừng lại, ẩn ẩn có tiếng trần nguyên tiến lên nói chuyện với người ta, tiểu thư, đồng lão đại nhân cho người đến truyền lời, trang gia có người vào kinh, lúc này đang ở đồng phủ người trang ra tiến cung, sao ta không nhận được tin, bạch chiêm mặt không biểu cảm mở miệng, có người đến đưa tin, chỉ là lúc đó nàng đang hôn mê, sau đó ta cũng quên, nàng còn tưởng rằng có người đã bị thu mua, hoặc là đã xảy ra chuyện gì, trang thư tình không có lo lắng nhiều, đi đồng phủ, vâng, đồng lão gia tử cũng không có ra ngoài nghênh đón, dựa theo thân phận và địa vị mà nói, cho dù là bạch chiêm hay trang thư tình thì cũng không có ai ra dám chậm trễ tiếp đãi hai người bọn họ, nếu là gia tộc khác, sợ là toàn gia đã đứng trước cửa nghênh đón, nhưng lão gia tử không như thế hiện tại hắn vô cùng nhàn rỗi trang thư tình là cháu ngoại hắn bạch chiêm là cháu rể tương lai của hắn tiểu bối tới gặp trưởng bối không có đạo lý nào nói trưởng bối còn phải ra tiếp đón huống chi tình nha đầu luôn rất có hiếu hắn nếu thực sự phủng nàng càng cao còn đứng lên chào hỏi với nàng nàng ngược lại sợ là sẽ càng thương tâm cho nên khi đoàn người tiến vào người đứng chờ ở cổng chỉ có đồng hiểu chân và mạnh bá biểu muội bạch đại ca Trang thư tình tươi cười với hắn, biểu ca trong lòng đồng hiểu chân có chút kích động, thấy hai người xuống ngựa vội nói, tổ phụ nói thời tiết hôm nay có chút nóng bức, biểu muội thân thể lại chưa lành, biểu muội cứ ngồi xe vào phủ, trang thư tình liếc mắt nhìn Bạch Chiêm, cũng không có cự tuyệt ý tốt, xe ngựa cứ như vậy tiến vào trước viện, Đồng hiểu Linh vẫn luôn mong ngóng người đến, vừa thấy xe ngựa liền nâng váy chạy lại, Tình tỷ tỷ, Đồng hiểu chân nhìn chân chối tiểu muội nếu muội cứ tiếp tục như vậy nhà trai nào còn dám đến cửa, đồng hiểu linh víu lấy cánh tay trang thư tình phản bác, nương nói có rất nhiều người đến cửa cầu hôn, sao có thể không ai cần muội còn không phải là do bọn họ muốn bám víu lấy biểu muội đồng hiểu chân nói thầm trong lòng, nhưng không có làm rõ trước mặt vị muội muội đơn thuần này của hắn, nhưng mà trang thư tình sao lại có thể không hiểu, nắm lấy bàn tay của tiểu cô nương đi vào trong phong, biểu muội của ta xinh đẹp khả ái như vậy đương nhiên là có rất nhiều người muốn cầu hôn rồi, biểu tỷ sẽ chọn ra cho muội một vị tốt nhất, đồng hiểu linh lập tức tươi cười, sức sống kia không hề thua kém với thái dương trên trời, đây cũng là nguyên nhân mà trang thư tình thích nàng, mở bảo hộ nàng rất tốt, sự tình của đồng gia lúc trước không hề ảnh hưởng đến nàng nửa phần, ở gia đình như vậy lại có thể dưỡng ra một vị tiểu thư đơn thuần như đồng hiểu linh cũng là khó có được, nhưng mà những chuyện nên học thì cũng cũng cần phải học đến nhà người khác. Ngày sau muốn sông như thế nào cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng, cho dù có cha ra tất cả mọi người, có lật ngược từ đất lên trời, tận lực để tìm ra được người có phẩm tính tốt, tính tình thích hợp, đáng giá với nàng, nhưng đồng hiểu Linh cũng phải có đủ khả năng để bảo vệ chính nàng, để không ai có thể khi dễ dọc theo đường đi vào phòng chính chỉ nghe thấy tiếng đồng hiểu linh nói diếu diết trang thư tình ngẫu nhiên cũng phụ họa vào câu khiến cho đồng hiểu chân hoàng hốt cảm thấy nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi, không cần lo lắng đề phòng thân thích và những người họ hàng mượn danh đến phá hoại, tổ phụ cơ chí, tổ mẫu hiền lành, cha mẹ ân ái, muội muội hồn nhiên, biểu muội thân cận với bọn họ, nếu có thể một mực như vậy thì tốt rồi, nhưng mà, hắn bắt buộc phải thành thân, tuy rằng mẫu thân luôn coi trọng phẩm tính hơn cả gia thế. Nhưng có một số chuyện sao có thể nói được tuyệt đối, muội muội đến một ngày rồi sẽ phải lập gia đình, tình huống trong nhà sẽ càng phức tạp, Đồng Hiểu chân cúi đầu, cha đã nói, vinh quang của Đồng gia đều là nhờ có biểu muội mang đến, có thể kéo dài vinh quang này hay không, phải nhìn vào hắn, trách nhiệm này không phải của biểu muội mà là của hắn, hắn đáng lẽ phải càng thêm nỗ lực mới đúng. Chương 216 không bằng heo chó đồng ra đối với người của trang gia rất khách khí, thái độ bình hòa ngoài dự đoán của mọi người, trang bình trí tuy rằng không tiếp xúc nhiều với quan lớn, nhưng nắm quyền trong trang gia nhiều năm hắn cũng vô cùng ổn trọng, có thể thấy được hắn cũng không phải người không có một chút thành ý, so vài chiêu với đồng lão gia từ cũng liền hiểu rõ tâm lý đồng gia, nhất thời liền an lòng, cũng đúng, cho dù là trang gia xuất thân nơi sơn giã hay đồng mấy năm chìm nổi ở kinh đô thì bất cứ ai cũng mong thư tình có thể sống tốt, một mình nàng chống đỡ hai gia tộc, lúc này người có chút đầu óc sẽ ngầm dẫn dắt ân oán của hai nhà kéo chân sau của nàng trừ phi là trang thư tình ghét một trong hai gia tộc bằng không quan hệ hòa bình sẽ không thể tiếp tục bảo trì như bề ngoài nhưng mà như vậy thì có sao hai nhà cũng không có khả năng có thể ở chung với nhau như người thân một nhà trong lòng trang bình trí có tính toán đồng gia có thể tâm bình khí hòa đối đãi với trang gia đã là kết quả tốt nhất hắn có thể nghĩ đến hai bên nói xong lời khách Khí, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng với hai thanh âm nói chuyện một trong số đó bọn họ vô cùng quen thuộc trang thư ngộ đã kích động đứng lên trang bình trí liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không trách hắn biểu hiện thất thố ở trang gia trang thư tình đã sớm bị mọt người thần hóa tất cả tiểu bối ai ai cũng đều vô cùng sùng bái nàng vừa vào chính đường đồng hiểu linh liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại đây là một điểm của nàng mà trang thư tình rất thích tiểu cô nương vô cùng hiểu chuyện khi nào có thể linh động dương oai khi nào có thể trở thành đồng tiểu thư dịu dàng nhu thuận, nàng đều phân biệt được rõ ràng, trách không được người trong nhà đều thương nàng, tổ bá phụ, trang thư tình dựa theo quy củ, hành đại lễ với trang bình trí đã lâu không gặp, trang bình trí cũng không thật để nàng quỳ xuống, lập tức tự mình đỡ nàng lên, nghe nói thân thể con còn chưa tốt, những nghi lễ xã giao này cứ miễn đi, Nam Châu vã bảo châu nhanh chóng tiến lên đỡ người, trang thư tình lại hành lễ của một vị tiểu bối với hai trưởng bối với đường ca, có tấm gương trước là trang bình trí, những lễ nghi này đều đơn giản rất nhiều, bạch chiêm chỉ hơi khom người một cái, không nói bất kỳ lời nào, trang bình trí nhìn thái độ này của hắn trong lòng có chút an tâm, nếu thực sự để một vị hoàng tử cúi chào hắn, hắn thực sự là chịu không nổi, trang ra thế nhưng cũng có một ngày nhấc lên quan hệ với hoàng gia, nghĩ đến tình nha đầu xuất thân nơi thôn dã không biết hai người như thế nào lại có thể gặp gỡ lẫn nhau chủ khách đều đã cùng ngồi xuống trang thư tình làm một tiểu bối nàng rất tự nhiên thay đổi đề tài sao tổ bá phụ lại đến kinh đô hôm nay ngoài thành nóng như vậy nếu bị bệnh trên đường thì sao đây ở nhà không yên tĩnh luôn có rất nhiều người tìm lý do đến bái phòng con cũng biết trang gia dòng dõi không cao ai cũng không thể cự tuyệt được lúc trước không có cách nào cũng đành phải tiếp rất nhiều người người có chút thứ không thể không nhận nhưng gần đầy tình huống lại không thích hợp ta không đi một chuyến sẽ không an lòng chàng thư tình ở thế giới kia ít ngày trở về lại phải nằm tĩnh dưỡng trên giường bệnh hơn nữa nàng vốn cũng không có ý tưởng muốn khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay chàng thư tình ngẫm lại quả thật mấy ngày nay nàng đã bỏ bê rất nhiều chuyện bằng tình tình của chỉ cố chỉ cần không phải việc liên quan đến sức khỏe của nàng sợ là sẽ dẹp hết ra ngoài không thèm để ý, nghe vậy trang thư tình liền ngồi thẳng dậy, là người hay là chuyện gì cả hai, vẻ mặt trang bình trí rất nghiêm túc, trước kia có rất nhiều người vì muốn cầu vinh muốn thông qua trang ra để liên hệ với con, mong có thể có được một con đường làm quan rộng rãi, nhưng những người đến sau này lại không đơn giản như thế nữa tuy rằng bọn họ cũng muốn cầu vinh, có lẽ là muốn kiếm chút lợi ích, nhưng lại chuyển thành đến nghe ngóng chuyện của con, ngay từ đầu ta chỉ cho rằng bọn họ đổi phương thức khác nhưng sau lại dần cảm thấy không thích hợp, ai đến đều sẽ hỏi một câu có ý giống nhau, vì vậy ta liền cho người đi hỏi thăm, phát hiện quả thật có người đang nghe ngóng tin tức của con, sau đó ta đến hội nguyên phủ, phát hiện tình huống cũng như thế, vậy nên mới đến đây một chuyến chính miệng nói cho con những chuyện này, trang thư tình nhíu mày, người nên thu thập không phải đã được thu thập hết rồi sao, sao lại còn có người không an phận, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ cố, chỗ của chàng có nhận được tin tức gì hay không, bạch chiêm đương nhiên lắc đầu, hắn không rảnh để quan tâm chuyện thiên hạ, với hắn mà nói, những chuyện như vậy cũng không quan trọng bằng việc hữu phong tĩnh dưỡng cho nên đã sớm phân phó xuống những chuyện không quan trọng thì không được đến quấy dày hắn càng không thể nói cho hữu phong trần nguyên vẫn một mực đứng ở bên ngoài không cần người thông báo trang nguyên đã tiến vào nói ra tất cả những thông tin mà hắn biết lúc trước có tin truyền đến thuộc hạ đã cho người cha xét là những người bị trang tiểu thư gỡ xuống nón quan nên ấm ức làm thơ về trang tiểu thư nhưng mà bọn họ cũng không làm dậy nổi sóng gió gì thuộc hạ đã cho người đi coi chừng bạch chiêm bất mãn liếc mắt nhìn trần nguyên xử lý hết vâng chỉ cần là quyết định của bạch chiêm trang thư tình đều rất ít can thiệp vào lúc này cũng giống như vậy nàng không phải sứ giả của chính nghĩa sẽ không tâm sinh thương hại đối với những người có ý đồ xấu với nàng cho dù phương thức xử lý có chút thô bạo lạnh lùng chỉ có người tồn tại tâm tư muốn hại người khác sẽ tự mang đến tai ương cho chính mình không trách ai được cả nhưng mà đợi một chút trần nguyên quay lại nhìn nàng ánh mắt những người khác cũng đều dừng trên người nàng đều cho rằng nàng sẽ cản lại chỉ cố không phải hoàng thượng buộc chàng quản chuyện triều đình sao dùng mấy người này để giết gà dọa khỉ miễn cho bọn họ cảm thấy bạch công tử chỉ là hư danh bạch chiêm trước giờ luôn nghe lời nàng như thánh chỉ trần nguyên đồng ý rời đi đúng là khống giống người thường trang bình trí thầm nghĩ trong lòng một trang thư tình sát phạt quyết đoán của ngày hôm nay có ai ngờ được đây chính là vị tiểu cô nương mang theo đệ đệ cùng một thân thương tích tìm đến nhờ tộc trưởng trang gia làm chủ bây giờ nghĩ lại, sự quyết đoán và có chủ kiến ấy đã có thể nhìn thấy được khi đó, thật không biết Trang Trạch Lương bị thứ gì che mờ mắt, nghĩ đến Trang Trạch Lương, Trang Bình Chí không khỏi nghĩ đến tin tức mà hắn nghe được, Trang Trạch Lương bị phán tội phản quốc, đầu chỉ có Trang Trạch Lương, ngài có biết chuyện lão thái thái chết hay không? Lão thái thái, Trần Thị, đúng vậy, lão Trần Thị, bà ấy bị Trang thư diệu đẩy ngã mà chết, sắc mặt Trang Bình Chí đột nhiên thay đổi, là làm sao có thể chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài? Trang ra sao có thể tự nhân bản thân là dòng dõi thư gia? Bọn tiểu bối làm sao có thể sống yên cho được? Trang trạch lương cũng biết biết nhưng mà cũng chỉ biết mà thôi. Trước khi chỉ cố mang người đến bắt bọn họ về, Trang thư diệu vẫn đang tiêu dao bên ngoài. Trang bình trí tức giận đến run rẩy, xúc sinh xúc sinh cả heo chó cũng không bằng. Trang trạch dân vội tiến lên giúp phụ thân thuận khí. Trang thư tình đứng dậy bắt mạch xác định là không có gì trở ngại mới nhẹ giọng nói tổ bá phụ phải bảo trọng ngài tức giận vì người như vậy không đáng giá nàng nói ra chuyện này sở dĩ vì tránh cho người trang gia nói nàng thấy chết không cứu lãnh huyết vô tình tiếng xấu do trang trạch lương mang đến nàng không muốn nhận trang bình chí ngẩng đầu nhìn nàng theo luật pháp đại chu phản quốc là tội chu di cửu tộc trang gia trang gia sẽ không bị liên lụy tổ bá phụ yên tâm mấy người trang gia lúc này mới thở nhẹ ra một hơi không cần phải nói, đây chắc chắn cũng là vì có thư tình mà bọn họ mới được tránh liên lụy, thư tình, có thể an bày cho tổ bá phụ gặp mặt hắn một lần hay không, dừng một chút, trang bình trí lại bỏ thêm một câu, nếu như phiền toái con thì coi như tổ bá phụ chưa nói lời này, trang thư tình không chút lo lắng liền gật đầu, để con an bài, chương 217, chó cắn chó mấy người trang ra ở lại đồng phủ, ngày kế, trang thư tình liền mang theo bọn họ đi đại lao hình bộ, đương nhiên, trang thư tình không có đi vào, vì để giết thời gian, nàng liền đi lật xem hồ sơ của hình bộ, hình bộ thượng thư sở trác thường thường ngẩng đầu nhìn nàng, không biết nàng đang nhìn thật hay là đang thất thần, trang thư tình không thất thần, chẳng những vậy hiện tại nàng đã đọc được không ít, trang thư tình đột nhiên mở miệng, sở đại nhân cảm thấy hiệu suất phá án hiện tại của hình bộ như thế nào, này không dám trả lời. trang thư tình ngẩng đầu, hay là không biết phải trả lời như thế nào. sở chắc đang định đáp lời, trang thư tình lại nói không cần suy nghĩ phải ứng phó ta như thế nào bây giờ ta đã mặc kệ mọi chuyện không ngại báo trước cho sở đại nhân một tiếng sau này các người sẽ do bạch công tử quản nếu không muốn bị hắn lột xuống một tầng ra tốt nhất là nên làm tốt mọi chuyện hắn không dễ nói chuyện như ta đâu nghe được tiếng bước chân trang thư tình khép hồ sơ đứng dậy ta chỉ thuận miệng nói mà thôi phải làm như thế nào là chuyện của sở đại nhân quấy dày rồi hạ thần tiễn trang tiểu thư trang bình chí thấy vị đại thần trong triều cung kính đưa thư tình ra ngoài tức khí lúc nãy nhất thời đều biến mất đây mới là hy vọng của trang gia tương lai của trang gia những tên kia đến khi ngồi lao lại vẫn chưa biết hối cải chết cũng xứng đáng tổ bá phụ trang bình chí phục hồi lại tinh thần cảm xúc của hắn đã hòa hoãn rất nhiều sau khi trở về ta sẽ khai trừ tên bọn họ khỏi từ đường đá bọn họ ra khỏi gia tộc trang trang gia không có loại con cháu như vậy tổ bá phụ không cần vì bọn họ mà tức giận không đáng giá trang gia tự nhận là dòng dõi thư hương đời đời vẫn luôn thanh thanh bạch bạch không nghĩ tới thế nhưng lại có loại làm ra những chuyện bất trung bất hiếu như vậy sao có thể không tức cho được trang bình trí thở dài một hơi bọn họ còn muốn gặp con ta đã trực tiếp cự tuyệt bọn họ còn có mặt mũi nào để gặp con khóe môi trang thư tình dơ lên là ai nói muốn gặp con trang thư đình là nàng đề xuất phụ trang trạch lương cũng phụ họa con không cần để ý tới con không nợ bọn họ bất kỳ thứ gì cả bọn người không biết thị phi này trong lòng tổ bá phụ đã quyết trang ra sẽ không có người nào dám nói xàm thư tình đa tạ tổ bá phụ duy trì, nhưng mà nếu bọn họ đã muốn gặp con, vậy liền gặp đi, con có cái gì mà không dám, nay bọn họ đã mất đi tự do, con lại ở bên ngoài tiêu giao khoái hoạt, bọn họ đếm ngược từng ngày, mà con, lại có tương lai trường trường cửu cửu, bọn muốn gặp con chắc là muốn đề ra một yêu cầu cuối cùng, con đương nhiên sẽ thỏa mãn bọn họ, trang trạch dân nhíu mày, lời, không khỏi có chút, hướng tả, người thay ta đưa tổ bá phụ mọi người về đồng phủ trước vâng trang bình chí thấy bộ dáng nàng như đã hạ quyết tâm hắn cũng không khuyên gì nữa chỉ nhắc nhở lời của bọn họ nếu quá mức khó nghe thì con cũng đừng để trong lòng hiện tại bọn họ đã cùng đường nói chuyện cũng khó lựa lời ngay cả với ta đã thế đối với con chỉ sợ sẽ càng khó nghe con đừng quá chấp nhặt con biết tổ bá phụ yên tâm trang trạch lương một nhà bốn người bị nhốt trong hai lồng giam cạnh nhau tuy rằng tội của bọn họ đã định ít ngày nữa lập tức sẽ bị hành quyết nhưng dù sao cũng là người thân của trang tiểu thư cũng không có ai dám quá mức khắc nghiệt với bọn họ ai biết được lúc nào trang tiểu thư sẽ mềm lòng cho nên mấy người ở trong lao cũng không chịu đau khổ tính tình càng không có nửa phần thu liễm nhìn thấy trang thư tình một khác trang thư đình lập tức nhào tới cửa lao cố gắng khống chế bản thân không cào nát gương mặt kia trước mắt chỉ có trang thư tình mới có thể khiến nàng thoát ra khỏi nơi này trang trạch lương cũng cùng chạy đến hắn không khống chế bản thân lại như trang thư đình từ trong khe hở vươn tay ra muốn bắt lấy nàng lập tức bị bảo châu không khách khí đánh về chịu đựng đau đớn kiềm chế tì khí ngữ khí trang trạch lương khẩn cầu nói thư tình tình nhi con cứu cha đi chuyện này đối với con rất dễ dàng con thả ta ra ngoài ta là cha con cho dù ta có lỗi với mẫu thân con thì ta cũng là cha của con, con sao có thể nhìn phụ thân mình đi tìm chết? Ta có thể trang thư tình nhẹ bẫng nói ra ba chữ nhìn vẻ mặt vẫn tuấn lãng như trước của trang trạch lương lúc này ngốc ra trong lòng nàng vui vẻ không ít vì sao ta lại không thể phụ thân phụ thân ta đã chết sớm còn ngươi tạm thời còn sống nếu ngươi chết nói không chừng ta còn có thể thắp cho ngươi một nén hương đồ bất hiếu cảm thấy thanh âm của mình quá lớn tì khí cũng không khống chế tốt trang trạch lương lại đè xuống thanh âm tình nhi cha sai lầm rồi cha biết sai rồi về sau cha cha nhất định sẽ đối tốt với con đối tốt với hàn nhi con tin tưởng cha có được không trang thư tình ra hiệu cho hướng tả chuyển ghế ngồi đến cho nàng phủi phủi cho bụi vốn không có trên quần áo ngẩng đầu chống lại ánh mắt vội vàng của trang trạch lương lại chuyển đầu về phía trang thư đình nghe nói là ngươi muốn gặp ta muốn nói cái gì trang thư đình không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói chuyện với mình sau đó cắn răng một cái nói chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, ta sẽ dập đầu bồi tội với ngươi, ngươi nghĩ rằng là ta sẽ giống như ngươi sao, trang thư tình chỉ vào trang trạch lương, để ý quan ái của hắn, để ý chút tài sản của trang gia, luôn cảm thấy rằng ngươi xuất sắc hơn ta, ta phải ghen tị ngươi, cho nên bây giờ mới muốn áp chế ngươi, ngươi, nếu như khi ta còn nhỏ thì đúng là như vậy, có lẽ ta đã từng để ý, cũng từng chờ đợi, nhưng hiện tại, những thứ này đối với ta đã không còn cần thiết ta dựa vào bản thân mình để có được hết thảy chính mình mong muốn những thứ này cho dù là cả đời các ngươi cũng không thể theo kịp bất kể là thứ gì chỉ cần ta muốn ta rất dễ dàng có thể lấy được giống như hiện tại vậy là các ngươi phải cầu khẩn ta mà ta có thể ngồi ở chỗ này nghe các người cầu xin, trang thư đình oán hận cắn chặt lấy môi, cố gắng để bản thân không đọc mất khống chế, dựa vào cái gì, trang thư tình dựa vào cái gì mà có thể có được hết thảy quyền thế, nam nhân cường đại, danh vọng khó ai có thể sánh bằng, tất cả những thứ này, nên là của nàng mới đúng, từ nhỏ nàng đã mạnh hơn trang thư tình, thư tình chỉ là đồ nhát gan, vĩnh viễn chỉ biết tránh đằng sau nương, y thuật thần kỳ vì có thể mổ bụng người gì đó, nàng học được từ chỗ nào, sao nàng lại dám học người này, không phải trang thư tình, tuyệt đối không phải, đúng, đúng, ngươi không phải trang thư tình, trang thư tình cho dù nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, bị khi dễ cũng chỉ có thể trốn một chỗ nào đó thầm khóc, nàng căn bản không biết y thuật, càng không có tài năng dám quốc, ngươi không có khả năng là trang thư tình, nói, ngươi là ai, đúng vậy, ta không phải trang thư tình trang thư tình đã sớm chết chính là trang thư tình nhát gan kia nàng chính là bị các ngươi liên thủ giết chết trang thư tình hiện tại là một người hoàn toàn mới nàng to gan không sơ bất luận kẻ nào bất kỳ việc gì có thể cứu được người giữ được nước dám làm dám chịu nàng có được sự hâm mộ của mọi người có được hết thảy những thứ người thứ mà người khác chỉ dám nghĩ trong mơ những thứ này tất cả đều là của trang thư tình ngươi cho dù không cam lòng thì có thể làm được gì trang thư tình không biết lúc này nàng hận ai nhưng đồng thời trong lòng nàng lại thoải mái giống như được uống mô ly nước đá vào ngày trời nóng bức thoải mái từ đầu đến chân những người này đều là người đã từng làm nhục nàng hiện tại bọn họ đã chịu báo ứng tình nhi tình nhi đừng để ý đến nàng thả phụ thân ra ngoài nhanh thả phụ thân ra ngoài nam nhân này sinh được một bộ túi da tuấn lãng nhưng bên trong lại thối giữa đến tanh tưởi trang thư tình lạnh lùng nhìn hắn trong bốn người các ngươi ta chỉ thả một người các ngươi tự thương lượng với nhau nên thả ai ta cả ba người đều chăm miệng một lời, Trang Thư Diệu và Trần Thị lúc trước vẫn luôn làm người ẩn hình, lúc này cũng tiến lại đây, chỉ có Trang Thư Đình mắt lạnh quan sát hết thảy, nàng biết Trang Thư Tình sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nàng muốn xem bọn họ xấu mặt, nàng cho dù chết cũng không muốn bị Trang Thư Tình chế giễu, chỉ có thể chọn một ta, tình nhi ta, ta là phụ thân của con, là trụ cột trong gia đình, đương nhiên là ta Trang Thư Diệu lập tức phản bác, cha, ngài già rồi ngài ra ngoài có thể sống được mấy năm nên để con ra ngoài mới đúng ngài yên tâm đi ra ngoài con nhất định sẽ nối dõi tống đường không khiến hương khói của ngài bị đứt mặt trang trạch lương vặn vẹo nhìn hắn chỉ cảm thấy như từ ngày thường hắn vẫn luôn yêu mến lúc này đã lộ bộ mặt thật nối dõi tông đường cũng không đến phiên ngươi ngài còn có thể sinh được sao không đúng ngài còn có thể cứng được sao trang thư diêu thở hồn hển chừng mắt nhìn hắn trong mắt lóe lên nguy hiểm, trang trạch lương hất tay cho hắn một cái tát, người nghĩ rằng ta không biết ngươi đã làm gì hay sao, người nghĩ là ta không biết tổ mẫu ngươi chết như thế nào hay sao, nàng bất quá chỉ muốn ngươi tiêu tiền bất lại, thế nhưng ngươi lại nhẫn tâm đẩy nàng xuống mỏ núi, tên xúc sinh như ngươi, thiên lý khó dung, ngươi còn muốn ra ngoài, ngươi, sao ngươi biết được, nương, ngài nói cho cha biết đúng không, trang thư diệu hung tợn chừng mắt nhìn Trần Thị, Trần Thị lắc đầu liên tục muốn nói rằng nửa chữ nàng cũng chưa từng nói ra, nhưng Trang Thư Diệu đã không cho nàng cơ hội nói chuyện, giống như người điên đi đập cửa lao của nàng, dám bán đứng ta, bóp chết ngươi, ta muốn bóp chết ngươi, Trang Thư tình liếc mắt nhìn Tam Tử, Tam Tử hiểu ý, đi qua mở ra nơi ngăn cách giữa hai bên nhà lao, Trang Thư Diệu lập tức phóng qua nhà lao bên cạnh, một phen đầy ngã tỷ tỷ đang muốn ngăn cản hắn, một cước đá Đá trần Thị xuống đất tiến lên nắm lấy cổ nàng bộ dáng kia xem như đã dùng hết toàn lực. Trang thư đỉnh tiến lên gỡ tay hắn ra cậy không được liền đánh lên đầu hắn. Thư diệu đệ điên rồi sao? Nàng là nương nàng là người sinh ra để nuôi đệ thương đệ cho dù đệ bóp chết nương thì đệ cũng chạy không thoát. Chúng ta cùng chết người một nhà chúng ta có chết thì cùng chết mau buông nương ra nhìn một màn này. Trang thư tình đột nhiên nhớ tới trang thư tư đình đã từng rất ghét bỏ trần thị lại nhu mộ đại nương hiện tại xem ra sau khi trải qua khổ cảm tình hai mẹ con lại sâu hơn trước trang trạch lương chạy lời này hữu dụng hơn trang thư đình rất nhiều trang thư diệu mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn nhà giam bên quả nhiên đã không có người nhìn về phía cửa bóng dáng trang trạch lương biến mất ở đó trang thư diệu sao còn có thể lo lắng đến trần thị té chạy đuổi theo trang thư tình không có ngăn cản chuyện hai người kia rời đi nhà giam là mơ trang thư đình ôm lấy trần thị thanh âm khàn khàn kêu lên ngươi vừa lòng chưa trang thư tình ngươi đã vừa lòng ta vừa lòng hay không cũng không thể thay đổi được kết cục của các ngươi trang thư đình các ngươi đã bị phán tội phản quốc nếu ta thả các ngươi trang gia sẽ hủy đương nhiên các ngươi làm sao quan tâm đến những thứ này trang gia có ra sao thì liên quan gì đến các ngươi có phải hay không nhưng mà trang gia có liên quan tới ta những người khác Khác ta mặc kệ nhưng thư hàn cũng họ trang đây là sự thật cả đời cũng không sửa được ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ vì các ngươi mà hủy đi tương lai của hắn vào thời điểm các ngươi chấp nhận những lợi ích mà cúc quốc mang đến muốn gây thêm phiền toái cho ta thì các ngươi có từng nghĩ đến kết cục sẽ có ngày hôm nay đời sau an phận làm người đi vừa nói cũng với hai tiếng thảm thiết vang lên trang trạch lương và trang thư diệu bay lên không trung rồi Rơi mạnh xuống đất, bạch chiêm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chương 218, chảm trang thư đình cứ như vậy nhìn người nam nhân như thiên thần kia đi đến trước mặt trang thư tình bộ dáng vốn không coi ai ra gì nhưng khi đối mặt với thư tình ánh mắt hắn lại trở nên nhu hòa sao lại đến đây làm xong rồi nhà giam quá mức ẩm thấp bạch chiêm lập tức nắm tay trang thư tình nâng nàng dậy đi ra ngoài ba ngày sau sẽ chảm trang thư tình từng có kinh nghiệm xử lý quốc sự biết được thời gian cần để làm xong hết mọi chuyện bình thường nàng phải phải mất cả buổi sáng mới có thể làm xong tính ra chỉ cố làm còn chưa đến một canh giờ đây chính là tranh lệch về phần ba ngày sau sẽ chảm nàng coi như không nghe đến nhưng trang trạch lương lại sợ hãi bỏ lại muốn ôm lấy chân trang thư tình không đợi hắn tới gần đã bị trần nguyên đá một cước ngã lăn trang trạch lương cũng bất chấp những thứ này lúc này hắn chỉ muốn bảo toàn mạng sống mọi người chết cũng không sao chỉ cần hắn còn sống tinh nhi tình nhi con đáp ứng buông tha một người trong chúng ta rồi con đã nói lời đã nói ra thì không thể sửa đổi trang thư tình cúi đầu nhìn hắn ta đáp ứng nhưng người khác không đáp ứng luật pháp đại chu không đáp ứng liệt tổ liệt tông trang ra không đáp ứng trang trạch lương rên lên một tiếng thật dài nếu ai không biết những chuyện hắn đã làm trước đây bộ dáng thống khổ tuyệt vọng kia quả có thể khiến người đồng tình bạch chiêm ôm lấy nàng đi ra ngoài trang thư diệu vẫn một mực không nhúc nhích trang thư tình chỉ cho rằng hắn đã hôn mê rồi lúc bước qua người hắn nhìn thoáng qua mới nhận thấy trong mắt đầy vẻ điên cuồng cùng hai bàn tay nắm chặt lòng nàng liền biết chuyện không tốt, lúc này nàng đã quên mất Bạch Chiêm là người vô cùng lợi hại, theo bản năng vừa nhào tới bên người hắn, vừa khẽ lên tiếng, "Cẩn thận, phanh." Trang thư diệu bị đá bay ra ngoài, ánh mắt Trần Nguyên tối sầm nhìn hắn, nếu không phải bọn họ còn muốn hắn chết trên đoạn đầu đài thì hôm nay hắn chết chắc rồi, chứ không chỉ là phun máu. Bạch Chiêm bị động tác của Trang thư tình khiến cho hắn trở nên bối rối, thấy vẻ mặt nàng vẫn đang chấn kinh, lập tức bế người đi ra ngoài trang thư đình an tĩnh nhìn sau khi đám người rời đi thì chậm rãi cúi đầu nhìn mẫu thân đang yên lặng rơi lệ ba ngày sau là chảm nàng chỉ còn lại ba ngày để sống mà thôi hối hận sao, nếu ngay từ đầu không nhầm vào trang thư tình, nếu như lúc đầu đối tốt với nàng, hiện tại nàng hẳn cũng sẽ đối xử tử tế với bọn họ, sẽ có một con đường thanh thang như trang thư hàn đang đi dành cho bọn họ, tương lai, thật là thứ kỳ lạ, nếu như đời này ta có thể sống lại một lần nữa, ta nhất định sẽ không muốn có bất cứ liên quan gì với trang trạch lương, trần thị nhìn hai phụ tử đang bị ném vào nhà giam, cúi đầu nói, nhất định sẽ sẽ nuôi dưỡng tốt con cái của mình, không cầu có thể xuất sắc như trang thư tình, ít nhất chỉ cần có thể ưỡn ngực thẳng đầu mà sống, bình thản làm người, đình nhi, là nương hại con rồi, trang thư đình chỉ trầm mặc, bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng chỉ dư thừa, nàng chỉ nguyện đời sau mẫu thân sẽ là một nữ tử như đại nương, nếu như nàng được đại nương dạy bảo, nhất định nàng sẽ không tham lam vọng niệm, nhất định sẽ không có nhiều suy nghĩ xấu xa như vậy.

gả cho một người đáng giá, có con cái của bản thân, sống một cuộc sống bình thường, đời sau, nàng không muốn giống như bây giờ, đời sau, nàng không cần có cha mẹ huynh đệ như bọn họ, đời sau, nàng muốn có một tỷ tỷ như trang thư tình, có thể được nàng toàn tâm bảo vệ, nhất định sẽ rất hạnh phúc, đi ra khỏi nơi âm u ẩm ướt, ánh mặt trời chiếu lên người có cảm giác vô cùng thoải mái, toàn thân như có thể cảm giác được nhiệt độ, nheo mắt lại ngẩng dầu nhìn nhìn lên đám mây đang bay trên trời tâm tình trang thư tình trở nên bình tĩnh nàng nghĩ trang thư tình hẳn đã có thể an tâm ly khai chỉ mong nàng ấy sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc cả đời thực xin lỗi vì đã chiếm thân thể của ngươi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ thay ngươi chiếu có tốt cho thư hàn đi thôi xe ngựa trực tiếp chạy về bạch phủ buổi tối trang thư tình mơ một giấc mơ một nữ tử ôn nhu nhìn nàng mỉm cười vén áo thì lễ với nàng ta phải đi rồi. ngươi hay sống thật hạnh phúc, sống thêm cả phần của ta nữa mở to mắt xung quanh vẫn là bóng đêm u tối. Trang thư tình nở nụ cười, ta sẽ hạnh phúc cho cả phần của ngươi nữa. Ngày hành hình hôm ấy, trang bình trí đưa nhà bốn người bọn họ đi. Cho dù có gây ra lỗi lầm gì, thì bọn họ cũng mang họ trang vào thời điểm này yên lặng đưa bọn họ một đoạn đường coi như hắn đã tận lực. Trang trạch dân đột nhiên kinh hô thư hàn đến. Trang thư hàn mang theo một hộp cơm rất lớn. Quan binh duy trì trật tự hiểu ý lập tức lui ra, không khí nguyên bản trầm lặng, trang trạch lương nháy mắt nhìn thấy hắn lập tức liền sáng lên, hàn nhi, hàn nhi, con đến cứu cha có phải không, trang thư hàn đi đến trước mặt hắn, mở hộp cơm A, lấy mỗi một món đồ ăn ra ngoài, chia làm 10 phần, đây là phần cơm dành cho bốn người, trang bình trí nhìn trong lòng tờ dài cảm khái đây là hài tử xuất sắc do trang thư tình một tay dậy nên lão thất a hắn thật sự đã cô phụ mẹ con bọn họ bưng lên bát cơm gắp chút đồ ăn lên dùng thìa múc đưa đến bên miệng trang trạch lương ăn no lên đường cũng dễ hơn trang thư hàn uổng cho ngươi đọc nhiều sách thánh hiền uổng ngươi làm người ngươi thế nhưng lại trơ mắt nhìn phụ thân của mình đi chết mà không cứu ngươi không phải người trang thư hàn thấy hắn không ăn cũng không bắt buộc đổi hướng chuyển đến trước mặt Trần Thị Trần Thị nhìn hắn rơi lệ mở miệng mơ mơ hồ hồ nói ra mấy chữ Trang thư hàn nghe rõ ràng nàng đang nói xin lỗi sau đó là trang thư đình trang thư đình yên lặng ăn xong nói với tỷ tỷ ngươi nói với nàng ta rất hối hận hối hận cái gì đại khái cũng chỉ trang thư tình hiểu trang thư hàn gật đầu cuối cùng là trang thư diệu bị thương thế cha tấn không nhẹ lúc này hắn cũng nhận mệnh ăn hết đồ ăn trang thư hàn đút cho cuối cùng nói trang thư hàn ta thực hâm mộ ngươi trang thư hàn cũng gật đầu đây là lời đáp lại duy nhất hắn có thể biểu đạt lúc này Đến lúc này rồi trang Trạch Lương vẫn một mực chửi bới không ngừng, cho dù là binh lính dẫn phạm nhân đến pháp trường hay người dân bên đường tất cả đều nhăn mày lại, nếu nói từ hiếu đạo, tỷ đệ trang thư tình và trang thư Hàn quả thật bất hiếu, nhưng so với bất trung, bất hiếu cũng không quan trọng bằng, vào phút cuối cùng, trang thư Hàn còn nguyện ý bất chấp cả thiên hạ để xuất hiện ở nơi này đưa bọn họ một đoạn đường, hành động này đã khiến cho mọi người không thể nói thêm một lời dèm pha nào, nhưng người làm cha lại không nghĩ cho nhi nữ của mình, bọn họ đi được đến bước này cũng không dễ dàng, thế nhưng lại còn dùng ngôn ngữ độc ác như vậy để mắng mỏ bọn họ, dù là người nghe cũng cảm thấy trái tim băng giá, trang thư hàn, người sẽ không được chết tử tế, người và tỷ tỷ kia của ngươi đều sẽ không được chết tử tế, người nói tỷ tỷ không cứu ngươi là vì bất hiếu, nghịch lân của trang thư hàn chính là tỷ tỷ của hắn, mắng hắn thế nào hắn cũng nhẫn được, dù sao bọn họ cũng chỉ gặp mặt lần này, nhưng Trang Trạch lương tuyệt đối không được mắng chửi tỷ tỷ của hắn, phản quốc là tội chu di cửu tộc, nhưng người hiện tại chịu chết chỉ có bốn người các ngươi, tỷ tỷ đã cố hết sức để bảo vệ tộc nhân, nàng không hổ thẹn với Trang gia, tại sao lại là bất hiếu, mà ngươi, lúc ngươi phản quốc ngươi có từng nghĩ đến sẽ mang đến bao nhiêu tai nạn cho Trang gia, có nghĩ đến Tình thế của tỷ tỷ lúc đó khó khăn như thế nào? có nghĩ đến ta sẽ bị ngươi liên lụy mà tiền đồ bị hủy mất, có nghĩ đến thanh danh mà trang gia tích góp được từng chút một đều sẽ vì ngươi mà mất hết, không còn lại thứ gì, người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa là ai, là ai, trang thư hàn thu thập xong bát đĩa liền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói, tỷ tỷ sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới, ta cũng sẽ sống rất tốt, ngươi an tâm đi đi, nghẹn họng chân chối nhìn thân ảnh đang đi xa của Trang thư Hàn, Trang thư Ngộ thì thảo nói, lời này thật sự không phải cố ý nói ra để khiến cho người chết cũng chết không cam lòng chứ. Chương 219, Hoàng thượng Triệu Kiến Trang Bình trí chuẩn bị trở về Khê Thủy trấn, với hắn mà nói, chuyến đi lần này thật sự không hề đến không, nếu như hắn không tận mắt chứng kiến, hắn cũng không thể tin tưởng, một nữ tử của Trang gia lại có quyền thế đến như vậy được mọi người tâng bốc đến như vậy hắn không phải người trẻ tuổi nhưng mỗi khi nói đến hắn đều cảm thán nàng làm được như vậy cũng không phải dễ sống đến tuổi này hắn hiểu rất rõ đạo lý thiên hạ này không có bữa cơm nào mà miễn phí hiện tại nàng có được bao nhiêu nàng trả giá bấy nhiêu mới có được ở nơi mà bọn họ không thấy vào thời điểm bọn họ không biết thư tình đã làm được đến mức này nàng từng mang mãnh thú trong núi áp chế phản loạn từng thay máu để cứu mạng hoàng thượng lấy thân phận nữ tử để giám quốc cũng bởi vì có nàng mà trong trận động đất lớn như vậy phần lớn dân cư trong thành mới có thể bảo toàn tính mạng, đem tổn thất ép đến thấp nhất. Nàng đã từng hôn mê 11 ngày nhưng không hề tìm thấy được nguyên nhân của bệnh, cuối cùng phải nhờ đến đại sư của tăng Trí Tự mới có thể cứu về được một mạng. Tuy rằng không có ai biết rõ nhưng tất cả mọi người đều đoán rằng nàng mệt nhọc quá độ áp lực quá lớn cho nên khi bạch công tử vừa mới trở về nàng liền thả lỏng khiến cho cơ thể chưa kịp thích ứng dẫn đến hôn mê sâu những chuyện này bọn họ đều không biết nàng cũng không nói nàng đã trả giá bao nhiêu chỉ bảo bọn họ ước thúc những đệ tử có tư chất trong tộc đợi trang ra đến ngày quật khởi nàng mang đến vinh quang cho gia tộc nhưng việc nàng làm viết ra cũng khó kể hết hắn không chút nghi ngờ nếu như tộc nhân gây ra chuyện không thể vãn hồi nàng sẽ không chút do dự gạt bỏ trang gia cũng giống như toàn gia của trang trạch lương vậy nhưng hắn cũng tin tưởng nếu như trang gia có người biết tiến lên phía trước nàng chắc chắn sẽ mang đến cho bọn họ hỗ trợ rất lớn nhà đầu này nàng còn quyết đoán và cường thế hơn cả nam nhân cũng càng là người có thể cầm được thì buông được hắn phải làm là quản tốt tộc nhân khiến mọi người nhớ kỹ từng thứ mà nàng đã trả giá biết tính toán của tổ bá phụ trang thư tình cũng không ở lâu khê thủy trấn non xanh nước biết là một nơi tốt để mọi người có thể dốc lòng đọc sách những vị phu tử con đã mời đến đều là người có học vấn mong bá phụ sắp xếp tốt cho bọn họ cũng mong bá phụ nhắc nhở các vị đệ tử trong tộc dốc lòng cầu học những chuyện lúc trước con đã ứng con đều nhớ kỹ mặt khác trang thư tình dừng một chút ánh mắt đảo qua bốn người con biết tâm của không ít người trong tộc vẫn luôn phấp phỏng không ít người đều trách con không đề bạt tộc nhân nếu con lý giải cũng sẽ có người cho rằng con đang nói dối con chỉ hỏi một lời thôi đại bá nếu con cho ngài làm quan ngài nhận mình có thể đảm nhiệm vị trí nào trang trạch dân không nghĩ tới bản thân sẽ bị điểm danh nghĩ một lát cảm thấy huyện lệnh hắn chưa hẳn không thể làm được nhưng lời này vẫn không thể nói ra khỏi miệng, chỉ lắc đầu, đại bá không cần lắc đầu, chắc là ngài cảm thấy huyện lệnh không thành vấn đề, chỉ là nếu chức quan lớn hơn một chút sẽ không thể đảm nhiệm nổi, nếu là bình thường, bằng bản lĩnh của mọi người có thể ngồi lên vị trí kia, vậy mọi chuyện đều rất dễ nói. Không có chỗ nào mà không tốt nhưng mọi người không làm được bởi vì chức tước của mọi người tới quá đột nhiên, danh không chính ngôn không thuận, càng bởi vì luôn luôn có người nhìn chằm chằm vào con, vì chỉ cần tìm ra sai lầm của con lập tức sẽ tìm cách bôi đen con, thậm chí sẽ còn có người bắt lấy nhược điểm của trang gia để kéo con xuống nước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà con cho người giám sát chặt chẽ trang gia, cho dù là đồng gia, cũng chỉ có một minh tam cữu của con làm quan trong triều. Hoàng thượng từng muốn phục quan cho ngoại tổ phụ, nhưng ngoại tổ phụ cự tuyệt cũng bởi vì đồng gia, cũng bởi vì muốn tốt cho con trong nhà hiển quý tất nhiên là chuyện tốt nhưng sau khi mọi chuyện qua đi tiếp theo sẽ là mạng của mọi người thở ra một hơi chàng thư tình lại nói mà hiện tại trang gia tránh né thị phi vô thánh vô thức càng thể hiện sự thành thật làm tròn bổn phận của mọi người cho dù là hoàng thượng hay là thái tử đều biết trang gia là một gia tộc tốt về sau chỉ cần người có tài xuất hiện ở trang gia ai cũng không thể áp chế được hắn hiện tại con đã thiết kế tốt kết cục về sau cho mọi người nếu như sau này có người của trang gia muốn vào triều làm quan cho dù con đã thối lui thì ấn tượng tốt này vẫn còn để lại lại. đến lúc đó mọi người có thể thoải mái hơn một chút, huống chi còn có thư hàn ở đó, Trang thư tình nghĩ nghĩ, con hình như lại quên nói cho tổ bá phụ, thư hàn hiện nay là thư đồng của thái tử, mà thái phó của thái tử lại là Tô Tiên Sinh, ân sư của thư hàn, chỉ cần Trang gia không làm ra chuyện động trời, thư hàn sẽ luôn một mực tiến tới, sau này tiền đồ vô lượng, không phải con không suy nghĩ cho Trang gia, con chỉ là suy nghĩ xa hơn một chút mà thôi chứ không phải chỉ ở trước mắt hiện tại danh khí của con vô cùng nổi bật nếu như vì chuyện này mà khiến cho hoàng thượng cảnh giác thu hồi lại hết thầy cũng là việc trong nháy mắt quyền lợi thứ này muốn có được không phải chuyện dễ dàng nếu muốn đoạt lại thì không phải chỉ cần một câu nói là có thể thành công dù sao thiên hạ này mang họ chu mà con không phải họ chu không đến hai năm con và chỉ cố sẽ trở về hội nguyên phủ nơi đó mới là nơi thích hợp để chúng ta sinh hoạt về sau con sẽ mua một tòa nhà lớn ở hội nguyên phủ dành cho những người ở trang gia có ý định muốn rời khỏi khê thủy trấn nếu như nhận được sự chấp thuận của trưởng bối tòa nhà này sẽ do người trong tộc quản những chuyện có thể làm vì trang gia con đều đã làm yêu cầu con đối với mọi người không có gì khác chỉ cần mọi người trước khi làm việc gì đó hãy thử hỏi lương tâm của mình suy nghĩ kỹ càng xem việc mình làm lời mình nói nói có nên hay không, có làm đúng hay không, một lời vô cùng dài ở trong lòng mọi người liên tiếp để lại từng đợt sóng lớn. Bọn họ không nghĩ tới trong lòng trang thư tình lại có nhiều cân nhắc đến như vậy. trách không được nàng có thể dám quốc mà bọn họ chỉ có thể là một phàm nhân tục tầng. Trang bình trí trịnh trọng gật đầu. Trang gia sẽ không cô phụ tấm lòng của con. Trang thư tình thở phào một hơi. Hiện tại con đã không dám quốc, chỉ cần yên ổn trôi qua hai năm chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì bằng không lúc trước cho dù có làm nhiều hơn nữa cũng trở nên không tốt nguyên nhân bởi vì một nhà trang trạch lương công lao cũng mất đi một nửa còn dư lại một chút kia con hy vọng có thể sử dụng ở những chỗ hữu ích ta đã biết con yên tâm sau khi trở về ta sẽ ước thúc tộc nhân cho tốt con tin lời của tổ bá phụ nếu không phải có tổ bá phụ trang gia hiện tại sợ rằng cũng sẽ không an ổn như vậy Trang Bình Trí lộ ra tươi cười, lời này xem như nói đến chỗ ngứa của hắn, cốc 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 chuyện gì, hướng tả ở ngoài cửa bẩm báo, tiểu thư, ôn công công đến, ôn đức tìm nàng hay là tiến vào, khoảng cách ngắn ngủi, Trang Thư Tình còn chưa kịp nói cho Trang ra thân phận của ôn đức nhưng vừa nghe nói là đại thám giám bên người hoàng thượng, mấy người nhất thời đều có chút khẩn trương, thái độ của ôn đức ngược lại cực kỳ ấm áp vừa tiến vào liền chào hỏi trang thư tình sau đó mới cười tủm tỉm nói hoàng thượng biết tộc lão của trang gia đến nên đã mệnh cho lão nô mời các vị vào trong cung gặp mặt một lần chủ yếu cũng vì hôn sự của trang tiểu thư và công tử thái độ dù rất tốt nhưng cũng không che giấu được thánh ý cho dù lúc đối mặt với hoàng đế trang thư tình cũng rất tùy ý nhưng ở ngoài nàng luôn nhớ rõ phải duy hộ hoàng quyền bằng không hoàng đế cũng không vừa lòng nàng đến như vậy hoàng thượng truyền lời tất nhiên là phải đi ôn công công trang gia xuất thân là tiểu môn hộ người làm đến chức lớn nhất cũng chỉ là huyện lệnh ta phùng bồi cũng đi một chuyến hẳn là hợp với quy củ chứ ôn đức khom lưng xuống hoàng thượng nói trang tiểu thư khi nào muốn tiến cung cũng có thể dù là nghi thiên điện cũng không cần phải thông truyền lợi dụng nàng để ép chỉ cố giám quốc xong hiện tại liền vội tới cho nàng mặt mũi trang thư tình hừ hừ trong lòng tuy rằng vẫn không quá thoải mái nhưng cũng không thể không nhận ý tốt này mạnh bá chuẩn bị xe lão nô lập tức chuẩn bị xe ngựa đến đây trang thư tình hừ hừ hai tiếng sau đó mới quay đầu nhìn về mấy người nói mọi người mau đi đổi y phục để diện thánh, yên tâm, con sẽ cùng đi, cho dù có khiếp đảm hay không, thì chuyến đi này cũng là tất yếu, mấy người lần lượt tiến vào cung điện, nhìn cũng không dám nhìn nhiều, tim đập nhanh vô cùng, trang thư tình một mình một xe ngựa, nhất thời cũng không giúp được bọn họ, vừa xuống xe ngựa, áo ai cũng ướt một mảng ở cổ áo, loại cảm giác khẩn trương này dù người khác có khuyên cũng không được, trang thư tình cũng không nói nhiều, đi phía phía trước cùng với ôn đức, trang tỷ tỷ, chu chi tiếu và trang thư hàn đang đứng bên ngoài nghi thiên điện, vừa nhìn liền biết cố ý chờ nàng, tan học rồi, vâng, đã kết thúc được một lát, các vị này chính là tộc nhân của trang tỷ tỷ sao, đúng vậy, tổ bá phụ, đây là thái tử điện hạ, nghe vậy, chân trang trí bình liền mềm nhũn muốn lập tức hành lễ, chu chi tiếu tiến lên trước tự tay đỡ hắn dậy, ngài là trưởng bối của trang tỷ tỷ, cũng không thể quỳ trước ta, nói nói ra ta còn phải chào hỏi ngài trước mới thích hợp, Trang Bình Trí muốn giữ khí thế cho thư tình, nỗ lực ổn định mình, thảo dân tạ thái tử điện hạ, Chu Chi Tiếu cũng không khó xử hắn, hắn đi tới nói chuyện với Trang thư tình, hiện tại Trang tỷ tỷ đã không cần phải thường xuyên tiến cung nữa muốn gặp mặt sẽ không dễ. Trang Thư Hàn tiến đến cúi chào trưởng bối, hai vị tiếu bối đều ở đây nên Trang Bình Chí cung thả lòng chút. Ôn Đức bước ra khỏi phòng nói, Trang Tiểu Thư, Hoàng Thượng đang chờ, đoàn người đi vào nghi thiên điện, thời tiết như vậy hoàng đế cũng đang che chăn mỏng ngồi ở trên giường bạch chiêm an vị bên giường khí thế của hắn ai cũng không thể làm ngơ chu chi tiếu không nghĩ tới bạch đại ca cũng ở đây chân hơi ngừng lại sau đó cách trang tỉ tỉ xa một chút mấy ngày nay hắn sống không hề dễ chịu nếu không phải những thứ hắn học vô cùng thiết thực rất có nhiều ích lợi cho hắn sau này hắn thật hoài nghi bạch đại ca là đang muốn thu thập hắn nếu bạch chiêm biết suy nghĩ trong lòng hắn nhất định sẽ nói trắng ra đúng vậy ta chính là muốn thu thập ngươi dám đánh chủ ý đến hữu phong coi hắn chết rồi trang thư tình nghĩ hiện tại đang ở trước mặt trưởng bối cũng không làm càn giống trước kia còn chưa làm gì hoàng đế liền vẫy tay với nàng lại đây ngồi ôn đức truyền ghế đến đặt bên cạnh bạch chiêm trong đầu nàng suy nghĩ rất nhiều những cũng không làm trái ý hoàng đế mọi người trang ra há hốc mồm nhìn đãi ngộ của trang thư tình lúc này cũng bất chấp nhiều Lập tức quỳ xuống hô vạn tuế, bình thân, ban ngồi, tạ hoàng thượng, mấy người đặt mông ngồi xuống, thời cũng không dám thở mạnh, không phải con có ý kiến với trẫm nên không đồng ý tiến cung sao? Có bạch chiêm ở đây, trẫm có thể làm gì tộc nhân của con? Tràng thư tình từ đầu tới cuối cũng chưa từng sợ hoàng đế, ở chung lâu như vậy cũng càng không biết sợ, lời phản bác liền ra khỏi miệng, con nào dám có ý kiến gì với ngài, hiện tại rốt cục còn có thể thanh nhà ngài còn không cho con mỗi ngày trốn trong nhà ngủ không có tiền đồ hoàng đế chừng nàng con không thể vào cung trò chuyện với chẫm sao bằng không thì giúp chiêm nhi chút việc nhỏ cũng được mới có vài ngày quan viên trong triều đều bị hắn hành không ra hình người chuyện này con không xen vào trang thư tình nhẹ giọng than thở một câu sau khi phục hồi tinh thần lại không tiếp tục nói nữa nhất cử nhất động của nàng điều khiến cho mấy người trang gia cảm thấy bớt căng thẳng, nàng chưa bao giờ khiến cho bọn hắn lo lắng quá nhiều. Chương 220, đàm hôn luận gả hoàng đế nói mấy câu này đương nhiên đều là cố ý, thấy nàng không nói nữa liền cười cười, chuyển đề tài đi, thư tình đứa nhỏ này luôn suy nghĩ rất nhiều, các ngươi cũng đừng trách nàng không suy nghĩ vì gia tộc thanh danh có thịnh bao nhiêu, thì cũng có bấy nhiêu người nhìn chằm chằm các ngươi, nàng thực không không quan tâm, mặc cho trang gia bị người xui khiến, đây mới chính là muốn hại trang gia, các người yên tâm, những chuyện thư tình làm vì quốc gia này, chẫm đều ghi tạc trong lòng, mấy người kinh sợ quỳ xuống, ngay cả nói cũng không dám, Ôn Đức tiến lên nâng người dậy, để bọn họ ngồi xuống hoàng đế lại nói tộc lão còn phải đốc thúc tộc nhân thêm nhiều nói bọn họ đừng kéo chân sau của thư tình nàng có hôm nay đó là do nàng trả giá rất nhiều mới có được nhìn mấy người lại muốn quỳ hoàng đế cười nói ngồi nói chuyện bạch chiêm đột nhiên xen miệng vào nói chuyện hôn sự sẽ không quên chuyện của con hoàng đế vừa bực mình vừa buồn cười liếc mắt nhìn nhi tử trong vòng hai ngày nay hai người ai cũng không được rời khỏi kinh đô cho nên hôn sự chỉ có thể xử lý ở kinh đô, ý của Trẫm là muốn thư tình xuất giá từ Đồng gia, Trang gia muốn đặt đồ cưới chỉ cần đưa đến Bạch phủ hay Đồng gia đều được, tộc lão có đồng ý hay không? Thảo dân tuân mệnh hoàng thượng, hoàng thượng đắc ý nhìn Trang thư tình, nhìn đi, việc này chỉ cần hắn nói là lập tức được ngay, về phần Đồng Trang hai nhà muốn làm chuyện này như thế nào, Trẫm sẽ không hỏi đến, Trẫm chỉ có một yêu cầu hoàng đế ngồi thẳng người vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc vạn vạn không thể khiến thư tình mất mặt trẫm sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra vâng thảo dân tuân chỉ trang bình trí lau mồ hôi trên trán rõ ràng thư tình là người trang gia hiện tại ý của hoàng thượng lại là muốn cho nàng là chỗ dựa này đúng thật là hoàng đế thấy ý của hắn đã biểu đạt rõ ràng thấy hiệu quả không sai biệt lắm liền dặn ôn đức tự mình đưa người trở về nhưng lại lưu trang thư tình lại con có yêu cầu gì về hôn sự hay không trang thư tình bất đắc dĩ con muốn xử lý đơn giản một chút giống như những gia đình bình thường mời thân nhân bằng hữu đến ăn một bữa cơm là được nhưng khẳng định ngài sẽ không đồng ý ý con phải biết được thân phận của con thư tình hoàng đế lắc đầu bật cười cho dù là đại hôn của một vị hoàng tử bình thường cũng không có khả năng huống chi, con và Chiêm Nhi lại muốn lặng lẽ làm, sau khi dân chúng biết sẽ nghĩ như thế nào đây, con coi như suy nghĩ cho Đại Chu đi, trước đây Đại Chu liên tục gặp chuyện không may, hiện nay cũng cần một hỷ sự để khiến lòng mọi người trở nên thoải mái, Trang Thư Tình sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không do dự quá nhiều, thản nhiên tiếp nhận, Chiêm Nhi, chuyện xính lễ trẫm đã để bộ lễ và ôn đức cùng, không cần, con tự mình chuẩn bị, bạch chiêm cắt đứt lời nói của phụ thân, Khâm Thiên Giám đã tính xong ngày tốt, đại hôn đã định vào 16 tháng 3 năm sau, thời gian như vậy là đủ rồi, vậy cũng được, Trang Thư tình thoáng có chút nghi hoặc ánh mắt có chút không quá tin tưởng, Bạch Chiêm giải thích nói, trước khi rời hội nguyên phủ ta đã chuẩn bị không ít, có những thứ nặng nề nên di chuyển hơi chậm, nhưng thời gian như vậy cũng đủ rồi, thì ra là thế, Trang Thư tình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng mà, về sau vẫn phải trở về hội nguyên phủ mà không đưa tới cũng không sao chỉ đưa một phần tới vấn đề này bạch chiêm vô cùng kiên trì xính lễ càng nhiều càng thể hiện mức độ coi trọng của hoàng gia đối với trang thư tình hắn không cho phép bất cứ lời đàm tiếu nào có liên quan đến trang thư tình hoàng thượng hiểu được quyết tâm của nhi tử cũng không can thiệp nhiều đến chuyện này xính lễ những người khác sẽ không nhúng tay đến những chi tiết khác thì cứ giao cho bộ lễ những thứ trong khố phòng con cứ tùy tiện đến chọn con sẽ bạch chiêm trả lời không có nửa điểm khách khí trước giờ trong đời hắn chưa từng có hai chữ khách khí hoàng đế bật cười chợt nhớ tới một chuyện có chút xúc động muốn hỏi khi hai người các người rời đi có thể mang theo trẫm không khiến hắn có thể tận hưởng thế gian nhưng đã làm hoàng đế vài thập niên tự tôn là thứ không thể mất lời này nghĩ sao cũng không thể nói nên lời hoàng đế tự xưng là vương ai có thể thật sự nguyện ý để bản thân làm một người cô độc mấy người vốn tính trở lại trang gia nhưng vì hôn sự của trang thư tình nên đã lưu lại mấy ngày để thương lượng tốt với đồng gia sau đó mới quay về Hoàng thượng nói đúng Trang gia không thể làm hậu thuẫn cho con dù sao cũng không thể khiến con mất mặt ta sẽ viết thư đưa về trước để bọn họ chuẩn bị sớm vài ngày thời gian không quá dư giả cũng may bá nương một hai năm nay cũng không ngừng chuẩn bị cho con một chút hơn nữa một phần lúc trước chuẩn bị cho Mẫn nha đầu cũng có thể dùng trước Trang Bình Chí lắc đầu than nhẹ, cũng may là còn có chút trụ cột bằng không thật đúng là Trang Thư tình hiểu ý tứ của tổ bá phụ, những gia đình có gia thế tốt thường thì khi nữ nhi vừa sinh ra đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới, có những bó quỷ tốt không phải tùy thời đều có thể mua được, có những thứ muốn chuẩn bị cũng không phải muốn là lập tức có được, vì vậy mà nương cùng đã chuẩn bị đồ cưới cho nàng từ khi còn nhỏ, đáng tiếc cuối cùng nàng vẫn không thể dùng được, không cần lấy đồ cưới của mẫn tỷ tỷ, những món đồ này cũng không nhất thiết phải có, con cũng không cần quá nhiều, chỉ cố cũng sẽ không vì thế mà xem nhẹ con, hắn cần là người, nếu không con cũng chướng mắt, ta tin lời con, nhưng mà trang gia cũng nên làm chút gì đó, nếu không, cũng khó an lòng, lời đã nói đến như thế, trang thư tình cũng không nói thêm cái gì, sau khi đưa mọi người lên đường lập tức liền trở về đồng gia, lão phu nhân và lưu thị vẫn đang đang chờ nàng, lão phu nhân tươi cười đưa cho nàng một cuốn sách, trong lời còn mang theo chút đắc ý, năm đó nương con không thể dùng tới, mấy năm nay liên tục tích góp lại từng chút, còn nửa năm nữa, trang gia cũng sẽ tận lực đặt mua thêm những thứ đang lưu hành hiện nay nữa là được. Nét mực trên trang sách vẫn còn mới tinh, đây là một bản mới sao chép lại, bản cũ bỏ đi một số thứ, thêm vào càng nhiều những thứ đồ cưới xa hoa, công chúa hoàng thất gả ra ngoài ngoài cũng không hơn những thứ này lão phu nhân lại nói bằng sự coi trọng của bạch công tử đối với con xính lễ chắc chắn sẽ không ít đến lúc đó đồ cưới của hai nhà chúng ta có tính là gì giang nam mười dặm hồng trang cũng không ngoa chúng ta hai mươi dặm là đủ trang thư tình tưởng tượng một chút đến trường hợp kia đầu nàng liền cảm thấy đau như vậy không khỏi có chút quá khoa trương đi thấy nàng như vậy lưu thị nhịn không được nở nụ cười đây là chuyện mà Nữ nhi nhà khác cầu còn không được, con còn sầu cái gì? Cuộc đời nữ nhi cũng chỉ có một lần như vậy, con coi như thành toàn cho tiếc nuối của tổ mẫu đi." Hốc mắt lão phu nhân đỏ lên, nhớ lại tình huống năm đó, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau lúc ấy khiến nàng không biết sao có thể sống được đến giờ. "Con và Hàn nhi đều vô cùng xuất sắc, nếu nương của con còn sống không biết sẽ vui đến mức nào." Lưu thị ảo não vỗ vỗ đầu mình một chút, xem con đã nói gì rồi nay, nương, hiện tại chúng ta nên cao hứng thay cho thư tình, tính cả phần của nương nàng nữa, để tiểu cô dù xuống cửu tuyền cũng có thể an tâm, đúng đúng, lão phu nhân lau lau khóe mắt, lại vui vẻ trở lại, không nói những chuyện này nữa. Hôn sự của Tình Nhi quan trọng nhất, con xem thử xem còn thiếu gì không, nếu thấy thiếu thì nói ra, để ta thêm vào." Ôi, Lưu thị nháy mắt ra dấu, hai người cùng dỗ lão phu nhân trở nên vui vẻ. Sau khi trở lại Bạch phủ, nhìn thấy mọi người trong phủ, Trang Thư Tình có ngàn vạn suy nghĩ, ở thế giới kia đến 30 tuổi nàng cũng chưa có bạn trai, ở nơi này, mới 16 tuổi nàng đã lập gia đình rồi. Chương 221 rời khỏi triều đình tuy vẫn còn ba tháng nữa bên ngoài chiến trận đang có hai nước giao chiến, cùng với chuyện ở Kinh Đô, nhưng cũng không cần nàng lại nhúng tay vào, trong lúc mọi người đang bận rộn, trang thư tình trừ thời gian chỉ dạy cho hai đệ tử ra thì vô cùng nhàn nhã rảnh rỗi. Vừa lúc này, Thanh Dương Tử đã mang theo bảo bối của hắn trở lại, trong phủ đặc biệt dọn ra một chỗ trống trải, hai người rất vui vẻ tụ cùng một chỗ, cùng nghiên cứu thảo dược, có loại đã bị chết nhưng cũng may phần lớn cây vẫn còn còn sống như vậy cũng ở trong đoán trước của hai người cũng không đến nỗi quá mức thất vọng cho đến khi thanh dương từ rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt của công tử hắn liền kiến nghị tiểu thư không bằng chúng ta mở một y quán ở kinh đô ta cũng đã nghĩ đến dưỡng mấy ngày rốt cục trang thư tình cũng tăng lên được mấy cân mặt nàng lúc này cũng không còn gầy như trước lúc này đang nâng quai hàm phát sầu nhưng hiện tại ta đã trở thành danh nhân rồi nếu mở ở y quán vậy những y quán khác khẳng định sẽ không có người đến ngược lại ở y quán thì người không muốn khám bệnh cũng sẽ đến vây đầy còn những người thật sự muốn chữa bệnh cũng sẽ không chen lọt cũng không nhất định là như vậy nói xong lời ngay cả mình cũng không tin thanh dương từ ngồi xổm bên người nàng cũng nâng quai hàm dù sao cũng phải thử mới biết được nói không chừng thật có người muốn nhờ tiểu thư cứu mạng thì sao lại nói hai vị đệ tử kia của tiểu thư cũng học gần xong hết lý thuyết rồi, nếu như không có cơ hội để thực hành các nàng cũng không học xong được, dù sao cũng không giống y thuật ở đây, cần vọng, văn, vấn, thiết, sau khi ngươi trở về không phải đã không ít thi thể được mang đến sao, trang thư tình lườm hắn, không thể phụ nhận lời này khiến cho nàng có chút tâm động nàng là đại phu cái gì giám quốc cái gì hoàng tử phi tất cả đều là danh phận bề ngoài nàng là trang đại phu y thuật của nàng rất cần phải thực hành vừa lơi tay liền cảm giác có chút không quen nếu hiện tại để nàng đi làm giải phẫu nàng cũng phải luyện tập trước mới dám động giao không phải tiểu thư còn đang dạy cho ngự y hay sao đến lúc đó để ngự y ngồi trần bệnh vừa lúc bọn họ có thể quan sát trong cung chỉ có vài người như vậy bọn họ thực nhàn trang thư tình bị thuyết phục chưa đến nửa tháng trang thư tình vẫn dùng tên y quán cũ ở hội nguyên phủ cùng tế y quán để mở một sản nghiệp trong thành vì tránh cho phiền toái xảy ra mãi cho đến khi khai trương qua mấy ngày vẫn rất ít người biết y quán này là trang thư tình mở nàng cũng không để thừa lại mấy chiếc xe ngựa trong nhà chỉ cần sửa lại một chút liền lấy ra dùng nhưng chỉ cần nàng trần bệnh vậy việc này cũng khó có thể giấu giếm được không ngoài dự đoán người đến ngày càng nhiều cũng may trang thư tình sớm có đối sách trong ba vị đại phu ngồi trần bênh bên ngoài có một vị là ngự y hai người khác thì không biết do trần nguyên lấy đến từ đâu không phải tình trạng bắt buộc nàng ra mặt, nàng sẽ không hiện thân, một thời gian sau lượng người hẳn là sẽ dần giảm đi, tuy rằng sinh ý của y quán tốt hơn rất nhiều y quán khác ở trong thành, nhưng vì lúc trước chuyện trang thư tình thay máu cho hoàng thượng đã truyền khắp kinh đô, có cái thanh danh này nên nhân dân trong kinh thành đều có tín nhiệm cực cao đối với thanh danh của nàng, rất nhanh liền có người bệnh được đưa tới cửa, đó là một nam từ trẻ tuổi bị dao gây thương tích miệng vết thương đã sinh mù bị đã bao lâu rồi phụ nhân đi theo đoàn người gạt nước mắt nói đã nửa tháng nay rồi, ta đã tìm rất nhiều đại phu, lúc trước vẫn chưa nghiêm trọng như vậy, vẫn ăn ngủ được, nhưng sau đó bắt đầu hộc máu, dần dần ngày càng trở nên nghiêm trọng, trang đại phu, nhiên nhi nhà ta mới 19 tuổi, dưới gối chỉ có một nữ nhi còn nhỏ tuổi, nếu như con ta ngã xuống, cái nhà này sẽ không còn gì cả, trang đại phu, ngài nhất định phải cứu lấy con ta, cứu lấy hắn, vị phu nhân kia đã khóc không thành tiếng, một vị phu phu nhân trẻ tuổi khác lại trầm mặc, không rên một tiếng, gãy ba cây xương sườn, vị trí này, hẳn là đã bị thương đến phổi, trang thư tình dương giọng nói, dài oánh, chi quỳnh, chuẩn bị giải phẫu, thanh dương tử, tìm nhóm máu thích hợp, vâng, vị phụ nhân mừng rỡ giữ chặt lấy cổ tay Trang Thư Tình nói, Trang Đại Phu, nhiên nhi nhà ta có thể cứu được hay không, ta sẽ tận lực, Trang Thư Tình tránh khỏi tay vị kia, vết thương này của lệnh công tử không phải tự mình làm, nghe nói khoảng thời gian trước phát sinh chuyện hai vị công tử cùng tranh đoạt một mỹ nhân mà ra tay quá nặng, nói vậy lệnh công tử đây chính là một người trong đó, chu gia công tử thật đúng là thiếu niên phong lưu, không biết công tử để mặt của thê tử trong nhà ở đâu mất rồi lời này nếu là người khác nói chu phu nhân nhất định sẽ mắng lại một câu liên quan gì đến ngươi nhưng lời này lại do trang đại phu nói nàng chẳng những không dám nói lời nào ngược lại vô cùng kinh hoàng trang đại phu là ai đó là tiên sinh không chính thức của thái tử là người trên đầu quả tim của bạch công tử hiện nay đang giám quốc nàng còn là vị nữ tử khác họ duy nhất mà hoàng thượng tín nhiệm nhiên nhi một khi bị nàng phủ định về sau xa sao có thể tiếp quản gia nghiệp, sau này sao hắn có thể sống yên trong kinh thành, nghĩ nghĩ, chu phu nhân liền nóng nảy, âm thầm ra hiệu cho nàng dâu, ngoài miệng vội vàng giải thích hộ nhi tử, nhiên nhi quả thật không hiểu chuyện, nhưng việc này hắn cũng không muốn sẽ có kết quả như vậy, nam nhân kia không biết thương tiếc mỹ nhân, nhiên nhi chỉ vì nhất thời hồ đồ, nếu nói hắn muốn chủ động đi tranh đoạt một nữ nhân thanh lâu là chuyện không có khả năng, bình thường cùng con dâu cũng vô cùng ân ái huyên nhi con nói có phải không nhiên nhi bình thường đối với con có tốt không tốt sao nếu thật sự tốt vậy tại sao lại phát sinh loại chuyện như vậy nhưng nàng có thể nói không tốt sao nàng là con dâu chu gia nửa đời sau cũng chỉ có thể sống ở nơi hậu trạch kia chết cũng chỉ có thể chết ở nơi đó còn có một nữ nhi chưa được một tuổi cũng cần có nàng che chở nàng sao có thể nói không tốt ngẩng đầu chống lại tầm mắt ôn hòa của trang thư tình lòng vị thiếu phụ nổi lên chua xót nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng không rơi lệ nhẹ giọng nói hắn là phu quân của ta mong trang đại phu cứu hắn trang thư tình thở dài trong lòng mỉm cười với nàng cũng không nói thêm gì nữa Nàng vốn cũng không có ý muốn châm ngòi mối quan hệ giữa bọn họ, chỉ là vừa khéo biết có một chuyện như vậy nên mới đâm cho bọn họ một câu, chỉ mong bởi vì lời hôm nay của vị phu nhân này mà cuộc sống sau này của nàng có thể tốt hơn chút. Ở xã hội này, làm nữ nhân đã là một chuyện không dễ dàng, không phải mỗi người đều có mệnh tốt như nàng, có thể gặp được một nam nhân như Chỉ Cố yêu nàng, thương nàng, bảo vệ nàng, so với phần lớn nữ tử mà và nói, nàng đã là hạnh phúc, sư phụ đã chuẩn bị tốt tiểu thư, đã nghiệm được nhóm máu, Liễu Chi Quỳnh cả thanh dương tử một trước một sau tiến ra ngoài bẩm báo, trang thư tình gật đầu, đi lấy máu đi, thanh dương tử, chuẩn bị thuốc tê, được một cuộc phẫu thuật như vậy đối với trang thư tình cũng không phải quá khó, lưu an cư lúc này cũng đã xuất hiện, hai người đệ tử và cả thanh dương tử cũng đã ở, hơn nữa còn có hạ chân và hạ nạm, nhân thử đều đủ, bầu không khí quen thuộc khiến trang thư tình rất nhanh liền chìm vào trong đó giảng giải cũng vô cùng kỹ càng có người bắt đầu hơn nữa cũng xác định chu gia công tử đã sắp kê cận tử vong nay mỗi ngày đều trở nên khỏe mạnh người đến xem bệnh cũng càng ngày càng nhiều đặc biệt chiếm đa số là bệnh nhân cần phẫu thuật tuy rằng mệt mỏi nhưng mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ tươi cười trên mặt trang thư tình càng ngày càng nhiều bạch chiêm thấy nàng như vậy dù không nguyện để nàng chịu mệt nhọc nhưng mỗi ngày đều dành ra một chút thời gian để theo cùng nàng hắn mong muốn tất cả chỉ là khiến cho hữu phong có thể vui vẻ tươi cười một ngày không có ca giải phẫu trời âm u gió đang nổi lên xem ra là muốn đổ mưa liên tục mấy ngày phải cầm dao mổ trang thư tình cũng có chút mệt mỏi khó có khi nhàn rỗi nàng cảm thấy lười biếng không có việc gì làm ngồi ở hậu viện có thể ngửi thấy được vị thuốc quen thuốc thuộc trên sảnh chính khác với mùi gây mũi của nước tẩy trùng nàng càng thích mùi của thuốc bắc hôm nay người đến đây là viện sử vinh chính trang thư tình cũng không miễn cưỡng yêu cầu tất cả đại phu trong cung đều phải đến thay phiên làm việc ở y quán nhưng bọn họ tự thống nhất với nhau tuy không nói ra thẳng trước mặt nhưng tất cả đều cam nguyện chấp lễ của một vị đồ đệ đối với tiên sinh của mình cũng có thể nói bản thân viện sử vinh chính là một người tâm tư liêm chính ngay cả những người trong thái y viện cũng đều có sự theo đuổi không ngừng đối với y thuật đây cũng chính là nguyên nhân mấu chốt mà trang thư tình nguyện ý dạy cho bọn hắn vinh chính có chút tiếc nuối vì hôm nay không có ca phẫu thuật nào không thể tiếp tục tận mắt nhìn thấy y thuật thần kỳ của Trang Đại Phu, vừa lúc cũng không có người đến trần bệnh, liền cầm một cuốn vở hắn đã ghi chép ra, đem tất cả những chỗ mình không hiểu ghi lại trong tập, sau đó lại hỏi Trang Thư Tình đáp án chính xác, đây phương pháp của từ giai oánh, do nàng cảm thấy bản thân không có tư chất bằng sư muội nên đã nghĩ ra cách này để học tập, sau đó Lưu Cư An thấy được cũng học theo, ngay từ đầu là để cho hắn dùng, sau đó toàn bộ thái y viện đều học hỏi theo đây cũng là lý do khiến cho thái y viện từ trước đến nay chưa có lúc nào hòa thuận được như vậy trách không được hoàng thượng cười nói hiện tại Thái Y Viện là nơi đồng lòng nhất cả nước. Trang thư tình nhìn vấn đề kia, lại nêu ra vài ví dụ cụ thể, sau đó vẽ ra giảng giải kỹ càng. Vinh chính nghe nàng nói liên tục gật đầu, từ giai oánh và liễu chi quỳnh cũng đi đến nghe, nhưng chỉ nửa hiểu nửa không. Trang thư tình, một giọng nữ xa lạ từ ngoài cửa truyền đến, một đám người theo tiếng nói nhìn qua, là một vị cô nương mặc trang phục của nam tử. Cô nương này rất đẹp, cho dù mặc một một thân nam trang cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của nàng, loại sắc thái tương phải này càng khiến cho nàng thêm vài phần xinh đẹp. Chương 222, khiêu khích trang thư tình chừng mắt nhìn, người này là ai? Vinh Chính thường xuất nhập các phủ, liếc mắt liền nhận ra, cảm thấy bất mãn với thái độ kiêu ngạo của nàng, lúc này cũng chỉ có thể hạ giọng giới thiệu cho trang thư tình, đây là đại tiểu thư Mễ gia. Vinh Chính không biết nói gì hơn, ở trước khi thanh danh của trang tiểu thư được lan truyền đi xa thì đại tiểu thư mễ gia chính là nữ tử nổi tiếng nhất kinh thành nhưng từ khi trang tiểu thư vào kinh đại tiểu thư mễ gia liền bị mọi người lãng quên cho dù là nàng mỹ mạo song toàn hay tính tình mạnh mẽ thì ở trước mặt trang đại phu đều không thể so sánh hôm nay đến đây sợ là lai giả bất thiện bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm trời đổ mưa trang thư tình đứng dậy trên mặt mang theo ý cười nguyên lai like là mễ tiểu thư thân thể có chỗ nào không thoải mái sao, mới gặp lần đầu liền nói loại lời như thế này, đây là lễ nghi của trang tiểu thư, trang thư cảm thấy buồn cười, nơi này là y quán, người đến trần bệnh đương nhiên là bệnh nhân, nếu thân thể mễ tiểu khỏe mạnh, vậy tiểu thư đến y quán của ta làm gì, từ dài oánh cùng sư muội nhìn nhau, cố gắng nhịn cười muốn khi dễ sư phụ đúng là không hề dễ dàng mễ như linh cắn môi đôi môi đỏ mọng trông có vẻ càng diễm lệ vẻ mặt nàng mang theo một tia quật cường khiến người khác không hiểu muốn nhìn nhiều thêm một lát trận mưa lớn bên ngoài cản trở những người ngoại lai cũng vây khốn những người bệnh đang ở y quán tâm lý trang thư tình lớn hơn rất nhiều so với tuổi thật của thân thể này cũng không muốn so đó với một tiểu cô nương khiến nàng mất mặt trước mặt người khác liền cho đối phương một bậc thang để bước xuống mùa hè mau đến mau đi không bằng mễ tiểu thư theo ta vào trong nhà uống chén trà đợi mưa tạnh mễ như linh đương nhiên không muốn nàng tới nơi này không phải vì muốn uống trà trà của trang tiểu thư là loại chân phẩm như linh uống không trôi y thuật trang tiểu thư vô cùng cao siêu lại chỉ biết mở y quán kiếm tiền tiểu thư có biết sau lần động đất kia đã có bao nhiêu người biến thành hai bàn tay trắng bị bệnh cũng chỉ có thể chờ chết uổng cho dân chúng kinh thành khen ngợi trang tiểu thư ngài có cảm thấy rằng bản thân đã phụ sự yêu yêu ái của bọn họ, biết lời của nàng vẫn chưa nói xong, chàng thư tình yên tĩnh ngồi một chỗ, vừa xua tay ngăn lại người đang muốn thay nàng nói chuyện, Trang tiểu thư có bản lĩnh hơn chúng ta, có thể lấy thân phận một nữ tử đứng trong triều đinh, tiểu thư có cơ hội tốt như vậy, thế ngài có từng làm việc gì có ích cho dân chúng hay chưa, có từng tranh thủ vì nữ tử hay chưa, hiện tại chàng tiểu thư lại muốn kiếm lợi ích từ dân chúng, có được một thanh danh tốt, tiểu thư có nghĩ rằng nếu như tiểu thư tiếp tục ở trong triều làm nhiều việc vì dân chúng, chẳng phải sẽ giúp đỡ cho thiên hạ rất nhiều so với việc ngài mở thêm vài cái y quán nữa hay sao? Người khác nói rằng trang tiểu thư thức thời biết tiến thối, cầm được thì buông được, như Linh lại cảm thấy, trang tiểu thư ngài ích kỷ tới cực điểm, trang thư tình thật sâu lý giải những người đột nhiên bị gán tội nhưng lại bị đối phương dùng lý do nghe có vẻ vô cùng đường hoàng chính chính hán đinh cho mình thật đúng là người ngồi trong nhà họa lại theo trời rơi xuống, nếu như đổi lại là mễ tiểu thư, tiểu thư sẽ làm như thế nào, mễ như linh quay người qua, ảo não nhìn về phía bầu trời đang không ngừng đổ mưa, lúc trước nàng đến đã tính trước thời gian, nàng và bạch công tử hẳn là một trước một sau tiến vào y quán, không nghĩ lại bị cơn mưa này phá hỏng việc tốt, đáng giận, nhưng lời đã nói đến như vậy, càng chỉ có thể tiếp tục nói tiếp, nếu như là ta, tất nhiên sẽ tiếp tục giám quốc mưu chuyện thiên hạ là một vị nữ quan xuất sắc nhất từ trước đến giờ khiến cho nam nhân biết không phải nữ nhân tóc dài là kiến thức ngắn cũng sẽ có một số người có thể mang đến lợi ích cho đại chu mang đến lợi ích cho nữ tử trong màn mưa xuất hiện một chiếc xe ngựa mễ như linh kích động hô hấp đều trở nên rốt loạn đợi khi nhìn thấy thân ảnh của bạch công tử càng cắn chặt đầu lưỡi khiến bản thân không thể thất thố cầm hơi dương lên kiêu ngạo như nhưng lại tự tin một cách mất tự nhiên. Liễu Chi Quỳnh đột nhiên liền hiểu được loại cảm giác quen thuộc này là chuyện gì xảy ra. Người này, đang học thần thái của sư phụ nàng, lại vừa nhìn thấy người vào cửa, nàng nào còn không biết trong đầu nàng ta đang suy nghĩ cái gì, thật là buồn cười. Người thật ở ngay trước mặt, ai còn có thể bỏ qua người thật mà coi trọng thứ đồ dởm như nàng ta. Trang thư tình lúc trước không suy nghĩ đến phương diện này hiện tại thì, muốn cướp nam nhân của nàng sao, chật, bạch công tử, bạch chiêm nhẹ liếc mắt nhìn qua, mễ như linh nhất thời giống như bị người chặn cổ lại, muốn nói ra lời cũng không biết nên nói thế nào, trang thư tình nhìn thấy thú vị, bằng chút lá gan như vậy còn muốn cướp người, đi đến bên người hữu phong, thanh âm bạch chiêm tự nhiên mà ôn nhu, hôm nay không bận sao, không bận, trang thư tình nhìn về phía mễ như linh vẫn đang duy trì kiêu ngạo của nàng như trước nói Mễ tiểu thư cảm thấy lúc trước là ta làm không tốt, hiện tại cũng làm không tốt, ta nhớ là hình như ở hộ bộ đang thiếu nhân thủ, vậy để mễ tiểu thư qua đó lịch lãm mấy ngày đi, được rồi, ngày mai đến hộ bộ tìm lâm chi đại nhân, từ trong túi lấy ra một giấy thấm dầu, đem miếng bánh còn nóng để bên miệng nàng, có bỏ thêm vị mứt nàng thích ăn, trang thư tình mở miệng cắn một cái, hương vị mềm mại tràn ngập trong khoang miệng khiến nàng vô cùng thỏa mãn, bánh nhà ai cũng giống nhau, chỉ có vị mứt này là ăn ngon nhất, nói xong liền muốn cầm lấy chiếc bánh nhưng lại bị bạch chiêm giữ lại, đưa tới bên miệng nàng, có dầu, trang thư tình vẫn luôn tiếp nhận sự cưng chiều của hắn như vậy, thấy hắn nói nàng liền thu tay ăn bánh hắn đút cũng không cảm thấy có gì không đúng mễ như linh ghen tị đến đỏ mắt nam nhân khắp thiên hạ duy chỉ có bạch công tử mới có thể xứng đôi với nàng ba năm trước khi nàng lần đầu nhìn thấy hắn nàng đã thề đời này không phải bạch công tử sẽ không gả nhưng mạc danh kỳ diệu lại xuất hiện một trang thư tình chẳng những khiến cho danh tiếng của nàng ngày càng ảm đạm mà còn có được trái tim của bạch công tử sao nàng có thể cam tâm nàng tới nơi này không phải vì kết quả như vậy đang muốn nói nữa để thu hút sự chú ý của bạch công tử trần nguyên đã lập tức tiến lên phía trước mời mễ tiểu thư đi trước sáng mai sẽ có người đến mễ phủ đón mễ tiểu thư đến hộ bộ mang mễ tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng ta trần nguyên vung tay lên lập tức liền có hai người tiến lên kép nàng ra ngoài cũng không quản bên ngoài đang mưa to vừa đẩy người ra khỏi y quán bọn hắn cũng không để ý nha hoàn một mực chờ ngoài cửa lúc này vội vàng tiến lên che mưa cho đại tiểu thư vừa dè dặt cẩn trọng nói đại tiểu thư chúng ta trở về sao mễ như tình đẩy ngã nha hoàn xuống đất để cho nước mưa xối lên người hộ bộ nàng phải đi nhất định phải đi chuyện trang thư tình ngươi có thể làm được, mễ như linh ta cũng nhất định có thể, muốn xem ta bị xấu mặt, a à, từ nhỏ đã được đại sư nho giáo chỉ dạy, cũng đã học qua sự tử tạo, sao có thể không so được với một nha đầu xuất thân thôn dã ngươi chờ đi, ta sẽ khiến bạch công tử nhìn lại, coi ai mới là cá mục, ai mới là chân châu chân chính, ăn xong miếng bánh cuối cùng, trang thư tình nghiêng người nhìn ra ngoài cửa, người đã mất, chỉ là một tiểu cô nương không hiểu chuyện, tâm sinh vọng tưởng, chàng đừng ra tay quá nặng, nàng không chịu nổi hai chúng ta đồng loạt đối phó, bạch chiêm tiếp nhận khăn tay, lau sạch sẽ, thuận tiện còn giúp hữu phong lau miệng, nhẹ giọng ừm, một tiếng về phần có phải hắn thật sự không làm gì cả, bạch chiêm nhìn ra ngoài trời mưa, không cho người chịu chút giáo huấn, người khác sẽ cho rằng hữu phong dễ khi dễ, nàng mềm lòng, thu thập người cũng không muốn thương gân động cốt, nhưng hắn không phải phải người lương thiện, không cho ngươi nếm thử tư vị bị rút gân dóc thịt, sao bọn họ có thể nhớ đau, chương 223, hậu quả của khiêu khích phản ứng của mễ ra như thế nào thì không biết, nhưng ngày tiếp theo mễ như linh đã xuất hiện ở hộ bộ, lâm chi liếc nhìn nàng một cái, nói với tả thị lang, không phải ngươi cần người giúp đỡ tính thu nhập từ thuế sao, để nàng làm đi, vẻ mặt tả thị lang nhất thời nhăn lại như bị bắt ăn một trái chanh, từ lúc bạch công tử thay thế trang tiểu thư giám quốc tình cảnh của bọn họ ngày sau lại càng tệ hơn ngày trước đừng nói là nghỉ ngơi cho dù nhà xí cũng phải nén nhịn không thể đi sợ có một ngày bọn họ không làm tốt sẽ bị bạch công tử thu thập trước mắt sắp đến vụ mùa thu hoạch hắn đúng thật rất cần người hỗ trợ nhưng hắn là muốn thượng thư đại nhân đến bộ nhân sự xin vài người đến đây nhưng hiện tại lại ném cho hắn một vị đại tiểu thư đây là hỗ trợ hay một muốn gây thêm trở ngại cho hắn, cả đại chu cũng chỉ có một trang tiểu thư mà thôi. Mễ Như Linh hôm nay cố ý sửa soạn, bộ dáng mím môi giống như đang chịu ủy khuất vô cùng lớn, quả thật là mỹ nhân, nhưng cho dù người có đẹp cũng không thể khiến bọn hắn nhắc lên một chút tâm tư. Chuyện ngày hôm qua đã được truyền đi, Lâm Chi tất nhiên biết đây là chuyện gì, hắn là một trong những lão thần được tiếp xúc sớm nhất với Trang tiểu thư, đối với nàng vô cùng tin phục, nhưng với loại người như Mễ như Linh hắn sớm đã không quen nhìn, mặt của Mễ gia đều mất hết, xảy ra chuyện như vậy, sau này nếu muốn nghị thân, sợ là cũng không có ai dám đến. Kính chào thượng thư đại nhân, Ôn Công công, Lâm Chi vội đứng dậy đi ra khỏi thư án, "Sao công công lại đến đây? Hoàng thượng có gì phân phó hay sao?" "Cũng không phải là hoàng thượng phân phó, mà là công tử muốn ta truyền lời, Mễ tiểu thư quản việc lương thảo tiền tuyến" sai một số, cắt một tấc tóc, nếu sai 10 lần, vậy liền đưa vào am ni cô tu dưỡng, bất cứ ai cũng không được cầu tình, lâm chi nhất thời nhăn mày lại, việc này cho dù là lão thần thì cũng có lúc xảy ra lỗi, nàng mới bao lớn, chưa nói đến chuyện không có kinh nghiệm, là người ai chẳng có khi để xảy ra lỗi, sợ là sẽ không trụ được bao lâu không phải mỗi người đều có được tài năng như trang tiểu thư mễ tiểu thư tất nhiên không cho rằng như vậy nàng cảm thấy trang tiểu thư có được ngày hôm nay là do tiểu thư may mắn có được cơ hội chỉ cần nàng có được cơ hội giống như vậy chắc chắn nàng sẽ làm được tốt hơn cả trang tiểu thư một khi đã như vậy cơ hội này tất nhiên là sẽ đưa cho nàng hoàng thượng cũng muốn nhìn một chút đại chu có phải sẽ xuất hiện thêm một trang tiểu thư nữa hay không ngay cả hoàng thượng cũng bị kinh động mễ như linh xong rồi chúng ta biết thượng thư đại nhân và mễ đại nhân coi như là bạn cố chi không ngại nói cho đại nhân một câu mễ tiểu thư chưa hẳn sẽ sống cả đời trong am ni cô hoàng thượng nói như vậy cũng đã nhờ phúc của trang tiểu thư làm chỉ cho nàng chịu chút giáo huấn như vậy đương nhiên điều kiện là nàng phải nhớ kỹ giáo huấn lần này lâm chi còn có thể nói gì nữa so với chết già ở Am Cô, giáo huấn như vậy đã là quá ít, lấy gương mặt kia của mễ như Linh, cho dù dùng một số lượng lớn đồ cưới gả ra ngoài cũng không phải chuyện khó, nhưng nếu muốn tái giá thì dù có bao nhiêu tốt cũng chỉ là mơ tưởng, lão thần đã biết, đa tạ ôn công công nhắc nhở, ôn đức khom người, hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng trang tiểu thư thì cũng có bấy nhiêu duy hộ nàng, có một số người vốn không thể chạm vào được, lâm chi hiểu ý. Lão thần sẽ truyền lời cho Mễ đại nhân, Mễ Như Linh lớn lên xinh đẹp, trong quá khứ cũng bởi vì nàng có gương mặt xinh đẹp mà mọi việc đều trở nên thuận lợi, nhưng lần này, bộ hộ không ai dám liếc nhìn nàng, sợ bị liên lụy, cho nên khi nàng nhận việc thống kê lương thảo, nàng chỉ có thể đi hỏi những quan viên hơi lớn tuổi, người ta cũng chỉ trả lời nàng với thái độ cứng ngắc, cũng không chịu nói nhiều một câu, càng là như vậy nàng càng quyết tâm làm cho thật tốt, khiến mọi người giật mình, nhưng hiện thực lại khiến nàng càng lúc càng lâm vào hoàng hốt. Việc này, có tiên sinh dạy cho nàng, nhưng khi chính bản thân bắt tay vào làm, nàng mới phát hiện, so với thứ nàng hiểu biết lại là một trời một vực, nàng rõ ràng là biết, rõ ràng là biết, nàng đi thăm dò những người khác, buông tự tôn đi hỏi, chỉ là khi nàng đưa lên phần hồ sơ thứ nhất, lâm thượng thư trực tiếp ném cho nàng một câu, một sai sai lầm cũng có thể gây lên hậu quả vô cùng lớn đều sai mễ thư linh cắn răng xoay người đi tính làm lại một phần đợi một chút chống lại tầm mắt của nàng lâm chi nói bạch công tử có lời truyền xuống sai một lần cắt một tấc tóc sai mười lần đưa vào am ni cô lần này đã sai những lần sau ngươi tự giải quyết cho tốt mễ thư linh nghẹn họng nhìn chân chối nàng nghe lầm sao làm sao có thể bạch công tử sao có thể nhẫn tâm hạ mệnh lệnh như vậy với nàng để nàng đi làm ni cô làm sao có thể lâm lâm đại nhân có phải ta nghe lầm hay không ngài ngài mới nói cái gì vậy lâm chi nhìn nàng, trên mặt vô bi vô hỉ, nên phụ trách hậu quả của những việc ngu xuẩn ngươi đã làm, mễ như linh đột nhiên phản ứng lại, bước nhanh tới gần thư án, là trang thư tình phải không, nàng giả truyền lời bạch công tử có phải hay không, nhất định là nàng, bất quá chỉ là một nha đầu thôn dã mễ như linh, lâm chi trầm giọng khiển trách, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, người chớ có lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, trang tiểu thư tuy rằng là nữ tử, nhưng bản lĩnh của nàng không hề kém hơn bất kỳ nam nhân nào, tuy rằng là ngươi chủ động khiêu khích nàng, nhưng nàng cũng chỉ vì muốn cho ngươi biết khó mà lui, nhận được giáo huấn mà đánh mất vọng tưởng của mình, chứ không phải chán ghét ngươi, người muốn ngươi không dễ chịu là bạch công tử, không phải trang tiểu thư, mà là bạch công tử, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy, trang thư tình tính là thứ gì, nàng tính là thứ gì, nàng quyết đoán dám đánh 11 tiếng chuông để mọi người có thể bước ra khỏi cửa, có thể bảo toàn tính mạng của mọi người. Mễ như Linh, Trang Tiểu Thư đã cứu ngươi một mạng, cứu già trẻ lớn bé trong nhà ngươi, nói ra, nàng chính là ân nhân của Mễ gia. ngươi dám nói nàng tính là thứ gì, Mễ như Linh sững sờ, ánh mắt như lọt vào hư không, việc này tất nhiên là nàng đã nghe nới qua, nhưng mà, chuyện này không phải do người khác đồn bậy hay sao. Không phải là giả hay sao, nàng nghe người ta nói đây là giả a đây điều là do hoàng thượng sai người đi làm không phải nàng ta nàng có thể ổn định cục diện của đại chu khiến thần tử tin phục mà ngươi ngay cả một chút công việc nhỏ của hộ bộ cũng không làm được mễ như linh ngươi lấy thứ gì để so với nàng không phải như thế không phải như thế là bạch công tử để nhân thủ lại giúp nàng giải quyết người khác nghe nàng là vì có uy nghi của bạch công tử mọi người đều e ngại bạch công tử chứ không phải trang thư tình nàng thấy nàng như vậy lâm chi lắc đầu đi làm việc đi mễ như linh hoảng hốt ra khỏi phòng chính hiệu suất làm việc đương nhiên là không có khi tả thị lang đã tức giận đến nỗi muốn cắn người bộ tài nguyên rốt cục đưa người tới hắn dứt khoát vứt mễ như linh qua một bên để nàng tự kiếm việc làm mấy ngày tiếp theo mễ như linh lại không xuất hiện ở hộ bộ té gãy chân trang thư tình kinh ngạc ngẩng đầu làm sao lại ngã lưu cư mang theo hòm thuốc nhịn cười nghe nói là tinh thần không tập trung đi không nhìn đường nàng thật đúng là trang thư tình cũng không biết nói gì cho phải mễ ra mời ngươi đây là chuyên môn của ta trang đại phu có gì muốn giao phó hay không ta có thể nói cái gì trang thư tình bật cười nàng đều đã như vậy ta còn có thể so đo gì với nàng thanh dương tử làm loại cao trị nứt xương rất tốt ngươi mang qua đi tiểu cô nương ra về sau còn phải phải lập gia đình, giảm bớt thường tổn nào thì hay phần ấy vâng liêu cư nghe theo lời nàng hắn tất nhiên là tin tưởng nhân phẩm của trang đại phu nàng sẽ không sử dụng thủ đoạn gì cả nhưng hắn cũng không nghĩ rằng trang đại phu lại rộng lượng đến như vậy cũng đúng người ta căn bản là không cần phải đặt mễ thư linh vào mắt khi bạch chiêm tiến vào trang thư tình liền nói đến việc này được rồi có thái độ này của chàng về sau còn ai dám xuống tay với ta đại giới đã trả đủ chàng thả nàng đi có được không không, Bạch Chiêm không nói chuyện, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, cho dù gãy chân cũng không thể hoãn thời gian đưa đến am ni cô, thả một người không quan trọng ra ngoài, và tâm trạng của người trong lòng mình, chàng thư tình đương nhiên không hề do dự lựa chọn cái thứ hai, cũng liền không nói gì thêm, có giáo huấn của mễ như Linh, cho dù là các vị phu nhân tiểu thư hay các vị nam nhân nào có đánh chủ ý gì khác thì cũng đều phải buông xuống tâm tư. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nữ nhân không ngăn cản được cũng không có tư cách để ngăn cản, cho dù nam nhân căn bản là không có ý nghĩ kia, nhưng bọn họ vẫn không nên đi vuốt sâu hổ vẫn tốt hơn, thời tiết bắt đầu vào thu, ban ngày giống như trôi qua rất nhanh, đầu tháng 11, hội nguyện phủ nghênh đón một đội ngũ rất đông, trang thư tình nhìn những thứ đang được chất đống trong nhà, trong lúc hoảng hốt lại phảng phất như cảm thấy được vị nữ từ không được vận mệnh chiếu cô kia đang mỉm cười ôn nhu với nàng cả nhà trang trạch lương đã phải trả giá ngài cũng biết đúng không ngài có thể nhìn thấy được trang thư tình chân chính không phía sau xuất hiện một người không có tiếng bước chân hắn cũng không nói gì nhưng trang thư tình lại biết không quay đầu lại nàng hỏi mấy thứ này khi nào thì mang đến sau khi trang thư đình lập gia đình trần nguyên đã mang mấy thứ này rời về làm tốt lắm ánh mắt trang thư tình phiến hồng, trong mắt rõ ràng có lệ nhưng cũng không giấu được tươi cười, đây là đồ cưới mà nương ta chuẩn bị, của ai cũng không thể thay thế, bạch chiêm ôm lấy vai nàng, không tiếng động an ủi, 28 tháng 11 là ngày đại cát, ngày này là ngày mà bạch công tử chuyển xính lễ đến đồng gia, kinh đô có vẻ náo nhiệt hơn xưa rất nhiều, dọc theo đường đi cũng thấy những cửa hàng sớm đã được chiếm hết vị trí tốt, người dân ảo ảo kéo nhau ra đường xem, đến đến, một đám người mặc quần áo mơ người chịu trách nhiệm khiêng xính lễ là, cư nhiên là cấm vệ quân, có người nhận ra được vài người trong đó, kinh hô ra tiếng, thế nhưng lại xuất động cấm vệ quân, còn bị sai đi khiêng xính lễ, có người bắt đầu trà sát tay âm thầm đếm số dương xính lễ, mặt trời từ phía đông đã rời lên đỉnh đầu nhưng đội ngũ vẫn chưa có dấu hiện dừng lại, người đang đến cũng sớm dừng lại không đếm, nhìn số lượng như vậy, có mà đếm tới chết, 800 dặm hồng trang, so với cái này có gì khác? khác nhau chưa từng thấy tám trăm dặm hồng trang vậy cứ ra đường mà xem số lượng xính lễ vẫn còn được chuyển đi có người đã ngồi lại về bàn của mình bạch công tử muốn chuyển hết nội kho ra làm xính lễ sao người thông minh làm việc thông minh cho dù xính lễ có nhiều hơn nữa về sau không phải là cũng trở lại bạch phủ hay sao đồng ra còn dám nuốt riêng theo ta thấy chẳng những không dám nuốt riêng sợ còn phải cho người coi giữa cẩn thận nhưng mà chuyện này cũng không cần quá lo lắng đến lúc đó các thế gia đại tộc toàn kinh đô ai mà chẳng đến đưa qua cưới cho trang tiểu thư chật đến lúc đó khẳng định còn náo nhiệt hơn bây giờ nhiều đúng rồi, đến lúc đó phải chiếm được vị trí tốt hơn hôm nay bởi vì câu nói này 4 tháng sau đó, tất cả vị trí từ Bạch Phủ đến Đồng Phủ đều đã được đặt trước, có người còn lo lắng đến lúc đó sẽ bị đoạt chỗ, nhìn trận náo nhiệt này quay đầu lại phải đi tiên hạ thủ vi cường, nếu như để còn lại hai tháng mới đi đặt chỗ, vị trí tốt, đã không còn, chương 224, cửa ải cuối năm lai khách vào buổi trước, cửa lớn đồng ra rộng mở chào đón khách nhân, khắp nơi tràn đầy vẻ vui mừng, chủ tử và nha hoàn trong phủ đều vui vẻ, ngay cả gió lạnh cũng không thể thổi tan ý cười trên mặt, sao vậy, đằng sau còn bao nhiêu, trời rất lạnh, nhưng lưu thị lại vừa lau mồ hôi trên trán vừa vội vàng hỏi mạnh bá, mạnh bá đi nhanh, hơi thở có chút gấp, thiếu phu nhân, trần quản gia nói phía sau đại khái còn 70 dương nữa liêu thị tính toán nhẹ nhàng thở ra hẳn là đủ để mạnh bá vừa cười vừa thở dài có hai sân trống tôi tính hai sân trống sẽ đủ không nghĩ đến là sẽ nhiều như vậy đúng vậy nhà mẹ đẻ nàng nghe khi thấy nàng bố trí thêm hai sân còn nói là nàng suy nghĩ nhiều hiện tại hai sân này vừa đủ tốt có thể dùng được trong tình huống này đi đến phòng chính nhìn thấy vẻ mặt trang thư tình đang thoải mái nói chuyện với mẹ chồng mình Lưu thị cười nói con nha sao không nói với bạch công tử dù sao cũng phải mang về chuẩn bị như vậy làm gì mới đưa sinh lễ đã như vậy về sau dựng vợ gà chồng sẽ còn như thế nào nữa, sau này như thế nào thì chưa nói đến, con đã nói chuyện này với hắn vài lần, nhưng hắn không thuận theo con cũng không có biện pháp, nghĩ đến nam nhân này vô cùng cố chấp, trang thư tình vừa cảm thấy ngọt ngào lại đau đầu, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra trong kinh sẽ truyền ra hư thế nào rồi, người ta nhìn theo ghen tị, con còn ngại, đây là chuyện mà nhiều người có cầu cũng không được, lão phu nhân giận dữ liếc mắt nhìn nàng, may mắn đồng ra chuẩn bị không thiếu đồ cưới, bằng không thật đúng là phải khiến con mất mặt, trang thư tình không để bụng việc này cũng không muốn khoe ra hoàng thượng đối với hỷ sự lần này quan tâm đến mức nào, ngay từ đầu chỉ cố căn bản không muốn dùng tới cấm vệ quân, nhưng hoàng thượng lại đề xuất chuyện này coi như là lần đặc biệt nhất, nàng nhìn rất thoáng, náo nhiệt cứ để người khác xem, nàng sống cuộc sống của nàng, nhưng mà điểm ấy nàng cũng không cần lo lắng, người. Như chỉ cố, một khi đã động tâm thì chính là chuyện cả đời, trình độ cố chấp của hắn, người bình thường cho dù có ra roi thúc ngựa cũng không cản nổi, lưu thị nhìn mẹ chồng, lựa chọn ngôn từ nói, theo như quy củ, trước khi nam nữ thành thân thì không được phép gặp mặt, việc này hai người các con đã thương lượng với nhau chưa, chỉ cố làm sao sẽ để ý những quy củ này, nếu muốn nói tới quy củ, người không quy củ nhất hẳn là chúng ta, lúc trước không tuân thủ về sau cũng không tất yếu phải tuân theo nên làm thế nào cứ làm như vậy đi trang thư tình cúi đầu uống một ngụm tà lại nói lúc trước con hôn mê quả thật đã dọa đến hắn thật vất vả mới có thể khiến hắn tin tưởng rằng con sẽ không bị như vậy nữa hiện tại nếu để hắn không gặp con mấy tháng, sợ là sẽ không an tâm, Lưu Thị nhìn về phía mẹ chồng, lão phu nhân thở dài, cũng bởi vì hắn thật lòng với con nên mới có thể như thế, lúc trước ta đã cùng thương lượng với lão thái gia về chuyện này, ý của ngoại tổ phụ con cũng dựa theo ý kiến của các con, kẻ mạnh là người chế định quy củ các con không cần để ý ánh mắt của bất luận kẻ nào, ta cũng cảm thấy như vậy, chỉ cần các con cảm thấy không có có vấn đề gì là được trang thư tình đứng dậy tiến đến trước mặt ngoại tổ mẫu ngồi xuống ôm lấy thắt lưng lão phu nhân tựa đầu xuống đầu gối khó có khi trang thư tình biểu lộ ra loại tình cảm quyến luyến con sẽ sống rất tốt sống thêm cả phần của nương con nữa ngài và ngoại tổ phụ phải sống thêm vài năm nữa, nhìn thấy ta hạnh phúc, lời này khiến cho lão phu nhân rơi lệ, nếu như đứa con gái số khổ của nàng có thể sống đến bây giờ thì thật tốt, về sau chúng ta vẫn sẽ trở về sống ở hội nguyên phủ, ngài và ngoại tổ phụ hãy cùng đi với con, rời xa hoành thành này, tiêu diêu tự tại, được, 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 lão phu nhân liên thanh trả lời, ta và lão thái gia cũng rất thích hội nguyên phủ, hắn vẫn luôn thương thường nhắc tới, nói nói đó rất có tình người, là một nới địa linh nhân kiệt, đến lúc đó A ta và ngoại tổ phụ con sẽ cùng mọi người sống qua ngày lành tháng tốt, nói giống như ngài chưa từng được trải qua cuộc sống như thế bao giờ vậy, trang thư tình bật cười, ngẩng đầu vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má ngoại tổ mẫu, những chuyện khổ sở đã qua, những thứ cần trả giá cũng đã phải trả giá, về sau đồng gia sẽ trở nên tốt hơn, con cũng sẽ sống rất tốt hôm nay chàng thư tình ở tại đồng phủ tuy rằng thời gian nàng ở lại kinh đô đã không ngắn nhưng ở lại đồng phủ vẫn là lần đầu lưu thị cho người thu thập lại căn phòng mà nương nàng từng ở để nàng có thể thoải mái dọn vào nơi này cũng chính là nơi nàng rời khỏi trong ngày thành thân đưa từng hộp xính lễ rất dày qua đây lưu thị nói đây là những đồ mà trần quản gia giao cho ta ta vẫn chưa mở ra xem không biết bên trong là thứ gì cha Trang Thư Tình lắc lắc, âm thanh rất vang, trong lòng nàng cũng đã đoán được, vừa mở ra, quả là thế, chìa khóa, Lưu Thị đoán, ý của Bạch công tử là bắt đầu từ bây giờ đều sẽ giao hết gia sản cho con. Hai thanh chìa khóa này nhìn thật sự rất quen mắt, Trang Thư Tình gật đầu, một cái là Bạch phủ ở kinh thành, một cái khác là Bạch phủ ở hội nguyên phủ, cho dù tuổi của Lưu Thị đã không nhỏ, nàng và trượng phu cũng coi như ân ái nhưng lúc này cũng khó có thể giấu được hâm mộ, một phu quân như vậy, ai mà chẳng từng ảo tưởng qua, chỉ là chân chính có thể nhận được cũng là rất ít, thư tình, mợ cầu con một chuyện, đóng cháp lại, trang thư tình cười, nếu là việc hôn nhân của biểu muội thì mợ không cần lo lắng, con đã xem xét người, mắt Lưu Thị trợn tròn, sao con biết, có thể khiến mợ nhờ vả, tính tới tính lui cũng chỉ có hai chuyện suy nhất, cũng không khó đoán, đúng là không khó đoán chỉ là không nghĩ tới con lại để bụng như vậy, trong lòng Lưu Thị có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng chỉ có thể cười nói cảm ơn, chàng thư tình chỉ ở đồng phủ một buổi tối, sáng sớm ngày kế Bạch Chiêm đã đích thân tới đón người đi rồi, không biết bao nhiêu người đang ngầm chê cười hai người bọn họ dính nhau giống như Sam vậy không quy không phép, nhưng cũng không một ai dám nói ra bên ngoài, từ trong đáy lòng, kỳ thự bọn họ cũng không cảm thấy có gì là sai, mỉm cười nói vài câu cũng thôi, từ lúc trang tiểu thư vào kinh, nàng vẫn luôn một mực ở tại bạch phủ, quy củ, đối với bọn họ mà nói có là cái gì, mà sinh hoạt của trang thư tình cũng dĩ vãng cũng giống như nhau, vẫn luôn lui tới giữa bạch phủ và y quán, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến cung một chuyến, mấy ngày nay nàng phát hiện một chút dị thường, đó là về Thư Hàn, để ấy đang tập võ, Bạch Chiêm gật đầu, ừm, tam tử đang dạy hắn, cường thân kiện thể cũng tốt, trang thư tình nhíu mày, nhưng sao đột nhiên để ấy lại muốn học võ, chẳng lẽ để ấy muốn trở thành một người văn võ toàn tài hết hay sao, để ấy nói vào ngày chúng ta thành thân, để ấy muốn đích thân cõng nàng lên kiệu hoa, tập tục của Đại Chu, ngày thành thân nương tử phải do ca ca cõng lên kiệu hoa nếu không có ca ca thì thúc phụ hoặc là đường Huynh, tỏ vẻ tân nương có nhà mẹ làm chỗ dựa nàng không có huynh trường đường ca và thúc phụ ngược lại thì không thiếu nhưng mà nếu thư hàn có tâm nàng đương nhiên muốn thành toàn đứa nhỏ kia từ lúc đệ ấy còn rất nhỏ đã muốn trở thành chỗ dựa của nàng tùy đệ ấy đi không ảnh hưởng đến thân thể là được để tam tử dạy cho đệ ấy mấy chiêu phòng thân nói không chừng có lúc có thể dùng đến được giao thừa hàng năm trang thư tình đều mang theo đệ đệ và chỉ cố cùng nhau đón năm mới, hơn nữa còn có cơm tất niên do nàng tự tay chuẩn bị, năm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ, tỷ tỷ, ừm, trang thư tình đang cắt thịt, không quay đầu lại, làm sao vậy? Hụ, trang thư tình theo bản năng quay đầu Hoàng thượng vội lau tay sạch sẽ chuẩn bị tỉnh an. Hoàng đế liền xua tay ngăn lại. Con đi làm đi ta và Tiếu Nhi cảm thấy trong cung quá lạnh lẽo nên muốn đến đây ăn ké một bữa cơm tất niên. Chu Chi Tiếu nhìn Trang Tỷ Tỷ mặc một thân xiêm y bình thường, trên đầu chỉ cài một chiếc châm cài vô cùng giản dị. Hắn cười đến mặt mày cong cong. Trang Tỷ Tỷ đừng ghét bỏ. Nếu ngay cả Tỷ Tỷ cũng đuổi đi, Bạch Đại Ca chắc chắn sẽ không lưu đệ và phụ hoàng lại. Lại. hai người, một là phụ thân chỉ cố, một là huynh đệ của hắn, sao có đạo lý nào lại đuổi người đi, nhưng mà tay nghề của ta sẽ không thể sánh bằng với ngự thiện trong cung, mọi người đừng ngại không ngon, đương nhiên là không chê, đã ăn đồ ăn của ngự thiện phòng cả đời, ăn đến ăn đi cũng chỉ có như thế, những món ăn gia đình bình thường này, bọn họ ngược lại là không có phúc khi ăn được, nhìn đôi tay dính dầu mỡ, xiêm y cũng có chút vết bẩn của của trang thư tình hoàng đế cảm khái hai tay này, đã từng phê tấu trương, cầm dao phẫu thuật, đã trị bệnh cứu người, mà lúc này, nàng cũng có thể tận tâm vì người nhà rửa rau nấu canh, một nữ tử có thể luôn giữ vững bình tâm như nàng, thiên hạ này ít có, chiêm nhi có phúc khí, thư hàn, để mang hoàng thượng và thái tử đi đại sảnh ngồi đi, nơi này có vị khói dầu, rất khó ngửi, không, không cần, nơi này rất tốt, không đợi thư hàn nói chuyện, hoàng đế liền xua tay, mang chu chi tiếu ngồi xuống bên cạnh, con cứ làm đi, nếu tiện thì vừa làm vừa trò chuyện với ta, chu chi tiếu hầu hạ phụ hoàng ngồi xuống, cũng hát đệm nói, mỗi ngày ở trong cung, thời gian ở một mình quá dài, nơi này của trang tỷ tỷ thật tốt, rất thoải mái, chu chi tiếu cũng không biết nhà là cảm giác gì, cho nên hắn cũng chỉ có thể nói thoải mái. Hoàng đế sống mấy thập niên như vậy, trong lòng cũng rõ ràng, phần thoải mái này, cũng là vì thư tình đã hao tổn công sức khiến cho nơi này có thể trở thành nơi gọi là nhà, chương 225, cơm tất niên thấy bọn họ như thế, chàng thư tình lại quay đầu nhìn thấy còn có rất nhiều đồ ăn chưa chuẩn bị xong, cũng không kiên trì, để bảo châu đi châm trà, còn nàng tiếp tục làm, thư hàn thi lễ, sau đó cũng vén tay áo tiến lên hỗ trợ, đây là phòng bếp bạch chiêm giặc biệt chuẩn bị cho trang thư tình cải tạo lại từ một căn phòng chính nơi này không lớn vẫn là hai gian phòng một trước một sau phòng sau dùng để làm phòng bếp phòng trước làm thành một bàn lớn dùng để đặt nguyên liệu nơi còn dư lại được trang thư tình bố trí thành một nhà ăn ấm áp mỗi khi nàng có hứng thú xuống bếp bọn họ cũng sẽ cùng dùng cơm ở đây họ dù bình thường nàng cũng không có thời gian nấu cơm cũng sẽ cho người mang đồ ăn ăn tới nơi này cũng bởi vậy nơi này không hề thua với bất cứ nhà ăn lớn nào Hoàng đế nhìn trái nhìn phải, trong mắt đều tràn đầy ý mừng, đúng rồi, chiêm nhi đi đâu, ở trong thư phòng, tiền tuyến có quân tình đưa đến, trang thư tình cũng không quay đầu lại trả lời, tùy ý giống như đã thật coi hoàng thượng và thái tử trở thành trong nhà một thành viên trong gia đình, thái tử có thể đi nghe một chút, mông chu chi tiếu không nhúc nhích chút nào, trang tỷ tỷ, hôm nay là giao thừa, tỷ cho đệ một ngày nghỉ đi, nếu quân tình khẩn cấp, đệ chắc chắn sẽ biết, trang Trang thư tình hơi dừng tay lại liếc hắn một cái, đúng là biết lý sự, hiện tại Chu Chi Tiếu sớm đã không còn vẻ ngây ngô như lúc trước, làm chuyện gì cũng đều có phương pháp, nghe nói đại thần trong triều rất xem trọng hắn, đi giúp tỷ tỷ rửa rau đi, Trang thư Hàn làm việc cũng không hé răng, Chu Chi Tiếu lúc này cũng đi tới, Trang tỷ tỷ, để cũng muốn hỗ trợ, để có thể làm gì, Chu Chi Tiếu nhìn mấy thứ trên bàn, rửa cái đó, Trang thư tình nhìn thoáng qua, đó là rau mà nam châu đã rửa qua một lần sau đó gật gật đầu nhẹ tay một chút coi chừng bị dập trang tỉ ỉ tỉ cũng quá con thường đệ rồi nhìn đệ làm đây tà tà liếc mắt nhìn hắn trang thư tình từ chối cho ý kiến hoàng đế cũng không ngồi đi đến nơi đây nhìn một cái nơi đó coi trộm một chút cảm thấy tâm tình của hắn lúc này vô cùng vui vẻ thoải mái bạch chiêm tiến vào nhìn đến chính là hình ảnh như vậy nếu mày nhìn hai người không mời mà đến này nhưng cũng không có ý muốn đuổi người hoàng đế rất là tự giác ta ăn cơm xong liền đi đi đến bên người thư tình, nhận lấy dao trong tay nàng, hắn hỏi, cắt thế nào, trang thư tình ra hiệu vài cái, bạch chiêm liền hiểu, động tác rất thuần thục giống như đã làm nhiều lần, hoàng đế và thái tử rớt cầm, lặng lẽ ngồi trở về, chu chi tiếu cúi đầu nhìn rau xanh sắp bị hắn dày vò nát, yên lặng lui về ngồi, ở trước mặt bạch ca ca vạn năng, hắn vẫn không nên tự tìm mất mặt ta vào bên trong nấu cơm, mọi người tùy ý không cần xen vào chúng ta, mọi người ra ngoài đi, bạch chiêm tự nhiên theo vào, trang thư hàn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thức thời ở lại hầu hạ, rất nhanh, buồng bên trong truyền tới thanh âm nổi được để lên bếp, hoàng đế tản bộ ghé qua, làm bộ như vô tình nhìn vào buồng trong, nhi tử của hắn ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không xem vào mắt kia, lúc này đang cầm cái gì đó đưa cho thư tình, mặt mày ôn nhu mềm mại ngay cả hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào cái dạng này đại khái cũng chỉ có trang thư tình mới có thể khiến hắn biểu lộ ra cơm tất niên rất là phong phú nhiều thêm hai người trang thư tình cũng không thêm quá nhiều đồ ăn cho dù thêm bốn người bàn đồ ăn này cũng ăn không hết chỉ trừ hoàng thượng ra tất cả mọi người bao gồm cả thư hàn cũng uống thêm chút rượu nâng chén nói chén thứ nhất kính đại chu hoàng đế bất đắc dĩ uống một ngụm nước trà nhạt nhẽo Hắn đã lâu rồi chưa được uống rượu, ngửi ngửi hương rượu, thật cho chút ham, chén thứ hai, chàng thư tình rót rượu cho mọi người, kính cho duyên phận của chúng ta có thể trở thành người một nhà, ý trong lời nói bạch chiêm là người hiểu nhất cho nên hắn uống hết nhanh nhất chén thứ ba kính cho tương lai vô hạn sau này liên tiếp ba chén rượu gò má trang thư tình đã hiện lên đỏ ửng nếu nói say thì vẫn còn thiếu nhiều lắm gắp một miếng thịt bò vào trong chén hoàng thượng ngài không thể ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ món này ngài chỉ có thể ăn được một phần thôi, hoàng đế cắn hết một nửa, không biết là món gì, vừa vào miệng liền tan, rất là ngon, buông đũa xuống, hoàng đế cảm khái, không thể tùy ý ăn uống, cuộc sống mất đi bao nhiêu thứ thú vị, hại tại phải nhìn, về sau ngài muốn ăn như thế nào cũng được, trang thư tình lại gấp cho mỗi người một miếng, bản thân lại không ăn, thấy chỉ cố nhìn mình, trang thư tình bưng chén rượu lên đụng hắn một cái, người mùi đã thấy no rồi bạch chiêm gắp cho nàng chút đồ ăn thanh đạm đặt vào trong chén không nói gì nhưng ý lại biểu lộ rõ ràng chàng thư tình từng ngụm từng ngụm ăn hết đây là quãng thời gian thoải mái nhất từ khi chu chi tiếu có ý thức đến nay không phải sơn hào hải vị nhưng lại có thể thỏa mãn mọi ngóc ngách trong cơ thể, cũng bởi vì quá mức thoải mái, lời chưa kịp nghĩ đã thốt ra, trang tỷ tỷ, về sau hàng năm đệ sẽ đến ăn cơm tất niên cùng mọi người đi, hàng năm, bạch chiêm nhẹ bẫng liếc hắn một cái. Về sau mỗi năm đệ đều đến hội Nguyên phủ, đều biết Tiếu ngây ngẩn cả người, sau đó để cho kẻ xấu bắt được, lấy mạng của đệ, đồ ăn bây giờ giống như không ngon như lúc ban đầu, Chu Chi Tiếu cúi đầu, nhất định phải đi hội Nguyên phủ sao? Kinh đô có chỗ nào không so được với hội Nguyên phủ? Trang thư tình một ngụm uống cạn một chén rượu, bởi vì uống rượu, lời nói càng không có kiêng kỵ, chỗ nào cũng không so được a, à, kỳ thực cũng không khác nhiều lắm, nhưng đây là kế hoạch ban đầu của tỷ, tỷ muốn dưỡng lão ở hội nguyên phủ, kinh đô đương nhiên không kém hơn hội nguyên phủ, nhưng tỷ và chỉ cố không thể ở lâu dài tại kinh đô, chi tiếu, đệ hẳn là biết rõ nguyên do, chu chi tiếu được dạy hơn nửa năm, việc này tất nhiên có nghĩ đến, nhưng mà, trang tỷ tỷ, để không nghĩ như vậy, để có đề phòng ai cũng tuyệt đối sẽ không đề phòng tỷ và bạch ca ca, ngôi vị hoàng đế này nếu hai người muốn sao còn đến lượt đệ, để luôn hiểu để hiểu được để cũng không phòng chúng ta nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy luôn có người khống ngừng chằm chằm nhìn cảo chúng ta, bọn họ sớm muộn cũng sẽ lợi dụng việc này, bây giờ đệ chỉ có một người, nhưng đệ sẽ phải thành thân, sẽ có đứa nhỏ, tỷ và chỉ cố cũng sẽ có đứa nhỏ, để có thể khẳng định sau này bọn nhỏ sẽ không bị ảnh hưởng, trường trường cửu cửu về sau, ai có thể nói trước được mọi chuyện, thay vì tiêu ma hết cảm tình ở trong nghị kỵ, chẳng bằng đi đến nơi xa một chút, một khoảng cách đủ có thể trở thành người thân bình bình thản thản, khi để cảm thấy hoàng cung ở lâu quá buồn tẻ, cũng có thể có nơi để đi, về sau cũng có thể nói với các hoàng tử của đệ, ở hội nguyên phủ còn có một thân thích có thể tín nhiệm mà không phải trong quá trình trưởng thành của đứa nhỏ có người không ngừng nói với nó nó phải đề phòng gia tộc kia chi tiếu như vậy đối với bất kỳ ai đều là một kết cục tốt rót đầy rượu cho hắn trang thư tình tiếp tục nói hội nguyên phủ cách kinh thành cũng gần đệ muốn đến lúc nào cũng có thể mặc dù hàng năm không thể đến hội nguyên phủ đoàn viên cùng mọi người bình thường cũng không phải muốn đi là có thể đi nhưng để không thể đi chúng ta không thể trở về sao để a à, chỉ cần để quản lý tốt đại chi về sau muốn làm như thế nào cũng có thể nếu đại chu không thể an ổn sao để có thể nhàn hạ thoải mái cho nên a à, xét đến cho cùng còn phải xem chính để hoàng thượng ngài nói có phải không hoàng đế đang vụng trộm ăn một miếng thịt lúc này nghe thấy thư tình điểm danh hắn thấp thỏm không yên vội vàng phụ họa đúng đúng chính là như thế nhưng mà thư tình a à, lúc hai con rời đi có thể mang theo ta không ngài muốn đi thì cứ đi ai có thể ngăn cản ngài được chứ chàng thư tình bất mãn nhìn chỉ cố cướp đi chén rượu của nàng quanh năm suốt tháng ta chỉ uống một lần như vậy làm đại phu kiêng kỵ nhất là uống rượu, ở phương diện này nàng càng thêm chú ý, cũng chỉ có thể vào thời gian này mới có thể thả lỏng một chút, ăn đồ ăn trước, rượu lát nữa uống, trong bụng quả thật có chút đói, Trang Thư Tình chỉ có vẻ ủy khuất khuất phục, thành thật ăn đồ ăn bạch chiêm gấp đến trong chén, Chu Chi Tiếu nhìn hành động của hai người, nội tâm vô cũng hâm mộ, không biết thái tử phi của hắn có thể được bằng một phần ba của Trang tỷ tỷ hay không, vừa đúng lúc Trang Thư Tình cũng nghĩ tới việc này, nuốt đồ ăn vào bụng sau đó ngẩng đầu nói, thái tử phi mà ta xem trọng có ba người, trưởng nữ trần gia, thứ nữ vi gia và trưởng nữ trúc gia, an bài một cơ hội để đệ đi gặp mặt, xem thử coi là ai hợp tâm ý đệ nhất, thấy bạch chiêm liếc mắt nhìn, chu chi tiếu thử thăm dò hỏi, trang tỷ tỷ xem trọng ai nhất, ta a à. trang thư tình suy nghĩ, trưởng nữ trần gia trí tuệ, vốn có tài danh, tâm tính cũng coi như trầm ổn, coi như không sai, thứ nữ vi gia. Đại khái bởi vì bên trên có hai vị huynh trưởng nên tính tình kiều dưỡng hơn hai vị kia tê chút, nhưng mà cũng coi như biết được đại thế, mẫu nghi thiên hạ thì chỉ kém một chút, có thể được ta nhìn chúng cũng là cảm thấy nàng có thể làm chi kỳ hiểu được đệ có thể khiến cho đệ thả lỏng một chút về phần nữ nhi trúc gia trang thư tình dừng một chút trúc gia là gia tộc đơn giản nhất trong ba tộc chỉ có một trai một gái còn đều là con trưởng nàng là trưởng nữ đệ đệ được ta tuyển lên tiền tuyến quan sát chiến cuộc đệ cũng biết là tiêu chuẩn của ta như thế nào có thể được tuyển cũng coi như không kém hơn nữa trúc gia là thế gia võ tướng con gái trúc gia cũng khác với những nữ từ nhà khác nàng có được anh khí mà người khác không có cô nương kia ta đã gặp qua xét về diện mạo sẽ không được chọn mặc dù tập võ từ nhỏ làm việc lại không thô lỗ khí khái rất không sai học thức tuy rằng không thể so được với cô nương trần gia nhưng tài nữ trên đời này rất nhiều ta lại cảm thất nàng rất tốt làm thái tử phi cũng không cần phải xuất khẩu thành thơ theo ta thấy trong cả ba người nàng là người có thể gánh được chuyện nhất mai lan chúc cúc người có có yêu tất có khuyết, để không cần phải để ý rằng ta xem trọng người nào, đây chính là người sẽ đi cũng để đến hết cuộc đời, để thích ai thì tuyển người đó. Nghe Trang Tỷ Tỷ nói nhiều như vậy, Chu Chi Tiếu sao còn có thể không biết ngươi Trang Tỷ Tỷ thích là nữ nhi nhà Trúc Gia, nghe nàng nói, hắn cũng cảm thấy vị nữ tử này rất tốt, chuyện này cứ như vậy liền nhấc qua một bên, hắn cần một thái tử phi tâm tính cứng cỏi, ở trong thâm cung kia, người yếu đuối chỉ có thể bị cắn nuốt, tâm tính không kiên định sẽ hoàn toàn thay đổi, nữ nhi vi ra ngay lập tức bị bài trừ, mà tài nữ xưa nay tâm tính đều kiêu ngạo người như vậy có thể làm sườn phi, không thể làm chính thất, về phần nữ nhi trúc gia ánh mắt chu chi tiếu hơi sâu lại, người tính tình như vậy có thể chấn được yêu ma quỷ quái, tâm tính cũng tất nhiên kiên định, hắn hy vọng vào thời điểm bản thân mệt mỏi, có thể có người cùng trò chuyện, không cần cố kỵ ngoại thích, không cần lo lắng nàng có giáp tâm khác, hắn không dám nói chính mình có thể đối đãi với nàng như bạch ca ca đối xử với trang tỷ tỷ, nhưng mà, hắn nhất định tận hết khả năng cho nàng hết thảy những thứ mà một thê tử nên có. Chương 226, quả cưới khắp thành rượu tất niên là uống rất nhiều, bạch chiêm canh giữ bên người nàng một đêm, nghe nàng nói lời đầu tiên hắn vẫn không đáp lại, nghe nàng nói nàng lo lắng cho viện trường, người đã nuôi nàng lớn lên, nghe nàng oán giận nữ nhân ở thế giới này sống không dễ dàng, nghe nàng nói nàng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, buổi tối này, trang thư tình giống như một vị nữ tử bình thường như bao nữ tử khác không phải là vị trang tiểu thư cao cao tại thượng mang theo bách thú cứu trợ cho kinh thánh chỉ là một vị nữ tử bình thường một trang thư tình như vậy khiến cho lòng của bạch chiêm trở nên mềm mại với hắn mà nói không phải hắn thích hữu phong ở điểm nào, mà là tất cả những điểm gì hữu phong có, hắn đều thích. Tới đầu tháng 3, thời tiết còn lạnh, người trang gia cũng đã vào kinh đô, tính thời gian, trang gia còn mang theo nhiều đồ cồng cành như vậy, sợ là còn chưa ra Tết mới tiến vào kinh đô. Trang thư tình lặng lẽ ghi nhớ phần tình cảm này ở trong lòng, cười đến phá lệ vui vẻ, tổ bá phụ vất vả, đại bá Bá nương, Mẫn tỷ tỷ cũng tới rồi, Trang thư tình nhìn về phía Trang thư Cố bên cạnh Trang thư Mẫn, vóc người của hắn đã cao hơn không ít, ngay từ đầu nàng không thể lo lắng cho hài tử này, trên thực tế khi đó ngay cả thư hàn nàng còn không để ý được là thư cố tự ý theo ngoại tổ phụ đến kinh đô trang thư cố cũng không dám quá tùy hứng vẫn luôn thành thật ở lại hội nguyên phủ sau đó nàng cũng thường xuyên viết thư về đương nhiên nàng cũng có thể thu được hồi âm chữ viết tuy có vẻ non nớt nhưng cảm tình lại không hề phai nhạt sờ sờ đầu của hắn trang thư tình nhẹ giọng nói đừng trách tỷ tỷ bỏ đệ một mình lại hội nguyên phủ, tỷ tỷ cũng thân bất do kỳ, đệ biết, đệ không trách tỷ tỷ, tươi cười của trang thư cố vô cùng sạch sẽ, một chút đệ ấy cũng không giống những người trong thôn kia, không giống cha mẹ hắn, lớn lên càng lúc càng giống hai tỷ đệ trang gia tiên sinh đã nói với đệ, tỷ tỷ đang làm một chuyện vô cùng lợi hại, có thể khiến rất nhiều người có cuộc sống an lành, không phải là không quan tâm đến đệ, hốc mắt trang thư tình có chút nóng lên, chờ tỷ tỷ đi trở về nhất định phải cảm ơn Trần Tiên Sinh thật tốt, mắt trang thư cố nhất thời sáng lên, tỷ tỷ sẽ trở về sao, khi nào thì trở về, có thể là cuối năm, chậm nhất cũng là sang năm hoặc nửa năm, để ở nhà ngoan ngoãn chờ tỷ tỷ, có được không, vâng, một năm có chút lâu, nhưng chỉ cần tỷ tỷ có thể, một năm thì có là gì, trang thư cố tuy rằng chưa trưởng thành nhưng hắn lại rất hiểu chuyện, đồng lão ra từ ho nhẹ một tiếng sau khi khiến cho mọi người chú ý liền nói những chuyện khác bây giờ không nói đến, ngày đại hôn của Tình Nha đầu đã gần ngay trước mắt, có một số việc phải an bài, Đồng lão đại nhân nói đúng, Trang Bình Trí hơi hơi khom người một cái, tư thái vô cùng đoan chính, Trang gia xuất thân tiểu địa phương, quy củ ở kinh đô không quá hiểu biết, phải làm như thế nào Đồng lão đại nhân cứ quyết định là được, Trang gia không thể chiếu cố thư tình, tuyệt đối sẽ không khiến nàng mất mặt, biết được thái độ của Trang gia, thái độ của Đồng lão gia tử cũng không còn nghiêm nghị như trước, lúc trước hắn lo nhất là điểm này, cho dù lời nói lần trước đều đã nói hết, nhưng sợ rằng bọn họ sẽ không quá đồng ý, vậy lão phu đành đi quá giới hạn, ngày đã định là 16, 15 đưa gà, thì quà cưới đưa vào ngày 14 đi, khâm thiên giám đã phải vô cùng dụng tâm, mấy ngày này đều tính tốt, không có chỗ gì cần phải kiêng rẻ, vấn đề hiện tại là quà cưới, lão gia tử nhìn về phía cha trang thư tình, ánh mắt vừa kiêu ngạo lại có chút bất đắc dĩ, cái này lão phu hơi khó xử, không phải là lo lắng căn cơ của trang gia không ở kinh đô, xưa này cũng không nhân tình lui tới mà không có người đến, lão phu lo lắng lại ngược lại, chỉ sợ ngày đưa quà cưới người tới quá nhiều, sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt, nhà người khác có lẽ không lo lắng chuyện này nhưng thư tình lại khác, hơn nữa thân thích của đồng gia cũng nhiều, thư tình, con có ý gì không? nhà người khác còn có đối nghịch tình nha đầu nơi này cũng sẽ không có đó là cùng đồng ra không đối phó nhân lúc này chỉ sợ đều sẽ không hạ xuống tình nha đầu người liệu có cái gì nói chuyện này ngài không cần quá lo trong lòng hoàng thượng và thái tử đều đã tính trước quá khách khí không chừng sẽ phản hiệu quả nhận lấy quà cưới bọn họ mang đến coi như nhận lấy ý tốt của bọn họ coi như thành toàn cái thân tình mà bọn họ muốn trả lại trong lòng mọi người đều an ổn đồng lão ra từ khẽ gật đầu hắn cũng nghĩ như vậy ân cứu mạng không thể buông xuống cũng không phải một hai hộ gia đình thiếu nàng từ đó tính lên có bao nhiêu nợ ân tình cho siết có thể tìm lý do để bọn họ trả là tốt nhất miễn cho về sau thành mầm tai vả nếu thật nhớ ân tình này trong lòng cũng sẽ không dứt khoát xóa bỏ nhưng ở trong mắt hoàng thượng và thái tử tư thái này cũng đã biểu hiện ra ý tứ minh bạch mặc dù đã có đoán trước hơn nữa cũng đã làm chuẩn bị nhưng ai cũng không ngờ rằng người đến đưa quà cưới có thể nhiều đến thế, Đồng Minh Dương được thả về nghỉ 5 ngày để chuẩn bị cũng không thể không kéo mạnh bá lại nói nhỏ, chuẩn bị thêm 10 bàn nữa không, 20 bàn tiệc rượu, mặt khác lại chuẩn bị một ít lương khô, nhất định phải có thịt để ăn, dùng bột mì tốt nhất, gói lại cho những dân chúng không thể vào phủ, nhân thủ không thủ thì đi mượn những phủ xung quanh, nói với bọn họ dám ăn xén chút nào sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc, mạnh bá liên tục gật đầu, cho dù trên đầu tóc đã dần bạc trắng nhưng bước đi vẫn uy vũ sinh phong, đồng minh dương nhìn người đến người đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi tiến tới bàn ghi chép nhìn thấy bút tích ghi trên đó lại hít vào một ngụm khí lạnh có phải có chút nhiều quá hay không nhìn danh mục quà tặng đang bốn vị quan viên bộ lễ thống kê sau khi đồng minh dương báo cáo phụ thân mới biết là do hoàng thượng cố ý phái bọn hắn tới lúc này thấy bộ dạng hắn như vậy một người trong đó liền mang một bàn ghi chép khác qua cho hắn xem chỗ này mới là dọa người nhất đồng minh dương chỉ nhìn trang thứ nhất liền không muốn lật tiếp trang tiếp theo nặng nề bỏ trở lại mấy vị đại nhân vất vả vinh hạnh của chúng ta bên ngoài đồng phủ cũng đặt một đài lễ rất lớn vốn tưởng là không có ai cũng không ngờ tới sẽ có dân chúng tiến đến hơn nữa nhiều dân chúng như vậy bọn họ đặt đồ trước cửa xong liền đi phần lớn là gà mái được nuôi dưỡng cẩn thận còn không thì cũng đặt rất nhiều rổ trứng toàn những món ăn thôn quê chẳng những thế còn có những con cá bình thường đủ loại cả cái gì cũng có. Sau khi lão gia tử cho người bày lễ đài ra ngoài, dân chúng cũng không nghĩ tới những thứ này sẽ được đồng gia nhận lấy. Đồng Minh Dương còn đặc biệt an bày người đứng ở cửa nhận quà, nếu không trật tự lại sẽ không nhận, lúc này mọi người mới chậm rãi xếp hàng, bởi vì lúc trước không có chuẩn bị quá nhiều phần quà để trả lễ, ngay từ đầu quà đáp lễ có rất nhiều thứ, nhưng sau khi không còn biện pháp liền dứt khoát tặng gạo, Đồng Minh Dương thật sự là bận không thoát thân được, lúc này mới để quản gia chuẩn bị lần nữa vấn đề không xảy ra trong dự kiến này thật sự khảo nghiệm hắn khảo nghiệm đồng ra, nghe được tiếng vó ngựa, đồng minh dương ngẩng đầu lên, là Trần Nguyên, Trần Nguyên xoay người xuống ngựa, ôm quyền hơi cúi người, đồng đại nhân, tuy rằng thân phận đối phương chỉ là một quản gia, nhưng đồng minh dương lại không dám chậm trễ, vội đáp lễ nói, sao Trần quản gia lại tới đây, công tử ra lệnh ta đến đây xem có thể giúp được gì hay không, Trần Nguyên nhìn đoàn người đứng xếp hàng trước đồng phủ, cười nói, Xem ra Đồng gia sớm có chuẩn bị, Đồng Minh Dương cười khổ, Trần quản gia đừng xem trọng chúng ta như vậy, ngày từ đầu chúng ta vạn không nghĩ tới sẽ có nhiều dân chúng như vậy, vậy cũng coi như là phản ứng nhanh, Đồng gia cũng coi như là nhà đẻ của Trang tiểu thư, nhất cử nhất động của nơi này đều dùng tốc độ nhanh nhất truyền đến Bạch phủ, lúc trước cũng chưa từng dự đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy xem tình thế như này người đến hẳn là sẽ càng lúc càng đông mặc kệ là ở hội nguyên phủ hay là ở kinh đô nếu xét về nhân tâm chỉ sợ ngay cả hoàng thượng cũng không theo kịp trang tiểu thư rõ ràng trang tiểu thư cũng chưa bao giờ bận tâm mưu lược dân tâm hơn nữa sau khi động đất qua dân chúng trong kinh đô cũng không còn lại mấy hai người sóng vai đi vào nhà chính đồng minh dương nói trần quản gia tới vừa đúng lúc ta thật sự có chuyện muốn nhờ bạch công tử hỗ trợ trần nguyên kinh ngạc ngẩng đầu chuyện gì sau khi bước vào đồng minh dương liền dẫn hắn đi tới một nơi khá yên tĩnh lúc đó bạch công tử xuất động cấm quân để vận chuyển xính lễ nhưng đồ cưới nhìn cũng biết sẽ nhiều hơn sinh lễ đồng ra không có quá nhiều người để dùng mong trần quản gia thông báo lại với công tử để nghĩ biện pháp là việc này trần nguyên cười đồng đại nhân yên tâm công tử sớm đã có chuẩn bị sáng mai cấm vệ thành đông sẽ tới hỗ trợ cấm vệ thành tây cũng tùy thời chờ đại nhân điều khiển đồng minh dương sửng sốt như vậy có được hay không vâng trang tiểu thư và công tử nhà ta thành thân tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị thỏa đáng đồng minh dương yên lặng suy nghĩ cũng biết được đạo lý cây to thì đón gió sự nổi bật này nếu không biết tiết chế ngày sau sợ là sẽ có càng nhiều phiền toái hoàng thượng còn dễ nói quan hệ với thái tử hiện nay cũng rất tốt nhưng sau này vẫn có thể như vậy sao nhưng lại lo lắng những lời này hắn đều không thể nói thái tử là thái tử là người hắn nguyện trung thành nếu thực sự về sau sẽ xảy ra chuyện này hắn lại lo lắng cũng không muộn về phía trang gia lúc nào Trang Thư Thần vội vầng chạy vào trong viện chính, ở chính phòng, Trang Bình Chí đang cùng nói chuyện mấy người trong tộc, vì lần hôn sự này, nam nhân Trang gia cơ hồ đều được huy động, ngay cả không ít nữ từ cũng muốn nương chuyện này để đến kinh đô, chuyện gì, sao lại xúc động như vậy, Trang Thư Thần là trưởng tử Trang Trạch Dân, dù bị tổ phụ gian dày cũng không thể giấu được cảm giác hưng phấn, rất nhiều người đến đưa quà cưới, nghe nói bên ngoài còn có rất nhiều dân chúng, năm trước kinh đô bị động đất là thư tình bất chấp có thể bị hoàng thượng trách phạt mà can đảm cho người gõ 11 tiếng chuông mới có thể giúp dân chúng kinh thành tránh được một kiếp. Bọn họ cảm ơn thư tình cũng là bình thường, trang bình trí thở dài nói, lại hỏi, thật sự có rất nhiều dân chúng đến, đồng phủ có chuẩn bị đủ quà đáp lễ hay không, tình huống như thế nào, tôn nhi chỉ có thể nghe được một chút, tam gia đồng gia đã để quản gia đi chuẩn bị chút gạo thịt để đáp lễ, bên ngoài phủ cũng có chuẩn bị lễ đài, đồng gia có thể đứng vững nhiều năm ở kinh đô cũng là có đạo lý, trang gia không thể ngồi không được, trạch dân, con đi hỏi tam gia đồng gia xem có chuyện gì chúng ta có thể giúp đỡ được không, đúng rồi, không phải còn cần quà đáp lễ sao, mang theo con dâu và nữ quyến đi hỗ trợ đi, vâng, trang trạch dân đứng dạy tinh thần vô cũng tốt đồng gia cũng nên xuất lực mới đúng cũng không thể ngồi không hưởng sẵn trang bình trí lắc đầu thở dài cũng đúng nhờ phúc của tổ tiên mà toàn bộ trang gia mới có được một trang thư tình mang đến vẻ vang cho trang gia nếu thật là do phúc phần của tổ tiên người có tiền đồ nên là nữ tử khuê nữ tóm lại cũng phải lập gia đình, nhìn về tam gia đang nói chuyện, trang bình trí hừ lạnh, xem ra ta quyết định chuyển đến hội nguyên phủ là đúng, nếu các ngươi chỉ có chút nhãn giới ấy, cho dù con cháu có tiền đồ thì cũng chỉ hữu hạn, các ngươi tự hỏi bản thân xem, trong những chuyện trang thư tình đã làm, người có thể là được một phần hay không? Thư Hàn cũng là do nàng dạy dỗ không phải là các ngươi tất cả mọi người trong phòng không có người nào dám trả lời bọn họ tất nhiên cũng bội phục trang thư tình cũng thật kiêu ngạo vì nàng chỉ là cảm thấy có khi cũng không tránh khỏi tiếc nuối nàng là nữ nhân nữ nhân cho dù có lợi hại hơn nữa sau này không phải cũng gả đến nhà khác hay sao, muốn giúp được nhà mẹ đẻ cũng chỉ có hạn, nhưng mà những an bầy trước kia của thư tình quả thật cũng mang đến không ít lợi ích cho gia tộc, nàng chưa từng khiến gia tộc chịu thiệt thòi, đây cũng là sự thật, chương 227, muốn trở về, ăn năn đi ngày 15 tháng 3 là ngày đại cắt, tính tốt thời gian, cổng lớn đồng gia đã được mở từ sáng sớm, người ở kinh thành cũng đã sớm chọn xong vị trí tốt, dậy sớm làm chi, đưa sinh lễ và hồi môn, hơn nữa còn có quà cưới, theo quy củ còn phải đi một vòng quanh thành, một buổi sáng sợ là không khiêng xong, hôm nay lão gia tử mặc một bộ đồ màu đỏ sậm, dầu đã được xử lý thỏa đáng bởi vì hôm nay là ngày vui nên những việc cần làm, cần chuẩn bị đều đã làm xong, không còn bộ dáng suy yếu như lúc trước mà gương mặt tràn đầy ý cười, lão phu nhân cũng mặc một thân trang phục đỏ sậm, trên đầu đeo một bộ trâu sai trang điểm nhẹ nhàng tinh thần vui vẻ người trong phủ đều biết lão phu nhân đã đem tất cả tiếc nuối của mình khi không được tự tay chuẩn bị hôn lễ cho nữ nhi rời hết lên người ngoại tôn nữ những chuyện cơ bản đều đã xử lý xong, nhiều người đều mong đợi hôn lễ này như vậy, ai dám không để bụng, lão gia tử không tranh cãi với thê tử, quay đầu nhìn con trai vẫn đang một mực muốn nói lại thôi, nơi này không có người ngoài, có lời gì con cứ nói đi, đồng minh dương nhìn sắc trời ngoài cửa, biết rằng nếu bây giờ không nói thì sẽ không còn cơ hội thích hợp, nên nói đại tẩu và nhị tẩu hôm qua đã đến đưa quà cưới, đang để ở chỗ phu nhân, lão gia từ nhất thời trầm mặc nhìn thấy vẻ mặt thê tử trong nháy mắt trở ảm đàm, lòng càng không thể áp chế được lửa giận, lúc này các nàng trở về làm gì, là muốn khiến cho tình nha đầu khó chịu hay là muốn uy hiếp, coi tình nha đầu là hạng người vô năng đến mức ai cũng có thể uy hiếp được hay sao. Đồng Minh Dương cũng tức giận, nhưng hắn quả thật lo lắng hai nhà kia sẽ không bớt gây thêm phiền toái, ngày mai sẽ đến gây chuyện cho tình nha đầu. Lão phu nhân đột nhiên nói, con dâu, bọn họ nói như thế nào? Lưu Thị nhìn cha mẹ chồng, lại nhìn về phía lão gia nhà mình, thấy hắn gật đầu mới dám nói sự thật. Đại Tẩu nói thừa dịp thư tình đang việc vui muốn cầu xin nàng đặc xá cho đại ca và nhị ca để một nhà bọn họ có thể đoàn viên nể mặt trang thư tình lúc đó hoàng thượng không phán tội chết cho đồng minh húc và đồng minh đức chỉ lưu đầy bọn họ hơn nữa còn không phán tội người nhà nhưng lão gia tử lại nhẫn tâm đuổi hai chi này ra khỏi đồng gia cũng là người một nhà nếu đã cùng hưởng phú quý thì cũng phải chịu cùng đau khổ trong lòng kỳ thật lão gia tử rất thương con trai của hắn chỉ là chuyện nhi tử làm ra khiến hắn vô cùng thương tâm cả đời tốt nhất không cần gặp lại nhau không nghĩ tới con dâu cả và con dâu thứ lại chọn thời điểm này để trở về bằng đầu óc của các nàng thì không thể nghĩ ra được ý tưởng này sợ rằng đây vẫn là chủ ý của lão đại đáng tiếc cho đến lúc này hắn lại vẫn xem thường tình nha đầu nếu như bọn họ tiếp tục thành thật ăn năn ở đó không chừng về sau tình nha đầu sẽ mềm lòng thả bọn họ, nhưng cho dù mềm lòng thì cũng sẽ tại thời điểm thích hợp sẽ để họ trở về, tại thời điểm này bọn họ lại đưa ra yêu cầu, sẽ chỉ khiến nàng càng thêm chán ghét, nghĩ đến đây, cửa liền mở ra, trang thư tình vẫn mặc một thân phục trang đơn giản đi tới trước mặt họ, hai bên là hai huynh đệ trang thư hàn và trang thư cố. Hành lễ thỉnh an mấy vị trưởng bối, trang thư tình ngồi xuống, chuyện gì xảy xảy ra vậy, sao sắc mặt mọi người lại khó coi như thế, nếu là trên đường đưa của hồi môn xảy ra sự cố thì nói bọn họ đi đường khác là được, chuyện này cũng chỉ có chỉ cô mới để ý, cô nương ra, nói chuyện tùy ý như vậy mà mặt cũng không đỏ, lão phu nhân bị chọc cho nở nụ cười, trong lòng lại lắc đầu thở dài, người có thân thích xa gần thì cũng tốt, nhưng tính tình phải thành thật như hai đứa con trai kia của nàng một góc cũng không bằng nữ nhi này của uyển như thấy vẻ mặt thoài mái của ngoại tổ mẫu trang thư tình lén dùng ánh mắt hỏi tam cứu không phải nàng xem trọng bản thân, cho dù hiện tại đang đắc thế cộng với uy danh của chỉ cố, toàn đại chu này cũng không có mấy người dám cả gan gây chuyện trong ngày đại hỷ của bọn họ, Đồng Minh Dương thấy phụ thân mình không có ý phản đối, liền nói ra yêu cầu của hai vị tổ tử, còn tưởng rằng chuyện gì, ra hiệu cho Mạnh Bá chuẩn bị điểm tâm, Trang thư tình không muốn nói nhiều, bọn họ càng muốn, con càng không làm, quyền chủ động nằm trong tay chúng ta, để bọn họ chịu chút khổ, khi nào bọn họ nói là quá nhớ người nhà nên muốn trở về, thì lúc đó mọi người đau lòng cũng không muộn, lão ra từ vẻ mặt không hiểu, giống như bi lại giống như hận, cũng đúng ít nhất bây giờ bọn họ cùng chưa mặt dày đến nỗi nói thẳng ra lời như vậy đồng minh dương nhìn về phía cháu gái vậy đại tẩu và nhị tẩu trả lời như thế nào trực tiếp nói cho các nàng khi nào ta cho phép bọn họ trở lại bọn họ mới có thể trở về trước đó hãy thành thật ăn năn đi đúng rồi nói các nàng chuyển lời lại cho đại cữu và nhị cữu không nên mắng ta bất hiếu hay là ngỗ nghịch phạm thượng mấy lời này, đối với bọn họ ta cũng không siết chặt quá mức, nếu thật sự để ta xử lý theo khuôn phép, trang thư tình hừ cười, vậy cả đời này bọn hắn cũng đừng muốn trở về, lưu thị cảm thấy vô cùng thống khoái, hai chị dâu cho tới bây giờ cũng chưa từng đặt nàng trong mắt, hiện tại rõ ràng nàng mới là người quản lý hậu viện đồng gia, nhưng hôm qua bọn họ lại bày ra tư thái dâu cả ở trước mặt nàng nàng giống như các nàng mới là người ra lệnh vậy, lúc đó nàng nhịn, ở trước mặt cha mẹ chồng nàng cũng không nói nhiều các nàng một chữ nhưng điều đó cũng không có nghĩa là sau khi thấy có người thu thập bọn họ nàng còn không thấy hết giận, chỉ là thư tình làm như vậy, cha mẹ chồng sẽ cao hứng sao, lưu thị nhịn không được nhắc nhở một câu, thư tình, đó dù sao cũng là, mợ con hiểu ý của ngài, trang thư tình tươi cười nhìn nàng, nàng thật hiểu rõ, kỳ thực ở thế giới này, người nàng có thể chân chính giao phó tin nhiệm, chỉ có một mình bạch chiêm, mà có thể khiến nàng toàn tâm trả giá, ngoài bạch chiêm gia cũng chỉ có một minh trang thư hàn hoặc là có còn có một trang thư cố cho dù là người trang gia hay là đồng gia nàng cũng tận tâm duy hộ hơn nữa bọn họ cũng đáng để nàng duy hộ làm một người xứng chức trong gia tộc khiến không ai có thể tìm ra sai lầm chỉ vậy không hơn nếu như đồng gia thực vì chuyện này mà trách nàng nàng không còn lời nào để nói trước khi trở thành một thành viên trong gia tộc nàng chỉ có thể đảm bảo rằng bản thân trước hết không thể để bọn họ liên lụy đồng thời cũng không vì nàng mà chịu liên lụy nếu như bọn họ không nghĩ thông tầng quan hệ này cho dù nàng có nói nhiều nhiều cũng vô dụng đồng minh dương liếc mắt nhìn cha mẹ nói thư tình con đừng quá nghĩ nhiều chúng ta không trách con con làm như vậy rất đúng bọn họ hiện tại không thể trở về về sau cũng đừng cho bọn họ trở về vẻ mặt lão thái gia nhàn nhạt nói hết câu chuyện này con đừng suy nghĩ nữa ra cũng phải vì đời sau của đồng gia mà suy tính một ít nếu bọn họ trở về cục diện tốt nhất mà con ra sức tạo dựng đều sẽ không còn con trai của ta tất nhiên ta hiểu bọn họ, trừ phi đến chết xem ra có thể còn chút hối ý, chứ hiện tại, bọn họ đại khái vẫn còn nghĩ rằng nhờ thế của con vẫn còn có thể đông sơn tái khỏi, không thể để bọn họ trở về, đồng ra mới bước ra khỏi vũng bùn, không thể tiếp tục để bịn họ kéo vào nữa, ta coi như, bọn họ chết rồi, lão phu nhân nghiêng đầu đi gạt lệ, thời điểm mới nghe trang thư tình nói như vậy nàng cũng cảm thấy nhẫn tâm, nhưng lúc này, nàng chỉ để hiểu rõ, cũng không phải thư tình không tiếp nhận người thân, mà là do nàng không thể nhẫn tâm, hai đứa con trai kia chính là u nhọt của đồng gia không nhẫn tâm cắt bỏ, chỉ biết sẽ lây lan ra toàn bộ đồng ra, về phương diện này cho tới bây giờ thư tình đều nhìn thấy toàn diện nhất, người đến kết thân nhân lúc này đều phải bận tâm, nàng nên tin thư tình nhiều hơn một chút, trang thư tình ra hiệu bằng mắt cho đệ đệ, trang thư hàn đã không biết phải làm nũng như thế nào, hắn trần chờ một chút mới đứng dậy đi đến trước mặt ngoại tổ mẫu. Giữ lấy tay nàng, cam đoan, ngoại tổ mẫu, con sẽ hiếu kính ngài, ô ô cháu ngoại ngoan của tổ mẫu lão phu nhân lập tức nín khóc mỉm cười, nước mắt lại không dừng được, trang thư hàn không quá thuần thạo việc lau nước mắt cho người khác, toàn thân căng thẳng, khóe miệng mân lại, bộ dáng kia khiến lão phu nhân không khỏi buồn cười, mạnh bá rốt cuộc cũng mang người đưa điểm tâm đến, trang thư tình giống như đang oán giận nói. Mạnh bá, điểm tâm hôm nay có gì đặc biệt mọi ngày mà lại đến chậm hơn bình thường vậy, mạnh bá đương nhiên sẽ không bởi rằng cơm hôm nay đã được hâm nóng qua hai lần chỉ xoay người thỉnh tội biểu tiểu thư thứ tội gạo hôm qua nhà bếp đã dùng hết nên điểm tâm hôm nay tới có chút chậm gạo ngày hôm qua đều được dùng để đáp lễ dân chúng trang thư tình đương nhiên biết lần này nhắc tới ý là muốn chê cười nàng đây nếu là người bình thường chắc đã sớm ngượng đỏ mặt xấu hổ nói một câu ngài chê cười con phản ứng của trang thư tình đương nhiên không thể giống như các nàng thoải mái mà nói vậy ta phải nếm thử xem điểm tâm hôm nay có gì khác so với mọi ngày lão phu nhân đỡ tay trang thư hàn đi tới bàn ăn vừa cười nói toàn kinh đô có cô nương nhà nào bằng được với tài ăn nói của nàng, lão mạnh, ngươi không làm khó được nàng đâu, đúng rồi, hiểu linh cô nương nhà chúng ta đâu, sao không thấy hiểu thực tới, lưu thị hầu hạ bà bà ngồi xuống, vội nói tiếp, lão ra giao cho thực nhi không ít chuyện, đã phải dậy từ sớm, con dâu đã để phòng bếp chuẩn bị trước bát mì để ăn lót giả, rồi à, một lát nữa rảnh rỗi lại ăn cũng không muộn, linh nhi đang bị giữ ở trong sân, hôm nay có nhiều nam từ đến đồng phủ, con con dâu nghĩ nơi này không tiện để linh nhi ở lâu việc này con đã lo lắng nhiều rồi con làm đúng lão phu nhân vỗ vỗ tay con dâu trước kia không cảm thấy con dâu có khả năng xử lý tốt việc nhà thậm chí còn cảm thấy nàng không so được với con dâu cả và con dâu thứ hiện tại xem ra năng lực cũng không kém còn hào phóng hơn cả hai người con dâu kia trước đây cũng khó cho nàng phải nhận nhịn bọn họ trang thư tình nghe không có nói nhiều một câu nàng rất rõ ràng ở thế giới này nàng là một người khác loại rất nhiều chuyện tuy rằng thân phận không cho phép nhưng trên người nàng có nhiều quang hoàn như vậy lại thêm một bạch công tử lúc nào cũng dung túng vô độ càng không người nào có thể nói cái gì cũng không người nào có suy nghĩ giống như nàng ở thế giới này nữ tử thuộc về hậu trạch không được ra ngoài nàng hy vọng có một tiền lệ như nàng thì những nữ nhân khác ít nhất cũng sẽ có quyền lợi hơn một chút địa vị cũng có thể gia tăng lên một chút nhiều hơn nữa nàng thật không dám nghĩ xa, đúng rồi mợ ta đã chọn cho biểu muội hai gia tộc, đến lúc đó con sẽ viết lại rõ ràng mọi thứ để mợ xem qua, lưu thị mừng rỡ, nhanh như vậy, nói đến cũng khéo, khoảng thời gian trước vì tuyển thái tử phi cho thái tử con coi như là cha toàn bộ các thế gia trong kinh đô nhìn thấy có vài vị tuổi trẻ tuấn tú cuối cùng lưu lại hai gia tộc có nhân phẩm tương đối thích hợp nhất đến lúc đó mợ xem thử xem có được hay không thái tử phi do thư tình tuyển mấy người trong phòng hai mặt nhìn nhau cuối cùng đều an ý coi như bản thân chưa nghe thấy gì, Lưu Thị cảm kích gật đầu với nàng, con có tâm, người con lựa chọn chắc chắn sẽ không kém, ta sẽ suy tinh trong hai gia tộc đó, chương 228, đồ cưới sớm biết hôm nay là một ngày vô cùng náo nhiệt, trưởng quỹ của các cửa hàng hai bên đường đều thức dậy sớm hơn mọi khi, nhưng còn chưa đến ngã tư đường, trong tai đã có thể nghe được động tĩnh của đoàn người đang truyền đến, sẽ không phải là càng đến đến gần, trong lòng càng thêm khẳng định, rất nhiều thanh niên trang tráng mặc vệ phục khiêng những dương hòm lớn, bọn họ không khỏi nhìn lên bầu trời, sắc trời mới vừa sáng không lâu, mau mau mau, tô trưởng quầy, mở tiệm, lạnh chết, những ngày tháng ba, gió thổi rất lạnh, nhất là vào buổi sáng, thúc giục gấp như vậy, ai nghe cũng đều có thể hiểu được bác chiêm đang đi bên ngoài, phần đồ cưới đầu tiên là do hắn tự thân vận chuyển, người khiêng chiếc dương đầu tiên cũng là hắn, người mang đến tận gian phòng đặt đồ sinh lễ cũng là hắn, không quản những người phía sau vì phải đuổi kịp bước chân hắn mà chịu bao nhiêu khổ, làm xong phần mình, hắn vẫn một mực đứng dưới góc sân, nhìn khoảng sân trống từng chút từng chút được lấp đầy, ngày mai, ngày mai là hữu phong có thể mãi mãi ở bên người hắn, tuy rằng ba ngày này cũng không phải tách ra quá lâu, không người nào biết ba buổi tối hắn đều ở lại trên nóc phòng của thư tình tách ra không phải điều hắn mong muốn nhưng chỉ cần nghĩ đến nhẫn nại mấy ngày là hắn có thể ngày ngày đêm đếm ở cùng với hữu phong sau đó cũng không còn cảm thấy bản thân không thể chịu được công tử nhạc vương ra đến bạch chiêm đã thấy được vị vương thúc của hắn đang lượn quanh đám đồ cưới hắn cũng không đi qua quả nhiên trong chốc lát nhạc vương ra liền vui mừng tiến đến vốn là một chuyện vô cùng náo nhiệt nhưng sao thái độ của ngươi lại lạnh nhạt như như vậy Bạch Chiêm liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý, nhạc vương gia cũng không cần hắn để ý, một mình nói chuyện vô cùng thoải mái vui vẻ, một lát nữa hoàng thất trong họ đến, chật ta nhất định phải xem cho kỹ sắc mặt của bọn họ, vương thúc ngài rất nhàn, đương nhiên, bổn vương không nhàn thì ai nhàn, nhạc vương gia tuyệt không cho rằng hắn đang bị khinh bỉ, hơn nữa còn rất dương dương tự đắc, cũng không phải ai cũng có thể tiêu giao tự tại được như hắn, Bạch Chiêm đối với vị vương thúc này không có hảo cảm cũng không có ác cảm nhưng bởi vì nghe hữu phong từng khen ngợi hắn nên cũng ghé mắt nhìn ngày mai còn phải mời vương thúc đến mời rượu yên tâm việc này bao lên người ta những người khác ngươi cũng không cần tự mình mời rượu giao cho ta là được nhìn đồ cưới không ngừng được đưa vào nhạc vương ra cảm khái nếu như là người khác bọn họ còn có thể trục lợi một hai nhưng nương tử của ngươi lại là người như trang thư tình ai biết quan sát sắc mặt chỉ có thể sum xoe nịnh nọt chứ ai dám đắc tội không dám đắc tội là tốt nhất người mà chính hắn cũng luyến tiếc nói một lời nặng nếu như bị người khác khinh mạn hắn tuyệt sẽ không không bận tâm mặt mũi của bất kỳ ai, có một số đồ cưới vừa mới đưa đến không biết là đặt xuống không cẩn thận hay là do quá nặng nên bị đổ xuống, hai người vừa mới nâng đồ cưới vội đi nhặt lại, kết quả chưa dọn xong đã đổ xuống càng nhiều, trong lúc nhất thời mồ hôi đổ hết ra, bạch chiêm đi qua, các người tiếp tục đi khiêng đi, bạch công tử thứ tội, thấy công tử ngồi xuống thu thập, hướng tả vội kéo hai người kia ra, ra hiệu cho bọn họ đi trước, hai người người lại thi lễ xong liền rời đi, đây là dương châu báu, đương nhiên không phải tùy ý đặt lên, mà phải bỏ vào trong hộp từng cái từng cái cất lại, xính lễ, đồ cưới, còn có không biết bao nhiêu là đồ cưới, tổng lại tất cả, vừa nhấc lên liền không bỏ xuống được, cũng may là cháp rơi xuống cũng không bị hư, bạch chiêm chỉ cần xếp lại những đống đồ này là được, nhưng bởi vì vô cùng dụng tâm mà hắn dùng một khắc thời gian mới xếp xong, nhạc vương ra một bên nhìn vẻ mặt không phải treo lên nụ cười như thường ngày Hai người này vừa thành thân, hắn có thể yên tâm tiếp tục tiêu giao khắp thiên hạ, thời điểm khó khăn nhất của Đại Chu đã trôi qua, thái tử lại xuất sắc tương lai chắc chắn Đại Chu sẽ vững vàng, lại có vị này, không, đôi phu thê cường đại nhất thiên hạ này đứng phía sau, hắn cũng không cần lo lắng, vào lúc hắn sinh thời cũng là lúc Đại Chu bị diệt, hắn cũng tin tưởng, chỉ cần tình cảm của của hai người bọn họ vẫn thủy chung như một, sự ổn định của Đại Chu không ai có thể đánh vỡ, bọn họ là hình mẫu trong lòng biết bao nhiêu người, là đối tượng để noi theo, càng nhiều người coi bọn họ như một cái mức đo để học tập, như vậy, Đại Chu sẽ càng an ổn, tính tình hoàng huynh rất mềm yếu, có thể sinh ra được một nhi tử như vậy đúng là kỳ tích, mà một nữ tử như Trang Thư Tình lại có thể gặp gỡ Bạch Chiêm, càng là thiên ý đại chu của hắn, sẽ không diệt vong, tham kiến thái tử điện hạ, thái tử, nhạc vương ra quay đầu nhìn lại, tuyệt không kinh ngạc rằng hắn sẽ tới, sợ là trong lòng hoàng huynh chắc cũng biết, có lẽ thái tử đối với hắn có tình phụ tử, nhưng người thật sự khiến hắn kính yêu và coi trọng nhất chính là trang thư tình, nàng ấy là người cho hắn hết thảy, lại không hề ức chế hắn trưởng thành, ngược lại còn bảo vệ hắn khắp nơi, người khác đều nói chung quy cũng có một ngày thái thái tử sẽ đề phòng bạch chiêm và trang thư tình nhưng ngoại nhân nào có biết người muốn thái tử càng trở nên cường đại hơn nữa còn luôn giúp hắn trở nên cường đại để có một ngày hắn có thể ngồi vững vị trí kia chính là trang thư tình nàng có bao nhiêu bức thiết và khát vọng muốn thoát ly nới này hắn biết thái tử biết hoàng huynh cũng biết cho nên bạch chiêm hiện tại mới cơ thể xuống tay càng ngày càng quả quyết vì có thể mau chóng thanh lý sạch sẽ triều đình làm cho thái thái tử có thể một bước ngồi ổn trên ngai vàng yên tâm thâu tóm triều chính phu thê bọn họ mới có thể an tâm rời đi hiển nhiên sau khi có trang thư tình làm trụ cột lại có bạch chiêm dạy dỗ thái tử hiện tại đã có thể tự mình quyết định tuy rằng có chút chuyện không liên quan đến chính sự trọng đại bạch chiêm đều giao cho hắn xử lý nghe nói ngày hôm qua tặng quà cưới thái tử cũng có một phần cũng là bên trong dự kiến dù là về tình hay về lý bạch ca ca để có thể hỗ trợ gì không bạch chiêm khẽ gật đầu với hắn đứng ở chỗ này là được nhạc vương ra cười ra tiếng đúng vậy đứng ở chỗ này là được hoàng thân tôn thất giỏi nhất là gió chiều nào theo chiều nấy có thái tử tương lai tự mình đến đây ai dám không thu hồi sắc mặt của bọn họ lại mà ở bên đồng phủ trang thư tình nhìn đồ cưới chất đống từng tờ từng tờ liệt kê có chút đau đầu đồng minh dương giải thích ngày hôm qua lễ bộ đã ghi lại cũng không biết là người quá nhiều nên đã quên mất việc này hay là cố ý giấu giếm nếu không phải thực nhi cẩn thận sợ là ngay cả mạnh bá bọn họ cũng có thể giấu hắn nếu như thái tử mang đến một phần quà cưới giống như các gia tộc khác hoặc là nhiều hơn một chút nàng có thể tiếp nhận nhưng nhiêu đây không khỏi quá nhiều đi tám cửa hiệu mặt tiền ở Kinh Đô, một tòa nhà, tám hộp châu báu, tám hộp trang sức, còn nhiều hơn cả đồ cưới của nữ tử nhà quyền quý, nhận rồi không có đạo lý nào lại trả về, trang thư tình khép tập lại, chuyện hắn nạp phi đã định xuống, đến lúc đó hoàn trả lại một ít là được, nhìn mấy quyển tập dày thật dày trên bàn, trang thư tình bật cười, cho dù mong bị tán ra bại sản trong vòng ba đời cũng không thể tán ra bại sản được, con không thể nói ra lời gì tốt là

Đồng Minh Dương vừa muốn cười lại cảm thấy ngày vui như vậy, nói lời này lại không quá thích hợp, chừng mắt nhìn nàng mặc dù không có chút uy lực nào cả, vẫn là nhịn xuống không tiếp tục nói đến vấn đề này, nếu như hài tử của con và Bạch Chiêm có tán ra bại sản, đến lúc đó hai người các con sẽ được người đời nhìn với một con mắt hoàn toàn khác, con vẫn nên kiềm chế lại đi, đừng có ngóng trông những chuyện như vậy, việc này thật đúng là không nên nói. Hậu đại của vĩ nhân cũng có người nhược trí hoặc tàn tật, nàng và chỉ cố chưa hẳn sẽ tốt hơn bọn họ, nhưng mà cũng may là mặc kệ có như thế nào, thì của cải hiện tại của nàng có nuôi bọn hắn cả đời sung túc cũng không thành vấn đề huống chi nơi này cũng không có kế hoạch hóa gia đình, nàng muốn sinh một đội bóng đá cũng được, cũng không tin là sẽ không sinh ra một đứa thông minh, chỉ cần một hải tử thông minh là đủ, có thể bảo vệ được huynh đệ tìm muội còn lại, ừm, nàng nghĩ có chút xa, thu hồi lại suy nghĩ đang không biết chạy đến nói nào về, trang thư tình nói, tam cữu, việc này đừng để cho người của trang gia biết được, ta không thể cho bọn hắn có tiền vốn để kiêu ngạo, đây không phải là chuyện tốt yên tâm ta đã biết đồ cưới cần phải vận chuyển gần tới giờ thân mới xong buổi tối lão phu nhân gọi trang thư tình qua có một số việc a à, đáng lẽ phải do nương đến dạy con hiện tại nàng mất rồi ngoài tổ mẫu thay nàng dặn con vài câu trang thư tình dựa đầu lên đầu gói lão phu nhân ngửa đầu nhìn nàng ngoại tổ mẫu ngài nói đi thư tình nghe lão phu nhân nhẹ nàng vỗ về tóc của nàng ngữ thanh ôn nhu đại sự bên ngoài ngoài con đều hiểu, trong tất cả các nữ tử ít người có thể làm được, nhưng con cũng sẽ phải thành dâu nhà khác, làm thể tử của một nam nhân, tâm tư phải biết đặt nhiều vào cho gia định bạch công tử yêu con, bảo vệ con, đó là bởi vì hắn có tâm ý với con, nhưng hắn cũng có bổn phận của hắn, con không thể thị sủng mà kêu, hãy hồi báo lại cho hắn cảm tình giống như hắn đã dành cho con, ngày sau mới có thể sống cùng đến trường trường cửu cửu, lão phu nhân cười người khác có lẽ không nhớ tốt nhưng bạch công tử mọi chuyện đều nhớ rõ Ngoại tổ mẫu sống cả đời chưa từng thấy nam nhân nào dùng tình sâu như vậy đối đãi với một nữ tử, người như vậy con có thể gặp được cũng là phúc khí của con. Đương nhiên, hắn có thể lấy con làm vợ cũng là phúc khí của hắn. Các con trời sinh một đôi, ngoại tổ mẫu biết con rất mạnh mẽ, cho dù về sau cũng sẽ vẫn không an tâm, nhưng con phải đáp ứng ngoại tổ mẫu khi hai người đã thành thân rồi nhất định con càng phải coi trọng gia đình nhà mới là chỗ nương thân căn bản của một con người là nơi mà con sẽ cư trú hết cuộc đời chuyện gì cũng không quan trọng bằng gia đình nhớ kỹ chưa con đã biết ngoại tổ mẫu ngài yên tâm ngoại tổ mẫu đương nhiên là an tâm với con con thông minh như vậy nhất định sẽ khiến bản thân sống tốt nhất lão phu nhân vẻ mặt buồn buồn nếu như nương con còn sống không biết là sẽ cao hứng đến mức nào trang thư tình nằm trên đầu gối lão phu nhân nhẹ giọng vâng một tiếng được rồi ngày lành không nên nói những chuyện này con nên về sớm nghỉ ngơi ngày mai còn phải bận nguyên một ngày ba ngày sau hồi môn ngoại tổ mẫu sẽ chuẩn bị thỏa đáng con chỉ cần yên tâm có được không vâng ngoại tổ mẫu Thank oh? you. đêm lạnh như nước, ngày 15 trăng rất tròn, chiếu sáng giống như ban ngày, trang thư tình đi từng bước chậm chậm, đánh giá đồng phủ, nơi không quá quen thuộc này với nàng, ngày mai, nàng sẽ xuất ra từ nơi này, sống hai đời, rốt cục cũng phải lập gia đình, đi đến thế giới này tuy rằng mới hơn hai năm, nhưng thời gian trôi qua quá nhanh, ở thế giới kia gần 30 năm ký ức cũng dần phai nhạt, chỉ nhớ rõ thế giới kia vô cùng nhốn nháo, từ ngày mai trở đi, nàng sẽ cùng sống với nam nhân nàng yêu nhất, cũng là người yêu nàng nhất, cho dù hai người đã cũng sống một chỗ rất lâu, cho dù nàng tin tưởng hắn nhất, tin tưởng hắn sẽ luôn đối tốt với nàng, nhưng mà, trong lòng vẫn có chút không yên, một đoạn nhân sinh mới của nàng, ngày mai sẽ chính thức rẽ ngoặc, mặc dù không biết con đường này có thuận buồm xuôi gió hay không, nhưng nàng là trang tình, là trang thư tình, mặc kệ gặp phải chuyện gì suy sụp, nàng cũng sẽ khiến bản thân sống được tốt nhất, lấy ánh trăng làm chứng, chương 229, đại hôn, phần 1, 16 tháng 3, là ngày đại cát, ngày hôm nay mặt trời vô cùng ấm ấp, không khí trong kinh đô cũng vô cùng tốt, những người ngày thường không đi ra ngoài hôm nay cũng đều tính giờ để đi ra, càng nhiều là phụ nhân và thiên kim, về phần xính lễ đã cho người đi canh chừng, không sợ bị người khác chiếm đi có giáo huấn hôm qua hẳn là sẽ thông minh hơn mà bên trong bạch phủ lúc này mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng chỉ còn chờ được gọi trần nguyên kiểm tra từng thứ lại một lần sau khi xác nhận đã không có bất kỳ sơ sót nào liền xem xét thời gian chuẩn bị xuất phát đi đến phòng chính nhắc nhở công tử đã đến giờ vừa mới đặt chân tới sảnh đường công tử đã đứng dậy vân vê tay áo nói đi đồng phủ vâng trần nguyên thầm cười nhạo bản thân có ai trong phủ cao hứng bằng công tử được chứ đội ngũ bên này vừa xuất phát đồng phủ cũng đã nghe được tin tức trang thư tình mặc một thân hỷ phục đỏ rực nhưng bộ hỷ phục này của nàng khác với những bộ hỷ phục của các tân nương khác bộ đồ không quá phiền phức thậm chí có thể nói là quá mức đơn giản chỉ là chiếc áo có một đường xẻ tà đến bên hông vạt áo được tàn ra kéo dài trên đất, khoan voan nếu nhìn từ phía trước thì không có gì khác biệt nhưng phía sau chỉ ngắn hơn vạt áo một chút xíu, nữ quyến trang gia thì có đại bá nương, nữ quyến đồng gia thì có lão phu nhân, lưu thị và hiểu linh, hiện tại người của trang gia không có bất kỳ dị nghị nào đối với quyết định của trang thư tình, đồng lão phu nhân lại không cố kỵ nói, trách không được lúc trước con không chịu cho ta xem giá y, nếu con sớm nói cho ta biết trước, dù có liều liều mạng già này cũng phải làm một cái khác cho con. Trang thư tình nhìn bản thân qua gương đồng, hôm nay nàng trang điểm vô cùng kiềm diễm, khóe miệng có chút bất đắc dĩ cười nói. Ngài nghe con nói trước rồi đến trách con cũng không muộn, hôm nay con phải vào cung dập đầu lại tạ hoàng thượng trước, sau đó mới trở về bạch phủ hành lễ, vừa ra khỏi hoàng cung là cửa chính cung, ngài nghĩ lại coi, ở đó có bao nhiêu bậc thang phải bước xuống, nếu như đội mũ phượng nặng nề thì làm sao con có thể chịu được, chưa nói đến sự gọn nhẹ của bộ trang phục này, mà trước kia con đã từng nghĩ bản thân sẽ có ngày được mặc vào bộ giá y như thế này. Hiện nay rốt cuộc đã đạt được mong muốn, ngoại tổ mẫu không cảm thấy giá y này xinh đẹp sao? Không đẹp, đương nhiên không phải, cũng bởi vì rất xinh đẹp nên ta mới muốn nói với con, trước giờ con nổi bật như vậy còn chưa đủ hay sao? Nếu như mặc bộ hỉ phục này ra ngoài về sau sẽ không biết là bị bao nhiêu người nhớ thương, đã nổi bật nhiều như vậy, thêm một chút cũng không sao, hôm nay là ngày đại hỷ của con, bản thân con thích mới quan trọng nhất, cha thư tình cầm lấy tay ngoại tổ mẫu con biết ngài lo lắng cho con ngài yên tâm tất cả mọi chuyện con đều ứng phó được có chuyện gì mà con chưa trải qua chứ thời điểm khó nhất con vẫn có thể chống chịu được hiện tại cũng không có là gì lão phu nhân còn có thể nói gì nữa Đành vỗ vỗ tay nàng quay đầu nói, "Đi mời Chu phu nhân đến đây." "Vâng, Chu phu nhân là lão tổng tông Chu gia, đã 70 tuổi đầu nhưng thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh, là một vị lão thái thái hà sảng hiền hòa, Chu gia còn mạnh hơn cả khoảng thời gian hoàng kim nhất của Đồng gia, hơn nữa Chu gia lo lắng lão tổ tông mang phúc khí chia ra ngoài sẽ tổn hại đến chính phúc phận của nàng nên cực ít khi để nàng đến làm việc này, toàn kinh thành người có thể mời nàng đến cũng rất ít, đồng gia vốn cũng không dám có tâm tư kia, là Bạch Chiêm tự mình tới cửa mời nàng đến, lão thái thái một đầu tóc bạc, sắc mặt hồng nhuận, nhìn chính là một bộ phú quý phu nhân, được con dâu đỡ đến, trên mặt tràn đầy ý cười, trang thư tình đứng dậy hành lễ, chỉ mong thư tình có thể có được phúc khí của lão phu nhân, Bạch công tử có tâm, trang tiểu thư dù không có lão thân cầu phúc cũng nhất định có thể phúc khí liên miên lão thái thái thản nhiên nhận lễ của nàng tiến lên tự mình nâng người dậy nhìn chung quanh một chút sau đó gật đầu, là một oa nhi có phúc khí, trang thư tình cười, đa tạ cắt ngôn của ngài, kéo người ngồi xuống trước bàn trang điểm, tâm mắt hai người đều nhìn vào trong gương, lão thái thái chải tóc cho nàng, nói, cũng không phải lão thân thích nói lời dễ nghe, ai chẳng biết lão thân không thích khen người khác, trang tiểu thư mang đến đại phúc khí cho đại chu, thiên địa chắc chắn sẽ hồi báo trang tiểu thư, có thể làm phu nhân mang đến phúc khí cho tiểu tiểu thư là vinh hạnh của lão thân ngài cũng đừng gọi con là trang tiểu thư thư tình chịu không nổi nếu ngài để mắt gọi con một tiếng thư tình là được vỗ vỗ vai nàng lão thái thái lại không thật sự gọi tên nàng như vậy nếu nàng thuận theo mà nói thật sự mất cái mặt già nua này tuy rằng không có chính thức công khai ra nhưng chuyện bạch công tử là hoàng tử đây chính là sự thật hắn trưởng quyền còn cao hơn cả hoàng tử dám làm cả những chuyện mà hoàng tử cũng không dám làm hoàng phi của hắn trừ phi là người nhà của nàng ai dám gọi thẳng tục danh của trang tiểu thư cho dù nàng không cảm thấy gì nhưng người khác cũng để ý trước dùng ngón tay vuốt vuốt tóc lão thái thái mới cầm lấy lược chảy từ trên đỉnh đầu tới cuối đuôi tóc, miệng vừa nói một trải trải hết đầu phú quý không cần sầu hai trải trải hết đầu trải đến giang long đầu bạc ba trải trải hết đầu nhiều con lại nhiều thọ một trải trải đến cuối cử án lại tề mi hai trải trải đến cuối bỉ rực cộng xong phi ba trải trải đến cuối vĩnh kết đồng tâm bội có đầu lại có cuối một đời cũng phú quý đồng lão phu nhân từ lần trải đầu tiên đã bắt đầu nghẹn ngào sau khi trải xong nàng mới dám thở ra một hơi thuận lợi là tốt rồi thuận lợi là tốt rồi buông lược lão thái thái cũng không vội đi ngược lại săn sóc vuốt phần tóc qua gáy cho nàng đồng lão phu nhân thấy thế bước lên phía trước nói không dám làm phiền lão tổ tông ngàn vàng khó mua sự nguyện ý của ta lão thái thái một chút cũng không muốn dừng tay động tác thuần thục nhanh nhẹn lão thân cao hứng là được ngươi ngồi đi đồng lão phu nhân tuy rằng tuổi đã không nhỏ nhưng ở trước mặt lão thái thái bối phận lại thấp hơn một bậc lúc này cũng không dám ngỗ nghịch nàng chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía chu phu nhân chu phu nhân che miệng cười chuyện bà bà đã quyết định ta cũng không thể ngăn cả cản được ngài chỉ cần ngồi là được bà bà chăm sóc dâu không kém bất kỳ người nào lão phu nhân còn muốn nói nữa trang thư tình liền mở miệng tiếp lời vậy làm phiền lão phu nhân lão thái thái cười càng thêm vui vẻ lão thân thích nhất phần nhanh lẹ này ở ngươi đồng lão phu nhân cười khổ đây là ghét bỏ nàng không đủ nhanh lẹ sao nàng nếu có tài năng như thư tình nàng cũng không cố kỵ bất kỳ chuyện gì đợi khi tóc chuẩn bị tốt thời điểm che lên khăn voan đứng dậy đi vài bước để xem hiệu quả, một đám người thế mới hiểu vì sao việc lão phu nhân nhất định muốn giúp trang thư tình búi tóc, trang thư tình bản thân cảm thấy không sai, hỏi, bên ngoài nhìn như thế nào? không có người trả lời, trang thư tình kỳ quái vén khăn voan lên, nhìn thấy vẻ mặt kinh diễm của biểu muội liền hiểu được, hé miệng nở nụ cười, xem ra bộ dáng không quá khó coi, đều nói trong lòng nam nhân luôn có một giấc mộng giang hồ, nàng không phải nam nhi, nhưng nàng cũng hâm mộ những nữ hiệp, giấc mộng này một ngày có thể trở thành hiện thực, nàng có thể tùy ý tiêu dao phóng ngựa đi khắp giang hồ, khi thành thân, hồng y như máu. Phía sau đuôi áo kéo thật dài, ngay cả giá y cũng mang theo hiệp khí, mà hiện tại, nàng mặc dù không có võ công cao cường như nữ hiệp, cũng chưa từng cảm thụ được khoái ý giang hồ, nhưng nàng có thể tùy ý như các nàng, hơn nữa có thể hoàn thành một chiếc giá y như trong mộng của mình. Huống chi, lúc trước nàng nói cũng không sai, mũ phượng khăn quàng tổng cộng 12 cân, mặc bộ hỉ phục dài như vậy đi lên thềm đá, đoạn đường dài như vậy nàng không có khí lực nàng đã từng ảo tưởng ra vẻ mặt kinh diễm của chỉ cố để hắn chặt chẽ nhớ kỹ bản thân ngày hôm nay như vậy sau này nàng dần dần già đi nhan sắc không còn hắn vẫn có thể nhớ tới bộ dáng khi mặc giá y của nàng biểu tỷ muội cũng muốn một bộ giá y như vậy đồng lão phu nhân liền biết sau khi nhìn thấy ngoại tôn nữ nàng cũng sẽ nói như thế nhưng chiếc giá y đẹp như vậy, chỉ có một mình thư tình mới có thể mặc được bởi vì không có bất kỳ ai có được khí chất như nàng, mà hiểu linh, lại càng không được, lão nhân luôn đặt nặng quy củ, cho dù là nàng không muốn, nhưng thành thân không có mũ phượng khăn choàng còn ra thể thống gì, huống chi nhà người khác nếu vừa mới vào cửa đã làm cho trưởng bối không vui, gà qua sẽ chỉ có thể chịu khổ, lưu thị kéo nữ nhi một cái, đồng hiểu linh biểu biểu môi thành thật không dám lên tiếng. Chu lão thái thái tán thưởng nói: quả thật rất đẹp. Nhưng mà đại khái chỉ có một mình khí độ của trang tiểu thư mới có thể khiến cho bộ giá y này phát huy hoàn toàn vẻ đẹp của nó. Chu phu nhân liên tục gật đầu phụ hỏa Mặc kệ là lời thiện thâm hay là khách khí, trang thư tình đều vui vẻ nhận lấy. Cho dù người khác có nói là khó coi, nàng vẫn kiên trì bộ y phục này. Nha hoàn bên ngoài hé đầu vào phòng trong, Lưu thị vội vàng đi tới, chỉ trong chốc lát liền thất thố tròn mắt, thư tình, bên ngoài có rất nhiều mãnh thú đến, chàng thư tình mừng rỡ rốt cục đến, còn tưởng rằng bọn chúng sẽ bị cản lại, đang nói chuyện, niệm niệm liền bước vào, bây giờ nó đã trưởng thành gần như là một con sói lớn trưởng thành nên không khỏi khiến mọi người trong phòng kinh hô, nó cũng biết hôm nay là ngày lành, không thể khiến người khác sợ, tiếng kêu cũng rất nhỏ, trang thư tình vẫy tay ý bảo nó tiến lai, vẻ mặt rất là vui mừng đều thông chi đến ngao ô cám ơn niệm 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 cọ cọ nàng lại làm nũng một tiếng hồng trù các ngươi cũng muốn đưa dâu trang thư tình nghĩ đến trường hợp kia thật sự là nhịn không được cười ra nhưng mà nàng đương nhiên cũng không cự tuyệt bảo châu ngươi đi tìm một tấm vải hồng xé ra thành từng khối tìm một người gan lớn chút phát cho đám gia hòa này ngân sói hay hổ thì chỉ cần đeo lên tai là được rắn thì cuốn một vòng lên người chút ý phải tránh tới gần vị trí bảy tắc, nó sẽ cắn người, vâng, đồng lão phu nhân trần chờ hỏi, thư tình, như vậy, không có việc gì, chúng nó sẽ không đả thương người, trải qua lần trước chuyện, dân chúng kinh đô cũng không còn sợ chúng nó như trước, thời điểm chúng nó rời đi cũng cho chúng nó ăn không ít thịt, khả rốt cuộc cũng sẽ không quá tốt, chúng nó là người bạn mà con tín nhiệm, ngày vui của con, ta cũng hy vọng chúng nó có thể chứng kiến đây cũng là muốn cho những người mang tâm tư muốn hại đại chu thấy thế mà kinh sợ cho dù con và chỉ cố về sau có ở lại kinh thành hay không thì trận đánh này của đại chu nhất định phải thắng những mãnh thú này giống như tòa núi lớn để đại chu có thể dựa vào sau này cho dù con trăm tuổi nhưng chỉ cần con còn sống con vẫn hy vọng đại chu sẽ an ổn như vậy con mới có thể an tâm nhắm mắt thư tình hôm nay là ngày đại hỷ sao con lại có thể nói những lời này lão phu nhân vừa nóng vừa giận người ta còn phải liều mạng nói lời cắt tường con ngược ngay cả vài câu dễ nghe cũng không nói vâng 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 thư tình sai rồi con không nói ngoài cửa đồng Minh Dương lặng lẽ ly khai hắn vốn cũng là vì chuyện mãnh thú tụ tập bên ngoài mà đến cảm thấy cũng không phải quá tán thành việc chúng nó đến đây ngày hôm nay nhưng sau khi nghe xong lời của thư tình hắn cảm thấy dù hắn có nói lời nào cũng đều sẽ dư thừa thư tình làm việc trước tới nay chưa từng qua loa bừa bãi chương 230 đại hôn phần 2 cửa thành phía đông đã sớm thu được mệnh lệnh nếu có chút mãnh thú đến không cần lo lắng vì vậy nhiều mãnh thú như vậy vào thành tuy có chút sợ hãi nhưng không có hoảng cửa thành ngược lại được mở lớn hon dân chúng cũng được sắp xếp ổn định để mãnh thú có thể vào thành tuy số lượng không đồ sộ như lần trước nhưng lúc này khi một đàn mãnh thú vào thành chúng giống như đã được cc tập luyện trước đội ngũ ngay ngắn trật tự khiến người nhìn tấm tác làm lạ, nhưng không có ai dám đi lên thử vuốt lông hồ một chút. Không dưới tám trăm con mãnh thú xếp hàng trước cửa đồng phủ. Bạch chiêm đã thu được tin tức từ sớm, ánh mắt của hắn cũng không hề thay đổi, tiếp tục đi về phía trước, chỉ cần hiểu phong chịu gà qua quá trình như thế nào, hắn cũng không để ý. Đến đến cách đồng phủ chỉ còn một con phố, Lưu Thị nâng váy người còn chưa tới tiếng đã tới trước một con phố, cũng chỉ cách 300 bước, đồng lão phu nhân lúc này trong lòng đột nhiên sốt ruột vô cùng, nàng biết lúc này hẳn là nên dặn dò nhiều hơn vài câu nữa, chỉ là vạn ngư ngàn ngôn, cuối cùng cũng chỉ có thể nắm chặt lấy tay của cháu gái, nói ra một câu, phải sống thật tốt, hạnh phúc cả phần của nương con nữa, con sẽ, ngoại tổ mẫu, trang thư tình quỳ xuống dập đầu ba cái, mặc dù cái cúi đầu không phải phải ly biệt, nhưng cũng nói ra rằng nàng phải rời nhà mẹ đẻ, chính thức nhập tên vào gia phả của phu gia, đội ngũ đón dâu vào phủ, trang thư tình lúc này mới cảm nhận được cảm xúc hồi hộp khi gả ra ngoài, tim đập vô cùng nhanh, nâng kiệu hoa vào phòng chính, mỗi một tiếng thông truyền khiến cho ý mừng trong lòng nàng lại nhiều hơn một phần thương cảm, cho dù là đồng gia hay trang gia, tuy rằng khả năng đều có lợi ích bên trong, nhưng đối với trang thư tình mọi người người đều có lòng thật tâm chúc phúc, không hề dối trá, trước kia các nàng cũng lo lắng, sợ rằng sau khi trang thư tình gả vào nhà chồng sẽ bị trói chặt, trở thành một vị phu nhân bình thường như bao vị phu nhân khác. Người khác tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết trang thư tình là ưng trên trời, nàng hẳn nên dương cánh bay cao, chứ không phải trở thành con người tục tằng như các nàng, như vậy thật sự quá đáng tiếc, nghiêm cẩn luyện võ mấy tháng. Hiện nay thân thể trang thư hạ. Hàn đã rắn chắc hơn rất nhiều, vóc người cũng cao hơn, tóc buộc cao, trên mặt là vẻ chững chạc không hợp với tuổi của hắn, gương mặt bớt đi tính trẻ con, thoạt nhìn cũng trưởng thành hơn trước, tỷ tỷ, đệ đến đưa tỷ, điều này tuy rằng không hợp quy củ, nhưng trang thư tình đã quyết định, không người nào có thể phản đối, nhấc lên khăn voan, nhìn về phía vị đệ đệ ngày càng trầm mặc của nàng, trang thư tình sờ sờ đầu hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót thư hàn, để trưởng thành chậm lại một chút cũng không có sao, chỉ cần tỷ tỷ còn sống một ngày nhất định tỷ tỷ vẫn có thể bảo hộ cho đệ, tuy rằng tỷ tỷ lập gia đình, nhưng cũng không có nghĩ là đệ sẽ mất đi tỷ tỷ, thư cố còn nhỏ không biết được nhiều, điều đệ ấy có thể nghĩ đến cũng là có hạn, đệ lại không giống, đệ sớm đã rất thông minh, lại là độ tuổi có nhiều sự mẫn cảm riêng tư, hiện trong lòng sợ là đang nghĩ sau này sẽ chỉ còn một mình đệ, thư hàn, chuyện như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh, cho dù tỷ có lập gia đình hay là về sau đệ có thành thân, ta vẫn luôn là tỷ tỷ của đệ, đệ làm sai chuyện tỷ tỷ vẫn sẽ phạt đệ, sẽ mắng đệ, nhưng tỷ tỷ vĩnh viễn viễn luôn bao dung để, làm chỗ dựa cho để, cho dù về sau có 70 hay 80 tuổi, những chuyện này cũng không thay đổi, trước khi đệ thanh thân, tỷ tỷ ở đâu, đệ liền ở đó, bạch phủ kinh thành, bạch phủ hội nguyên phủ, vĩnh viễn đều có một chỗ cho đệ, cho dù tỷ có gà qua nhà chồng, thì nhà của đệ cũng chính là nơi có tỷ, nhớ kỹ chưa, lưu thị suýt nữa khóc ra thành tiếng, vội quay đầu đi lấy tay che miệng lại, đồng lão phu nhân cũng lau nước mắt nói hàn nhi tính tình của tỷ tỷ con như thế nào con còn không biết sao cho dù nàng mặc kệ cả thiên hạ cũng sẽ không mặc kệ con con ngàn vạn chớ đừng làm ra chuyện khiến cho tỷ tỷ con thương tâm tỷ 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 đừng khóc trang thư hàn có chút luống cuống ngày như vậy tỷ tỷ không thể khóc hơn nữa hắn vẫn luôn dặn bản thân rằng phải trở thành trụ cột cho tỷ tỷ ở hội nguyên phủ cũng vậy mà ở kinh đô cũng vậy hắn không muốn cùng tỷ tỷ tách ra, hắn chỉ là có chút buồn bực vì tỷ tỷ sắp thuộc về một người khác. Trang thư tình vỗ đầu của hắn, ngốc tỷ tỷ không khóc, nếu một ngày nào đó đệ thật sự muốn tách ra khỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ khóc cho đệ xem, sau đó sẽ để cho tỷ phu đệ đánh cho đệ một trận tơi bời. Được, Trang thư hàn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, nếu như một ngày nào đó đệ khiến tỷ tỷ khóc, vậy cứ để tỷ phu đến đánh đệ, vậy mới ngoan, trang thư tình lúc này mới khen ngợi sờ sờ đầu hắn, căn bản đã quên mất đầu nam nhân là không thể sờ, tuy rằng bây giờ vẫn là tiểu nam nhân, nước mắt lão phu nhân vẫn còn chưa lau sạch, nàng cười nói. Được rồi, hai người các con, có chuyện gì thì về sau còn rất nhiều thời gian để nói, đừng làm trễ giờ lành, tỷ tỷ, để cõng tỷ, Trang Thư Hàn vội ngồi xổm xuống trước mặt tỷ tỷ, Trang Thư tình vỗ vỗ lưng hắn, ừm, có chút cứng rắn, vì vậy nàng yên tâm nằm sấp lên, nữ nhân toàn phòng nhìn Trang Thư Hàn vững vàng đi vài bước mới yên lòng, đi vững chắc như vậy, xem ra cõng một đoạn đường cũng không thành vấn đề, Nam Châu đi theo phía sau người ôm giá y thật dài vào trong ngực đi ra khỏi khuê phòng liền đặt xuống trước mặt hai nhà đồng trang nhất thời cũng không có người phát hiện có gì không giống nhanh chóng trở về phòng chính tim trang thư tình đập càng lúc càng nhanh từ lúc bắt đầu rời khỏi khuê phòng nàng liền từ một cuộc sống này chuyển tới một cuộc sống khác mà trong cuộc sống mới này nàng cũng một người nam nhân sẽ dắt tay nhau đi hết một đời nàng hy vọng hai người bọn họ sẽ không bao giờ buông tay đối phương, đến phòng chính, Hồng Nương liền chuẩn bị tiến lên giúp đỡ, Bạch Chiêm đã đi trước một bước, ôm lấy người đang ở trên lưng Trang Thư Hàn, Trang Thư tình cảm giác được, chỉ cố ôm nàng rất chặt, khi ngồi ổn trên kiệu hoa, ôm ấp quen thuộc mới rời đi, tỷ phu, phải đối tốt với tỷ tỷ, và vẫn luôn phải đối tốt với tỷ tỷ của ta, cho dù sau này tỷ tỷ có già đi, không còn xinh đẹp như những người khác, người cũng phải đối tốt với với nàng, về sau ta sẽ rất có tiền đồ, nếu như tỷ phu ngươi dám không đối tốt với tỷ tỷ ta nhất định sẽ không bỏ qua, đại khái bởi vì tâm tình của hắn vô cùng tốt, khóe miệng bạch chiêm cong lên, khó có khi lộ ra ý cười trước mặt người ngoài, nàng còn có ngươi, mà ta, chỉ có nàng, hiện tại như thế, về sau, cũng như thế, lời nói tuy bình thường, nhưng lại vô cùng thâm tình, trang thư hàn lui về sau một bước, vô cùng cung kính khom lưng xuống, trưởng tỷ như mẹ, về sau ta chắc chắn cũng coi tỷ phu như cha, nguyện tỷ tỷ và tỷ phu đầu bạc đến già, cảm tình vĩnh cố, Bạch Chiêm tiến lên đỡ hắn, vỗ bả vai hắn hai cái, lời này đã là biểu lộ cực hạn hắn có thể nói với ngoại nhân, mà người có thể coi như thân cận, trước mắt cũng chỉ có được một trang thư hàn, dù là thái tử, đến bây giờ vẫn chưa có được một câu tán thưởng của hắn, càng đừng nói là những người khác, khởi kiệu, kiệu hoa do 16 người nâng, chuẩn đãi ngộ của Hoàng Phi, nếu như ngày thường, 16 người nâng tất sẽ là đề tài để bát quái, nhưng hôm nay, bên ngoài thành từng đội ngũ mãnh thú treo hồng trù trên người tạo thành hàng dài mới là thứ hấp dẫn tầm mắt mọi người nhất, vừa ra khỏi kiệu hoa, cũng không biết là người thấy người đến hay là thế nào, mãnh thú nhất tề ngửa mặt lên trời giống dài, không cần trang thư tình đi phân phó, chúng nó tự giác đi theo phía sau đội ngũ bước chân vô cùng chỉnh tề không nhìn thấy được một chút hung mãnh nào của mãnh thú nhưng mỗi khi chúng nó lộ ra răng nanh, hoặc ngẫu nhiên lo đãng vuốt móng vuốt sáng loáng của chúng nó, thì không ai có thể quên chúng nó đến từ nơi nào, chúng nó ngẫu nhiên mới đổi tính, là vì trang tiểu thư, lần trước như vậy, lúc này cũng như vậy, về sau, tất nhiên cũng chỉ có trang tiểu thư có thể khiến cho bọn chúng trở nên như vậy, chương 231, Đại Hôn, phần 3, hồn lễ tuy đều được tất cả mọi người quan tâm, nhưng người được chú ý nhiều nhất chính là tân lang trang thư tình vẫn luôn ngồi ở trong kiệu hoa không lộ mặt từ đông cung đến nội thành kiệu hoa rốt cuộc cũng ngừng lại trang thư tình được bạch chiêm cõng ra khỏi kiệu lúc này một thân giá y mới hiện ra trước mắt mọi người hiện tại tuy rằng không có nhiều người vây xem như trước nhưng chúng đại thần đều ở đây những vị phu nhân có cáo mệnh từ ngũ phẩm trở lên cũng được tiến vào tham dự cấm vệ quân trong cung chỉnh tề xếp thành hai hàng xuyên qua khăn voan đỏ, nàng có thể nhìn thấy được chỉ cố đang vươn tay về phía nàng, chàng thư tình không chút do dự đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, tay bị nắm rất chặt, lòng nàng lại cảm thấy ấm áp, đi lên trước vài bước, giá y càng lộ ra vẻ đặc biệt của nó, phần đuôi phía sau rất dài được công nhân kéo lên, nam nhân thì không cảm thấy có gì, nhưng những người theo quan niệm truyền thống thì lại thấy không ra thể thống gì, nhưng cũng không dám nói, cho dù là bất cứ ai, ánh mắt của bọn họ cũng không thể rời đi bộ giá y kia, nữ tử nào chẳng từng ảo tưởng bản thân có được một hôn lễ thịnh thế của bản thân, ai chẳng muốn có một vị phu quân đỉnh thiên lập địa, một chiếc giá y độc nhất vô nhị, có thể diễm lệ so với Thái Dương nhưng các nàng có được lai là một nam nhân tam thê tư thiếp cũng từng một lần được đội lên đầu khăn voan mũ phượng nhưng mọi thứ nhìn thấy cũng chỉ có hồng và trắng nguyên trưởng rằng là các nàng đã yêu cầu quá cao nhưng lúc này các nàng mới phát hiện thì ra là các nàng không có cái mệnh kia thứ các nàng không thể có được nhưng có người lại có được nó một nam nhân mà trong mắt hắn chỉ có mình nàng nàng cũng có thể biết được gương mặt của hắn như thế nào qua lớp trang dung kia một thân giá y cũng tuyệt đối có thể xứng với bốn chữ độc nhất vô nhị nhưng các nàng cũng chỉ có hâm mộ chứ không hề ghen tị, các nàng không thể gánh nổi quốc gia đại sự, không dám cầm lấy dao phẫu thuật trị bệnh cứu người, các nàng cũng không có khí thể để ổn định được một quốc gia, càng đừng nói có thể dứt khoát buông bỏ quyền hành tối cao trong tay, quyết đoán trao lại quyền lực cho hoàng tộc chỉ vì chút quyền lực nơi hậu trạch các nàng đã có thể đấu đến người chết ta sống huống chi là quyền thế có thể mang đến phú quý ngập trời cho bản thân và cho gia tộc của mình nhưng trang thư tình có thể làm được từ một vị giám quốc cao cao tại thượng vô thanh vô thức trở lại thanh một vị đại phu nàng chuyển hoán vô cùng thành thạo nghe nói nàng còn có thể dạy cho thái tử đạo trị quốc mà các nàng ngay cả khiến con trai của mình ít đi gây chuyện thị phi cũng làm không được cho nên thứ trang thư tình có được là do nàng có tư cách nhận lấy các nàng có thể làm chính là đưa ra lời chúc phúc chân thành nhất của bản thân hy vọng nàng có thể hạnh phúc hy vọng sự thâm tình đong đầy trong mắt người nam nhân kia sẽ vẫn mãi thâm tình như thế để nàng có thể mãi mãi tươi cười thoải ái như vậy thang trời có ba trăm 399 bậc, sau 399 bậc là một cái bình đài rất lớn hướng thẳng lên trời, bước xong bước thứ 99, trang thư tình thở dài một ngụm khí, dùng thanh âm mà chỉ có người bên cạnh nghe thấy nói. May mắn là ta thông minh, không mặc vào mũ phượng khăn choàng nặng nề, quả thật không biết sau này thái tử phi sẽ như thế nào sống sót qua. Bạch Chiêm quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, phảng phất như xuyên qua tấm khăn voan có thể nhìn thấy vẻ mặt giảo hoạt đắc ý của nàng. Nàng mặc dù biết lễ tiết đại chu, nhưng quy củ của hoàng thất nàng lại không biết nhiều, hắn cũng tận lực không để cho người khác nói với nàng những chuyện này, để nàng có thể tự do tự tại mà sống không bị trói buộc quy củ cho nên nàng cũng không biết bước qua thang trời hướng tới thiên thai là đặc ân chỉ có khi lập hậu mới có mà hiện tại vì thư tình hắn mạnh mẽ đổi thành để trời cao làm chủ hôn cho hai người bọn họ đồ tốt nhất trên đời đãi ngộ tốt nhất trên đời hết thảy những thứ tốt nhất hắn đều muốn cho hữu phong chỉ có nàng cho dù nàng cũng không quá coi trọng nó hắn muốn cho người trong thiên hạ biết được hữu phong là người trên đầu quả tim hắn hắn nguyện ý cho hữu phong hến thảy hắn cũng có năng lực để cho nàng hết thảy. Đi qua bước thứ 299, bước chân hai người mới hoãn lại, một người là bị mỏi chân, còn một người biết nàng bị mỏi chân, mệt mỏi sao, trang thư tình lắc đầu, vẫn tốt, khi biết phải đi chuyến này ta đã tập đi nhiều ở nhà, để bản thân có thêm khí lực, ngày quan trọng như vậy, ta không thể mất mặt, trên thiên thai, bốn phía bố trí ánh sáng màu vàng, hoàng thượng một thân long bảo thái tử là chính chính trang trịnh trọng, có thể đồ án rồng phượng phức tạp, hai người đều cúi đầu nhìn về phía bọn họ chậm chậm bước đến, trong mắt chu chi tiếu có kinh diễm, có ảm đạm, càng nhiều là thoải mái, nữ tử như vậy, nếu đặt nàng vào trốn thâm cung, với nàng mà nói là một điều bất hạnh, so sánh như vậy, Bạch Chiêm mới là người thích hợp với nàng nhất, hắn có thể bảo vệ được nàng, có thể dung túng cho nàng dương cánh bay cao, thư hàn tâm tâm niệm niệm luôn muốn có được tiền đồ tốt, muốn tỷ tỷ có thể cậy vào, mà hắn cũng muốn vậy, sau này thư hàn có thể đứng được rất cao, không cần chức quan lớn bao nhiêu, chỉ cần để Chu Quốc trở nên cường đại, hắn sẽ không bị chèn ép không cần trang tỷ tỷ lại tham dự vào những chuyện này, kỳ thực nàng vô cùng không thích tham dự vào, đúng, hắn cũng muốn để bản thân có thể trở nên cường đại, nếu một ngày kia bạch chiêm phụ trang tỷ tỷ, hắn nhất định sẽ khiến bạch chiêm hối hận, hoàng thượng vẫn nhìn hai người tiến đến, đột nhiên nói, tiếu nhi, khâm thiên giám đã tính được ngày lành, trừ hôm nay ra thì 12 tháng 11 năm nay cũng là một ngày rất tốt. Chu Chi tiếu hé miệng, tâm tư của hắn, sợ là phụ hoàng cũng đã nhìn ra, cô nương trúc ra hắn đã âm thầm gặp qua vài lần, quả thật xuất sắc như trang tỷ tỷ nói, nếu như hắn đặt tâm tư lên người nàng, hẳn là cũng sẽ nhận được tình cảm tương ứng, thậm chí là càng nhiều hồi báo, đây là người tốt nhất mà trang tỷ tỷ đã lựa chọn cho hắn, nếu như bọn họ có thể hòa thuận, trang tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ cao hứng, nhưng vậy là đủ rồi, đều do cho phụ hoàng làm chủ hoàng đế nghe xong lời này tầm mắt liền rơi lên người hắn ngữ khí vốn ấm áp càng trở nên ôn hòa trong nhiều người như vậy trang thư tình chỉ lựa ra được một người tốt nhất chắc chắn nàng là một người rất tốt thư tình đã hao hết tâm tư cho con ngày như vậy con cũng nên chúc phúc cho nàng càng thêm chân thành hơn tất thảy những người khác mới đúng vâng phụ hoàng nhìn người cách thiên thai chỉ còn mấy bước chân thanh âm chu chi tiếu phóng rất thấp, đủ để mình hắn mới có thể nghe, con còn muốn nàng có thể hạnh phúc hơn bất kỳ ai, nếu chúc phúc có thể mang lại hạnh phúc cho trang tỷ tỷ, con nguyện ý toàn tâm chúc phúc nàng hoàng thượng rời tầm mắt khỏi hắn cũng không nhiều lời nữa chuyện cảm tình nhiều hơn hay ít hơn cũng sẽ xuất hiện vấn đề thư tình và chiêm nhi như vậy là vừa vặn tốt bọn họ không dung được bất kỳ người nào nữa ngày tháng ba thường có gió lạnh nhưng ngày hôm nay không chỉ mặt trời tốt ngay cả gió cũng không có một ngọn ở trên thiên thai mặc một kiện áo choàng cũng không cảm thấy lạnh hoàng đế nhịn không được nghĩ mấy ngày nay đều chuẩn bị thành công như vậy nếu như một đôi này về sau lại gặp phải bất hạnh thì quả không có thiên lý rốt cuộc cũng bước đến bước cuối cũng, hơi thở trang thư tình đã có chút hồn hền, bạch chiêm vẫn một mực nắm tay nàng không chịu nới ra, đợi khi nàng trở lại bình thường hắn mới nắm nàng tiến lên, hai người cùng quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, không chút do dự, một người cho dù trời đất cũng không quỳ, lại càng chưa từng quỳ xuống trước mặt phụ thân, nhưng cái quỳ này, hắn lại vô cùng cam tâm tình nguyện, ôn đức hiểu ý, lập tức châm sáu nén hương cho bạch công tử. Bạch chiêm chia ra ba nén đưa vào tay trang thư tình lễ bộ thượng thư kém chút nữa cắn phải đầu lưỡi của hắn lễ bộ đã tốn công chuẩn bị rất nhiều thứ nhiều người như thế này cùng đọc một đoạn tế văn ngắn gọn để tạ ơn thiên địa cũng không dùng được người đều đã quỳ xuống rồi không phải là để bái thiên địa sao tâm tình hoàng đế lại rất tốt cao giọng cười nói trực tiếp hành lễ đi vâng bành thư ngôn hắng giọng một cái dùng một giọng hùng hậu đọc lên người dưới thiên thai đều có thể nghe được thanh âm bắt đầu làm lễ một lạy hai lạy ba lạy ôn đức đem sáu nén hương cắm vào lư hương đứng bạch chiêm không giao nàng cho người khác bản thân đứng dậy sau đó cũng vịn nàng đứng dậy bành thư ngôn nhìn hoàng thượng hoàng thượng khẽ gật đầu hắn đành hắng giọng tiếp tục nói đến giờ hành lễ nhất bái thiên địa hai người vừa đứng vững lại quỳ xuống đứng nhị bái cao đường hoàng đế cảm thấy mỹ mãn khi được nhi tử dập đầu càng đới với con dâu này không thể vừa lòng hơn nữa đứng, phu thê giao bái, trong ba lần bái lại, chỉ có lần này bạch chiêm giao bái chân thành nhất, kết thúc buổi lễ, lúc này, sắc trời đã nhem tối, chân trời có pháo hoa được phóng lên, pháo hoa của niên đại này rất thô sơ, không ra hình dạng gì, chỉ là phóng lên giữa trời, sau đó nở rộ, hôm nay, chàng thư tình nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được tiếng vang, nhưng rất nhanh, hơn 800 mảnh thứ giống lên một tiếng, triệt để đè ép lại ấm thanh

hổ gầm, sói chu, sư tử giống, giao thoa sen lẫn, nối thành một mảnh, khí thế thiên thành, chúng đúng thật là, không sợ hài tử bị kinh hách hay sao, hoàng đế đứng dậy, độ cao này muốn nhìn xuống phía dưới sợ là nhãn lực của hắn không thể, nhưng ánh mắt bọn chúng có quang mang, hắn có thể dễ dàng tìm được mục tiêu, thư tình, con có tâm, không biết hoàng thượng là đang khen con chuyện gì, nhưng ngày đó thật sự con không làm gì cả, thấy nàng giả bộ hồ đồ, hoàng đế cũng không nói ra, quay đầu lại nhìn người đang che khăn voan đỏ, thiên địa cũng đã bái, có phải nên sửa miệng hay không, phụ thân, tốt, một tiếng vang dội vô cùng, thật giống như hắn vẫn một mực chờ đợi một tiếng này vậy, bên kia vừa nói xong, bên này đã tiếp lấy lời, thái tử vừa cười vừa nói phụ hoàng, trang tỷ tỷ đều đã sửa miệng rồi, hồng bao của ngài đâu, cái này đương nhiên không thể thiếu, hoàng đế từ bên hông lấy ra một tấm hồng bao, rất mỏng, không biết bên trong là cái gì, không cần nghĩ nhiều, chỉ là một tâm ngân phiếu thôi, hiện tại ngay cả quốc khố cũng không giàu có bằng con đâu, ta cũng phải lưu một phần tài sản cho tiếu nhi nữa, tiền tuyến còn đang đánh giặc báo, tiền tuyến đang cho người tới đây, sao lại báo đến nơi này, mấy người nhìn nhau trong lòng đều có chút không hiểu nếu là tin tức tốt cũng thôi ngày vui sẽ càng thêm vui, nếu là tin tức xấu, vậy không phải là rủi ro sao, hoàng thượng vẫn ngồi yên trên ghế nó, người ở nơi nào, người truyền tin đã hôn mê rồi, tin tức là do vi thần lấy được trên người hắn, thống lĩnh cám vệ quân kim quý liếc mắt nhìn trang tiểu thư, vi thần thấy là tin mừng, nên liền chủ trương đưa lên đây, thỉnh hoàng thượng xem qua, tin mừng, ôn đức tiến lên tiếp nhận, cho dù chưa mở, trên phong thư quả thật có vẽ một đóa hồng mai, hoa Mai có nghĩa là mở ra tin vui, cho nên trên từng bức tin mừng đều sẽ vẽ một đóa hồng mai. Hoàng đế nhìn quanh lá thư, nhanh chóng mở ra xem, ý cười trong mắt hắn lại càng nhiều, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười to, "Thư Tình, con quả nhiên là phúc tinh của Đại Chu chúng ta, quân ta đại thắng, đã đoạt được lại phần đất bị chiếm đóng, khí thế rất mạnh, thừa thắng sông lên. Ha ha ha, từ tướng quân Quả Nhiên là gừng càng già càng cao, Tam Nhi cũng vô cùng anh dũng, lão Thiên Đối đãi không tệ với Trẫm, cho Trẫm một nhi tử tài năng ngập trời, lại có một con dâu tài giỏi, về sau có các con làm hậu phương, tiếu nhi thủ ở triều đình, lão tam sung phong ngoài biên cương, đại chu lo gì không thịnh, thiện, đại thiện, dù cho hiện tại có chết, chấm cũng sáng mắt, chiến tranh kéo dài suốt mấy năm rốt cục cũng thắng trận, ai lại không hưng phấn, nhưng bởi vì chuyện này do có trang thư tình sắp xếp, nàng lại càng chú ý, cũng đã quên mất hiện tại trên đầu đang có khăn voan đỏ, nên do phu quân vén lên, nàng chỉ cảm thấy vướng bận liền sốc lên hỏi đoàn đội được cử đi quan sát chiến trận như thế nào có người tham chiến không trạng thái bọn họ như thế nào có bao nhiêu người lui bước, có mấy người được khơi mào chiến ý, có bao nhiêu người muốn trở về, trên thiên thai yên tĩnh không một tiếng động, cả đám người nhìn về phía tân nương hồng y như lửa, trên mặt đỏ ửng kinh diễm, chàng thư tình còn chưa ý thức được có cái gì không đúng, thấy bọn họ đều không nói chuyện nàng lại tiếp tục truy vấn, việc này là chủ ý của ta, một tay ta thức đẩy, tốt hay xấu cũng phải để ta biết, hoàng đế nhìn về phía nhi tử, trên mặt hắn là cười rõ rõ ràng chiêm nhi hiện tại từ hôn có phải đã muộn rồi hay không bạch chiêm nhẹ bỗng liếc mắt nhìn hắn tiến lên đảo qua tin tức trả lời vấn đề của hữu phong người được cử đến xem có ba người tham chiến không người nào lùi bước ngược lại còn bị khơi màu chiến ý mong muốn được tham chiến nhưng bị từ công mậu áp chế lại nói xong liền đưa tin cho nàng trang thư tình nhìn tin tức cho dù là thư cung viết không thể rõ ràng như chỉ cố nói nhất thời cao hứng vô cùng xem đi cho người đi xem chiến đoàn là một chủ ý không sai có phải không người muốn làm chủ chiến trường phải là người có tâm huyết nổi lên chiến ý là chuyện tốt hồi âm lại cho từ tướng quân nói hắn tiếp tục ổn định vẫn chỉ để cho bọn họ ngồi xem tiếp tục kích thích tâm huyết của bọn họ ngày như vậy nói những lời này thích hợp sao không nhận được đáp lại nàng ngẩng đầu lên nhìn chỉ cố lại chỉ có thể nhìn ra ý cười trong mắt hắn chàng thư tình mạc danh kỳ diệu lại tiếp tục cúi đầu coi tin nhắn một lần nhưng đập vào mắt lại là một màu hồng sắc lúc này nàng mới nhớ ra bây giờ nàng đang thành thân nàng là tân nương tử mới vừa rồi nàng còn đang hành lễ nàng hẳn là phải chờ đến lúc chỉ cố nhấc khăn voan lên mới đúng, chứ không phải nàng tự ý kéo lên, trên đầu truyền đến động tĩnh, ngay sau đó, khăn voan đỏ lại được che tốt, bạch chiêm ôm lấy nàng rời khỏi thiên thai, một phu một thê đi xuống dưới, gió nhẹ phả lên mặt, hồng y thật dài phiêu giật trong không trung chuyện này ngày mai nói tiếp cũng không gấp, hôm nay, trong mắt của nàng chỉ nhìn ta, trong lòng chỉ có ta là đủ, trang thư tình vùi mặt vào vai nam nhân chỉ có thể tự an ủi trong lòng mình rằng hôm nay người ở trên thiên thai không nhiều lắm mất mặt cũng không tính lớn xuống khỏi thiên thai bạch chiêm cũng không đưa người và lại kiệu hoa mà ôm nàng phi thân lên ngựa hai người cùng cưỡi, kéo dây cương dục ngựa đi về phía trước trần nguyên vội vàng trần an đám đông hắn giọng cất cao nói bạch phủ có chuẩn bị rượu thỉnh chư vi đại nhân di giá ai dám không đi trần nguyên tuyệt không lo lắng hai năm trước bạch phủ đã không cần phải nhìn sắc mặt người khác bạch phủ hiện tại càng mạnh hơn hai năm trước gấp mấy lần có gì phải e ngại tối nay bỏ lệnh cấm bởi vì hôn sự này vô cùng được mọi người chú ý toàn thành tháp đầy đuốc chiếu cho kinh đô sáng như ban ngày biết đôi tân nhân đã rời đi hoàng cung đám người lại không tan ra ngày hỉ của bạch công tử nếu không hồi bạch phủ thì đúng là không nên nghe thấy tiếng vó ngựa lập tức liền nhìn thấy đôi nhân kia, bọn họ bây giờ vô cùng hấp dẫn tầm mắt mọi người, chúc bạch công tử, trang tiểu thư tình cảm vĩnh cố, bạch đầu dai lão, không biết là ai hô lên trước, một tiếng lại tiếp một tiếng, cuối cùng càng lúc càng lớn, tạo thành một thanh âm chỉnh tề hùng hậu, chúc bạch công tử, trang tiểu thư tình cảm vĩnh cố, bạch đầu dai lão, mãnh thú bị kích thích lại một lần nữa giống lên, trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành náo nhiệt vô cùng, nếu không phải tuấn mã hai người đang cưỡi là mã vương bạch chiêm tự mình thu phục nhiều năm trước, hơn nữa trang thư tình cũng rất chấn định, sợ là đã sớm thoát ly khỏi khống chế hướng tả quay đầu nhìn công tử, thả chậm bước chân, bạch chiêm cho dù lãnh tâm lãnh tình, nhưng khi thấy hôn sự của hắn và hiểu phong được nhiều người chúc phúc như vậy vẻ mặt hắn cũng không khỏi nhu lại mấy phần, nhìn khắp nơi nói lời cảm tả, như vậy càng khiến cho mọi người thêm hăng hái, tiếng la càng thêm vang dội trang thư tình chôn bà đầu vào trong lòng chỉ cố, cảm động và cao hứng vô cùng, thời khắc này đủ để khiến lòng người khác sâu nhiều năm, có lẽ về sau càng sẽ có trường hợp náo nhiệt hơn xảy ra nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng rằng, không ai có thể nhận được nhiều thật tâm chúc phúc của bọn họ như vậy, đồng tâm được như vậy, đội ngũ mang theo tràn ngập chúc phúc tiến vào bạch phủ, bạch chiêm ôm người bước qua chậu than, trực tiếp tiến nhập tân phòng, cất bước tới chiếc giường được phủ đầy long nhãn hoa sinh, trong phòng vô cùng yên tĩnh, như là chỉ có hai người tồn tại, trang thư tình vẫn luôn che khăn voan đỏ, tầm mắt bị cản trở rất không thoải mái, chưa đợi nàng oán giận, trước mắt liền rực sáng, Trang Thư Tình ngẩng đầu, chống lại tầm mắt ôn nhu của nam nhân, không hề buồn xỉn cho hắn một nụ cười đẹp nhất, ta có xinh đẹp không? Bạch Chiêm cúi đầu hôn lên mắt nàng, rất đẹp, Trang Thư Tình ngượng ngùng nắm lấy giá y, ta chỉ vẽ giá y là do tú nương trong cung làm ra, ta có thể cầm dao phẫu thuật, nhưng theo thùa lại rất kém, chàng không thể ghét bỏ ta, không chê nàng có làm không được cũng không sao nhìn ra bên ngoài bạch chiêm cọ cọ cái chán của nàng thấp giọng nói ta đi ra ngoài trước một lát nữa sẽ có tôn thất phu nhân đến đây nói chuyện với nàng còn có vị cô nương trúc gia kia nữa không cần khách khí với các nàng muốn nói thế nào thì nói như vậy không cần ủy khuất bản thân, có được không, có khi nào ta để bản thân chịu thiệt chưa, chàng thư tình đẩy đẩy hắn, chàng đi đi, bạch chiêm vừa mới đi, thanh phong liền bưng một chén rượu ngọt tiến đến, nam châu cầm lấy điểm tâm trong tay nàng, tiểu thư, ngài uống chút nước cho ấm áp, chàng thư tình đã sớm đói bụng, nhân dịp người còn chưa đến, liền ăn sạch những thứ này, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nha hoàn nhanh chóng thu thập sạch sẽ, chàng thư tình lau khóe miệng một chút, tư thái đã chuẩn bị xong, vô cùng đoan trang, trong các vị tôn thất phu nhân, người có thân phận cao nhất là nhạc vương phi, tất nhiên là người đi phía trước, trang thư tình rất rõ ràng, người nàng cần coi trọng, cũng chỉ có một vị này, những người khác, nàng thật không để vào mắt, nhạc vương phi đúng là một người trí tuệ, nói chuyện cũng rất ôn nhu, những người khác lại càng không dám làm khó dễ, chỉ biết nói lời dễ nghe, trang thư tình cũng trả lời hai câu sau đó ngừng một lát tuy rằng không rõ thân phận nhưng cũng ngầm để chu mạn giao tiến lại gần nàng một chút, ánh mắt nhạc vương phi lóe lên, không nói chuyện nữa bên trong tất cả nữ quyến của hoàng thất người có phân lượng nhất là trang thư tình vào trường hợp này nàng lại gọi trúc mạn giao tiến đến rõ ràng là có ý muốn cho nàng làm chỗ dựa kết hợp với tin tức gần đây nhất không còn nghi ngờ gì nữa trúc mạn giao này sẽ là thái tử phi trúc mạn giao cũng không có cảm thấy an tâm như trên mặt nàng thể hiện nàng chỉ đang cố gắng khiến bản thân tỏ ra thản nhiên trang tiểu thư là người mà nàng kính nể nhất ngoại trừ cha mẹ ra, đừng nói đến việc cùng trò chuyện với Trang Tiểu Thư trong lúc này, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa nàng sẽ không chối từ, nghe nói muội có học chút công phu, ngay cả học thức cũng không kém, về sau nếu không ngại thì học thêm cả quy củ đi, nói không chừng sau này sẽ cần, chu mạn giao không ngốc, bằng không sẽ không phải là người được Trang Thư tình lực chọn, ý tứ trong lời nói có nghĩa là Trang Thư tình vỗ vỗ tay này, ta rất thích tính cách của của muội, hy vọng sau này muội vẫn có thể bảo trì được tâm tính như cũ, nến đỏ mới cháy được một nửa, làm nổi bật một mảng mông lung trong phòng, ngay cả vẻ mặt hắn cũng càng có vẻ nhu hòa, trên đời này, đại khái không người nào so với nàng càng có thể biết được trái tim bên trong vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy có bao nhiêu mềm mại, những việc hắn làm có thể khiến lòng người có bao nhiêu ấm áp, đương nhiên, cũng không có người nào càng yêu nàng nhiều hơn hắn. Bạch Chiêm đang suy nghĩ gì đó, chậm rãi đi về phía nàng, hắn biết không thể gạt được thư tình, cho dù hắn có thả nhẹ bước chân như thế nào cũng không thể gạt được, hắn từng hỏi nàng vì sao lại có thể phát hiện được hắn nhanh như vậy, nàng nói, nàng nhận thấy hơi thở của hắn, đáp án này, khiến cho hắn vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào, toàn thân đầy mùi rượu, nước đã chuẩn bị tốt, nhanh đi tắm đi, trang thư tình đứng dậy, đi đến trước từ quần áo lấy trung y ra cho hắn nhanh đi không có nha hoàn hầu hạ chàng đâu về sau cũng không có tự mình làm đi bạch chiêm hôn hôn nàng nghe lời đi tắm rửa trang thư tình nhìn về phía giường trong lòng cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài của nàng đi đến bên giường ngồi xuống đầu giường đặt một cái hộp không cần mở ra nàng cũng biết bên trong là cái gì là thứ đại biểu cho trinh tiết không biết sẽ thu đến chỗ nào cũng không thể mất mang vào trong cung đi hay là tự mình thu hồi nghĩ ngợi lung tung một lát cũng không có đáp án nào có thể khiến nàng an tâm, một bàn tay cầm lấy chiếc hộp ném đi thật xa, chúng ta không cần cái này, tắm nhanh như vậy, trang thư tình chừng mắt nhìn hắn, trong lòng nàng âm thầm dùng sức vỗ tay, nhưng mà, sáng mai ma ma trong cung sẽ đến thu, làm sao bây giờ, hết thảy của nàng đều là của ta, ai dám có tư cách thu, khí phách, nàng thích trang thư tình dùng sức gật đầu là của chàng, thứ này đưa cho người khác ta cũng cảm thấy kỳ quái, bạch chiêm ngồi xuống bên người nàng, ôm người vào trong lòng, Hữu phong, Hữu phong, có thể lấy nàng làm vợ, cuộc đời này bạch chiêm ta sống không uổng, có thể gặp được chàng, có thể gả cho chàng làm vợ, là phúc phận của trang thư tình ta, trang thư tình cọ cọ lồng ngực của hắn, chỉ có ta thật may mắn khi có cơ duyên đi đến thế giới này, thế giới mà ta sinh ra kia, nguồn gốc của ta rõ ràng là ở nơi đó nhưng ta chỉ muốn ở bên cạnh chàng, nghĩ muốn điên rồi vậy, sau khi ăn bầy xong tất cả, ta thậm chí nghĩ, có phải hay không nếu như ta chết đi, nói không chừng hồn phách của ta sẽ trở về nơi này, nói không chừng sẽ còn một chút khả năng. Bạch Chiêm cũng nghĩ tới hơn 10 ngày mà Hữu Phong nằm mơ, đó là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, hắn nếm trải được tư vị của sự sợ hãi tột độ, không dám ngủ, không dám suy nghĩ, không dám rời đi nửa bước, ngay cả nháy mắt cũng không muốn, chỉ sợ bản thân sơ sẩy sẽ bỏ qua một chút động tĩnh của nàng, chỉ cần nghĩ đến những ngày này, tim của hắn liền đập ra tốc phải tận mắt nhìn thấy người mới có thể an tâm, hắn sợ hãi mất đi một người đến như vậy bạch chiêm hôn hôn vầng trán của nàng mi tâm khóe mắt chóp mũi cuối cùng là miệng tiếng nước giao hòa khiến cho không khí trở nên gợn sóng hữu phong hữu phong trang thư tình ôm lấy cổ hắn triển khai thân thể của mình hoàn toàn mở rộng thể xác và tinh thần của nàng đối với nam nhân này màn nhẹ buông không khí càng thêm nóng rực ánh nến lay động cảnh xuân mở ra sau khi cảm nhận được khoái nhạc cực hạn trang thư tình nghĩ tám thế trước nàng nàng khẳng định đã đầu thai làm người lương thiện cho nên mới có thể sống nhiều thêm một thế mới có thể nhận được toàn bộ cảm tình của nam nhân này có được giấc mộng của hầu hết mọi nữ nhân làm những chuyện ngay cả nghĩ các nàng cũng không dám nghĩ cỡ nào may mắn cả đời của nàng vẫn còn rất rất dài cho dù là gặp phải biến cố nào nàng nghĩ là nàng đều có đủ dũng khí để đối mặt chỉ cố chàng có muốn mãi mãi ở cùng với ta hay không không thể đi trước

không thể coi trọng người khác, nhất định không thể, có biết không, ta sẽ thương tâm mà chết. Bạch Chiêm nhìn về phía Hữu Phong, trên mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt nàng lại rất sáng. Hữu Phong, chúng ta dắt tay đến già, sinh cùng sinh, chết cùng huyệt. Trang thư tình cười đến chân mày cong cong, nam nhân này, tuy rằng hắn không biết lãng mạn là gì, nhưng lời nói ra lại là lời động lòng người nhất. Ừm, chúng ta sinh cùng sinh, chết cùng huyệt. Chương 232 phiên ngoại một trở về đầu tháng 5, mùa mưa vừa mới đi qua, mặt trời đã có chút nhiệt độ nhưng cũng không khiến mọi người cảm thấy khô nóng, đúng là thời điểm thoải mái nhất năm, vì vậy gần đây luôn có rất nhiều người mặc y phục xinh đẹp cùng bạn đi du ngoạn, xe ngựa xếp hàng dài ra khỏi thành cũng không hiếm thấy, nhìn từ xa, một hàng đội ngũ từ xa tiến đến, thủ vệ hai mặt nhìn nhau, bây giờ không phải thời gian công tử và tiểu thư trở về cũng không có nghe nói gần đây hội nguyên phủ có vị đại nhân nào muốn đến, là Trần quản gia của Bạch phủ, đội trưởng nhận được tin tức, liếc mắt liền nhìn thấy người đang dục ngựa tiến đến, cũng bất chấp những người khác nói cái gì, vội vàng tiến lên nghênh đón, hạ quan kính chào Trần quản gia, Trần Nguyên cũng không thoái thác, xoay người xuống ngựa chắp tay đáp lễ xe ngựa của công tử và phu nhân đã qua đặc chế phải mở lớn cổng thành thì mới có thể vào được công tử và phu nhân là bạch công tử và trang đại phu kiêu ngạo của hội nguyên phủ trong mắt tiểu đội trưởng đột nhiên vụt sáng nhịn không được hỏi nhiều hơn một câu bạch công tử và trang đại phu đã trở lại sao còn đi nữa không trần nguyên cười hắn thật có thể hiểu được vì sao phu nhân nhất định phải trở về hội nguyên phủ người ở nơi này tuy rằng cũng có chút thói hư tật xấu nhưng cũng là nơi hắn cảm thấy có tình người nhất, bọn họ tốt với một người thì ngay cả một lời khó nghe cũng không nghe thấy được, không đi, phu Nhân đã mang thai 5 tháng Nàng muốn trở về nơi này Mọi chuyện công tử đều theo nàng Hội nguyên phủ tốt Hội nguyên phủ so với kinh đô tốt hơn nhiều Tiểu đội trưởng cũng không dám Tiếp tục lôi kéo người nói chuyện Sau khi thi lễ liền dẫn Người đi mở cửa thành Nhìn hơn 10 chiếc xe ngựa lần lượt đi vào thành Không chút nghi ngờ Bạch công tử và trang tiểu thư Khẳng định là đang ở chiếc xe thứ tư Bởi vì chiếc xe này Nhìn qua cũng biết được những chiếc xe xe khác hoàn toàn không thể so sánh chờ khi cửa thành lần nữa được đóng lại binh lính thủ thành mới vây lại truy vấn thật sự là bạch công tử đã trở lại sao trang tiểu thư có trở về không ngốc bạch công tử và trang tiểu thư đã thành thân trang tiểu thư có thể không cùng bạch công tử trở về sao tiểu đội trưởng liếc mắt nhìn hắn trần quản gia nói trang tiểu thư đã có thai năm tháng về sau cũng sẽ không rời đi nữa có thai sao ngay cả một chút tin tức cũng không truyền ra hội nguyên phủ gần với kinh đô đối với những chuyện của trang tiểu thư lại càng cùng chú ý có chút động tĩnh gì sẽ lập tức truyền ngay đến nhưng chuyện trang tiểu thư có thai quả thật là ngay cả một chút tin tức cũng không thấy thành thân hơn một năm nhưng chưa thấy có đứa nhỏ không biết có bao nhiêu người đang thầm thay nàng lo lắng, tiểu đội trưởng vỗ vỗ tay áo, đây là việc vui, nhưng trang tiểu thư không phải chuyện gì cũng muốn để cho thiên hạ biết, người cũng không nghĩ lại coi, từ khi trang tiểu thư mặc kệ thế sự chuyên tâm làm đại phu cũng không có chuyện gì mới truyền đến, vậy cũng không phải, trước đó không lâu còn có tin nói trang tiểu thư cứu được một đứa nhỏ tim đã ngừng đập hai ngày rồi đó sao, tình thời gian, lúc đó trang tiểu thư cũng chỉ mới mang thai 3 tháng thôi Tiểu đội trưởng tính toàn trong lòng Thật đúng là như vậy Lấy thân phận của Trang Tiểu Thư Đứa nhỏ trong bụng kia nhất định là hoàng tử Cũng không thấy nàng tĩnh dưỡng ở nhà Mà vẫn làm đại phu trị bệnh cứu người Chật những người đang ngầm ghen ghét Trang Tiểu Thư Họ sẽ không bao giờ hiểu được Tại sao Trang Tiểu Thư lại người ủng hộ đến như vậy Trang Thư tình tất nhiên là không biết Tin tức nàng trở về đang được truyền đi với tốc độ rất mau, vừa tiến vào hội nguyên phủ, nàng liền vén mảnh lên nhìn ra phía ngoài, rõ ràng nàng ở nơi nàng cũng không lâu nhưng chỉ nơi nàng mới cho nàng cảm giác như trở về nhà, Hít thở cũng khiến cho tâm tình thoải mái, Bạch Chiêm cẩn thận vòng qua thắt lưng nàng, thấy ý cười trên mắt Trang Thư Tình, thanh âm hắn mềm đi rất nhiều, vui vẻ không, ừm, rất vui vẻ. Trang Thư Tình cầm tay hắn để lên bụng, vừa vào thành liền đá thật nhiều, đứa nhỏ khẳng định cũng thích nơi này, chỉ cần có thư tình, những thứ khác hắn cũng không quá để ý như vậy. Trang Thư Tình nào biết suy nghĩ trong lòng hắn, đối với nàng mà nói, đứa nhỏ không chỉ có huyết mạch tương liên mà còn khiến cho gia đình trở nên hoàn hảo, nàng lớn lên ở cô nhi viện, từ khi đến nơi này nàng chưa được hưởng thụ dù chỉ là một chút thân tình, chấp niệm của nàng so với bất cứ ai đều mãnh liệt hơn rất nhiều, mà đứa nhỏ là một thành viên không thể thiếu trong gia đình, vì vậy khi đó thành thân đã hơn nửa năm những không thấy động tĩnh gì nàng đã thất vọng rất nhiều, rõ ràng hai người vô cùng ân ái nhưng đứa nhỏ lại chậm chạp không đến, cũng may lão thiên gia đối với nàng không tệ xe ngựa dừng lại trước bạch phủ trước khi trở về một này hướng tả đã dọn dẹp thỏa đáng mọi thứ trong bạch phủ nhưng mà người trong bạch phủ vẫn còn rất nhiều sau chuyện ở kinh đô phần lớn mọi người đều trở về nơi này hiện đã vây quanh cửa phủ thực không có quy củ gì cả bạch chiêm ôm người xuống dưới lướt mắt đảo qua mọi người những cũng không thể ngăn trở ánh mắt chằm chằm của bọn họ nhìn về phía bụng của thư tình bọn họ kính sợ công tử không sai nhưng hải tử trong bụng phu nhân là tiểu chủ tử của bọn hắn sao có thể không nhìn nhiều vài lần a à? bạch chiêm nhíu chặt mi tâm có xúc động muốn đánh người trang thư tình kéo kéo vạt áo trước ngực hắn nhịn cười nói thả ta xuống dưới đi ta không thoải mái bạch chiêm không muốn nhưng cho tới bây giờ bạch chiêm đối với mỗi lời của thư tình đều coi như mệnh lệnh không thể từ chỉ đành cẩn thận để người xuống nhưng tay vẫn đỡ lấy không tha phía sau xe bước xuống hai người, không phải Thái Thượng Hoàng đã thoái vị và Thái Hậu thì còn là ai, tóc lão gia tử đã bạc đi không ít, tay chống quải trượng, trải qua một hồi điều dưỡng tinh thần và khi sắc đều rất tốt, Thái Hậu hứa thị đã sớm cởi bỏ hoa phục, chỉ mặc một thân xiêm y đơn giản màu vàng nhạt, dưới chân là một đôi giày vải màu xanh nhạt, thoạt nhìn tuyệt không giống như một lão nhân 50 tuổi, ngược lại càng giống như một phụ nhân quyến rũ, một đám người bạch phủ lúc trước không không nhận được tin tức có chút sững sờ, thế nào ngay cả lão gia tử cũng về rồi, bây giờ còn chưa đến tháng 11, thư tình, nơi này có chỗ cho ta không, sẽ không phải để ta đi nơi khác ở chứ, ở. Trong lòng ngài con là người bất hiếu như vậy sao, tất nhiên ngài muốn ở đâu thì cứ ở đó, muốn nghỉ ngơi ở đâu thì nghỉ ngơi ở đó chỉ cần ngài cao hứng, lão gia tử vừa lòng gật đầu, vỗ vỗ hứa thì âm trạng đang có chút khẩn trương để nàng có thể an tâm, Bạch thị tuy không được ghi vào tông điệp hoàng thất, thậm chí khi có Chiêm Nhi cũng không yêu cầu được truy phong, nếu không phải Chiêm Nhi và thư tình gật đầu, hắn quả thật không thể mang theo hứa thị đi vào đây là tôn trọng đối với bạch thị hắn cũng không muốn con trai và con dâu phải e ngại cũng may trước tới giờ con dâu luôn là người hiểu biết lý lẽ về phần nhi tử chỉ cần con dâu gật đầu hắn cũng không xen vào trang thư tình cầm tay nam nhân bên cạnh nàng cười cười với hắn việc này nàng đương nhiên sẽ không làm trái lại ý nguyện của chỉ cố trước kia đã nói với hắn trước nếu hắn cảm thấy làm như như vậy sẽ mạo phạm mẫu thân vậy nàng tất nhiên sẽ không cần đứng ra làm người tốt nhưng chỉ cố nói để nàng làm chủ đây cũng chính là đang ngầm đồng ý bằng không nàng sẽ không âm thầm nhắc nhở thái thượng hoàng mang theo phu nhân cùng đi chọn hứa phu nhân cũng là chuyện trong dự liệu càng là người nàng hy vọng được thái thượng hoàng lựa chọn cũng không thể để lão ra từ cô đơn một người nhưng cũng không có đạo lý nào lại khiến con dâu đi tìm nữ nhân cho cha chồng tốt nhất là để người tự chọn phu nhân vào phủ đi trước khi vào phủ trang thư tình nhìn quanh một lượt tòa nhà nàng đã sống hơn một năm kia nàng muốn trở về nơi đó nhưng nàng đã gả ra ngoài cũng không thể mang theo tướng công và cha chồng trở về ở tòa nhà kia nàng vốn định lưu lại cho thư hàn cho dù trước khi hắn trưởng thành là nàng mang theo hắn đến bạch phủ nhưng sau này hắn thành thân có thể nhi cũng chưa chắc sẽ muốn ở cùng nàng nơi đó là nhà của hắn khi trở về hội nguyên phủ về phần thư cố nàng sẽ tìm một chỗ thích hợp khác cho hắn tuy rằng người đệ đệ này không phải ruột thịt nhưng tình cảm bao năm về tình về lý nàng cũng phải tận lực xử lý không thể khiến để ấy nghĩ nàng xử sự, sự, không công bằng, còn có mẫn tỷ tỷ cũng nên lập gia đình, đồ cưới của tỷ ấy nàng cũng sẽ chuẩn bị phong phú, tay của nàng được một bàn tay ấm áp nắm lấy, nghĩ gì vậy, mau vào trong thôi, chàng thư tình lắc đầu, ta không thể ỉ vào chàng sủng ta mà không quan tâm đến mọi thứ, nơi đó quá nhỏ, không chứa được nhiều người như vậy. Bạch Chiêm nhìn nàng, thật sự không có việc gì, chàng cho người qua bên kia báo tin, bây giờ thư cố hẳn là đang ở chỗ của trần tiên sinh cũng cho người thông báo để ấy một tiếng còn có căn nhà bên kia đừng để bọn họ biết được tin tức do người ngoài truyền đến bạch chiêm quay đầu liếc mắt nhìn trần nguyên trần nguyên hiểu ý xoay người rời đi hướng tả lập tức thay thế chỗ của hắn bạch phủ hiện tại mọi người đều công nhận đại quản gia là trần nguyên nhị quản gia là hướng tả hơn nữa là bọn họ tự nguyên bạch chiêm và trang thư tình căn bản là chưa từng quản những chuyện này không nói kinh đô cho dù là đại chu hoặc ngay cả các quốc gia khác thuộc hạ có thể tự giác đến mức độ này cũng sợ là chỉ có người của bạch phủ mọi người đều rất nhanh đã nhận được tin tức trang thư cố trực tiếp xin phép tiên sinh rồi đi cùng người báo tin trang thư mẫn hơi thu thập một vài sau thứ cũng cùng theo tới thư cố tỷ tỷ về rồi có vui không trang thư cố hưng phấn kích động chỉ biết gật đầu tiểu gia hòa đã lớn lớn hơn một tuổi, có chút ngượng ngùng, chàng thư tình bật cười vẫy tay với hắn, lúc này hắn mới tiến lại, sờ sờ đầu của hắn, trang thư tình đánh giá hắn một hồi, gật đầu, cao lên, khí sắc cũng rất tốt, mẫn tỷ tỷ chiếu cố đệ rất tốt, còn tận tâm hơn nhiều so với tỷ tỷ như ta, muội sao có thể quản những chuyện này mỗi ngày, thư cố rất hiểu chuyện, chiếu cố đệ ấy cũng không phí bao nhiêu tâm tư, trang thư mẫn từ khi đến hội nguyên phủ đã thay đổi một trời một vực, khí chất hiên ngang kia đúng là bị ảnh hưởng hưởng từ trang thư tình nhìn bụng đã hiện ra ngoài trang thư mẫn giấu đi trong mắt hâm mộ có ốm nghén không thật sự không đi nữa ba tháng đầu có chút mệt mỏi ăn không vô nhưng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều ăn gì cũng thấy ngon nói xong trang thư tình thực cảm thấy đói bụng nhìn xung quanh một chút bạch chiêm lập tức hiểu tiến lên nói đã cho người đi làm, lập tức tới ngay, Trang Thư tình tươi cười với hắn, tiếp tục trả lời Trang Thư mẫn, không đi, chuyện ở Kinh Đô đã xử lý tốt, chúng ta không cần phải tiếp tục ở đó, Tân Hoàng đang cơ, chiếu cáo thiên hạ, Trang Thư mẫn tất nhiên cũng biết, tuy rằng hai năm nay nàng vẫn luôn sống độc lập, nhưng khi biết Thư tình thật sự trở về, nàng vẫn cao hứng vô cùng, không đi là tốt rồi, muội ở đây, trong lòng ta cũng an tâm, chương 233 phiên ngoại hai hoàn trang thư tình đã trở lại toàn thành oanh động nhưng cửa bạch phủ không phải ai cũng có thể vào lúc trước như vậy hiện tại còn có thái thượng hoàng ở nơi này hơn nữa nàng còn đang có mang thai những người có tư cách thăm hỏi cũng hạn chế lui tới tân hoàng đăng cơ không lâu cho dù tín nhiệm lẫn nhau trang thư tình ở trên phương diện này vẫn tận lực chú ý nhiều hơn sẽ không cùng những người có máu mặt ở hội nguyên phủ thường xuyên lui tới trừ bỏ hai nhà liễu từ còn một đám đại phu ở hạnh lâm ai cầu kiến nàng đều sẽ gặp một lần thời gian dài mọi người liền thăm dò nhân mạch của nàng biết y thuật của nàng lại có tiến triển người trong hạnh lâm ai cũng đều cao hứng có một vị đại phu như trang đai phu ai sẽ ngại nhiều nếu y thuật của đại phu càng có thể thông thấu người được lợi không phải dân chúng sao ngay sau đó đồng ra hai vị lão gia cũng đến hội nguyên phủ đây là nhà ngoại của trang đại phu tất nhiên đám người bao che khuyết điểm ở hội nguyên phủ cũng coi họ trở thành người một nhà cũng chỉ thiện ý chê cười nhị vị lão nhân đi theo cháu gái hưởng phúc không qua mấy ngày những người cùng đi theo tới cũng khiến cho mọi người giật mình, không chỉ có ba bốn người mà là cả một đội ngũ, rất nhanh liền có người nghe ngóng được rõ ràng, nói đều là người của Thái Y viện, chừng khoảng hơn 11 vị, cũng mang theo đệ tử và tiểu đồng, nhìn bộ dáng liền biết tính toán định cư lâu dài ở hội nguyên phủ, nhiều người đến như vậy hoàng thượng cũng chịu thả người, vinh chính vuốt tròm dâu cười, lão phu lớn tuổi, chút tâm tư cũng đã phai nhạt, hiện thời chỉ nguyện ý đi theo phu nhân để trau rồi y thuật, hoàng thượng nói những người cần ở trong cung thì cứ lưu lại một ít những đại phu y thuật cao minh đủ để chống đỡ thái y viện là đủ, chờ thêm mấy năm nữa thái y viện triệt để thay đổi, sợ là sẽ lại có mấy người lục tục đến đây, đến lúc đó phu nhân đừng ngại quá nhiều người, cầu còn không được sao có thể ngại nhiều người, trang thư tình nói ra ý tưởng trong lòng nàng ẩn giấu mấy năm qua, ta tính sẽ xây một trường y ở hội Nguyên phủ, mỗi một hệ là một khoa, mỗi khoa sẽ có một vị đại phu tinh thông khoa đó làm chủ nhiệm, ngoài ra sẽ có phó chủ nhiệm và trợ giảng, ví dụ như ta, ta thiên về ngoại khoa, ta sẽ là chủ nhiệm ngoại khoa hệ thứ nhất, Chu đại phu làm phó chủ nhiệm, phó chủ nhiệm có thể là một người cũng có thể là nhiều người, khi đã có một trình độ nhất định sẽ có thể thăng chức làm chủ nhiệm, như vậy sẽ có thể phát huy hết những khả năng của học sinh, cũng có thể tìm được chỗ hổng dễ dàng, nơi nào phát sinh có người tranh quyền đoạt lợi, ta có thể làm theo quy củ rõ ràng, nhưng nếu muốn hoàn toàn cho tránh việc này phát sinh thì lại không có khả năng, tranh đấu là thiên tính của mỗi người, nếu chư vị muốn theo ta làm chuyện này thì phải chuẩn bị tốt tâm lý, trừ phi quy ẩn thâm sơn, cùng núi non phong cảnh làm bạn, chứ trên đời này không có nơi nào là thế ngoại đào viên đám người vinh chính đứng dậy, xoay người thi lễ, ta nguyện ý đi theo trang tiểu thư, lại là trang tiểu thư, không phải phu nhân, thói quen này không biết dưỡng thành từ lúc nào, bình thường chỉ gọi nàng phu nhân, khi đến lúc nghiêm túc lập tức sẽ tự động sửa thành trang tiểu thư, không chỉ bọn họ, rất nhiều người khác cũng thế. Vinh chính đám người đứng dậy, xoay người thi lễ thật sâu, ta đương nhiên nguyện ý đi theo trang tiểu thư, may mắn là chỉ cố không có ở đây, đứng lên đi, bây giờ ta chỉ là một đại phu bình thường, đã sớm ly khai kinh đô, thân phận này cứ ném ở đó đi. Vâng, Vinh Chính lại ngồi xuống, cười nói, nếu bàn về ngươi lừa ta gạt, trên đời này có nơi nào so được với hoàng cung, chúng ta có thể toàn thân lui khỏi nơi đó. Những thứ khác thật đúng là không để vào mắt, trang thư tình bật cười, quả đúng là như vậy, hoàng cung là nơi tôn quý nhất, đồng thời cũng là nơi có nhiều oan hồn nhất, ta đã cho người chọn nơi thích hợp để xây trường học, việc này tạm thời cứ như vậy, trước đó, các ngươi liền cùng mấy vị đại phu ở hội nguyên phủ luận bàn y thuật trước đi, bọn họ không phục các ngươi, nói như vậy các ngươi cũng sẽ không phục bọn họ, thay vì đấu tranh, ta thích nghe ngóng trước, vinh chỉ lập tức liền hiểu ý tứ của trang thư tình gật đầu xác nhận nếu như tranh đấu đã không thể tranh né vậy thì nắm chắc trong tay cũng tốt, một phái ở kinh đô có hắn, nói vậy ở hội nguyên phu cũng là người trang tiểu thư lựa chọn tốt, có nắm chắc, khi tranh đấu mới có thể cùng nhau xúc tiến, chứ không phải kết cục trở mặt thành thù, trang thư tình chọn người đứng đầu phái ở hội nguyên là sư huynh Lưu Thanh Quân, sư phụ của Trình Kha Tô Vĩnh Nguyên, tuy rằng không gặp mặt nhiều, nhưng khi điều tra, trang thư tình phát hiện người này vô cùng thích hợp trở thành người đứng đầu, hắn không phải người có tài sản lớn nhất nhưng danh vọng của hắn ở hạnh lâm lại cực cao chưa kể đại đệ tử trình kha của hắn lại là người vô cùng tài năng hơn nữa không một y quán nào có thể cự tuyệt hắn phải biết rằng có một sư phụ như thế nào mới dạy ra được một đồ đệ như thế đó tuy rằng không thiếu những vị đại phu có suy nghĩ cổ quái nhưng nàng cảm thấy tô vĩnh nguyên là người duy nhất có thể đứng đầu đám đại phu ở Hạnh Lâm, nếu người khác biết nàng nghĩ như vậy nhất định sẽ nhắc nhở nàng, đại phu ở hội nguyên phủ ai ai cũng đều tin phục nàng, người mà tất cả đại phu trên thiên hạ tin phục, ngoài trang thư tình ra chẳng thể nào là ai khác, nếu không có nàng, trường y không có khả năng được mở cửa, đem tay nghề kiếm cơm của mình dạy cho một đám đại phu khác, cho dù là vĩnh chính trong lòng cũng không dứt khoát được như vậy, nói đến cùng, rốt cuộc trường y cũng có thể mở cửa vào thời điểm bạch duy an được một tuổi rưỡi Bạch Duy An sinh ra cũng không quá thuận lợi, Trang Thư Tình chịu đau hai ngày một đêm mới sinh ra hắn, cũng không biết có phải vì ở trong bụng nàng thời gian quá dài hay không mà Bạch Duy An phát dục có chút chậm chạp, bây giờ nhìn bé đã một tuổi rồi mà vẫn chưa biết đi, bé cũng rất ít nói, phản ứng đối với người khác cũng chậm chạp hơn một chút, tựa như ứng nghiệm lời Trang Thư Tình đã từng nói qua, Bạch Chiêm mọi thứ đều hơn người, nàng làm người hai thế, thanh danh vô cùng lớn nhưng trường tử của bọn họ lại ảm đạm vô quang nàng đương nhiên cũng có chút khổ sở nhưng tinh thần lại không xa suốt tựa như nàng đã từng nói, nàng sinh nhiều hơn vài đứa trẻ, lão thiên cũng không thể đem trí tuệ tất cả những đứa nhỏ của nàng giấu đi, chỉ cần một người thông minh cũng có thể bảo vệ các huynh đệ tìm muội khác, hội nguyên phủ không người nào mà không tiếc hận, có người tâm tư bất chính, ngầm có ý ghen tị nói lời ba hoa, nói trang thư tình làm nhiều chuyện thất đức nên con cháu mới không có phúc phận, nói đây là báo ứng, nhưng sau khi bị dân chúng ngoài sáng trong tối thu thập vài lần, ngay cả thanh âm cũng không phát ra một câu, dám nói, đương nhiên phải có can đảm chịu bị thu thập, sau này còn ai dám hát nước bẩn lên người của Bạch Phủ, chỉ là mấy vị chủ tử từ trước đến nay chưa hề nghe lọt tai mấy lời này, trang thư tình càng không để ý việc trưởng tử không tuệ truyền vào tai hoàng đế hạ nhân theo chủ lại càng không đặt những người đó vào mắt nơi bình tĩnh nhất hội nguyên phủ lại là bạch phủ thời gian lâu dần việc này liền thành cấm kỵ chuyện trường tử bạch phủ không còn bị người nào nhắc tới duy an không có nhũ mẫu trang thư tình tự minh nuôi nấng bé dùng vạn phần nhẫn nại dạy bé cho dù bé không có phản ứng nàng cũng không buông tay đứa nhỏ của nàng không ngốc chỉ là phản ứng chậm một chút mà thôi thanh danh của bé không thể giống cha mẹ cũng không sao chờ khi bé thích ứng với thế giới này mỗi ngày đều có thể sống được tự tại là tốt rồi bạch chiêm đối với duy an không có bao nhiêu cảm tình nhưng mỗi khi bé bị bệnh cần người chiếu cố hắn đều có mặt thường xuyên sẽ giúp một tay cứ như vậy tình yêu thương tất nhiên sẽ phải có với hắn mà nói con của hắn không cần thiết phải thông minh hắn sẽ không để bất kỳ ai thoát khỏi tầm che chở của hắn ai cũng không thể mảy may thương tổn đến hắn Thà thái thượng hoàng ngay từ đầu có chút thất vọng theo suy nghĩ của hắn một đôi phu thê độc nhất vô nhị như vậy đứa nhỏ nhất định sẽ hào quang vạn trượng trí tuệ không người nào theo kịp nhưng đứa nhỏ này lại hắn mỗi ngày đều nhìn thấy phu thê bọn họ dụng tâm chiếu cố đứa nhỏ từng ly từng tí hơn nữa tuy rằng đứa nhỏ có chút phản ứng chậm nhưng đến 3 tuổi cũng đã biết gọi cha mẹ, đứa nhỏ cho tới bây giờ đều rất yên tĩnh, trên người vĩnh viễn là sạch sẽ yên tĩnh, trong trí nhớ của hắn, đứa trẻ này cực ít khóc, khiến người lớn bớt lo rất nhiều, nhất là khi nói chuyện với người khác, bé sẽ dùng cặp mắt đen bóng nhìn người, khi hắn vui vẻ, buồn rầu thích nghe hay không thích nghe sẽ đều thể hiện hết trên ánh mắt, muốn nói đứa nhỏ này không thông minh mình, hắn kỳ thực một chút cũng không tin, hắn vẫn luôn luôn tin tưởng, đứa nhỏ này chỉ là chưa tới thời điểm thông suốt, đến một lúc nào đó nhất định bé sẽ rất thông minh, đứa nhỏ càng lớn, hắn càng cảm thấy như vậy, cho đến khi hắn lâm chung, hắn rốt cục xác định được điểm này, hắn đi không hề dự liệu, hứa thị vì hắn đi mà không chống đỡ nổi ngất đi, trong phòng chỉ còn một mình hắn, đột nhiên thân thể giống như được nâng dậy, ít hầu lại không thể phát ra tiếng, Duy An 12 tuổi đột nhiên xuất hiện, nắm chặt lấy tay hắn nói, tổ phụ, ngài an tâm yên nghỉ, lão phu nhân sẽ được chiếu cố chu đáo, đại chu ít nhất sẽ trăm năm không xảy ra chiến sự, ngài không cần phiền lòng, mơ hồ nghe thấy được âm thanh của xiềng xích, mơ hồ thấy được từ hư không có người đang hành lễ trước tôn tử, mơ hồ thấy được hứa thị đi tới, thái thượng hoàng miễn cưỡng nhếch lên khóe miệng, yên tâm nhắm mắt lại, tùy ý cho linh hồn phiêu tán, cả đời này của hắn có lỗi với rất nhiều người, nhưng lão thiên gia lại chưa từng bạc đãi hắn, khiến hắn khi tuổi già còn có thể nhận hết được niềm vui gia đình, còn có tâm đưa hứa thị đến làm bạn với hắn, đời sau, những người đó không cần phải gặp lại hắn, đời sau, hắn muốn giống như Chiêm Nhi, đối với một người thật tốt tốt cả đời, thái thượng hoàng băng hà, di thể được đưa về kinh đô chôn cất tại Hoàng Lăng, mà lúc này, Trang Thư Tình đã mang thai 4 tháng, cho dù sắp lâm bồn, nàng vẫn không yên lòng, không nói Thái Thượng Hoàng ở chung mấy năm nay, hai người so với cha chồng nàng dâu còn giống như phụ thân và nữ nhi ruột, một giường cuối cùng, nàng cam tâm tình nguyện đến đưa, Bạch Chiêm cũng ngăn cản không được, lúc này bọn họ đã có bốn đứa nhỏ, ba nam một nữ, khác với lão đại, ba đứa nhỏ khác đều cực kỳ thông minh, mấy năm nay y thuật của Trang Thư Tình có chút thả chậm tâm tư của nàng tất cả đều đặt trên người bốn đứa nhỏ nàng không sợ đứa nhỏ của mình ngốc nghếch nàng chỉ sợ những đứa nhỏ này quá thông minh người thông minh ngược lại sẽ lầm người lầm mình cũng may tình cảm của mấy đứa nhỏ vô cùng tốt một đám đều coi việc chiếu cố đại ca trở thành trách nhiệm của mình ngay cả tứ nhi mới bốn tuổi cũng như thế có cái gì ăn ngon đều nhớ để cho đại ca một phần ngày đó nếu nàng đi tin rằng cục diện huynh đệ tàn sát sẽ không phát sinh bọn nhỏ sinh trong một gia đình như vậy có thể làm được đến thế cũng đủ rồi nàng không bắt buộc quá nhiều bạch phủ người người để tang liếc mắt nhìn lại nơi nào cũng đều là màu trắng ngày mai lập tức muốn lên đường hồi kinh đêm nay bạch chiêm thủ tại linh đường cả đêm trang thư tình cũng cả đêm không ngủ lúc này cũng đang ở trong linh đường cùng với hắn chỉ cố trừ nàng ra đối với bất luận người nào cũng đều lạnh nhạt nhưng dù sao cũng là phụ thân ở chung hơn 10 năm sao không thể không có cảm tình nàng cũng không nói lời gì an ủi chỉ cùng bồi bên cạnh hắn hai người mười ngón tay đan vào nhau ánh mắt hồng hồng ngồi trước linh đường đốt vàng mã cha nương là trưởng tử bởi vì lão đại có chút đặc thù hai người đối với hắn so với ba đứa nhỏ kia cũng để bụng vài phần nghe thấy thanh âm vội vàng quay đầu lại trang thư tình chưa nhìn ra cái gì nhưng bạch chiêm lập tức liền nhận ra vấn đề ánh mắt an nhi chưa từng sâu như vậy không phải loại sâu đến âm trầm, mà là thuần đen, đen không thấy đáy. Bạch Duy An như không cảm giác được phụ thân đề phòng, bưng một chén nước như có chứa gì đó đưa cho mẫu thân, nương, người uống cái này đi, trên đường đi muội muội cũng có thể an ổn. Trang thư tình ngốc lăng, nghẹn họng chân chối nhìn con trai lớn nhất Duy An của nàng, sao đột nhiên lại trở nên, trở nên trong lúc nhất thời, trang thư tình cũng không biết hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy nhi tử như thay đổi cả người đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng tựa như tất cả gông xiềng trên người hắn trước đây đều phá vỡ đại ca nương nhớ muội muội sao bạch duy an ngồi xổm xuống hôn lên chán bé một cái ánh mắt ôn nhu sờ sờ đầu tứ nhi những chuyên 12 năm nay hắn đều nhớ rõ cha mẹ đối với hắn đều rất dụng tâm đệ đệ và muội muội đều đối với hắn vô cùng tốt cũng là vì vậy mà hắn mới có thể từ trong mơ hồ tỉnh lại ân nương hoài muội muội chờ muội muội sinh ra đệ chính là tiểu ca ca bọn nhỏ kỳ thực cũng rất tranh thủ tình cảm nhưng trang thư tình dạy bọn nhỏ rất khá cũng sẽ không vì muội muội mới sinh mà bớt đi một phần sùng ái một phần của cái nào cả mấy huynh đệ tìm muội đều ôm tâm tình chờ mong mẫu thân có thể tiếp tục sinh cho bọn họ một đệ đệ hoặc muội muội vừa nghe nói là muội muội tứ nhi bạch duy thụy vô cùng cao hứng tam nhi là cô nương duy nhất lại càng cao hứng vô cùng nếu không phải tình huống bây giờ không đúng nàng đã sớm nhảy lên hừ hừ có muội muội nàng sẽ không cần làm nữ nhi duy nhất trong nhà, vài người tiến lên cùng nhau cẩn thận biểu đạt hưng phấn, Bạch Duy An nhìn về phía mẫu thân, "Nương, uống cái này đi, bằng không tiểu muội muội sẽ không chống đỡ nổi đến kinh đô." Đối với đứa nhỏ của mình, cho dù không giống với lúc trước, nhưng Trang thư tình cũng cho hắn toàn bộ tín nhiệm, đem chất lòng ấm áp trong chén uống sạch toàn bộ, Bạch Chiêm cũng không có ngăn cản, thiện ác trên đời này nhất là hướng gió không có khả năng che giấu được hắn, đã là thiện ý, Bạch Chiêm không có tìm cách ngăn cản, thu hồi đề phong lúc trước, trên giường lên kinh, biểu hiện của Bạch Duy An càng khiến hắn xác định, đứa con trai lớn này không biết vì sao bỗng nhiên lại trở nên thông minh, đem chuyện bên ngoài phân tích chính xác đến tinh vi, nghe xong lời đánh giá của Trần Nguyên, hắn thật yên tâm không tiếp tục hỏi đến, quy định của đại chu tang sự của hoàng thượng phải sau 36 ngày mới có thể hạ táng hoàng lang mấy năm trước cũng đã xây tốt sau khi có tin tức của thái thượng hoàng lập tức nhanh chóng đi an bày sau khi quỳ lạy trước linh cữu liền thấy chu chi tiếu đang nói chuyện với bạch chiêm ánh mắt rừng trên người nàng mắt hắn đỏ hồng khom người thi lễ trang tỷ tỷ trúc thị cũng hành lễ với nàng trang thư tình đỡ chu chi tiếu một chút tiến lên kéo tay chúc mạn dao mệt mỏi không cố gắng nữa cũng không còn sức không thể trì hoãn nhiều ở đây thời gian sau sợ là sẽ kiệt sức, dù mệt cũng không thể mệt bằng tỷ tỷ, quan hệ hai nhà thân mật thường có thư từ lui tới, chúc mạn giao cũng đang có mang, bây giờ Sao thì còn đi ra ngoài làm gì, trang thư tình nhìn trưởng tử cách đó không xa, cười cười với hắn, ta không sao, nhiều người hầu hạ ta như vậy, chưa ăn chút khổ cũng không sao cả, dù có người hầu hạ, nhưng sức khỏe vẫn phải chú ý dù sao cũng đi đường dài như vậy, chúc mạn giao nhìn về phía hoàng thượng, chờ hắn quyết định, làm phu thê nhiều năm, nàng biết mình ở trong lòng hồng thượng cũng có chút địa vị nhưng nàng càng biết, ở trong lòng hoàng thượng, địa vị trang tỷ tỷ không người nào có thể so sánh được, mặc kệ là tình cảm nam nữ hay tỷ đệ, trang tỷ tỷ ở trong lòng hắn đã là một vết son không thể xóa mờ, nhưng với nàng, hắn như vậy cũng đã đủ, hậu cung cũng chỉ ít ỏi mấy người, thời gian một tháng thì có hơn phần nửa hoàng thượng ở chỗ của nàng, ngâm thơ thưởng nguyệt giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, khi nàng có thai hắn cũng ít đi đến nơi của những vị khác càng dành nhiều thời gian làm bạn với nàng, cho dù hắn không thể giống Bạch công tử đời này chỉ cần một người nhưng nàng cũng đã thấy đủ, hoàng thượng như vậy là nhờ có trang tỷ tỷ dạy dỗ, nàng cảm kích cũng tôn kính, phần tôn kính này giống như nữ nhi đối với nhà mẹ đẻ, đến bây giờ cũng không hề thay đổi, chuyện trong kinh ta đều đã sắp xếp xong xuôi, bây giờ không vội, nghỉ ngơi một canh giờ rồi trở về cũng không sao, trang thư tình cũng không bắt buộc, vẫy tay ý bảo trưởng tử tiến đến, an nhi, chào hoàng thúc đi, bạch duy an biết trong lòng mẫu thân nghĩ gì, thảm nhiên tiến lên hành lễ. Duy An gặp qua Hoàng Thúc Chu Chi Tiếu vẫn nhớ rõ ràng thời điểm lúc trước hắn gặp qua Bạch Duy An, nhớ rất rõ ràng Duy An khi đó không giống như bây giờ, nếu nói là Duy An lúc trước là đang ẩn giấu, hắn là người thứ nhất không tin, nếu một hài tử từ lúc sinh ra đến 10 tuổi có thể ẩn giấu đến mức như vậy, không phải thiên tài cũng là quái vật, trang tỷ tỷ cũng không phải người như vậy nàng không cần thiết phải giấu giếm, kéo người qua nhìn một hồi, chu chi tiếu trần chờ hỏi, Duy An đây là, vào thời điểm phụ thân qua đời đột nhiên thông suốt, cũng không biết có phải là phụ thân phù hộ hay không, trang thư tình sờ sờ đầu đứa nhỏ, lúc này tiểu nam hải đã cao hơn nàng, ánh mắt ôn nhu, đúng rồi, thư hàn không tới sao, chu chi tiếu cũng không chú ý nhiều đến Duy An, đáp lời nói hắn muốn đi, nhưng ta lưu hắn lại kinh đô để tọa chấn, đây chính là tín nhiệm giữa quân thần, sợ là thiên hạ cũng hiếm thấy, trang thư tình lắc lắc đầu, cũng không nói gì nữa, thư hàn cũng đã làm phụ thân, nàng chỉ cần biết để ấy vẫn luôn tiến về phía trước, biết con đường hắn đi vẫn luôn bằng phẳng là tốt, không cần hỏi nhiều cũng không quản nhiều, tùy ý tự tại, nghỉ ngơi một canh giờ, đội ngũ lại khởi hành, quá trình mai táng mệt mỏi lại mất nhiều thời gian trang thư tình đang có mang nên được rất nhiều người chiếu cố không chỉ bạch chiêm vợ chồng hoàng thượng hoàng hậu cho dù nhạc vương ra cũng không cho nàng đi bộ trong thời gian dài mấy đứa nhỏ đi theo trang thư tình cũng để cho bọn nhỏ được tận hiếu trước linh đường chỉ đem trưởng tử lưu lại bên cạnh có chút lời nàng muốn giao phó muốn nói ra lại trần chờ vài ngày nay không thể nói ra miệng bạch duy an không đành lòng nàng ngày ngày cân nhắc những việc này vì vậy hôm nay liền chủ động mở miệng nương con đều hiểu người yên tâm đi chuyện người lo lắng sẽ không phát sinh nhi tử sẽ bảo vệ đệ đệ và muội muội trong tất cả mọi mặt ngài nhất định sẽ con cháu đầy đần hưởng hết niềm vui gia đình phúc khí ngài tích góp được ít nhất có thể phủ ấm bạch gia hai trăm năm bạch gia sẽ luôn luôn rất tốt lời tuy nói có chút mơ hồ nhưng trang thư tình lại cảm thấy an nhi nói là thật bạch phủ thật sự có thể an ổn ít nhất hai trăm năm là thật như thế lão thiên đã nợ ta nhiều như vậy nhưng mà nương cũng không thể quản xa như vậy nương chỉ cần các con có thể hòa thuận vui vẻ ánh mắt trang thư tình nhìn trưởng tử ngày càng sáng an nhi những chuyện nương đã trải qua ngay bản thân cũng có chút mơ hồ vì vậy cũng không truy vấn con điều gì chỉ hy vọng con có thể đi trên con đường thích hợp với mình đường đường chính chính làm người những thứ khác nương đều sẽ không can thiệp quá nhiều có thể đáp ứng nương sao nương nhi tử chỉ muốn trông chừng bạch ra không có chí hướng gì lớn, muốn nói đến tương lai, nương, nhi tử muốn học y với người, về sau nhi tử cũng muốn làm một đại phu như ngài vậy, uy danh ở Bạch Phủ đã có các huynh đệ tìm muội chống lấy, nhi tử chỉ không muốn làm mất đi danh vọng của ngài là đủ rồi, trang thư tình cười mị mắt, đương nhiên, chỉ cần con nguyện ý học trong bốn đứa con, cuối cùng cũng có một đứa nhỏ nguyện ý kế thừa y bát của nàng, nàng sao có thể mất hứng, Bạch Chiêm đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy nữ từ cười đến thoải mái, ánh mắt thanh lãnh lập tức nhu hòa xuống, tầm mắt rời về phía trường tử, chống lại ánh mắt nhu hòa của đối phương, trong lòng đều tràn ngập ấm áp, cha, hy nhi muốn đi vào, bạch chiêm tránh ra một bước, ba sao thì còn đi ra ngoài làm gì? chàng thư tình nhìn trưởng tử cách đó không xa cười cười với hắn. ta không sao, nhiều người hầu hạ ta như vậy, chưa ăn chút khổ cũng không sao cả. dù có người hầu hạ nhưng sức khỏe vẫn phải chú ý. dù sao cũng đi đường dài như vậy. trúc mạn giao nhìn về phía hoàng thượng chờ hắn quyết định làm phu thê nhiều năm. nàng biết mình ở trong lòng hồng thượng cũng có chút địa vị nhưng nàng càng biết, ở trong lòng hoàng thượng, địa vị trang tỷ tỷ không người nào có thể so sánh được, mặc kệ là tình cảm nam nữ hay tỷ đệ, trang tỷ tỷ ở trong lòng hắn đã là một vết son không thể xóa mờ, nhưng với nàng, hắn như vậy cũng đã đủ, hậu cung cũng chỉ ít ỏi mấy người, thời gian một tháng thì có hơn phần nửa hoàng thượng ở chỗ của nàng, ngâm thơ thưởng nguyệt giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, khi nàng có thai hắn cũng ít đi đến nơi của những vị khác càng dành nhiều thời gian làm bạn với nàng, cho dù hắn không thể giống bạch công tử đời này chỉ cần một người nhưng nàng cũng đã thấy đủ, hoàng thượng như vậy là nhờ có trang tỷ tỷ dạy dỗ, nàng cảm kích cũng tôn kính, phần tôn kính này giống như nữ nhi đối với nhà mẹ đẻ, đến bây giờ cũng không hề thay đổi, chuyện trong kinh ta đều đã sắp xếp xong xuôi, bây giờ không vội, nghỉ ngơi một canh giờ rồi trở về cũng không sao, trang thư tình cũng không bắt buộc, vẫy tay ý bảo trưởng tử tiến đến, an nhi, chào hoàng thúc đi, bạch duy an biết trong lòng mẫu thân nghĩ gì, thảm nhiên tiến lên hành lễ duy an gặp qua hoàng thúc chu chi tiếu vẫn nhớ rõ ràng thời điểm lúc trước hắn gặp qua bạch duy an nhớ rất rõ ràng duy an khi đó không giống như bây giờ nếu nói là duy an lúc trước là đang ẩn giấu hắn là người thứ nhất không tin, nếu một hài tử từ lúc sinh ra đến 10 tuổi có thể ẩn giấu đến mức như vậy, không phải thiên tài cũng là quái vật, trang tỷ tỷ cũng không phải người như vậy, nàng không cần thiết phải giấu giếm, kéo người qua nhìn một hồi, chu chi tiếu trần chờ hỏi, duy an đây là, vào thời điểm phụ thân qua đời đột nhiên thông suốt, cũng không biết có phải là phụ thân phù hộ hay không, trang thư tình sờ sờ đầu đứa nhỏ, lúc này tiểu nam hải đã cảm cao hơn nàng ánh mắt ôn nhu đúng rồi thư hàn không tới sao chu chi tiếu cũng không chú ý nhiều đến duy an đáp lời nói hắn muốn đi, nhưng ta lưu hắn lại kinh đô để tọa chấn, đây chính là tín nhiệm giữa quân thần, sợ là thiên hạ cũng hiếm thấy, chàng thư tình lắc lắc đầu, cũng không nói gì nữa, thư hàn cũng đã làm phụ thân, nàng chỉ cần biết để ấy vẫn luôn tiến về phía trước, biết con đường hắn đi vẫn luôn bằng phẳng là tốt, không cần hỏi nhiều cũng không quản nhiều, tùy ý tự tại, nghỉ ngơi một canh giờ, đội ngũ lại khởi hành, quá trình mai táng mệt mỏi lại mất nhiều thời gian. An, chàng thư tình đang có mang nên được rất nhiều người chiếu cố không chỉ bạch chiêm vợ chồng hoàng thượng hoàng hậu cho dù nhạc vương ra cũng không cho nàng đi bộ trong thời gian dài mấy đứa nhỏ đi theo trang thư tình cũng để cho bọn nhỏ được tận hiếu trước linh đường chỉ đem trường tử lưu lại bên cạnh có chút lời nàng muốn giao phó muốn nói ra lại trần chờ vài ngày nay không thể nói ra miệng bạch duy an không đành lòng nàng ngày ngày cân nhắc những việc này vì vậy hôm nay liền chủ động mở miệng nương con đều hiểu người yên tâm đi, chuyện người lo lắng sẽ không phát sinh, nhi tử sẽ bảo vệ đệ đệ và muội muội trong tất cả mọi mặt, ngài nhất định sẽ con cháu đầy đần, hưởng hết niềm vui gia đình, phúc khí ngài tích góp được ít nhất có thể phủ ấm bạch gia 200 năm, bạch gia sẽ luôn luôn rất tốt, lời tuy nói có chút mơ hồ, nhưng trang thư tình lại cảm thấy an nhi nói là thật, bạch phủ thật sự có thể an ổn ít nhất 200 năm, là thật như thế, lão thiên đã nợ ta nhiều như vậy nhưng mà nương cũng không thể quản xa như vậy Nương chỉ cần các con có thể hòa thuận vui vẻ, ánh mắt trang thư tình nhìn trưởng tử ngày càng sáng, An Nhi, những chuyện nương đã trải qua ngay bản thân cũng có chút mơ hồ, vì vậy cũng không truy vấn con điều gì, chỉ hy vọng con có thể đi trên con đường thích hợp với mình, đường đường chính chính làm người, những thứ khác nương đều sẽ không can thiệp quá nhiều, có thể đáp ứng nương sao? Nương, nhi tử chỉ muốn trông chừng bạch gia không có chí hướng gì lớn, muốn nói đến tương lai, nương, nhi tử muốn học y với người, về sau nhi tử cũng muốn làm một đại phu như ngài vậy, uy danh ở Bạch Phủ đã có các huynh đệ tìm muội chống lấy, nhi tử chỉ không muốn làm mất đi danh vọng của ngài là đủ rồi, trang thư tình cười mị mắt, đương nhiên, chỉ cần con nguyện ý học trong bốn đứa con, cuối cùng cũng có một đứa nhỏ nguyện ý kế thừa y bát của nàng, nàng sao có thể mất hứng, Bạch Chiêm đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy nữ tử cười đến thoải mái, ánh mắt thanh lãnh lập tức nhu hòa xuống, tầm mắt rời về phía trường tử, chống lại ánh mắt nhu hòa của đối phương, trong lòng đều tràn ngập ấm áp, cha, hy nhi muốn đi vào, bạch chiêm tránh ra một bước, ba.